Tác phẩm Chuông Nguyện Hồn Ai Tác giả Hemingway Người đọc Phương Minh Chương 1 Anh nằm sắp trên mặt đất màu nâu phủ đầy lá thông trong rừng Cầm tựa vào đôi cánh tay gập lại Cao cao trên đỉnh đầu anh Gió thổi trong ngọn thông sườn núi nơi anh nằm dốc xuôi thoai thoải mé dưới thì dựng đứng từ đó có thể nhìn thấy một con đường trải nhựa đen ngoằn ngoèo bò qua đèo một con suối chảy men bên đường và xa xa phía dưới đèo anh nhìn thấy một xưởng cưa bên bờ suối và nước ở chỗ đập đổ xuống trắng xóa trong ánh nắng hè anh hỏi xưởng cưa đó phải không phải tôi không nhớ ra đó Họ mới xây từ khi anh đi. Xưởng cũ ở xa dưới nữa, phía dưới đèo. Anh dở bản đồ tham mưu chụp lại trải ra mặt đất và chăm chú xem. Ông cụ già, người thấp nhưng khỏe mạnh, mặc một chiếc áo khoác đen của nông dân và một chiếc quần giải xám dày cộp. Đi giày giải đế bệnh thừng, ghé nhìn qua vai anh. Ông cụ thở hổn hển vì vừa leo núi, và đặt bàn tay lên một trong hai chiếc ba lô mà hai người đã mang lên tới đây. Thế từ chỗ này không nhìn thấy cầu à? Không. Ông cụ trả lời. Chỗ này đều không dốc mấy, suối chảy từ từ. Dưới nửa chỗ đường ngoặt khuất sau đám cây, đều dốc hẳn xuống. Và ở đó có một cây khe rất hẹp. Tôi nhớ ra rồi. Dắt ngang khe là cái cầu. Trạm gác của chúng nó ở đâu? Ở chỗ xưởng cưa mà anh nhìn thấy kia có một trạm gác. Người trẻ tuổi đang xem xét địa hình, lấy ở trong túi áo sơ mi dạ màu kaki đã bạc phết ra một cái ống nhòm. Anh lấy khăn tay lau mắt kính, dặn ống kính cho đến khi đột nhiên anh nhìn thấy rõ ràng xưởng cưa và cả cái ghế dài đặt bên cửa. Một đống mặt cưa phía sau cái nhà trống, ở đó đặt chiếc máy cưa dòng và một phần con đường dốc để kéo gỗ từ trên núi xuống ở bên kia bờ suối. Qua ống kính, con suối hiện ra sáng rõ và phẳng lặng và dưới dòng nước đổ từ đập xuống, gió thổi bọt bay tung tóe. Không thấy có lính gác nhỉ? Ông cụ già nói, có khói ở xưởng cưa bốc lên và có cả quần áo phơi trên một cái dây. Tôi có thấy, nhưng không thấy có lính gác. Có lẽ nó đứng trong bóng râm. Ông cụ già giải thích, giờ này ở đó nóng lắm, có lẽ nó đứng trong bóng râm về phía cuối, chúng ta không nhìn thấy. Có lẽ thế, trạm gác sau trạm này ở chỗ nào? Dưới cầu, ở chỗ cái lều của người phu sửa đường, chỗ cây số 5 tính từ đỉnh đèo xuống. Anh chỉ vào xưởng cưa, ở đó chúng nó có bao nhiêu người? Hình như có bốn đứa và một thằng cai. Thế còn ở dưới? Nhiều hơn, tôi sẽ hỏi được. Thế còn ở cầu? bao giờ cũng có hai đứa mỗi đứa ở một đầu chúng ta sẽ cần đến một số người đó cụ có thể tập hợp được bao nhiêu anh em anh muốn bao nhiêu cũng có hiện nay trong núi có rất nhiều người bao nhiêu hơn một trăm nhưng họ chia thành từng nhóm nhỏ anh cần bao nhiêu tôi sẽ nói với cụ sau khi điều tra xong cái cầu anh có muốn điều tra ngay bây giờ không không bây giờ thì tôi muốn tới chỗ chúng ta sẽ giấu số thuốc nổ này cho đến lúc dùng đến Tôi muốn có một chỗ giấu chắc chắn, nếu có thể được, không cách xa cầu quá nửa tiếng đồng hồ. Ông cụ bảo, dễ thôi, từ chỗ mà chúng ta sẽ tới có thể đi thẳng xuống cầu, nhưng bây giờ thì phải leo khá vất vả mới tới đó. Anh có đói không? Người trẻ tuổi nói, có, nhưng chúng ta sẽ ăn sao? Tên cụ là gì? Tôi quên mất rồi. Đối với anh thì quên như thế là một dấu hiệu không hay. Anselmo, tên tôi là Anselmo, quê ở Paco de Avila, để tôi giúp anh mang cái ba lô này. Người trẻ tuổi dáng cao mảnh khảnh, tóc vàng que, mặt rám nắng, mặc một chiếc sơ mi dạ đã bạc, một chiếc quần nông dân và đi giày đế bệnh thừng. Anh cúi xuống, luồn tay vào quai da, xốc chiếc ba lô nặng lên vai. Anh luồn nốt tay vào quai kia, xốc lại ba lô trên lưng. Chỗ áo anh đeo ba lô lúc nãy còn đẫm mồ hôi. Anh nói: "Xong rồi, đi thế nào bây giờ đây?" Anselmo nói: "Leo lên." Người cuối gặp dưới chiếc ba lô nặng, mồ hôi nhễ nhại, hai người hì hục leo lên trong rừng thông trên sườn núi. Người trẻ tuổi không thấy có đường mòn, họ leo ngoằn ngoèo trên sườn núi, lội qua một con suối nhỏ, và ông cụ tiếp tục leo lên trước một cách vững vàng men theo bờ suối đầy đá sỏi dốc mỗi lúc càng dựng đứng và khó leo đến một chỗ dòng suối từ trên đỉnh một tảng đá nhẵn lì cao ngất đổ xuống ông cụ dừng lại dưới vách đá và chờ người trẻ tuổi tới thế nào không sao người trẻ tuổi trả lời người anh đầm đìa mồ hôi bắp thịt đùi dần giật vì leo dốc anh ở đây chờ tôi để tôi đi trước báo tin không nên để cho họ bắn vào anh với cái của nợ anh đang mang trên lưng. Dù là để đùa cũng không nên. Có xa không? Không, gần ngay đây thôi. Tên anh là gì? Roberto. Người trẻ tuổi trả lời và tháo ba lô ra, nhẹ nhàng đặt xuống giữa hai hòn đá bên bờ suối. Vậy thì Roberto, anh hãy chờ tôi ở đây, tôi sẽ quay lại tìm anh. Dân, nhưng có phải cụ định đi xuống cầu bằng đường này hay không? Không, bao giờ đi xuống cầu thì sẽ đi bằng đường khác ngắn hơn và dễ hơn tôi không muốn để những đồ này xa cầu quá rồi anh sẽ liệu xem nếu anh không đồng ý thì chúng ta sẽ tìm một chỗ khác để xem thế nào người trẻ tuổi đáp anh ngồi xuống bên những chiếc ba lô và nhìn ông cụ leo lên vách đá leo lên không khó lắm và cứ nhìn ông cụ tìm chỗ bấu víu không cần phải mò mẫm cũng đủ biết ông đã leo qua chỗ này mấy lần rồi tuy nhiên những người ở phía trên đã cẩn thận không để lại một dấu vết gì cả người trẻ tuổi tên là robert jordan đã đói lắm rồi và cũng lo anh đã nhiều lần bị đói nhưng thường anh chẳng để ý vì anh không hề bận tâm đến những chuyện có thể xảy ra với anh qua kinh nghiệm anh biết rằng đi lại sau lưng địch ở vùng này không khó gì có một người dẫn đường tốt thì đi lại trong vùng địch hoặc vượt qua chiến tuyến địch là một chuyện rất dễ chỉ khi nào quá bận tâm đến việc xảy ra cho bản thân mình trường hợp mình bị bắt thì cái đó mới gây khó khăn cho công việc và quyết định nên tin ai cũng là một chuyện khó khăn cần phải hoặc tin hoàn toàn hoặc không tin gì hết những người cùng cộng tác với mình và phải quyết định về sự tin cậy của mình anh không lo tới vấn đề đó nhưng có những vấn đề khác Ông cụ Anselmo này là một người dẫn đường tốt và đất thảo đi núi. Robert Jordan đi bộ cũng khá. Thế mà đi theo ông cụ từ tờ mờ sáng đến giờ, anh đã biết rằng theo nỗi cụ thật là mệt như tử. Cho đến lúc này, anh rất tin cụ Anselmo, tin về đủ mọi thứ, trừ về khả năng nhận xét. Anh chưa có dịp thử thách khả năng đó của ông cụ. Nhưng dù sao, nhận xét là trách nhiệm của anh. Không, cụ Anselmo không làm cho anh phải lo ngại và vấn đề cái cầu cũng không có gì khó khăn hơn nhiều vấn đề khác. Anh biết cách phá bất cứ một loại cầu nào và anh đã phá nhiều cầu đủ các cỡ các kiểu. Anh có đủ thuốc nổ và mọi dụng cụ cần thiết trong hai cái ba lô đủ để phá gọn cái cầu này dù nó có to gấp hai lần như cụ Anselmo đã cho biết. Như anh đã nhớ, vì anh đã có lần đi qua cầu khi quốc bộ đến La Granja năm 1933, và như Gonzer đã tả lại cho anh rõ, đêm hôm kia tại căn phòng trên gác tòa nhà gần Escorial, dưới ánh đèn, đầu cạo trọc, đầy sẹo, tay cầm bút chì chỉ vào tấm bản đồ lớn, Gonzer bảo anh, phá cái cầu này không có gì là khó, Đồng chí hiểu không? Dân, rõ. Hoàn toàn không có gì là khó, chỉ có phá cầu không thôi sẽ là một thất bại. Dân, thưa đồng chí đại tướng, phá cầu đúng lúc, đúng giờ đã định cho cuộc tấn công, đó mới là việc cần phải làm. Tất nhiên đồng chí cũng thấy rõ là như thế, tùy đồng chí tìm cách làm thế nào cho được thì làm. Gonzer nhìn cây bút chì rồi gõ gõ nó vào răng, Robert Jordan không nói gì cả. Gonzer gật đầu, nhìn anh nói tiếp. Đồng chí hiểu rằng tùy đồng chí làm thế nào cho được thì làm. Rồi cầm bút chì gõ lên bản đồ. Nói rằng tôi phải thực hiện việc đó như thế nào thì không thể nào nói được. Thưa đồng chí đại tướng, tại sao vậy? Gonzer bực mình. Tại sao à? Đồng chí đã từng thấy biết bao nhiêu cuộc tấn công rồi mà còn phải hỏi tại sao à? Có gì đảm bảo rằng lệnh của tôi sẽ không bị thay đổi? Có gì đảm bảo rằng cuộc tấn công sẽ không có lệnh bãi bỏ đi? Có gì đảm bảo rằng cuộc tấn công sẽ không bị quản lại? Có gì đảm bảo rằng cuộc tấn công sẽ chỉ bắt đầu trong vòng 6 tiếng đồng hồ sau giờ đã ấn định? Đã có một cuộc tấn công nào tiến hành đúng như quy định bao giờ chưa? Robert Jordan nói, cuộc tấn công này sẽ bắt đầu đúng giờ nếu đây là cuộc tấn công của đồng chí. Gozer nói, không bao giờ có cuộc tấn công nào là của tôi cả. Tôi tổ chức cuộc tấn công nhưng không phải là của tôi, pháo binh không phải là của tôi. Tôi phải can thiệp mới có và không bao giờ người ta lại cho tôi những cái tôi cần đến, dù là người ta có. Mà những việc đó chỉ là những cái ít quan trọng nhất, còn nhiều việc khác nữa. Đồng chí cũng biết họ là những người như thế nào rồi, không cần phải đi sâu vào những việc đó làm gì. Bao giờ cũng là có chuyện. Bao giờ cũng có kẻ đến đâm ngang vào. Chắc là bây giờ đồng chí hiểu rồi chứ. Robert Jordan hỏi. Vậy thì khi nào cần phá cầu? Sau khi bắt đầu tấn công. Ngay sau khi bắt đầu tấn công, chứ không được phá trước. Như vậy để cho quân tiếp diện không thể tới bằng đường này được. Gonzer cầm bút chì chỉ vào bản đồ. Tôi cần phải biết chắc chắn là không có quân từ đường này tới. Thế bao giờ thì tấn công? Tôi sẽ cho đồng chí biết. Nhưng đồng chí phải coi ngày giờ này chỉ là để biết chừng mà thôi. Khi đó đồng chí đã phải sẵn sàng. Đồng chí sẽ phá cầu sau khi cuộc tấn công bắt đầu. Rõ chưa? Gonzer cầm bút chì chỉ. Đây là con đường độc nhất chúng có thể đưa quân tiếp diễn tới. Đây là con đường độc nhất chúng có thể đem xe tăng hay pháo binh hay xe vận tải tới chỗ đèo tôi tấn công. Tôi phải biết chắc là chiếc cầu không còn nữa. Không phải trước khi tấn công vì địch có thể sửa lại kịp nếu cuộc tấn công bị hoãn không phải nổ cầu khi bắt đầu tấn công và tôi cần được biết chắc chắn rằng cầu đã bị phá ở đó chỉ có hai tên lính gác người sẽ cùng đi với đồng chí cũng vừa ở vùng đó tới anh em cho biết đó là một người rất đáng tin cậy đồng chí sẽ thấy người đó có đông anh em ở trong núi đồng chí cần bao nhiêu người cứ việc lấy lấy càng ít càng hay nhưng cũng phải cho đủ tôi không cần phải nói với đồng chí về những điều đó làm thế nào để biết được cuộc tấn công đã bắt đầu? Sẽ có cả một sư đoàn tấn công. Có máy bay ném bom chuẩn bị chiến trường. Đồng chí không điếc đó chứ. Vậy thì tôi có thể cho rằng khi máy bay ném bom là cuộc tấn công đã bắt đầu chứ. Gonser lắc đầu. Không nên lúc nào cũng nhất định cho là như thế. Nhưng trong trường hợp này thì có thể được. Đây là cuộc tấn công của tôi. Robert Jordan nói. Tôi đã rõ, Thật khó mà nói được là tôi rất thích cái việc này. Tôi cũng vậy. Nếu đồng chí không muốn nhận, đồng chí cứ nói thẳng ngay ra. Nếu đồng chí thấy không làm nổi, đồng chí cũng cứ nói thẳng ngay ra. Robert Jordan nói, tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm được. Gonzer nói, tôi chỉ cần biết có thế thôi, không để cho bất cứ cái gì lọt qua cầu đó, tuyệt đối như vậy. Rõ. Gonzer tiếp, tôi không ưa yêu cầu người khác làm những việc như thế này và theo cái kiểu này tôi không thể ra lệnh bắt đồng chí làm được tôi biết tôi đưa ra những điều kiện đó thì sẽ buộc đồng chí phải làm gì tôi trình bày cẩn thận để đồng chí hiểu và hiểu rõ những khó khăn có thể xảy ra và tầm quan trọng của công việc này thế đồng chí đã làm thế nào để tiến đến la ranza khi cầu đã bị phá sau khi chiếm được đèo chúng tôi sẽ đến sửa lại cầu đây là một cuộc hành binh rất phức tạp và rất lý thú lý thú và phức tạp như tất cả các lần khác kế hoạch được thảo ra ở madrid một tác phẩm nữa của vicente rojo một vị giáo sư hẩm hiu tôi chỉ huy cuộc tấn công và cũng như mọi lần với những lực lượng không đủ tuy nhiên rất có triển vọng tôi hài lòng hơn mọi lần nhiều một khi chiếc cầu bị phá hủy thì rất có thể thành công chúng ta có thể chiếm lấy segovia đây này tôi sẽ chỉ cho đồng chí thấy nó sẽ tiến triển như thế nào đồng chí thấy không không phải ở chỗ đỉnh đèo nơi chúng ta tấn công chúng ta chỉ giữ đỉnh đèo chỗ tiến đánh ở xa hơn nhiều đồng chí xem đây đây như thế này robert jordan nói tôi muốn không được biết những điều đó thì hơn tốt lắm như thế càng nhẹ mình khi sang phía bên kia phải không tôi muốn không bao giờ biết là hơn cả như vậy thì dù có xảy ra chuyện gì, cũng không phải là tôi đã nói ra. Tốt hơn là không nên biết. Gonzer cầm bút chì gõ vào trán. Nhiều lần chính tôi cũng muốn không biết, nhưng còn về cái cầu này thì đồng chí đã biết rõ những điều cần biết rồi chứ. Dân, rõ. Tôi tin là đồng chí đã rõ. Tôi sẽ không diễn thuyết gì với đồng chí đâu. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau uống một cốc. Nói nhiều làm tôi thấy khác rồi đấy. Đồng chí Jordan à. Tên đồng chí gọi bằng tiếng Tây Ban Nha nghe thật là ngộ. Đồng chí ho đào. Thưa đồng chí đại tướng, thế Gonzo đọc sang tiếng Tây Ban Nha thì ra thế nào? Hô giờ. cười, nói ồ ồ trong cổ họng như người bị ho vì lạnh. Hô Ông hoàng hoạt như quả. Đồng chí đại tướng Hốt Giá tôi mà biết trước được họ đọc tên Gonzo bằng tiếng Tây Ban Nha như thế nào, thì tôi đã chọn một tên hay hơn trước khi sang đây đánh nhau. Cứ nghĩ rằng tôi sang đây để chỉ huy một sư đoàn và có thể chọn bất cứ một tên nào cũng được. Thế mà tôi lại đi chọn cái tên Hosea, tướng Hosea. Nhưng bây giờ thì muộn mất rồi, không đổi được nữa. Đồng chí có thích công tác partisan không? Đó là tiếng Nga dùng để chỉ công tác du kích ở địch hậu. Rất thích. Robert Jordan cười trả lời. Sống ở ngoài trời rất khỏe. Gonzer bảo tôi cũng vậy khi bằng tuổi đồng chí tôi cũng rất thích nghe nói đồng chí phá cầu rất giỏi rất khoa học đó chỉ là những lời đồn thôi còn bản thân tôi chưa được thấy đồng chí làm cái gì bao giờ mà có lẽ cũng chưa chắc là đã có gì thật thật đồng chí đã phá cầu đó chứ bonzer bây giờ bông đùa và cầm một cốc rượu tây ban nha đưa cho robert jordan uống đi có thật là đồng chí đã phá cầu không đôi khi cũng phá được với cái cầu này thì đồng chí không nên đôi khi gì cả thôi không nói đến cái cầu nữa đồng chí đã biết đủ về cái cầu đó rồi chúng ta rất đúng đắn nên chúng ta rất có thể tán nhảm được này đồng chí có nhiều cô bạn ở phía bên kia chiến tuyến không không tôi không có thời giờ để tâm đến các cô tôi không đồng ý với đồng chí công tác càng không chính quy thì đời sống càng không chính quy đồng chí có một công tác rất là không chính quy đồng chí cũng cần cắt tóc đi. Tôi sẽ cắt tóc khi nào cần thiết. Robert Jordan thà chết chứ không muốn có cái đầu trọc lóc như tướng Gonzer. Anh nói giọng khó chịu. Không có các cô gái tôi cũng có nhiều điều phải suy nghĩ lắm rồi. Robert Jordan hỏi. Tôi cần phải mặc quân phục gì? Không cần quân phục gì cả. Tóc đồng chí để thế được lắm. Tôi nói đùa đấy. Đồng chí thật không giống tôi. Gonzer vừa nói vừa rót thêm rượu vào cốc. Đồng chí chỉ không nghĩ đến gái thôi à? Tôi chẳng nghĩ đến cái gì cả. Nghĩ làm gì? Tôi là tướng xô giết mà. Tôi không bao giờ nghĩ ngợi cả. Đừng có tìm cách bắt tôi phải nghĩ. Một người trong ban tham mưu của tướng Gonzer ngồi trên một cái ghế đang vẽ bản đồ trên một bản vẽ. Cầu nhầu nói với Gonzer bằng thứ tiếng mà Robert Jordan không hiểu. Gonzer trả lời bằng tiếng Anh. Im đi, tôi thích tôi cứ nói đùa. Chính vì tôi rất đứng đắn nên tôi có thể nói đùa được. Bây giờ đồng chí uống đi rồi đi thôi. Đồng chí đã hiểu rõ cả rồi chứ. Dân, rõ. Hai người bắt tay nhau. Robert Jordan chào rồi xuống nhà lên một chiếc xe của bộ tham mưu. Trong xe có ông cụ già nằm ngủ chờ anh. Chiếc xe đó đã đưa họ theo con đường qua Guadarrama. Ông cụ vẫn ngủ rồi lên con đường đi Navaserada đến căn nhà gỗ của câu lạc bộ leo núi. Robert Jordan ngủ lại đó 3 tiếng đồng hồ rồi lại lên đường. Đó là lần cuối cùng anh gặp Gonzo với bộ mặt trắng kỳ dị không bao giờ rám nắng, với cặp mắt dọ, mũi to, môi mỏng và đầu cạo trọc đầy nếp nhăn và sẹo. Tối mai trước cửa Escorial, họ sẽ xếp hàng dọc theo con đường tối trong đêm tối, các xe vận tải chở đầy bộ binh, xếp thành những hàng dài. Binh sĩ mang nặng vũ khí sẽ leo lên xe. Các trung đội liên thanh chuyển súng lên xe. Xe tăng bò qua sắp thành hàng dài bên bờ đường, mở đường cho sư đoàn tiến quân trong đêm tối tiến đánh đường đèo. Anh không muốn nghĩ đến những cái đó. Đó không phải là công việc của anh. Đó là công việc của Gonzer. Anh chỉ có một việc làm và anh phải suy nghĩ về việc đó, phải suy nghĩ một cách sáng suốt, bình tĩnh đón chờ mọi việc xảy ra và không lo lắng. Lo lắng cũng tai hại như sợ và chỉ làm cho công việc thêm khó khăn. Giờ đây anh ngồi bên bờ suối nhìn dòng nước trong chảy giữa những hòn đá. Bên kia bờ có một bè cải son dày. Anh lội qua suối, hái hai nắm nhúng xuống dòng suối, rửa rễ cho sạch bùn rồi trở lại ngồi xuống bên ba lô ăn nắm rau lá xanh mát và sạch thân giòn mùi hăng hăng cay cay anh quỳ xuống bên bờ suối hất khẩu súng lục về phía sau lưng để khỏi bị ướt chống hai tay lên hai hòn đá cúi xuống uống nước lạnh buốt anh chống tay ngẩng lên quay đầu lại trông thấy ông cụ đang đi từ trên vách đá xuống Cùng đi với ông cụ có một người cũng mặc chiếc áo đen kiểu nông dân và chiếc quần xám, gần như là một thứ đồng phục ở vùng này. Chân đi giày đế bệnh thần, trên vai đeo một cây súng trường. Người đó để đầu trần, cả hai leo xuống thoang thoát như dê. Hai người đến gần, Robert Jordan đứng dậy. Anh mỉm cười nói với người đeo súng. Chào đồng chí. Người kia vẻ mặt miễn cưỡng. Chào, Robert Jordan nhìn con người có bộ mặt nặng nề, râu lởm chởm, bộ mặt gần như tròn và liền tịch chế chai. Mắt người đó bé và cách xa nhau, tai nhỏ và bẹp sát với đầu, thân hình lực lưỡng cao đến gần một thước tám, chân tay đều thô, mũi gãy, một bên mép có một vết sẹo chạy qua từ môi trên đến hàm dưới, trông rõ dưới đám râu mọc lởm chởm. Ông cụ hất hàm về phía hắn ta rồi mỉm cười nói Đây là ông chủ ở đây Rồi gặp cánh tay lại như muốn làm nổi bắp thịt lên Ông cụ nhìn người đeo súng nửa tháng phục nửa diễu cợt Một người rất khỏe Robert Jordan nói Tôi đã thấy Và anh lại mỉm cười Anh thấy không có cảm tình với vẻ mặt của người đó Và trong thâm tâm không muốn cười chút nào cả người đeo súng hỏi anh có gì để chứng minh về anh robert jordan mở cái kim băng cài trên nắp túi áo sơ mi dạ bên trái lấy ra một tờ giấy gập và đưa cho người đó hắn mở ra xem với một vẻ nghi ngờ rồi mân mê tờ giấy trong tay robert jordan để ý anh chàng này không biết đọc anh bảo anh hãy xem con dấu ông cụ chỉ vào chỗ đóng dấu và người đeo súng chăm chú nhìn tay vẫn mân mê tờ giấy dấu gì thế này anh không thấy bao giờ à không có hai dấu một dấu của ctb cục tình báo quân sự dấu kia là của bộ tổng tham mưu ừ tôi đã thấy cái dấu này nhưng ở đây chỉ có tôi chỉ huy thôi rồi người đó nói tiếp với vẻ mặt lầm lầm trong ba lô có gì thế thuốc nổ đấy ông cụ nói vẻ tự hào hôm qua chúng tôi đã vượt tuyến trong đêm tối và đã đeo chỗ thuốc nổ này mang lên núi người đeo súng nói thuốc nổ à tôi dùng được rồi trao trả robert jordan tờ giấy và chăm chú nhìn anh tốt tôi cần đến thuốc nổ anh đem đến cho tôi bao nhiêu robert jordan bình tĩnh trả lời tôi không mang thuốc nổ đến cho anh thuốc nổ để dùng vào việc khác tên anh là gì anh hỏi làm gì ông cụ nói tên là pablo người đeo súng khó chịu nhìn cả hai người robert jordan nói hay lắm tôi đã được nghe người ta nói nhiều cái tốt về anh pablo hỏi anh nghe người ta nói gì về tôi tôi được nghe nói anh là một người chỉ huy du kích giỏi trung thành với chế độ cộng hòa và đã tỏ rõ lòng trung thành của mình bằng hành động anh là một người vừa đứng đắn lại dũng cảm. Tôi xin chuyển tới anh lời chào của Bộ Tổng Tham Mưu. Pablo hỏi, anh nghe thấy nói thế ở đâu? Robert Jordan nhận thấy hắn không hề xúc động trước những lời khen nịnh của anh. Anh nói, tôi nghe thấy nói vậy từ Buitrago đến Escorian tức là tất cả dùng bên kia chiến tuyến. Pablo bảo, tôi không quen ai ở Buitrago mà cũng chẳng biết ai ở escorial cả bên kia núi có nhiều người trước kia không ở đó anh quê ở đâu avila anh định dùng thuốc nổ để làm gì để phá một cái cầu cầu nào đó là việc của tôi nếu là ở trong khu vực này thì là việc của tôi không thể phá cầu ngay gần chỗ ở được phải ở một nơi hoạt động một nơi khác tôi biết công việc của tôi hiện nay sau một năm trời ai còn sống được thì phải là người biết rõ công việc của mình Robert Jordan nói. Đây là công việc của tôi. Chúng ta sẽ có thể bàn với nhau chuyện này. Anh mang đỡ ba lô hộ chúng tôi được không? Không. Pablo lắc đầu nói. Ông cụ quay ngoắt về phía hắn và giọng giận dữ nói rất nhanh bằng một thứ thổ ngữ mà Robert Jordan chỉ hiểu được chút ít. Anh nghe như đọc sách Guevedo. Anselmo nói thứ tiếng cổ dùng Casti và đại ý như sau. Mày là đồ xuất sinh hả? Đúng, mày là một con vật hả? Đúng, đúng quá đi rồi, mày có đầu óc không? Không, chẳng có một chút nào cả. Này, chúng ta đến đây vì một công việc tối hệ trọng, thế mà mày chỉ vì cái chỗ ở của mày, mày không muốn bị quấy rầy đến, mày đã đặt cái hang cáo của mày lên trên lợi ích của nhân loại, trên lợi ích của dân tộc mày. Tôi thế này với thế nọ, cái thằng bố mày. Cầm cái lô này lên. Pablo cúi đầu nhìn xuống đất, hắn nói: ai cũng chỉ làm được cái có thể làm được trong phạm vi thật có thể làm được thôi tôi sống ở đây và hoạt động ở phía bên kia segovia nếu anh gây chuyện ra ở đây chúng tôi sẽ bị quét ra khỏi vùng núi này chúng tôi không hoạt động gì ở đây mới có thể sống được trong vùng núi này đó là nguyên tắc của con cáo anselmo chua chát nói phải đó là nguyên tắc của con cáo nhưng mà chúng tao thì lại cần có chó sói pablo nói tôi còn chó sói hơn cụ và Robert Jordan hiểu ngay rằng hắn sẽ cầm lấy ba lô. Anselmo nhìn hắn. Hi hô, mày chó sói hơn tao, nhưng tao đã 68 tuổi rồi. Ông cụ nhổ toẹt xuống đất rồi lắc đầu. Robert Jordan hỏi. Cụ nhiều tuổi thế rồi à? Anh thấy bây giờ đã có thể tạm ổn và tìm cách làm cho tình hình dịu đi. Đến tháng 7 này là 68. Pablo nói, nếu chúng ta còn sống được đến tháng 7 rồi bảo Robert Jordan để đó tôi đeo hộ anh cái ba lô này ông cụ sẽ mang cái kia hắn không còn dễ khó chịu nữa nhưng lại có chiều buồn bã ông cụ ấy già nhưng mà còn khỏe lắm Robert Jordan nói để tôi mang cái ba lô này cho không ông cụ già bảo để đó cho con người khỏe này mang Pablo nói để tôi mang trong thái độ thờ thẫn của hắn có một vẻ gì buồn buồn làm robert jordan thắc mắc anh đã từng biết cái buồn đó và thấy nó ở đây làm cho anh lo ngại anh bảo thế đưa cái súng cho tôi pablo đưa súng cho anh anh khoác lên vai và hai người kia đi trước cả ba nặng nề leo lên vách đá đến đỉnh họ tới một khoảng rừng thưa rộng cỏ xanh rờn họ men theo một bãi cỏ nhỏ và Robert Jordan bây giờ không phải mang ba lô nữa, bước đi thoải mái. Cây súng đeo trên vai tuy cứng nhắc, nhưng còn dễ chịu hơn khi đeo chiếc ba lô nặng đã làm anh toát mồ hôi. Anh để ý thấy cỏ bị gặm cục ở nhiều chỗ và có những vết cọc đóng xuống đất. Anh còn thấy một lối mòn trên cỏ, đường dẫn ngựa ra suối uống nước và nhiều phân ngựa còn tươi chắc hẳn họ buộc ngựa ở đây cho ăn ban đêm rồi ban ngày lại đem dấu vào trong bụi cây anh thầm nghĩ không biết pablo có bao nhiêu ngựa lúc này anh nhớ ra rằng có để ý mà không hiểu được vì sao quần pablo mòn nhẵn bóng ở chỗ đùi và đầu gối anh nghĩ không biết hắn có ủng hay là cưỡi ngựa với cái quần Albagatas đó hẳn là hắn phải có đủ bộ đồ cưỡi ngựa nhưng mà mình không ưa cái vẻ buồn bã của hắn cái vẻ buồn đó không tốt đó là cái buồn của những người sắp sửa rời bỏ hàng ngũ hoặc sắp phản bội cái buồn trước sự tan rã phía trước có tiếng ngựa hí trong bụi cây qua các thân cây thông màu nâu chỉ có một ít ánh sáng lọt vào xuyên qua những ngọn cây rậm lá gần chạm nhau robert jordan trông thấy một tàu ngựa quay bằng dây thừng buộc quanh các thân cây đang ngựa hết đầu nhìn về phía đoàn người đi đến ngoài vòng dây dưới một gốc cây, yên ngựa xếp thành đống, trên phủ một tấm giải bạc. Đến gần, hai người mang ba lô dừng lại, và Robert Jordan hiểu rằng họ muốn để cho anh ngắm ngựa. Anh nói, đàn ngựa đẹp thật, và quay lại phía Pablo, anh có đủ cả, các kỵ binh nữa. Trong dòng dây có năm con ngựa, ba con ngựa hồng, một con đen và một con đỏ que. Sau khi nhìn cả năm con một lượt, Robert Jordan nhìn kỹ từng con một. Pablo và Anselmo biết rõ đàn ngựa này hay dở thế nào. Và trong khi Pablo đứng thẳng người triều mến nhìn đàn ngựa vẻ tự hào và bớt buồn bã, thì ông cụ làm như đó là một điều bất ngờ gì lớn mà chính bản thân ông cụ đã đột nhiên phát hiện ra. Ông cụ hỏi, anh thấy những con ngựa này thế nào? Pablo nói, tất cả những con ngựa này đều do tôi đã chiếm được và robert jordan vui lòng thấy hắn nói một cách kiêu hãnh anh chỉ con ngựa hồng một con ngựa đực lớn có một ngôi sao trắng ở trán và chân trái trước trắng bảo ngựa thế mới là ngựa chứ con ngựa đẹp thật trông như ở trong một bức tranh của velasquez bước ra pablo bảo tất cả những con ngựa này đều tốt cả anh cũng thạo về ngựa à cũng có biết càng tốt anh có thấy con nào có tờ không? Robert Jordan hiểu rằng con người không biết động này bây giờ mới xét đến giấy tờ của mình. Đàn ngựa đứng ngẩn đầu nhìn anh. Anh chui qua dòng dây thừng và vỗ lên lưng con ngựa màu đỏ que. Tựa lưng vào dòng dây, anh chăm chú nhìn đàn ngựa đi quanh trong tàu. Nhìn thêm một phút nữa trong lúc đàn ngựa đứng im rồi cúi xuống luồn ra ngoài. Anh bảo Pablo, mắt không nhìn hắn con ngựa cái đen què chân phải đằng sau, móng nó bị nứt, có lẽ cũng không có gì đáng ngại nếu đóng móng lại cho nó. Nhưng nếu để nó chạy đường rắn nhiều thì nó có thể khuỵu. Pablo bảo, khi bắt được nó, móng nó đã thế rồi. Con ngựa khá nhất của anh, cái con đực mặt trắng, phía trên ống xương chân bị sưng tấy, tôi không thích nó lắm. Pablo bảo, không sao, chân nó bị sưng cách đây đã ba hôm, nếu có làm sao thì đã bị rồi hắn kéo tấm bạc cho xem đống yên. Có ba cái yên của những người chăn bò. Trong số đó thì hai cái loại thường như của người Mỹ thường dùng. Một cái rất đẹp, bằng da khâu tay, có bàn đạp kính, nặng và hai cái yên kỵ binh bằng da đen. Pablo giải thích về hai cái yên kỵ binh. Chúng tôi đã giết hai tên dân vệ. Loại thú săn lớn đấy chúng nó xuống ngựa trên con đường giữa segovia và santa maria del chúng nó xuống ngựa để hỏi giấy một người đánh xe bò chúng tôi đã hạ hai đứa mà không chạm đến ngựa robert jordan hỏi anh đã giết nhiều dân vệ chưa nhiều nhưng chỉ có hai thằng này là được ngựa nguyên vẹn anselmo bảo chính pablo đã phá đoàn tàu arevalo chính pablo đó pablo nói khi đó có một người ngoại quốc cùng hoạt động với chúng tôi anh ta phụ trách việc bố trí mình anh có biết anh ta không tên anh ta là gì không nhớ tên lạ lắm anh ta người thế nào tóc cũng vàng như anh nhưng không cao bằng bàn tay to và mũi gãy robert jordan nói caskin có lẽ là caskin phải đó pablo bảo tên anh ta rất lạ đại khái như thế anh ta bây giờ thế nào chết rồi từ tháng tư pablo nói vẻ mặt lại tối sầm ai rồi cũng thế cả cuối cùng số phận tất cả chúng ta rồi cũng thế tuốt anselmo nói đó là số phận của tất cả mọi người đó là số phận từ trước đến nay của mọi người này mày làm sao thế mày có cái gì trong bụng pablo nói như nói cho mình nghe chúng nó mạnh lắm Hắn đâm chiêu nhìn đàn ngựa. Các anh không biết được chúng nó mạnh đến như thế nào. Tôi thấy chúng nó ngày càng mạnh, trang bị ngày càng tối tân hơn, vũ khí ngày càng nhiều. Tôi chỉ có mấy con ngựa này, tôi còn hy vọng gì? Bị săn rồi chết, thế thôi. Anh Sen Mo nói, mình cũng săn chúng như chúng săn mình. Không, bây giờ thì không thế nữa rồi. Và nếu chúng ta bỏ dãy núi này thì chúng ta đi đâu được? Cô hãy trả lời tôi đi. Đi đâu bây giờ? Ở Tây Ban Nha này không thiếu gì núi. Nếu bỏ núi này thì còn có dãy núi Gredos. Đối với tôi thì không thế. Bị săn mãi tôi chán lắm rồi. Ở đây rất ổn. Nếu bây giờ mà phá một cái cầu trong vùng này, chúng nó sẽ lùng chúng tôi. Khi chúng nó đã biết chúng tôi ở đây, chúng nó sẽ đem máy bay đi lùng và sẽ tìm ra chúng tôi. Nếu chúng nó cho bọn Morer đi lùng, chúng nó sẽ tìm ra chúng tôi và chúng tôi sẽ phải chạy tôi chán những cái đó lắm rồi nghe chưa hắn quay đầu về phía robert jordan anh là một người ngoại quốc anh có quyền gì mà đến đây ra lệnh cho tôi robert jordan nói nào tôi có ra lệnh gì cho anh đâu nhưng mà rồi anh sẽ làm đây này đây là cái chuyện không tốt này hắn chỉ vào hai cái ba lô nặng đã đặt xuống đất khi mấy người đứng lại xem ngựa Hình như nhìn thấy đàn ngựa, hắn lại nhớ đến những chuyện đó và thấy Robert Jordan thạo về ngựa. Hắn trở nên cởi mở hơn. Ba người đứng bên dòng dây thừng và từng mảnh ánh sáng lấp loáng trên mình con ngựa đực hồng. Pablo nhìn con ngựa rồi đá chân vào cái ba lô nặng. Đây là cái chuyện không tốt này. Robert Jordan bảo hắn. Tôi đến đây chỉ để làm nhiệm vụ. Tôi đến đây theo lệnh của những đồng chí lãnh đạo cuộc chiến tranh này nếu tôi đề nghị anh giúp anh có thể từ chối và tôi sẽ tìm người khác giúp tôi nhưng tôi chưa hề đề nghị anh giúp tôi phải thực hiện nhiệm vụ đã giao cho tôi và tôi có thể đảm bảo với anh rằng đó là một công tác quan trọng nếu tôi là một người ngoại quốc thì cái đó không phải lỗi lầm tại tôi tôi rất muốn được là một người sinh trưởng ở đây pablo nói đối với tôi điều quan trọng nhất bây giờ là chúng tôi không bị quấy rối bây giờ tôi chỉ có trách nhiệm đối với những người của tôi và bản thân tôi mà thôi anselmo nói tôi tôi đã từ lâu rồi lúc nào mày cũng tôi chỉ có mày và ngựa của mày trước đây khi chưa có ngựa mày với chúng tao là một bây giờ mày đã là một tên tư bản rồi đó pablo cãi không đúng tôi luôn luôn đưa ngựa ra để dùng cho công việc chung anselmo khinh bỉ nói ít khi lắm theo ý tao thì ít lắm để ăn trộm thì có, để được ăn ngon thì có, để giết người thì có, để chiến đấu thì không. Cụ là một ông già dễ bị dạ mồm đấy. Anh xin mua bảo, tao là một ông già không sợ gì ai cả, tao cũng là một ông già không có ngựa. Cụ là một ông già có lẽ không còn thọ được bao lâu đâu. Tao là một ông già sẽ sống cho đến khi chết, và tao không có sợ bọn cày cáo. Pablo không nói, cúi xuống nhấc một cái ba lô lên, Anselmo cũng nhấc cái ba lô lên rồi nói. Và cũng không sợ cả chó sói nếu mày là một con sói. Pablo nói. Cụ im cái miệng đi. Cụ là một ông già nhiều lời quá đó. Anselmo còng lưng dưới chiếc ba lô nói. Và nói thế nào bao giờ cũng làm như thế. Và bây giờ thì đang đói lại khác nữa. Thôi đi. Ông chỉ huy du kích với bộ mặt bi đát kia ơi. Hãy đưa chúng tao về ăn cái gì đi. Robert Jordan thầm nghĩ khởi đầu thật là không hay nhưng cụ anselmo là người tốt khi họ đã tốt thì thật là tuyệt họ đã tốt thì thật là tốt không có dân tộc nào tốt bằng nhưng khi mà họ đã xấu thì cũng không có dân tộc nào xấu bằng chắc rằng cụ anselmo đã hiểu rõ tình hình trước khi đưa mình tới đây nhưng thật là mình không thích cái sự tình như thế này không thích một chút nào cả chỉ có một dấu hiệu tốt đó là việc pablo đeo hộ cái ba lô và trao cho anh cây súng trường robert jordan thầm nghĩ có lẽ tính hắn thế chăng có lẽ hắn thuộc vào loại người hay bi quan chăng nhưng rồi anh tự nhủ không không nên tự lừa dối mình mình không biết trước kia hắn thế nào nhưng biết rõ là hắn đang trở nên tồi tệ một cách nhanh chóng và không hề che giấu cái đó khi nào hắn bắt đầu che giấu là lúc hắn có chủ định anh tự nhủ phải nhớ lấy điều đó lúc hắn có một cử chỉ thân ái đầu tiên là lúc hắn có chủ định rồi nhưng đàn ngựa thật là tuyệt toàn ngựa đẹp không biết có điều gì có thể làm cho mình hiểu được cái cảm giác mà những con ngựa đó đã gây ra cho pablo không ông cụ nói đúng ngựa đã làm cho hắn trở nên giàu và lúc đã giàu có thì hắn muốn hưởng cái thú ở đời có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ tiếc và khổ tâm là không được làm hội viên câu lạc bộ người cưỡi ngựa tội nghiệp anh chàng pablo hắn đã mất thời cơ vào câu lạc bộ người cưỡi ngựa ý nghĩ đó làm cho anh thấy vui anh mỉm cười nhìn lưng hai người cúi gập dưới hai chiếc ba lô đang đi trước mặt anh len lỏi qua các hàng cây cả ngày hôm nay đây là lần đầu tiên anh tự nói đùa với mình và cảm thấy dễ chịu anh tự bảo mình cũng trở thành như mọi người mất rồi mình cũng đang bi đát đây Chắc chắn là với Gonzer, anh có vẻ trịnh trọng và bi đát. Anh cảm thấy nhiệm vụ có phần nặng nề, hơi nặng nề, quá nặng nề. Gonzer thì vui và có ý muốn anh cũng vui lên trước khi ra đi, nhưng anh đã không vui được. Cứ ngẫm ra, những người cứng nhất bao giờ cũng vui. Tốt hơn cả là cứ vui đi, và điều đó còn là một dấu hiệu chứng tỏ một cái gì nữa đó, như là một thứ bất tử trong lúc đang còn sống thật là phức tạp, mà những người như thế cũng chẳng còn lại được bao nhiêu, còn lại quá ít ỏi. Và mình mà cứ nghĩ dơ dẫn kiểu này thì rồi mình cũng sẽ không còn nữa. Thôi, nghĩ chuyện khác đi thôi. Anh bạn già của tôi ơi, bây giờ anh là một kẻ đi phá cầu, không phải là một nhà tư tưởng. Anh bạn đang đói đấy. Mong rằng Pablo là một tay thích ăn ngon. Chương 2 Họ đã đi qua một khu rừng rậm, cây to, tới một nơi hình lòng chảo, bờ trên cùng của cái thung lũng nhỏ. Robert Jordan đã thấy rằng trại phải đóng ở dưới bờ đá dựng đứng trước mặt anh, trong lùm cây. Đúng là trại đóng ở đó thật. Địa điểm thật tốt, chỉ đến thật gần mới thấy và Robert Jordan hiểu rằng từ trên không không thể phát hiện được phía trên không để lộ gì ra cả. Thật kín đáo như một cái hang gấu, nhưng có lẽ phải canh gác chu đáo hơn một chút. Anh vừa leo lên vừa quan sát. Dách bờ đá có một cái hang lớn và bên cửa hang có một người ngồi lưng tựa vào dách đá. Hai chân duỗi dài trên mặt đất. Khẩu súng của hắn dựng vào dách đá. Hắn đang cầm dao đẻo một cái gậy. Hắn nhìn mấy người leo lên rồi lại tiếp tục đẻo. Hắn hỏi, Hô là ai đến đấy? Ông cụ già với một người đánh mìn. Pablo trả lời rồi đặt cái ba lô vào trong cửa hang. Anselmo cũng đặt ba lô của mình xuống và Robert Jordan tháo súng ra để dựa vào vách đá. Người đẻo gậy có cặp mắt xanh, bộ mặt quể quải và dễ coi, đen đuổi như màu da ám khói của một người Gypsy. Hắn nói, đừng để gần hang quá như thế, bên trong có lửa đấy. Pablo nói, Mày đứng dậy mà đem để ra chỗ khác, để nó cạnh cái gậy kia kìa. Gã Gipsy không nhúc nhích và văng ra một câu không thể in lại được rồi quể quải nói. Cứ để đấy, cho mày nổ tung lên, như thế sẽ chữa cho mày khỏi hết các thứ bệnh. Robert Jordan ngồi xuống bên cạnh gã Gipsy và hỏi. Anh làm gì thế? Hắn đưa cho anh xem, đó là một cái bẫy hình số 4 và hắn đang đẻo cái cần ngang. Hắn nói, để bẫy cáo, với một cái cần sập hạng nặng. Nó mà sập thì chúng nó phải gãy lưng. Hắn mỉm cười với Robert Jordan. Như thế này này, anh hiểu không? Hắn đẩy cái khung bẫy làm cho cái cần sập xuống rồi lắc đầu, kéo bàn tay ra trước ngực. Giang cánh tay ra, bắt trước một con cáo bị gãy lưng. Hắn cắt nghĩa. Rất nhạy. Anh sen bảo. Nó bẫy thỏ đấy. Nó là người gypsy cho nên nếu nó bẫy được thỏ thì nó bảo là cáo nếu bẫy được cáo thì nó sẽ bảo là voi. Gã gypsy hỏi lại. Thế ngộ tôi bẫy được một con voi thì sao? Rồi lại nhe răng trắng nhẫn cười và nháy mắt với Robert Jordan. Mày sẽ bảo là một cái xe tăng. Anselmo bảo hắn. Gã gypsy bảo ông cụ. Tôi sẽ bẫy một cái xe tăng. Tôi sẽ bẫy một cái cho mà xem. Lúc đó cụ muốn gọi nó là cái gì thì gọi. Anselmo bảo hắn. Người Gipsy nói thì nhiều mà giết thì ít. Gã Gipsy nháy mắt với Robert Jordan rồi tiếp tục đẻo. Pablo đã biến vào trong hang. Robert Jordan hy vọng hắn đi vào tìm thức ăn. Anh ngồi xuống đất bên cạnh gã Gipsy. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua ngọn cây chiếu ấm đôi bàn chân anh duỗi dài trên mặt đất. Anh ngửi thấy mùi thức ăn trong hang, mùi hành mỡ và thịt rán. Dạ dày anh cuộn lên vì đói anh bảo gã gypsy chúng ta có thể bẫy một chiếc xe tăng được không khó khăn lắm đâu gã gypsy chỉ vào hai chiếc ba lô hỏi với cái kia à phải robert jordan bảo hắn tôi sẽ dạy anh và anh sẽ làm một cái bẫy không khó lắm đâu anh và tôi cùng làm chứ tất nhiên robert jordan nói sao lại không gã gypsy bảo anselmo này cụ cụ đem hai cái ba lô này để vào chỗ nào chắc chắn đó nha, của quý đó. Anselmo lầu bầu, cụ bảo Robert Jordan, tôi đi kiếm rượu vàng uống. Robert Jordan đứng lên nhấc hai cái ba lô ra xa cửa hang và dựng chúng mỗi chiếc một bên gốc cây. Anh biết trong ba lô có thứ gì và không bao giờ muốn thấy hai cái để sát cạnh nhau. Gã Gipsy bảo, cụ lấy cho tôi một chén với nha. Robert Jordan quay lại ngồi bên hắn, hỏi, có rượu à? Rượu à, sao lại không? Cả một bầu da đầy, ít ra cũng là một nửa bầu da. Và có gì để ăn không? Gã Gipsy bảo, có đủ các thứ ông bạn à? Chúng tôi ở đây ăn như các ông tướng ấy. Robert Jordan hỏi, Thế trong chiến tranh, người Gipsy làm gì? Vẫn làm người Gipsy, một nghề tốt đó chứ. Gã Gipsy nói, Nhất đó, tên anh là gì? Roberto, thế còn anh? Raphael. Cái chuyện đánh xe tăng là chuyện đứng đắn đó chứ. Dĩ nhiên, sao lại không? Anselmo ở trong hang ra, bưng một cái chậu sâu lòng bằng đá, đầy rượu gian đỏ và móc ngón tay vào quai ba cái chén. Ông cụ bảo, anh xem, họ có cả tách chén và đủ mọi thứ. Pablo ra đứng sau lưng họ, hắn bảo, sắp có cơm rồi, anh có thuốc lá không? Robert Jordan đi lại chỗ ba lô, mở một chiếc ra, mò vào túi bên trong và lấy ra một hộp thuốc lá Nga dẹt anh đã lấy ở bản doanh của tướng Gonzer. Anh lấy cái móng tay cái rạch quanh cạnh hộp thuốc rồi mở nắp đưa cho Pablo. Hắn rút lấy nửa tá, nắm trong bàn tay to xù của hắn rồi dơ một điếu lên soi. Đó là những điếu thuốc lá dài, nhỏ, có ống tròn bằng giấy cứng để ngậm. Hắn bảo, nhiều không khí mà thuốc thì ít. Tôi biết thứ thuốc lá này cái anh có cái tên là lạ trước cũng có. Kaskin. Robert Jordan nói, rồi chìa hộp thuốc lá mời gã Gipsy và cụ Anselmo, mỗi người lấy một điếu. Anh bảo họ, lấy nữa đi, và mỗi người lấy thêm một điếu nữa. Anh đưa cho mỗi người thêm bốn điếu và hai người ngút bàn tay cầm thuốc lá xuống hai lần để cảm ơn. Đầu thuốc lá chúc xuống như người cầm gươm chào. Pablo nói, phải, cái tên thật là lạ. Rượu đây. Cụ Anselmo múc một chén rượu đưa cho Robert Jordan, rồi múc cho mình và gã Gypsy. Pablo hỏi: "Không có rượu cho tôi à?" Họ đều ngồi cả bên cửa hang. Ansenmo đưa chén của cụ cho hắn, rồi vào trong hang lấy một cái chén khác. Ở trong hang ra, cụ cúi xuống chậu rượu múc một chén đầy, rồi tất cả cùng nhau chạm chén. Rượu ngon. Hơi có mùi nhựa và đựng ở bầu bằng da, nhưng thật là ngon, mát và nhẹ trên đầu lưỡi. Robert Jordan uống thông thả. Anh cảm thấy hơi nóng của rượu thấm dần vào sự mệt mỏi của anh. Bập nói: "Cơm sắp dọn ra rồi, còn anh chàng ngoại quốc có cái tên là lạ đó, anh ta đã chết như thế nào?" Anh ấy bị bắt và tự sát. Chuyện xảy ra như thế nào? Anh ấy bị thương và không muốn bị bắt làm tù binh chi tiết việc đó như thế nào tôi không rõ anh nói dối anh biết rất rõ mọi chi tiết và cảm thấy rằng những chi tiết đó kể ra bây giờ không phải lúc pablo nói anh ta có bắt chúng tôi hứa là phải bắn anh ta nếu anh ta bị thương trong trận đánh tàu và không thể đi khỏi nơi đó được anh ta nói năng rất lạ robert jordan thầm nghĩ chắc là ngay từ dạo đó cậu ấy đã quảng hốt rồi thật tội nghiệp cho caskin anh ta hết sức phản đối việc tự sát anselmo nói anh ta bảo tôi thế anh ta cũng rất sợ bị tra tấn robert jordan hỏi hắn anh ấy cũng nói với anh thế à phải gã gypsy bảo anh ta nói thế với tất cả chúng tôi anh cũng dự trận đánh tàu à có tất cả chúng tôi đều dự pablo nói anh ta nói năng rất lạ nhưng rất can đảm tội nghiệp cho caskin Robert Jordan thầm nghĩ. Có lẽ là cậu ta đã gây ra nhiều tác hại hơn là điều lợi ở đây. Giá mà mình biết được cậu ta đã hút quản như thế từ dạo ấy. Đáng lẽ người ta phải kéo cậu ấy về. Không thể để những người đi làm loại công tác này mà lại nói năng như vậy được. Không thể nói kiểu đó được. Ngay dù cho có hoàn thành được nhiệm vụ đi chăng nữa mà cứ ăn nói theo kiểu đó thì vẫn hại nhiều hơn lợi. Anh ta cũng hơi kỳ quặc robert jordan nói tôi cho là anh ta hơi gàn gã gipsy nói nhưng mà đánh mìn rất tài và rất can đảm nhưng gàn robert jordan nói trong cái công tác này cần phải có đầu óc và đầu óc phải rất tỉnh táo không nên nói như thế pablo nói còn anh nếu anh bị thương trong cái trận đánh cầu này chẳng hạn anh có muốn người ta bỏ anh lại không anh nghe đây này Robert Jordan nói và nhoài người về phía trước, múc một chén rượu khác. Anh hãy nghe tôi cho rõ. Nếu như tôi cần phải nhờ ai một sự giúp đỡ nhỏ nào, tôi sẽ yêu cầu người đó khi cần đến. Gã Gipsy đồng ý. Đúng, nói như thế mới là nói. À, thức ăn kia rồi. Pablo bảo, mày ăn rồi kia mà. Và tôi còn có thể ăn hai lần nữa. Gã Gipsy bảo hắn, hãy trong người mang thức ăn ra kìa người con gái cúi xuống khi bước ra cửa hang tay bưng cái mâm sắt lớn robert jordan nhìn thấy mặt cô ta quay nghiêng và nhận thấy ngay cô gái có một cái gì là lạ, lạ cô gái mỉm cười và nói hô là chào đồng chí và robert jordan đáp salut anh cố tránh không nhìn cổ chầm chập, đồng thời cũng không nhìn đi chỗ khác cô gái đặt cái mâm sắt xuống trước mặt anh và anh để ý nhìn đôi bàn tay rám nâu xinh đẹp Lúc này thì cô nhìn thẳng vào mặt anh và mỉm cười. Hàm răng trắng trên khuôn mặt rám nâu. Da và mắt cô cùng một màu nâu ngâm ngâm, gò má cao, cặp mắt vui tươi, cái miệng thẳng nét với cặp môi đầy đặn. Tóc cô màu vàng sẫm như màu lúa bị xém nắng. Nhưng cắt ngắn chỉ dài hơn lông con hải ly chút ít. Cô nhìn thẳng vào Robert Jordan mỉm cười và đưa hai bàn tay rám nâu lên đầu vuốt tóc nhưng tay vuốt qua thì tóc lại dựng lên robert jordan thầm nghĩ cô gái có một bộ mặt đẹp thật cổ sẽ rất đẹp nếu như người ta đã không cắt ngắn tóc cô đi cô gái nói với robert jordan đó chính là cách chải đầu của tôi đấy rồi cười anh ăn đi đừng nhìn tôi nữa chúng nó cắt tóc cho tôi theo cái kiểu này ở valladolid bây giờ tóc đã gần mọc lại rồi cô ngồi xuống trước mặt robert jordan và nhìn anh anh cũng nhìn lại và cô mỉm cười hai tay ôm lấy đầu gối chân cô dài thon hiện ra ngoài ống chiếc quần đàn ông khi cô ngồi hai tay bỏ gối và anh thấy dưới chiếc áo sơ mi màu xám hình đôi vú nhỏ căng lên cứ mỗi lần robot jordan nhìn cô anh lại thấy như có cái gì nghẹn ở cổ anh senmo nói không có đĩa đâu anh lấy dao mà dùng cô gái đặt bốn cái dĩa răng nhọn úp xuống bên cạnh mâm sắt. Họ ăn ngay ở mâm, im lặng, theo tục lệ của người Tây Ban Nha. Món thịt thỏ nấu rượu gian đỏ, dế hành, đổ và ớt xanh, nấu rất khéo. Thịt róc xương, nước sốt thật tuyệt. Robert Jordan vừa ăn vừa uống thêm một chén rượu nữa. Suốt bữa cơm, cô gái ngồi nhìn anh. Mọi người thì chỉ nhìn thức ăn và ăn Robert Jordan cầm một mẫu bánh quệt nốt chỗ nước sốt còn lại trước mặt anh. Xếp chỗ xương thỏ sang một bên, chấm nốt chỗ nước sốt ở chỗ xương cũ, lấy mẫu bánh chùi chiếc dĩa, chùi con dao để nó sang bên, rồi ăn miếng bánh. Anh cúi xuống, múc một chén rượu đầy. Cô gái vẫn chăm chú nhìn anh. Robert Jordan uống nửa chén rượu, nhưng khi anh nói với cô gái, cổ anh vẫn có cái gì nghẹn lại tên cô là gì pablo nghe thấy giọng anh nói liếc nhanh nhìn anh rồi đứng dậy bỏ đi maria còn anh roberto cô ở trong núi đã lâu chưa ba tháng rồi ba tháng à anh nhìn mái tóc dày và ngắn của cô gợn lên khi cô đưa tay lên vuốt lần này cô vuốt một cách ngượng nghịu như một ruộng lúa bên sườn đồi dưới làn gió thổi cô nói trước kia tôi bị cạo trọc tại nhà giam ở Valladolid. Chúng nó thường bắt cạo trọc, ba tháng mới mọc được từng này đó. Tôi ở trên tàu, chúng nó định đưa tôi xuống miền Nam. Sau khi tàu bị mìn, nhiều tù nhân bị bắt lại, nhưng tôi thoát được. Tôi đi theo anh em ở đây. Gã gypsy bảo, tôi đã tìm thấy cổ nắp ở trong đống đá, lúc chúng tôi sắp sửa rút. Trời ơi sao mà xấu thế? Chúng tôi đem cổ đi, nhưng nhiều lần đã tưởng phải bỏ lại dọc đường maria hỏi thế còn cái anh cùng đánh tàu với anh em đây bây giờ đâu rồi cái anh tóc vàng người ngoại quốc đó anh ta đâu robert jordan đáp chết rồi chết hồi tháng tư tháng tư à đánh tàu cũng vào tháng tư phải robert jordan nói anh ấy chết mười ngày sau trận đánh tàu cô gái nói tội nghiệp anh ấy rất can đảm thế anh cũng làm công tác đó à phải anh cũng đánh tàu phải ba đoàn tàu rồi ở đây hả anh đáp ở estramadura tôi ở estramadura trước khi đến đây ở đó chúng tôi hoạt động rất nhiều ta có rất nhiều người hoạt động ở estramadura thế tại sao bây giờ anh lại đến vùng núi này tôi đến thay cho đồng chí tóc vàng với lại tôi đã biết vùng này từ trước ngày có phong trào anh biết rõ vùng này lắm à không không thật rõ lắm nhưng tôi tìm hiểu cũng nhanh thôi. Tôi có một tấm bản đồ tốt và một người dẫn đường tốt. Ông cụ. Cô gái gật đầu. Ông cụ tốt lắm. Anselmo nói với cô gái. Cảm ơn. Và Robert Jordan bỗng nhận ra rằng không phải chỉ có một mình anh với cô gái, và anh cũng nhận ra rằng nhìn cô gái là cả một chuyện gây go cho anh, vì nó làm cho anh lạc cả giọng nói anh đang vi phạm vào cái điều luật thứ hai trong điều luật cần phải thực hiện để gây được cảm tình với những người nổi tiếng tây ban nha mời đàn ông hút thuốc đừng quấn lấy phụ nữ bỗng dưng anh cảm thấy anh không cần giữ gìn gì cả có biết bao nhiêu chuyện anh chẳng cần quan tâm đến vậy tại sao anh lại phải quan tâm đến điều này kia chứ anh bảo maria cô có bộ mặt rất đẹp ước gì tôi được cái may mắn trông thấy cô như trước khi cô bị cắt tóc cô gái nói rồi tóc sẽ mọc lại. Chỉ 6 tháng là tóc sẽ dài thôi. Anh cần phải trông thấy cổ khi chúng tôi đem cổ ở đoàn tàu đi. Hồi đó cổ xấu đến phát khiếp lên được. Robert Jordan lúc này đang tìm cách trấn tĩnh lại. Anh hỏi, cô là vợ ai ở đây? Vợ Pablo phải không? Cô gái nhìn anh cười rồi đập tay vào đầu gối anh. Vợ Pablo à? Anh đã nhìn thấy Pablo chưa? Thế thì là vợ của Raphael. Tôi đã thấy Raphael, cũng không phải của Raphael. Gã Gipsy nói, chẳng là của ai cả, một người đàn bà rất quái lạ, chẳng là của ai, nhưng mà nấu ăn khéo. Robert Jordan hỏi cô gái, thật không là của ai cả sao? Chẳng phải là của ai cả, dù đùa hay thật cũng vậy, chẳng phải là của ai, mà cũng chẳng phải là của anh nữa. Thật không? Robert Jordan nói và anh lại thấy cổ như bị nghẹn. Tốt lắm, Tôi không có thì giờ để dành cho một phụ nữ nào hết. Thật đó. 15 phút thôi cũng không có à? Gã gypsy hỏi đùa. 15 phút cũng không được à? Robert Jordan không trả lời. Anh nhìn cô gái Maria và cảm thấy cổ mình nghẹn lại. Anh không dám nói nữa. Maria nhìn anh cười, rồi bỗng dưng đỏ mặt, nhưng vẫn nhìn anh. Robert Jordan bảo, Cô đang đỏ mặt đó, cô có hay đỏ mặt không? không bao giờ. Bây giờ thì đang đỏ mặt đó. Thế thì tôi vào trong hang đây. Ngồi lại, đừng đi Maria. Không, Maria nói và không cười với anh. Tôi đi vào trong hang đây. Cô cầm lấy cái mâm sắt và bốn cái dĩa. Cử chỉ của cô dụng về và ngượng nghịu như một con ngựa con, nhưng đồng thời lại có cái duyên dáng của một con vật còn non. Cô hỏi, các anh có cần chén không? robert jordan vẫn nhìn cô và cô lại đỏ mặt cô bảo anh đừng làm tôi phải đỏ mặt lên tôi không thích thế đâu cô cứ để chén đấy gã gypsy bảo này hắn múc một chén rượu đưa cho robert jordan anh vẫn đang nhìn theo cô gái bưng cái mâm sắc nặng cúi đầu bước vào trong hang cảm ơn robert jordan nói bây giờ cô gái đã đi khỏi giọng anh trở lại bình thường chén này là chén cuối cùng chúng ta uống đã đủ rồi đấy gã gipsy nói chúng ta sẽ uống hết chỗ ở chậu này có đến hơn một nửa bầu rượu mà chúng tôi đã phải dùng một con ngựa để chở chỗ rượu ấy đó anselmo nói đó là trận tập kích cuối cùng của pablo từ đó đến nay hắn chẳng làm gì cả robert jordan hỏi các anh có bao nhiêu người chúng tôi có bảy người và hai người phụ nữ hai à phải mua chơ của Pablo nữa. Đâu? Ở trong hang. Cô gái biết nấu nướng ít thôi. Tôi nói cổ nấu ăn khéo léo là để cho cổ vui lòng đó. Nhưng chính cổ chỉ là phụ bếp cho mưu trơ của Pablo. Thế mưu trơ của Pablo là người thế nào? Gã Gypsy mỉm cười. Một con người mang rợ, rất mang rợ. Nếu anh cho Pablo xấu trai thì anh cần phải thấy vợ hắn. Rất can đảm, can đảm hơn Pablo gấp trăm lần, nhưng mang rợ. Anselmo nói, Lúc đầu Pablo cũng can đảm, lúc đầu hắn rất khá. Gã Gipsy bảo, hắn đã giết chết nhiều người hơn là bệnh thổ tả. Lúc đầu phong trào, hắn đã giết chết nhiều người hơn cả bệnh thương hàn nhưng đã từ lâu hắn là người rất tồi, rất lười. Anh Senmo nói, hắn rất là hư, hắn rất sợ chết. Gã Gipsy triết lý, sở dĩ hắn ta như vậy có lẽ là vì lúc đầu hắn giết nhiều người quá, Pablo giết người hơn cả bệnh dịch hạch giết người lấy của. Ansenmo nói, với lại hắn uống rượu rất nhiều, bây giờ thì hắn muốn giải nghệ như một tay đấu bò, nhưng hắn không thể giải nghệ được. Gã Gypsy nói, nếu hắn chạy sang bên kia thì chúng nó sẽ tước ngựa của hắn và tống hắn vào quân đội, tôi cũng chẳng ưa gì vào quân đội. Ansenmo bảo, anh chàng Gypsy nào cũng thế cả. Làm sao mà thích được? Gã Gypsy hỏi, ai là người thích vào quân đội kia chứ? chúng ta làm cách mạng có phải là để vào quân đội đâu tôi tán thành chiến đấu nhưng không tán thành vào quân đội robert jordan hỏi các anh em khác đâu anh cảm thấy dễ chịu và bây giờ thấy buồn ngủ vì rượu anh nằm ngửa trên mặt đất trong rừng nhìn qua ngọn cây thấy những đám mây chiều nho nhỏ của vùng núi lững lờ trôi trên bầu trời tây ban nha thăm thẳm hai người ngủ trong hang gã gypsy nói hai người gác ở phía trên chỗ đặt súng một người gác ở dưới có lẽ họ ngủ hết rồi robert jordan xoay mình nằm nghiêng loại súng gì thế tên rất lạ gã gypsy nói bây giờ tôi không nhớ ra được một khẩu súng máy robert jordan ngẫm nghĩ chắc là một khẩu liên thanh anh hỏi nặng bao nhiêu cân một người khiêng thì vừa nặng nó có ba chân gặp lại được chúng tôi chiếm được trong trận tập kích ra trò cuối cùng trước trận lấy được rượu các anh có bao nhiêu đạn cho khẩu súng đó? Vô số. Gã Gipsy nói, cả một hòm đầy nặng không thể tưởng tượng được. Robert Jordan thầm nghĩ, có thể đến 500 viên. Lắp đạn theo băng tròn hay băng dài? Lắp băng tròn bằng sắt, đâm từ phía trên nòng súng xuống, xuống. Ái chà, một khẩu ly quýt. Robert Jordan thầm nghĩ, anh hỏi ông cụ, cụ có biết gì về súng máy không? Anh Senmo trả lời Naja, mù tịt. Anh hỏi gã Gypsy, "Còn anh thế nào?" Hắn trả lời một cách tự phụ, "Tôi biết nó bắn rất nhanh và nòng súng nóng lên sờ vào làm bỗng cả tay." Anh Senmo nói một cách kinh bỉ, "Ai mà chẳng biết vậy?" Gã Gypsy nói, "Có thể, nhưng anh ấy hỏi tôi biết gì về một khẩu Marquina thì tôi nói cho anh ấy rõ." Rồi lại nói tiếp, "Hơn nữa nó khác với một khẩu súng thường." cứ ấn tay vào cò là nó cứ bắn liên tục. Robert Jordan nói bằng tiếng Anh, trừ phi bị hốc, hết đạn hoặc nóng quá chảy cả nòng súng. Anh nói gì thế? Anh Senmo hỏi anh. Không, Robert Jordan nói, tôi đang nghĩ về tương lai bằng tiếng Anh. Gã Gipsy bảo, quả thật là một chuyện rất lạ, nghĩ về tương lai bằng tiếng Ingo. Anh có biết xem tướng hay không? Không, Robert Jordan trả lời và anh múc một chén rượu nữa. Nhưng nếu anh biết xem thì tôi sẽ nhờ anh xem tướng Tây Hộ để biết được sự việc ba ngày sắp tới sẽ xảy ra như thế nào. Gã Gipsy nói, vợ của Pablo biết xem tướng Tây đó, nhưng mụ ấy bẳng tính và dữ lắm, chẳng biết có chịu xem hộ hay không. Robert Jordan ngồi dậy và uống một ngụm rượu. Anh nói, bây giờ chúng ta đi gặp vợ của Pablo đi. Nếu quả bà ta khó tính đến như vậy, thì gặp luôn đi cho xong việc. Raphael nói, tôi không muốn quấy đầy mụ ta, mụ ghét tôi ghê lắm. Tại sao vậy? Mụ nói tôi là đồ dông dài. mua mỉa, hoàng quá hả? Mụ không ưa người ghiếp si. lại nói, thật sai lầm. Raphael nói, mụ cũng có máu Gypsy đó, nên mụ rất hiểu người Gypsy." Hắn mỉm cười, nhưng mụ ta thật là thần nanh mỏ đỏ lời nói đau và rác như roi đánh bò. Với cái miệng đó mụ nói như lột da người ta ra xẻo thành từng mảnh ấy. Mụ ta dữ tợn không thể tưởng tượng được. Robert Jordan hỏi, mụ đối đãi với cô gái Maria thế nào? Tốt lắm, mụ ta yêu cô ấy, nhưng không để cho ai mon men đến gần cổ đâu. Hắn lắc đầu tặc lưỡi. Anselmo nói, mụ ta rất tốt với cô bé, săn sóc cổ chu đáo lắm. Raphael kể, khi chúng tôi lượm được cô gái ở trận đánh tàu, cổ rất là quái lạ, chẳng nói chẳng rằng, chỉ khóc ròng, hễ ai đụng đến là rung bắn lên như con chó bị nước. Mãi sau này mới đỡ, gần đây thì đã khá hơn nhiều, hôm nay thì khá lắm. Lúc nãy, lúc nói chuyện với anh, cổ đã khá lắm rồi. Chúng tôi đáng lẽ đã bỏ cổ lại sau trận đánh tàu đó. Thật quả là không đáng phải chậm trễ vì một cái đồ buồn tình và xấu xí đến như vậy mà xem ra lại vô tích sự nữa chứ. Nhưng mụ già đã buộc một chiếc dây thừng vào người cổ rồi mỗi lần cổ không đi được nữa thì mụ lại lấy một đầu dây thừng quất vào người cổ bắt phải đi. Thế rồi lúc cổ thực sự không thể nào đi được nữa thì mụ già cổng cổ lên. Khi mụ không cổng được nữa thì tôi cổng. Chúng tôi leo quả núi đó, lao lách trậm rạp cao ngang ngực. Và khi tôi không cổng nổi nữa thì Pablo cõng. cổng. Nhưng mụ già đã phải nói chúng tôi thậm tệ chúng tôi mới chịu cổng đó hắn lắc đầu nhớ lại chuyện cũ thực tình thì cô gái chân dài nhưng không nặng xương nhẹ người chẳng nặng bao nhiêu nhưng cũng không phải là nhẹ gì khi mà người ta vừa phải cổng lại vừa phải dừng lại để bắn rồi lại cổng mũ già thì cầm thần quốc Pablo và mang súng cho hắn đưa súng cho hắn bắn khi hắn bỏ cô gái xuống rồi lại bắt hắn cổng cô gái lên và vừa nạp đạn vào súng cho hắn vừa mắng nhiếc Mụ vừa lấy đạn trong bao ra lắp vào ổ súng vừa mắng nhiếc hắn luôn miệng. Lúc đó vừa may trời đổ tối và tối đến thì mọi việc đều ổn cả. Nhưng cũng may mà chúng nó không có kỵ binh. Anselmo nói, trận đánh tàu ấy chắc là gây go lắm. Ông cụ giải thích cho Robert Jordan, tôi không giữ trận đó. Giữ trận đó có nhóm Pablo, nhóm của El Sordo mà chúng ta sẽ gặp tối nay và hai nhóm nữa ở trong dãy núi này khi đó tôi đã đi sang bên kia chiến tuyến còn thêm cái anh tóc vàng có cái tên là lạ nữa gã gipsy nói kaskin phải chẳng bao giờ tôi nhớ nổi cái tên ấy lúc đó chúng tôi có hai người với một khẩu súng máy quân đội phái họ tới họ đã không mang được súng đi và đành để mất chắc chắn rằng khẩu súng đó cũng chẳng nặng gì hơn cô gái và nếu mụ già mà cũng đốc thúc họ thì có lẽ họ cũng mang được súng đi đó hắn lắc đầu nhớ lại rồi tiếp cả đời tôi tôi chưa bao giờ thấy cái gì như cái lúc mìn nổ hôm đó đoàn tàu chạy xình xịch đến chúng tôi nhìn thấy nó từ đằng xa tôi hồi hộp không thể nói được chúng tôi nhìn thấy khói bay lên rồi một lát sau mới nghe thấy tiếng còi còi rút tu tu tu, tu mỗi lúc một to thế rồi lúc mìn nổ bánh xe trước của cái đầu máy tung lên, đất như nổ tung ra thành một đám mây đen lớn. Một tiếng nổ gian và cái đầu máy bị hất tung lên cao trong đám bụi cát mù mịt. Tà vẹt gỗ bay lên như trong một giấc mơ và cái đầu máy đổ nghiêng xuống một bên như một con vật khổng lồ bị thương. Đất cát chưa kịp rơi xuống người chúng tôi thì lại nổ ra một đám hơi trắng và khẩu Maquina bắt đầu kêu tặc tặc tặc. Gã Gipsy tiếp tục kể hai nắm tay dơ lên hạ xuống trước mặt ngón tay cái như bấm vào cò của một khẩu súng máy tưởng tượng hắn kêu lên một cách say sưa tặc 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 cả đời tôi chưa bao giờ thấy như thế bọn lính ở trên tàu bỏ chạy khẩu maquina bắn vào chúng và chúng ngã chính lúc đó tôi thú quá đặt tay lên khẩu maquina và phát hiện ra rằng nòng súng nóng bỏng lúc đó mũ tác cho tôi một cái và bảo bắn đi đồ chết dẫm Bắn đi không tao đập dở sọ mày ra bây giờ. Tôi bắt đầu bắn, nhưng thật khó mà nắm chắc nổi khẩu súng. Bọn lính thì đang chạy trốn lên quả đồi ở đằng xa. Sau đó khi chúng tôi đã xuống chỗ tàu xem có gì lấy được không, thì một thằng sĩ quan đã chỉa súng lục, bắt một tốp lính của nó quay trở lại về phía chúng tôi. Nó dung khẩu súng lục lên, miệng thì quát tháo. Tất cả chúng tôi đều nhắm vào nó mà chẳng ai bắn trúng cả. Lúc đó có một vài tên lính nằm xuống và bắt đầu bắn, còn thằng sĩ quan thì đi đi lại lại đằng sau chúng. Vậy mà chúng tôi vẫn không bắn trúng nó. Khẩu Makwina không bắn vào nó được bởi vì dướng đoàn tàu. Thằng sĩ quan đó bắn chết hai người lính của nó đang nằm dưới đất. Nhưng bọn kia cũng không dám đứng dậy. Thằng sĩ quan chửi ầm lên. Rồi cuối cùng chúng đứng dậy. Một đứa, hai đứa, ba đứa cùng đứng dậy một lúc xông về phía chúng tôi và đoàn tàu. Rồi chúng lại nằm bẹp xuống và bắn. Khi đó chúng tôi rút lui. Khẩu Maquina vẫn tiếp tục nhả đạn qua đầu chúng tôi trong khi chúng tôi rút. Chính lúc đó tôi trông thấy cô gái ở nơi cổ trốn lúc cổ bỏ đoàn tàu chạy vào núi và cổ chạy theo chúng tôi. Chính bọn lính đó đã lùng chúng tôi cho đến tận tối. Anselmo nói, chắc là rất gây go, hồi hộp lắm nhỉ? Đó là một việc tốt độc nhất mà chúng ta đã làm được một giọng trầm trầm nói mày đang làm cái gì vậy cái đồ chết dẫm say rượu đồ lười chảy thay con quang của một con đĩ gypsy không họ không tên kia mày đang làm cái gì thế Robert Jordan trông thấy một người đàn bà trạc 50 to lớn gần bằng Pablo bề cao và bề ngang cân xứng với nhau mặc một chiếc váy đen của nông dân đôi chân to xù đi tất len dày và giày đen đế bệnh thần mụ có bộ mặt ngâm ngâm đen như một hình mẫu để tạc tượng bằng đá hoa cương. Bàn tay mụ to nhưng đẹp và bộ tóc dày, đen, quăng, quấn thành một cái búi to ở gáy. Không để ý gì đến những người khác. Mụ bảo gã gypsy. mày trả lời tao đi. Tôi đang nói chuyện với các đồng chí đây. Đồng chí này đến đây đánh mìn. Tao biết rồi. Vợ của Pablo bảo, cút ngay, đi thay gác cho Andret ở trên kia gã Gipsy nói. Tôi đi đây. Rồi quay lại bảo Robert Jordan. Sẽ gặp lại anh lúc ăn cơm. Người đàn bà bảo. Đừng có đùa. Tao tính ra mày đã ăn ba bữa ngày hôm nay rồi. Đi thôi và bảo Andres về đây cho tao. Hô là. Mụ nói với Robert Jordan và mỉm cười chìa tay ra. Chào anh. Anh khỏe chứ. Tình hình trong vùng Cộng Hòa thế nào? Tốt thôi, anh trả lời và đáp lại cái bắt tay siết chặt của mụ. Tất cả về phần tôi lẫn cả về phần dùng cộng hòa. Tôi rất vui sướng. Mụ nói và nhìn thẳng vào mặt anh mỉm cười. Anh để ý thấy mụ có đôi mắt đẹp, màu xám. Có phải anh đến đây để chúng ta lại là một đoàn tàu nữa phải không? Robert Jordan trả lời. Không. Và anh thấy tin ngay người đàn bà đó. Để phá một cái cầu mụ nói không là gì cả một cái cầu thì chẳng nghĩa lý gì bây giờ chúng tôi có ngựa rồi chẳng biết bao giờ mới là một đoàn tàu nữa sau này cái cầu này rất quan trọng con bé nói với tôi là người bạn anh cùng đánh tàu với chúng tôi hồi trước đã chết rồi phải tội nghiệp chưa bao giờ tôi thấy một vụ nổ như thế anh ta là một người có tài tôi rất thích anh ta thế bây giờ không thể nào là một đoàn tàu khác được à hiện nay ở trong núi có rất nhiều anh em nhiều quá kiếm được ra thức ăn bây giờ đã khó khăn rồi tốt hơn là nên đi khỏi nơi này và chúng tôi có ngựa chúng tôi cần phải phá cái cầu này ở đâu thế gần đây thôi vợ của pablo nói càng tốt phá tất cả các cầu ở đây rồi đi thôi tôi chán cái chỗ này lắm rồi ở đây tập trung đông người quá như thế chẳng đem lại cái gì tốt cả đâu ở đây xảy ra một tình trạng trì trệ thật đáng ghê tởm mụ nhìn qua hàng cây thấy pablo mụ gọi đồ say rượu đồ nát rượu đồ vui vẻ quay lại phía robert jordan nói hắn lấy một bầu rượu mang đi uống một mình trong rừng đó hắn uống rượu suốt ngày cuộc sống này đã làm hỏng hắn anh bạn trẻ này tôi rất vui lòng là anh đã tới đây mụ vỗ vai anh a mụ nói anh trông thế mặt khỏe ha? Rồi lấy tay sờ dây anh, nắm bắp thịt dưới chiếc áo sơ mi dạ. Tốt lắm, tôi rất vui lòng là anh đã tới đây. Tôi cũng vậy. Chúng ta sẽ hiểu nhau. Mụ nói, mời anh uống một chén rượu. Chúng tôi đã uống vài chén rồi. Robert Jordan nói, nhưng chị có muốn uống không? Không, tôi không uống rượu trước bữa cơm. Mụ nói, uống vào nóng ruột lắm rồi nhìn thấy pablo mụ lại gọi đồ say rượu mụ quay lại phía robert jordan và lắc đầu bảo anh trước đây hắn là người rất khá nhưng bây giờ thì hết rồi mà anh hãy nghe tôi nói một điều này nữa phải trông nom và đối xử tốt với con bé maria ấy trước đây nó khổ lắm anh hiểu không hiểu nhưng tại sao chị lại nói thế tôi đã trông thấy vẻ mặt của nó lúc nó quay vào hang sau khi gặp anh tôi đã thấy nó ngắm anh trước khi nó ra tôi có nói đùa với cổ vài câu vợ pablo bảo trước đây tình trạng của nó rất gay bây giờ thì nó đã khá rồi nó cần phải đi khỏi nơi này đúng thế có thể đưa cổ vượt chiến tuyến với cụ anselmo sang bên kia khi nào xong việc này anh và cụ anselmo có thể mang nó đi được robert jordan thấy đau ở cổ và giọng nói của anh nghẹn lại cái đó có thể làm được vợ của pablo nhìn anh lắc đầu ấy chà mụ nói có phải đàn ông nào cũng thế cả không tôi có nói gì đâu cổ đẹp chị cũng biết đó không nó không đẹp nó mới bắt đầu đẹp thôi có phải anh định nói thế không vợ pablo nói đồ đàn ông các anh thật là xấu hổ cho đàn bà chúng tôi đã đẻ ra các anh không nói thật đó dưới chế độ cộng hòa có những nơi nào trông nom những con gái như nó không nhỉ có robert jordan nói có những chỗ rất tốt ở bờ bể gần valencia ở những nơi khác cũng có ở đó họ sẽ chăm sóc cổ chu đáo và cổ có thể trông coi các em nhỏ được có những em nhỏ tản cư các làng đến người ta sẽ dạy cho cổ làm việc chính là tôi muốn như thế đó mụ vợ của pablo nói Pablo mê mệt nó quá rồi. Đó cũng là một điều nữa làm cho hắn đổ đốn. Thấy con bé là hắn cứ đờ đẫn cả người. Tốt nhất là cho con bé đi ngay khỏi nơi này. Xong công việc thì chúng tôi có thể đưa cổ đi được. Nếu bây giờ tôi trao nó cho anh thì anh sẽ trông nom nó cẩn thận chứ. Tôi nói với anh như là đã quen biết anh từ lâu rồi. Robert Jordan nói, khi người ta hiểu nhau thì thường như thế. Anh ngồi xuống, vợ pablo bảo anh tôi không yêu cầu anh hứa hẹn gì cả vì cái gì phải xảy ra thì sẽ xảy ra nhưng nếu anh không muốn đưa nó đi thì tôi sẽ đòi anh phải hứa một điều tại sao vậy nếu tôi không muốn đưa cổ đi vì rằng tôi không muốn nó phát điên lên ở đây sau khi anh đi khỏi rồi trước đây nó đã có lần phát điên mà nó không điên thì tôi cũng đã đủ bấn rồi phá xong cái cầu này chúng tôi sẽ đưa cổ đi robert jordan nói nếu sau trận phá cầu mà còn sống chúng tôi sẽ đưa cổ đi tôi không thích nghe anh nói như thế nói như thế không bao giờ mang lại may mắn đâu tôi nói thế chỉ là để nói lên một lời hứa thôi robert jordan nói tôi không phải loại người nói năng bi quan đâu người đàn bà bảo anh đưa tay tôi xem robert jordan chìa tay ra mụ mở bàn tay anh cầm lấy trong bàn tay to lớn của mình đưa ngón tay cái xoa lòng bàn tay anh và chăm chú nhìn rồi bỏ bàn tay anh xuống mụ đứng dậy anh cũng đứng dậy theo và mụ nhìn anh không cười robert jordan hỏi chị thấy gì ở bàn tay tôi tôi không tin những chuyện đó đâu tôi không sợ đâu mụ bảo anh không có gì cả tôi chẳng thấy gì hết có chị có thấy tôi chỉ tò mò muốn biết thôi tôi không tin những chuyện đó đâu thế anh tin cái gì tin nhiều thứ nhưng không tin cái trò này tin gì tin ở công việc của tôi ừ tôi có thấy như vậy chị hãy nói cho tôi biết chị còn thấy gì nữa tôi chẳng thấy gì nữa cả mụ sẵn giọng trả lời anh bảo phá cái cầu này khó lắm phải không không tôi bảo là cái cầu này rất quan trọng nhưng mà có thể là khó nữa chứ có thể. Và bây giờ tôi đi xuống dưới đó để quan sát. Ở đây chỉ có bao nhiêu người? Có 5 người tương đối là khá. Cái thằng Gipsy thì chẳng được tích sự gì đâu. Mặc dù là ý định của nó thì tốt đó. Nó rất tốt bụng. Còn Pablo thì tôi không tin được nữa. En Sodo có bao nhiêu người tốt? Có lẽ 8 người. Để tối nay xem thế nào, hắn sẽ sang đó. Hắn là một người rất thực tế. Hắn cũng có mìn nhưng không có nhiều anh sẽ nói chuyện với hắn. Chị đã cho đi mời ông ta chưa? Tối nào hắn cũng xuống đây. Hắn là láng giềng của chúng tôi và cũng là một người bạn, một đồng chí. Theo ý chị thì Ensodo thế nào? Là một người rất tốt và cũng rất thực tế. Trong cái trận đánh tàu, hắn rất cừ. Thế còn các nhóm khác? Nếu báo cho họ biết kịp thì có thể tập hợp được chừng 50 tay súng có thể tin cậy được phần nào tin được đến mức nào? Tùy ở mức nghiêm trọng của tình thế. Thế mỗi cây súng có bao nhiêu đạn? Có thể chừng 20 viên. Tùy theo họ mang đến nhiều hay ít cho công việc này. Nếu họ đồng ý tham gia vào việc này, anh nên nhớ rằng trong cái trận phá cầu này chẳng có tiền bạc, chiến lợi phẩm gì cả. Và qua thái độ dè dặt của anh lại còn thấy có nhiều nguy hiểm nữa. Và sau đó lại phải rời khỏi dãy núi này. Nhiều người sẽ phản đối việc đánh cầu đó. Tất nhiên, cho nên nếu không cần thiết thì chẳng nên nói đến chuyện đó. Tôi rất đồng ý. Thế thì sau khi anh nghiên cứu cái cầu của anh xong rồi, tối nay ta sẽ nói chuyện với Ensodo. Bây giờ tôi xuống đó với cụ Anselmo. Mù bảo, thế thì đánh thức cụ ta dậy. Anh có cần một khẩu cắt pin không? Anh nói, cảm ơn. Có thì càng tốt, nhưng tôi sẽ không dùng đến đâu. Tôi đi để quan sát tình hình chứ không phải để gây rắc rối. Cảm ơn chị vì những điều chị đã nói với tôi. Tôi rất thích lối nói của chị. Tôi muốn nói thẳng. Vậy thì chị cho tôi biết, chị đã thấy gì trong bàn tay tôi? Mụ lắc đầu. Không, tôi không thấy gì cả. Thôi, anh xuống cầu đi, tôi sẽ trông nom đồ đạc của anh. Chị để hộ lại đừng để cho ai đụng đến, để ở đây tốt hơn là đem để vào trong hang. Sẽ đậy và sẽ không có ai đụng đến. Vợ Pablo nói Thôi anh đi xuống cầu đi. Robert Jordan đặt tay lên vai ông cụ đang nằm ngủ, đầu gối lên cánh tay và gọi. Cụ Anselmo. Ông cụ ngẩng đầu dậy. Phải. Ông cụ nói. Tất nhiên, chúng ta đi thôi. Chương 3 Họ đi xuống khoảng đường 200 thước cuối cùng trong bóng râm, thận trọng lần từ cây này sang cây khác. Và bây giờ qua những cây thông cuối cùng mọc trên sườn đồi dốc ngược, cái cầu chỉ còn cách xa có 50 thước. Mặt trời chiều tà còn chiếu qua vài ngọn núi màu nâu, in rõ hình chiếc cầu đen sì lên khoảng trống của khe núi. Đó là chiếc cầu thép một nhịp, mỗi đầu có một chòi gác, cầu rộng đủ để hai chiếc ô tô chạy ngang hàng. Nhịp cầu thép chắc chắn và nhịp nhàng dương qua khe núi sâu. Ở tiếp dưới đáy khe là một con suối nhỏ, nước chảy trắng xóa qua các hòn đá tảng và đá cuội, đổ vào dòng suối chính chảy từ trên đèo xuống. Mặt trời chiếu thẳng vào mắt Robert Jordan và anh chỉ còn nhìn thấy những đường nét của chiếc cầu. Rồi ánh nắng nhạt dần và tắt hẳn. Ngẩng đầu lên nhìn qua đám cây tới ngọn núi tròn màu nâu chỗ mặt trời lặn lúc này không còn bị lóe nắng nữa. Anh nhìn thấy sườn núi mơn mởn màu xanh tươi và phía gần đỉnh núi có những mảng tuyết cũ. Rồi anh lại quan sát chiếc cầu, nghiên cứu kiến trúc của nó trong ánh sáng yếu ớt ngắn mũi còn rơi rớt lại. Vấn đề phá chiếc cầu này không có gì khó khăn. Anh vừa quan sát vừa rút trong túi áo ngực ra một quyển sổ tay và dạch dội một vài hình vẽ. Trong khi vẽ, anh không tính số thuốc nổ cái đó anh sẽ tính sao bây giờ anh chỉ ghi lại những điểm đặt mìn để phá chỗ tựa của nhịp cầu và hất một khúc cầu xuống khe đặt nửa tá mìn nối liền với nhau để cùng nổ một lúc thì có thể đạt được kết quả đó một cách ung dung khoa học và gọn ghẽ hoặc cũng có thể phá tung lên bằng hai quả mìn to phải là hai bọc mìn thật to đặt ở hai bên và nổ cùng một lúc anh hớn hở dễ dội vàng trong lòng sung sướng là đã nắm được vấn đề trong tay sung sướng là đã được thực sự bắt tay vào công việc rồi anh gấp quyển sổ tay lại cài bút chì vào cái quai da ở mép bìa bỏ quyển sổ vào túi và cài túi áo lại trong khi anh vẽ anh xem mô quan sát con đường cái cầu và các tròi gác cụ nghĩ rằng đến gần cầu quá thế này là nguy hiểm và khi anh vẽ xong cụ mới thấy nhẹ người robert jordan cài nắp túi áo lại và nằm sấp xuống sau thân một cây thông ghé mắt nhìn ra cụ anselmo đặt tay lên khuỷu tay anh và lấy khuỷu ngón tay trỏ chỉ về phía cầu trong chòi gác đối diện với hai người phía trên đường tên lính gác đang ngồi khẩu súng cắm lưỡi lê quập vào giữa hai đầu gối hắn đang hút thuốc lá đầu đội cái mũ dệt và khoác một cái áo choàng như một cái chăn. Cách 50 thước không nhìn thấy rõ mặt hắn. Robert Jordan giơ ống nhòm lên và cẩn thận lấy tay khung khung che mắt kính tuy rằng lúc này không còn mặt trời để có thể làm lóe sáng mắt kính được nữa. Thành cầu hiện ra rõ mồn một tưởng chừng như có thể với tay sờ thấy được. Mặt tên lính gác hiện lên rõ ràng có thể nhìn thấy đôi má hốc hác của hắn tàn ở đầu điếu thuốc lá và ánh mỡ trên lưỡi lê tên lính có bộ mặt của một người nông dân má hóp dưới đôi gò má cao râu mọc lởm chởm lông mày rậm che kín cả mắt đôi bàn tay to tướng cầm khẩu súng đôi ủng nặng thò ra dưới những nếp của chiếc áo trên vách chòi gác có một bầu rượu bằng da đã cũ đen xì, có một vài tờ báo và không thấy có máy điện thoại Tất nhiên có thể có máy điện thoại ở bên phía kia anh không nhìn thấy được, nhưng không thấy có đường dây chạy từ chòi gác. Một đường dây điện thoại chạy dọc con đường dài chạy qua cầu. Phía ngoài chòi gác có một cái quả lò làm bằng một thùng ép xăng cũ đã cắt bỏ nửa trên và có đục lỗ, đặt lên hai hòn đá, nhưng quả lò không thấy có lửa. Một vài cái vỏ đồ hộp rỗng và ám khói đen xì lăn lóc trong đống tro dưới chiếc quả lò robert jordan đưa ống nhòm cho cụ anselmo đang nằm sấp bên cạnh anh ông cụ mỉm cười lắc đầu lấy một ngón tay gõ gõ vào đầu mình gần cạnh mắt yalovell ông cụ nói bằng tiếng tây ban nha tôi đã nhìn thấy nó ông cụ nói ở đầu môi miệng gần như không động đậy khẽ hơn bất cứ tiếng thì thào nào cụ nhìn tên lính gác robert jordan mỉm cười với ông cụ Ông cụ chỉ một ngón tay chỉ tên lính gác, một ngón tay nữa kéo ngang cổ họng. Robert Jordan gật đầu nhưng không cười. Tròi gác ở cầu bên kia ngoảnh lưng về phía hai người và nhìn xuống con đường nên họ không thể nhìn vào bên trong được. Con đường rộng rãi nhựa, đắp rất tốt, chạy dòng sang bên trái ở đầu cầu bên kia rồi lượn qua bên phải và khuất khỏi tầm mắt. Ở đây con đường cũ đã được mở rộng ra như bây giờ bằng cách khoét vào vách núi đá ở phía bên kia khe. Đứng từ phía đèo và phía cầu nhìn xuống thì bờ bên trái hoặc phía tây của con đường có một dãy đá tảng dựng đứng bảo vệ dọc bờ khe dốc thẳng tuột. Chỗ con suối nhỏ có cầu bắc qua, đổ vào dòng nước lớn ở trên đèo chảy xuống khe hẹp, gần như một cái ống. Robert Jordan hỏi Anselmo: "Còn bút gác kia đâu?" dưới chỗ ngoặt kia 500 thước, trong lều của người phu sửa đường dựng sát bờ núi đá. Robert Jordan hỏi, có bao nhiêu tên? Anh lại dơ ống nhòm quan sát tên lính gác. Hắn cầm mẫu thuốc lá dụi vào dách gỗ của chòi gác, rồi lấy ở túi áo ra một cái túi đựng thuốc lá bằng da, gỡ điếu thuốc lá dụi tắt, đổ chỗ thuốc lá đã hút còn thừa lại vào trong túi thuốc. Hắn đứng dậy dựng khẩu súng vào dách chòi gác, dương dai rồi cầm khẩu súng khoác lên vai và đi lên cầu. Anselmo ép người dán xuống đất và Robert Jordan đút ống nhòm vào túi áo, chuối đầu nấp sau thân cây thông. Anselmo nói sát bên tai anh. Có bảy tên và một thằng cai. Tôi hỏi thằng Gipsy, nó bảo vậy. Robert Jordan nói, lúc nào nó đứng yên thì ta về thôi, chúng mình đến gần quá. Anh đã thấy được những điều cần thiết chưa? Rồi, Thấy tất cả rồi. Mặt trời đã lặn, trời trở lạnh nhanh chóng và tối dần khi ánh sáng của tia nắng cuối cùng tắt hẳn trên ngọn núi đằng sau họ. Anh thấy thế nào? Anselmo hỏi, trong lúc hai người vẫn theo dõi tên lính gác đi qua cầu sang chòi gác bên kia, lưỡi lê lấp loáng trong ráng nắng chiều, mình cuốn trong chiếc áo chăn lùng thùng. Tốt lắm." Robert Jordan nói. "Tốt, rất tốt." anh Mo nói tôi rất sung sướng về thôi chứ bây giờ thì nó không thể trông thấy được chúng ta nữa rồi tên lính gác đứng ở đầu bên kia quay lưng về phía họ từ dưới khe vọng lên tiếng suối chảy trên đá cuội rồi qua tiếng suối chảy vang lên một tiếng khác một tiếng ù ù đều đều và hai người thấy tên lính gác ngẩng đầu lên chiếc mũ dệt hất ra đằng sau hai người quay đầu ngẩng lên thì nhìn thấy ba chiếc máy bay bay thành hình chữ v nhỏ xíu và ánh bạc trắng xóa cao tiếp trên trời còn hưởng ánh nắng chiều chúng bay rất nhanh ngang trời tiếng động cơ nổ đều đều anselmo hỏi của ta phải không robert jordan đáp hình như thế nhưng anh biết rằng máy bay bay cao như thế thì không thể nào biết chắc được có thể đó là một đội tuần tiểu buổi chiều của bên này hay của bên kia. Nhưng bao giờ người ta cũng bảo máy bay khu trực là của bên ta vì như thế làm cho mọi người phấn khởi hơn. Còn máy bay ném bom thì lại là chuyện khác. Tất nhiên Anselmo cũng cảm thấy như vậy. Ông cụ bảo, của ta đó, tôi nhận ra rồi, đó là những chiếc Moskaz. Robert Jordan nói, đúng, tôi cũng thấy có lẽ đó là những chiếc moskats đúng là những chiếc moskarts anselmo nói robert jordan rất có thể chiếu ống nhòm lên nhìn và biết ngay tức khắc nhưng anh không muốn làm như vậy đối với anh tối nay những máy bay đó là máy bay gì điều đó không quan trọng và nếu ông cụ thích cho rằng những máy bay đó là của ta thì anh không muốn làm ông cụ mất cái thú đó lúc này mấy chiếc máy bay đã bay xa gần khuất tầm mắt về phía Segovia. Trong chúng không còn giống những chiếc Boeing B-32 đã cải biến của người Nga, màu xanh, cánh thấp, đầu cánh sơn đỏ mà người Tây Ban Nha gọi là Moskas. Không nhìn rõ được màu, nhưng hình dáng thì khác hẳn. Không phải, đây là một đội tuần tiểu của bọn phát xít đang bay trở về. Tên lính gác vẫn đứng ở tròi gác bên kia, quay lưng về phía hai người. Robert Jordan nói, ta về thôi anh leo trở lên đồi cẩn thận từng bước và lợi dụng lùm cây che cho đến khuất hẳn tầm mắt của tên lính gác anselmo theo sau anh cách khoảng chừng một trăm thước khi hai người đã đi xa khuất hẳn cầu anh dừng lại và ông cụ tiến lên đi trước rồi vững bước vượt qua đèo leo lên sườn núi dốc trong bóng tối ông cụ sung sướng nói chúng ta có một lực lượng không quân mạnh thật phải và chúng ta sẽ thắng chúng ta cần phải thắng đúng sau thắng lợi rồi anh phải đến đây mà đi săn săn gì săn lợn lòi săn gấu chó sói sơn dương cụ thích đi săn à thích hơn tất cả ở làng tôi ai cũng đi săn anh không thích đi săn à không robert jordan đáp lại tôi không thích giết súc vật tôi thì trái lại ông cụ nói tôi không thích giết người chẳng ai thích giết người cả trừ những đứa loạn ốc robert jordan nói nhưng khi nào cần thiết thì tôi không phản đối khi nào cần thiết cho cách mạng anselmo nói thế thì lại là một việc khác rồi trong nhà tôi khi tôi còn có nhà cửa nhưng bây giờ thì không còn nữa có những nanh lợn lòi tôi đã bắn được ở khu rừng mé dưới có da chó sói mà tôi đã bắn được tôi săn chúng nó trong tuyết vào mùa đông có một con chó sói rất lớn tôi đã bắn được lúc chập tối ở phía ngoài làng vào một đêm tháng 11. Lúc tôi đang trên đường đi về nhà, trên sàn nhà tôi có bốn bộ da chó sói dẫm lên mãi nên đã sờn, nhưng mà là da chó sói có những sừng sơn dương tôi đã bắn được trên núi cao Sierra. Có một con đại bàng nhồi rơm do một người chuyên nghề nhồi chim ở Avila làm, cánh mở xòe ra, mắt vàng và thật như mắt một con đại bàng sống, đẹp lắm tôi rất thích ngắm tất cả những thứ đó thế à robert jordan nói ở cửa nhà thờ làng tôi có đóng đinh tay một con gấu tôi đã bắn chết vào mùa xuân tôi tìm thấy nó trong tuyết trên một sườn đồi nó đang dùng cái tay đó lật một khúc gỗ cách đây bao nhiêu lâu cách đây sáu năm và tôi rất thú mỗi lần trông thấy cái tay gấu đó trông nó như một bàn tay người nhưng có vuốt dài cô đét và đóng đinh qua lòng bàn tay vào cửa nhà thờ. Vì hãnh diện phải không? Tôi hãnh diện nhớ lại việc bắt gặp con gấu đó trên sườn đồi vào đầu mùa xuân. Nhưng giết một con người, một con người cũng là người như chúng ta, thì chẳng để lại một cái gì tốt cả. Robert Jordan nói, Người ta không thể đem đóng bàn tay người đó vào cửa nhà thờ được. Không thể tưởng tượng được có một sự giả man như vậy tuy nhiên bàn tay người ta giống in như một bàn tay gấu. Robert Jordan nói, ngực người ta cũng giống như ngực con gấu. Khi lột da con gấu đi thì bắp thịt của nó trông cũng rất giống bắp thịt người. Vãi, Anselmo nói, người Gipsy tin rằng gấu là anh em với người đó. Robert Jordan nói, người da đỏ ở Mỹ cũng tin như thế. Và khi họ giết chết một con gấu thì họ xin lỗi nó và yêu cầu nó tha lỗi cho họ họ đặt cái sọ nó lên cây rồi xin nó tha thứ cho trước khi bỏ đi người gypsy tin rằng gấu là anh em của người vì dưới làn da của nó thân thể con gấu cũng giống như con người ta vậy mà gấu cũng thích uống bia thích nghe âm nhạc và thích nhảy múa người da đỏ cũng tin như thế vậy người da đỏ cũng là người gypsy à không nhưng họ cũng nghĩ về con gấu như thế rõ ràng rồi người gypsy còn tin gấu là anh em với họ vì gấu cũng ăn cắp để đùa nghịch cụ có phải dòng giống người gypsy không không nhưng tôi đã biết họ nhiều và cố nhiên từ ngày có phong trào thì lại biết nhiều hơn nữa ở trong núi có rất nhiều người gypsy đối với họ giết một người ngoài bộ lạc không phải là một tội lỗi họ chối không nhận như thế nhưng đúng là như thế đó như người Morer. Phải, nhưng người Gypsy có rất nhiều luật lệ mà họ không chịu nhận là có. Trong chiến tranh nhiều người Gypsy lại sinh ra tệ hại như thời xưa vậy. Họ không hiểu tại sao lại có chiến tranh. Họ không hiểu gì cái gì mà chúng ta chiến đấu. Anh mô nói, Phải, họ chỉ biết là bây giờ đang có chiến tranh và lại có thể giết người như thời xưa mà không sợ bị tù tội. Trong sự thân mật của bóng tối và qua một ngày chung sống, robert jordan hỏi cụ đã giết người bao giờ chưa rồi rất nhiều lần nhưng không thích thú gì cả đối với tôi giết người là một tội lỗi ngay như giết bọn phát xít mà chúng ta cần phải giết cũng là có tội đối với tôi giữa người và gấu có một sự khác nhau rất lớn và tôi không tin những chuyện kỳ quái của bọn gipsy về cái tình anh em với thú vật không tôi phản đối mọi sự giết người vậy mà cụ đã giết người phải và tôi sẽ còn giết nữa nhưng nếu sau này tôi mà còn sống tôi sẽ cố sống thế nào để không làm hại ai cả để được tha thứ về những tội lỗi đó ai tha tội cho không biết bây giờ chẳng còn chúa trời chẳng còn con chúa trời và thần thánh nữa thì ai tha tội tôi cũng chẳng biết nữa cụ không tin ở chúa trời nữa à không cố nhiên là không tin nữa rồi nếu mà có chúa trời thì không bao giờ lại cho phép xảy ra những điều mà tôi đã trông thấy chúng nó có chúa trời thì mặc chúng nó chúng nó kêu gào chúa trời đó tất nhiên là tôi có thấy thiếu chúa trời vì tôi đã lớn lên trong tôn giáo nhưng bây giờ con người cần phải có trách nhiệm với bản thân mình như thế thì chính cụ sẽ tự tha tội giết người cho mình tôi cũng nghĩ như vậy anselmo nói anh đã nói rõ ra điều đó như thế tôi cũng tin rằng phải như thế mới đúng nhưng mà có chúa trời hay không có chúa trời tôi vẫn cho rằng giết người là có tội đối với tôi tước đoạt mất đời sống của một người khác là một điều rất nghiêm trọng khi nào cần thiết thì tôi sẽ làm việc đó nhưng tôi không phải là loại người như pablo muốn chiến thắng thì cần phải tiêu diệt quân thù xưa nay vẫn như vậy anselmo nói cố nhiên trong chiến tranh thì phải giết nhưng mà tôi có những ý nghĩ rất kỳ quặc hai người đi sát bên nhau trong đêm tối và ông cụ nói thì thầm thỉnh thoảng lúc leo lên lại quay đầu nhìn lại một tên giám mục tôi cũng không muốn giết bất cứ một tên địa chủ nào tôi cũng không muốn giết tôi chỉ muốn bắt chúng suốt đời phải làm việc như ta làm việc ngoài đồng ruộng và như ta đẳng gỗ trong núi như thế chúng nó sẽ thấy con người ta sinh ra để làm gì cứ để cho chúng ngủ nơi ta ngủ ăn cái ta ăn nhưng nhất thiết là chúng phải làm việc như thế chúng nó sẽ hiểu ra và chúng nó sẽ sống sót để rồi lại bắt ta làm nô lệ nữa có giết chết chúng đi cũng chẳng giáo dục chúng thêm được điều gì đâu An -sen Mo nói mình chẳng thể tiêu diệt hết chúng nó được vì dòng giống chúng nó sẽ càng mọc ra nhiều và thù quán sẽ càng lớn nhà tù cũng chẳng ăn thua gì nhà tù chỉ gây thêm thù quán phải làm cho tất cả kẻ thù của chúng ta hiểu. Nhưng cụ chẳng đã giết người là gì? Phải. An Sen mua nói, giết đã nhiều lần rồi và còn giết nữa, nhưng không thích thú gì và coi đó là một tội lỗi. Thế còn tên lính gác, cụ chẳng đùa ra hiệu là giết nó đi là gì? Đó là tôi đùa thôi, tôi sẽ giết tên lính gác. Phải, chắc chắn là như vậy. Và với một tấm lòng thanh thản vì nhiệm vụ của chúng ta, nhưng chẳng thích thú gì. Ta sẽ dành chúng nó cho những người nào thích giết. Robert Jordan nói. Có tám đứa và năm đứa, tất cả là mười ba đứa cho những người nào thích giết. Có nhiều người thích đó. Anselmo nói trong bóng tối. Trong chúng tôi có nhiều loại người đó, nhiều hơn là số người có tác dụng trong một trận chiến đấu. Cụ đã giữ trận chưa? Ông cụ đáp. Chưa. Lúc đầu phong trào chúng tôi đánh nhau ở Segovia, nhưng rồi thua phải chạy. Tôi cũng chạy với mọi người. Chúng tôi khi đó thật không hiểu chúng tôi làm gì và phải làm như thế nào nữa. Với lại tôi chỉ có một khẩu súng săn và đạn ghém bắn lại. Còn bọn Guadia Sivin thì toàn súng mô Cách xa 100 thước tôi không thể bắn trúng được chúng nó bằng đạn ghém. Còn chúng nó thì cách xa 300 thước chúng nó muốn bắn chết chúng tôi lúc nào cũng được. Như là bắn thỏ vậy chúng nó bắn rất nhiều và bắn giỏi trước mắt chúng nó chúng tôi cứ như là đàn cừu ông cụ im lặng một lúc rồi hỏi anh có cho là sẽ đánh nhau ở cầu không có thể chưa bao giờ tôi trông thấy một trận đánh nhau nào mà tôi không bỏ chạy anh selmo nói không biết tôi sẽ hành động ra sao tôi là một lão già và tôi đã tự hỏi tôi điều đó robert jordan bảo ông cụ tôi sẽ giúp cụ còn anh, anh đã dự nhiều trận đánh rồi chứ? Nhiều rồi. Thế anh nghĩ sao về trận đánh cầu này? Trước hết tôi nghĩ về cái cầu. Đó là công việc của tôi. Phá cái cầu này không khó đâu. Rồi chúng ta sẽ xếp đặt các công việc khác. Các công việc bước đầu, tất cả sẽ được viết ra giấy. Anh mô nói, anh em ít người biết đọc lắm. Tôi sẽ viết ra theo trình độ hiểu biết của mọi người để mọi người đều hiểu và cũng sẽ có giải thích rõ ràng. Tôi sẽ làm theo sự phân công. Anselmo nói, nhưng cứ nhớ lại trận bắn nhau ở Segovia thì nếu có đánh nhau hoặc bắn nhau nhiều, tôi muốn được biết thật rõ tôi phải làm gì trong mọi trường hợp để khỏi bỏ chạy. Tôi nhớ là ở Segovia tôi rất muốn bỏ chạy. Robert Jordan bảo ông cụ, chúng ta sẽ cùng đi với nhau. Tôi sẽ nói cho cụ biết mỗi lúc cần phải làm gì. Thế thì không còn vấn đề gì nữa." Anselmo nói, "Tôi sẽ làm mọi việc theo lệnh của anh. Đối với chúng ta sẽ có việc phá cầu và đánh nhau nếu cần phải có." Robert Jordan nói, và nói như vậy trong đêm tối, anh cảm thấy hơi có vẻ kiểu cách, nhưng nói bằng tiếng Tây Ban Nha thì nghe lại rất hay. Anselmo nói, "Chắc là sẽ rất thú đó." Nghe ông cụ nói một cách thẳng thắn rõ ràng không bộ điệu, không có cái vẻ giả vờ kính đáo của người Anh, cũng không có cái vẻ hùng hổ của người Latin. Robert Jordan thầm nghĩ rằng anh đã may mắn có được ông cụ già này và sau khi đã thấy cái cầu đã nghiên cứu và đơn giản quá vấn đề là tập kích bất ngờ bốt gác rồi phá cái cầu một cách thông thường. Anh thấy quán những mệnh lệnh của Gonzer quán sự cần thiết phải đề ra những mệnh lệnh đó anh quán những mệnh lệnh đó vì nó có thể ảnh hưởng đến anh và đến ông cụ thật là những mệnh lệnh tai ác cho những người thực hiện anh tự nhủ đây không phải là một phương pháp suy nghĩ không có ai kể cả anh nữa mà lại không thể có chuyện gì xảy đến với mình anh và cả ông cụ chẳng là cái quái gì cả chúng ta chỉ là những công cụ để làm nhiệm vụ có những lệnh cần thiết không phải do ta đặt ra. Có một cái cầu và tương lai loài người có thể xoay chuyển vì cái cầu đó cũng như vì bất cứ một sự kiện nào xảy ra trong cuộc chiến tranh này. Ta chỉ có mỗi một việc làm và phải làm bằng được việc đó. Anh tự nghĩ, sao chỉ có một việc thôi? Nếu chỉ có một việc thôi thì đã dễ quá. Thôi đi đồ tôi, đừng có thắc mắc nữa. Anh tự nhủ, hãy nghĩ về một chuyện gì khác đi thôi. Và anh nghĩ đến cô gái Maria với làn da, mái tóc, khóe mắt, cùng một màu ngâm ngâm bánh mật. Màu tóc sẫm hơn một chút, nhưng sẽ nhạt dần nếu da ngày càng rám nắng. Một làn da mịn màu vàng nhạt bên ngoài và ngâm ngâm đen bên trong. Chắc toàn thân cổ rất dịu dàng, nhưng cổ cử động ngựa nghịu như có cái gì trong người làm cổ lúng túng. Một cái gì như hiện rõ ra cho mọi người thấy. Tuy rằng không ai trông thấy và chỉ có trong đầu óc của cô. Cô đã đỏ mặt khi anh nhìn cô và cô ngồi, hai tay bó lấy gối, cổ áo mở rộng, bộ ngực tròn căng dưới làn áo. Nghĩ đến cô gái, cổ anh nghẹn lại và bước đi trở nên khó khăn. Anh và An Sinh mua im lặng cho đến lúc ông cụ nói. Bây giờ chúng ta leo xuống qua những tảng đá này là đến trại. Hai người đang đi giữa những tảng đá, bỗng có tiếng người hô. Đứng lại, ai đó? Họ nghe thấy tiếng quy lát lách tách kéo ra đằng sau và đập vào gỗ khi bị đẩy ra đằng trước và bẻ xuống bán. Anselmo nói, đồng chí cả đây. Đồng chí nào? Đồng chí của Pablo. Ông cụ bảo, mày không biết chúng tao à? Có. Tiếng nói trả lời, nhưng đây là mệnh lệnh các anh có khẩu lệnh không? Không, chúng tao ở dưới lên. Biết rồi. Người đứng trong bóng tối nói, các anh ở cầu lên chứ gì, tôi biết cả, nhưng mệnh lệnh không phải là của tôi. Các anh phải biết nửa thứ hai của khẩu lệnh. Thế nửa trước của khẩu lệnh là gì? Robert Jordan nói, quên mất rồi. Người trong bóng tối nói rồi cười. Thôi anh hãy cút mẹ nó về trại với cái thuốc nổ chết tiệt của anh đi. Anh xin mua nói, Thế gọi là kỷ luật du kích đó. Mở quy lát ra. Người kia nói trong bóng tối. Mở rồi. Tôi đã mở với ngón tay cái và ngón tay trỏ. Mày mà cứ làm thế với một khẩu mô da không có khất, không có khóa thì là nổ rồi đó. Người kia đáp. Thì chính đây là một khẩu mô da đây. Nhưng mà ngón tay cái và ngón tay trỏ của tôi giữ khỏe lắm. Không thể tả được. Bao giờ tôi cũng mở quy lát kiểu này. mua hỏi trong bóng tối súng chĩa vào đâu thế? Người kia bảo, chĩa vào cụ đó. Từ lúc tôi lên quy lát, khi nào về đến trại, cụ ra lệnh cho một người nào ra thay tôi, vì tôi đói lắm rồi, đói bỏ mẹ đi được, đói không thể tả được, và tôi cũng quên mất khẩu lệnh rồi. Robert Jordan hỏi, tên anh là gì? Người kia trả lời, tôi là Augustine, ở đây tôi đang buồn chết người đi được. Tôi sẽ chuyển lời của anh. Robert Jordan nói, và anh thầm nghĩ rằng cái chữ Apumienlo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là buồn chán là một chữ không một người nông dân nào dùng trong bất cứ một thứ tiếng nói nào khác vậy mà nó lại là một tiếng thông thường cửa miệng của người Tây Ban Nha ở bất cứ tầng lớp nào Agustin nói anh nghe đây và bước lại gần đặt tay lên vai Robert Jordan rồi bật lửa dơ lên thổi vào đầu bất soi nhìn mặt người trẻ tuổi hắn nói trông anh giống cái đồng chí kia nhưng hơi khác này hắn hạ cái bật lửa xuống và đứng cầm khẩu súng trong tay này anh chuyện cái cầu thật đó chứ chuyện gì về cái cầu là chúng ta sẽ nổ mìn một cái cầu chết tiệt và chúng ta sẽ cuốn xéo mẹ nó khỏi dãy núi này phải không không biết anh mà không biết augustine nói bố láo thế chỗ thuốc nổ ấy là của ai của tôi thế anh không biết cái đó dùng để làm gì à đừng có nói dối đó Robert Jordan nói, tôi biết cái đó dùng để làm gì và đến lúc cần biết thì anh cũng sẽ biết, nhưng bây giờ thì chúng tôi về trại đây. Augustine nói, về cái chỗ và cả anh nữa, nhưng mà anh có muốn tôi nói một điều có ích cho anh không? Robert Jordan nói, có, nếu không phải là... Anh nói lên cái tiếng tục tiểu mà Augustine đã dùng trong suốt khi nói chuyện. Hắn dùng một từ rất tục tiểu Gắn với mọi danh từ như một hình dung từ Dùng cả tiếng tục tiểu đó như một động từ Thô tục đến nỗi Robert Jordan tự hỏi Không biết hắn có thể nói nổi được một câu tử tế không Augustine cười trong bóng tối khi nghe thấy cái tiếng đó Đó là lối nói của tôi, có thể là đều Biết thế nào được, mỗi người nói theo lối của mình Này, anh nghe đây, cái cầu đối với tôi không có nghĩa lý gì cả cái cầu cũng thế và cái gì khác cũng thế với lại tôi chán ngấy cái dãy núi này lắm rồi nếu cần thì xéo khỏi nơi này đi thôi dãy núi này với tôi không có nghĩa lý gì cả chúng ta cần phải rời khỏi nơi này nhưng tôi muốn nói một điều anh hãy trông nom cẩn thận chỗ thuốc nổ của anh cảm ơn robert jordan nói sợ anh lấy đó hả augustine đáp không phải sợ những thằng không trang bị như tôi robert jordan hỏi vậy thì là ai augustine nói và lần này hắn nói một cách nghiêm chỉnh anh hiểu tiếng tây ban nha hãy trông coi cẩn thận chỗ thuốc nổ của anh cảm ơn không đừng cảm ơn tôi hãy để ý đến đồ lề của anh đã có chuyện gì xảy ra với chỗ thuốc nổ rồi chăng không nếu có thì tôi đã chẳng mất thì giờ để nói với anh như vậy dù sao cũng cảm ơn anh bây giờ chúng tôi về trại đây augustine nói ừ và bảo hộ cho người ra đây một cậu nào biết khẩu lệnh ấy? Sẽ gặp lại anh ở trại chứ? Phải, một lát nữa thôi. Robert Jordan bảo cụ Anselmo, ta đi thôi. Hai người đi xuống men theo bờ bãi cỏ phủ kính sương mù. Sau một hồi đi trong rừng trên lá thông, họ đi trên làng cỏ mềm và sương đêm thấm qua dày giải bệnh đế thừng. Phía trước mặt, Robert Jordan đã có thể thấy giữa đám cây một ánh lửa ở chỗ mà anh biết chắc là cửa hang. Anselmo nói, Augustine là một người rất tốt. Hắn ăn nói rất tục tiểu và nói đùa luôn miệng, nhưng là một người hết sức đứng đắn. Cụ biết rõ anh ta à? Có, biết đã từ lâu. Tôi rất tin hắn. Và tin cả những lời hắn nói. Phải, thằng Pablo bây giờ hỏng rồi, như anh đã thấy đó. Thế thì tốt hơn hết là phải làm gì? Phải luôn luôn để ý trông coi cái đó. Ai trong Anh, tôi, mụ ấy và Augustine vì hắn cũng thấy được sự nguy hiểm. Trước đây cụ có nghĩ là tình hình ở đây lại xấu như thế này không? Không. mô nói, tình hình đã xấu đi rất nhanh chóng, nhưng cần phải đến đây. Đây là địa phương của Pablo và của Ensodo. Ở địa phương họ, ta phải liên lạc với họ, trừ phi là một việc gì ta có thể làm một mình. Thế còn Ensodo? Anselmo đáp, tốt, thằng kia xấu bao nhiêu thì Ensodo tốt bấy nhiêu. Cụ tin rằng hắn thật là hỏng à? Tôi đã nghĩ đến điều đó suốt cả buổi chiều và sau khi đã nghe thấy những điều mà chúng ta đã nghe thấy thì bây giờ tôi tin là như vậy. Quả thật là như thế đó. Hay là ta đi chỗ khác, nói là phá một cái cầu khác rồi lấy người của nhóm khác có hơn không? Không. Anselmo nói, đây là địa phương của nó, anh không thể đi đâu mà nó không biết, nhưng mà phải hành động hết sức thận trọng. Chương 4 Hai người đi xuống cửa hang. Ánh lửa lọt qua mép một cái chăn treo ở chỗ ra vào. Hai cái ba lô vẫn để ở gốc cây. Trên phủ một tấm bạc. Robert Jordan quỳ xuống. Sờ tấm bạc ướt và cứng nhắc. Trong đêm tối, anh luồn tay xuống dưới tấm bạc. Thò vào một cái túi bên ngoài của một trong hai chiếc ba lô. Lấy ra một chai rượu bẹt bọc da và bỏ vào túi anh mở chiếc khóa dài luồn qua những lỗ quanh miệng ba lô và tháo dây. Lấy tay sờ vào bên trong kiểm soát lại những thứ đựng trong ba lô. Ở đấy một chiếc ba lô, anh sờ thấy những thỏi gói lại, đựng trong những chiếc túi cuộn nhỏ, trong chiếc túi chăn. Rồi anh buộc dây và khóa lại. Anh luồn tay vào trong chiếc ba lô kia và sờ thấy cảnh sắc của cái hộp gỗ đựng chiếc máy làm nổ đã cũ. Hộp xì gà đựng kiếp mìn mỗi chiếc cuộn tròn trong hai sợi dây của nó tất cả đã được gói ghém cẩn thận như trước đây khi còn nhỏ anh đã gói ghém những quả trứng chim rừng mà anh đã tìm được anh sờ thấy bán chiếc tiểu liên tháo rời khỏi nòng và cuộn vào chiếc ba lô lớn và những cuộn dây đồng nhỏ một cuộn lớn dây bọc vải trong một ngăn túi khác trong ngăn túi đựng dây anh còn sờ thấy một cái kìm và hai cái dùi gỗ để dùi lỗ vào đầu những thỏi thuốc nổ và từ trong ngăn túi cuối cùng, anh lấy ra một hộp to thuốc lá Nga, trong số thuốc lá anh đã lấy ở bản doanh tướng Gonzer. Cuối cùng anh buộc miệng túi ba lô, đóng khóa và cài nắp lại, rồi lại phủ tấm bạc lên hai chiếc ba lô. Anselmo đã đi vào trong hang. Robert Jordan đứng dậy định theo vào, nhưng anh nghĩ lại và bỏ tấm vải bạc ra, mỗi tay xách một chiếc ba lô lên và cố sức mới kéo nổi vào đến cửa hang. Anh để một chiếc xuống dán cái chăn sang một bên, rồi cúi đầu xuống. Mỗi tay xách qua da của chiếc ba lô, anh bước vào trong hang. Trong hang ấm và đầy khói, có một cái bàn đặt sắt dách trên để một cái chai có cắm một cây nến mở. Pablo ngồi ở cạnh bàn với ba người lạ mặt mà anh không biết và gã gypsy Raphael ngọn nến hắt bóng những người đó lên dách sau lưng họ. Cụ Anselmo đứng ở phía bên phải cái bàn. Vợ Pablo đang cúi xuống đóng than hồng trên bếp ở một góc hang. Cô gái quỳ bên cạnh mụ, tay đang quấy một cái nồi sắt. Cô nhấc cái thìa gỗ lên và nhìn thấy Robert Jordan đang đứng ở cửa hang. Trong bóng lửa, mụ vợ Pablo đang quạt. Anh nhìn thấy mặt cô gái, cánh tay cô ta và những giọt nước đang chảy ở trên thìa rơi xuống cái nồi sắt. Pablo nói, anh khiêng cái gì thế? Robert Jordan trả lời, đồ lề của tôi. Rồi anh đặt hai chiếc ba lô hơi cách xa nhau một chút xuống bên cửa hàng phía đối diện với cái bàn. Pablo hỏi, để ngoài không được hay sao? Có thể trong đêm tối có người dấp phải. Robert Jordan nói, rồi lại bên bàn đặt hộp thuốc lá lên đấy, tôi không thích để thuốc nổ trong hang đâu." Pablo nói. "Để thế là xa lửa rồi." Robert Jordan nói. "Mời các anh hút thuốc." Anh lấy móng ngón tay cái rạch quanh cạnh hộp thuốc, trên nắp có vẽ hình một chiếc tàu chiến lớn có tô màu, rồi đẩy hộp về phía Pablo. Anselmo mang đến cho anh một cái ghế đẩu bọc da sống và anh ngồi vào bàn. Pablo nhìn anh như định nói gì nữa, rồi với tay ra lấy thuốc lá. Robert Jordan đẩy hộp thuốc lá lại phía những người kia. Anh chưa nhìn họ, nhưng anh để ý là có một người lấy thuốc lá, còn hai người kia thì không lấy. Tất cả tâm trí anh đều tập trung vào Pablo. Anh hỏi Raphael. Thế nào, anh chàng Gipsy? Gã Gipsy trả lời. Cũng khá, Robert Jordan cảm thấy họ nói chuyện về anh khi anh vào. Ngay đến gã Gipsy cũng có vẻ không tự nhiên. Robert Jordan hỏi hắn. Thế chị ấy sẽ lại để cho anh ăn nữa chứ? Gã trả lời. Có chứ, sao lại không? Thật khác xa những lời đùa giỡn thân mật giữa hai người ban chiều. Vợ Pablo không nói gì cả và tiếp tục quạt lửa trên bếp than. Robert Jordan nói. Có một anh tên là Augustine nói là anh ta đang chết vì buồn ở trên kia. Pablo bảo, cái đó không làm chết người được đâu, cứ để cho nó chết một chút. Có rượu không? Robert Jordan hỏi trống không, người cúi về đằng trước, hai tay tì lên bàn. Pablo lầu nhầu, còn ít thôi. Robert Jordan quyết định là nên nhìn ba người kia thì hơn và cố gắng xem xét sự tình ra sao. Nếu vậy thì cho tôi xin một chén nước. Này cô! Anh gọi cô gái. Cô cho tôi xin một chén nước. Cô gái nhìn người đàn bà, mụ không nói gì, cũng không tỏ vẻ gì là đã nghe thấy. Cô gái đi đến chỗ một cái ấm đựng nước, múc một chén đầy và mang đến bàn đặt trước mặt anh. Robert Jordan mỉm cười với cô, đồng thời anh thoát bụng lại và ngồi trên ghế đẩu hơi quay người sang bên trái để cho khẩu súng lục đeo trên dây thắt lưng tuột xuống chỗ anh muốn anh đưa tay xuống thò vào túi quần đằng sau và pablo chăm chú nhìn anh anh biết rằng tất cả cũng đang chăm chú nhìn anh nhưng anh chỉ để ý đến pablo bàn tay anh rút ở túi quần ra cái chai bẹt bọc da và anh vặn nút rồi nâng chén nước uống một nửa xong rót rất từ từ rượu trong chai vào chén anh nói với cô gái Rượu này đối với cô nặng quá, nếu không tôi cũng mời cô uống một ít. Rồi anh lại mỉm cười với cô. Anh bảo Pablo, còn ít quá không tôi cũng mời anh. Pablo nói, tôi không thích rượu hồi. Mùi rượu hăng bốc lên khắp mặt bàn và anh thấy đó là cái duy nhất quen thuộc đối với anh ở đây. Robert Jordan nói, càng tốt vì rằng còn ít lắm. Gã Gipsy hỏi, rượu gì thế? robert jordan bảo thuốc đó anh có muốn nếm không để chữa gì chữa mọi thứ bệnh robert jordan nói chữa mọi thứ bệnh anh có bất cứ bệnh gì cứ uống vào là khắc khỏi gã gypsy nói cho tôi nếm thử một chút nào robert jordan đẩy cái chén lại cho hắn bây giờ nước đã đổi thành màu vàng nhờ nhờ và anh thầm mong gã gypsy sẽ không uống quá một ngụm anh chỉ còn rất ít và mỗi chén là thay thế cho việc đọc báo buổi tối, cho những buổi tối thời xưa tại các quán cà phê, cho những cây hạt dẻ tháng này chắc đang nở qua, cho những con ngựa lớn chậm chạp của các đại lộ ngoại ô, thay thế cho những quán bán sách báo và viện bảo tàng, công viên Monsuri, sân vận động Buffalo, đồi Sô Mông, công ty Garanti Trơ và đảo ct khách sạn cổ Foyot, và cái thú được đọc sách báo nghỉ ngơi buổi tối thay thế cho tất cả những thứ xưa kia anh yêu thích và đã quên đi nhưng nay lại trở lại với anh mỗi lần anh nhấm nháp chất nước lạ kỳ có vị cay cay màu đục ấy nó làm cho anh đờ lưỡi nóng ốc ấm lòng tinh thần sảng khoái gã gypsy nhăn mặt và đưa trả cái chén nói mùi thì như rượu hồi nhưng mà đắng như mật thà để ốm còn hơn là phải uống cái thứ thuốc này robert jordan bảo hắn đây là rượu áp xanh trong rượu áp xanh thật có ngải cứu đó người ta cho rằng nó làm hỏng óc nhưng tôi không tin nó chỉ làm cho tinh thần người ta sảng khoái đáng lẽ phải rót nước vào rượu rất từ từ từng giọt một nhưng tôi đã đem rót rượu vào nước pablo cảm thấy giọng nói có vẻ chế giễu bực tức hỏi anh nói cái gì robert jordan mỉm cười trả lời tôi giải thích về thứ thuốc này tôi mua nó ở madrid đây là chai cuối cùng còn lại và tôi đã dùng nó được ba tuần lễ rồi anh uống một ngụm lớn và cảm thấy lưỡi tê tê một cách nhẹ nhàng anh nhìn pablo rồi lại mỉm cười anh hỏi công việc ra sao pablo không trả lời và robert jordan chăm chú nhìn ba người kia cùng ngồi ở bàn có một người mặc to bèn bẹt và đen như một chiếc dâm bông dùng serrano mũi tẹt và gãy. Điếu thuốc lá nga dài và nhỏ cắm thẳng vào cái mặt đó càng làm cho bộ mặt bẹt thêm. Tóc hắn ngắn và qua râm, râu mọc lởm chởm cũng qua râm. Hắn mặc một chiếc áo đen thông thường ở đây, cổ có cài khuy. Khi Robert Jordan nhìn hắn thì hắn cúi xuống nhìn cái bàn, nhưng cặp mắt vẫn bình tĩnh không chớp. Hai người kia thì rõ ràng là anh em, Họ giống nhau như đúc và cả hai đều thấp, mập, tóc đen, trán thấp, mắt đen và da ngăm ngăm. Một người có cái sẹo chạy ngang trán trên mắt bên trái và khi anh nhìn họ, họ cũng bình tĩnh nhìn trả lại. Một người vào khoảng 26 hay 27 tuổi, người kia có lẽ hơn độ 2 tuổi. Một trong hai anh em đó, người có sẹo hỏi: Anh nhìn gì? Tôi nhìn anh robert jordan nói anh có gì lạ chăng không robert jordan nói anh hút thuốc người đó bảo sao lại không lúc nãy hắn không lấy một điếu nào cả thuốc lá này giống như thuốc lá của anh kia cái anh đánh tàu ấy anh cũng dự trận đánh tàu à người đó bình thản nói tất cả mọi người đều dự hết tất cả trừ có ông cụ pablo nói đó là việc chúng ta đáng lẽ phải làm lúc này làm một đoàn tàu nữa chúng ta có thể làm cái đó được robert jordan nói sau khi phá cầu anh thấy vợ pablo ở bếp lửa quay lại nghe khi anh nói đến tiếng cầu mọi người đều im lặng anh cố tình nhắc lại sau khi phá cầu rồi uống một ngụm áp xanh anh thầm nghĩ tốt hơn là nói luôn ngay ra đằng nào thì cũng phải nói đến Tôi không dự vào chuyện đánh cầu đó. Pablo nói, mắt nhìn xuống bàn. Tôi và tất cả anh em chúng tôi đây. Robert Jordan im lặng. Anh nhìn Anselmo và nâng chén lên, mỉm cười nói. Vậy thì chúng ta sẽ làm một mình thôi, cụ à. Không cần cái thằng nhát gan này. Anselmo nói. Pablo hỏi ông cụ. Cụ nói cái gì vậy? Anselmo bảo hắn. Không can gì đến mày tao không nói chuyện với mày. Lúc này Robert Jordan đưa mắt nhìn qua bàn, ra chỗ mụ vợ của Pablo đứng bên cạnh bếp lửa. Mụ chưa nói một lời nào, cũng chưa tỏ một thái độ gì. Nhưng lúc này mụ nói gì với cô gái, anh không nghe được. Và cô gái đang quỳ bên bếp lửa đứng dậy, gian dọc theo dách, dán cái chăn treo ở cửa hang lên, rồi bước ra ngoài. Robert Jordan thầm nghĩ, đã đến lúc rồi đây. Mình tin rằng đã đến lúc rồi đây. Mình chẳng muốn cơ sự xảy ra thế này, nhưng hình như cơ sự nó lại phải xảy ra như thế. Anh bảo Pablo, vậy chúng tôi sẽ đánh cầu mà không cần đến sự giúp đỡ của anh. Không. Pablo nói và Robert Jordan để ý thấy mặt hắn đầy mồ hôi. Mày sẽ không phá một chiếc cầu nào ở đây cả. Thật à? Mày sẽ không phá một chiếc cầu nào ở đây cả. Pablo dằn giọng còn chị thì thế nào? Robert Jordan nói với vợ của Pablo đang đứng lù lù và im lặng bên đống lửa. Mụ quay lại phía họ và nói Tôi tán thành việc đánh cầu. Ánh lửa chiếu vào mặt mụ đỏ hồng, đen bóng và dưới ánh lửa mặt mụ lúc này nồng ấm và đẹp hẳn lên. Mụ nói gì? Pablo hỏi mụ và Robert Jordan nhìn thấy nét mặt hốt hoảng của hắn tráng hắn đẫm mồ hôi khi hắn quay đầu lại. mụ vợ Pablo nói: tao tán thành phá cầu và phản đối mày, có thế thôi. người mặt bẹt mũi gãy nói: tôi cũng tán thành phá cầu. và dí đầu điếu thuốc lá xuống bàn. một trong hai người anh em nói: đối với tôi thì cái cầu chẳng nghĩa lý gì cả. tôi ủng hộ vợ của Pablo. người kia trong số hai người anh em cũng nói: tôi cũng vậy. gã gypsy nói: tôi cũng vậy robert jordan chăm chú nhìn pablo và đồng thời hạ thấp dần dần tay phải xuống để có thể sẵn sàng khi cần thiết nhưng anh chỉ phần nào mong sự cần thiết đó tới thôi có lẽ vì anh cảm thấy rằng đó là phương pháp đơn giản nhất dễ dàng nhất nhưng đồng thời cũng không muốn làm hỏng tình thế đang diễn ra thuận lợi vì anh biết rằng cả một gia đình một phe cánh một nhóm rất có thể nhanh chóng quay ra chống lại một người ngoài trong một cuộc xung đột nhưng mà anh vẫn nghĩ nếu có thể giải quyết bằng tay được thì vẫn đơn giản và tốt hơn thậm chí và là cách chắc chắn nhất theo kiểu phẫu thuật khi mà sự việc đã xảy ra như thế này anh cũng nhìn thấy mụ vợ pablo đứng đó mặt đỏ bừng một niềm kiêu hãnh bình tĩnh và hồn nhiên trước sự biểu thị phục tùng của mọi người mụ sung sướng nói tôi ủng hộ chế độ cộng hòa và ủng hộ chế độ cộng hòa là phải đánh cái cầu này sau này thì chúng ta sẽ có thời giờ làm những việc khác. Pablo chua chát nói, Thôi đi, mụ, với cái đầu óc của một con bò nòi và trái tim của một con đĩ của mụ, mụ tưởng rằng phá cầu rồi lại còn có sau này nữa à? Mụ có biết rồi sự việc sẽ xảy ra như thế nào không đã? Mụ vợ Pablo trả lời, Cái gì phải xảy ra rồi sẽ xảy ra? Sao chuyện phá cầu này mà trong đó chúng ta không có một chút lợi gì? Mụ sẽ bị săn đuổi như một con thú vật điều đó mụ cũng không cần hay sao mất mạng trong cái chuyện đó mụ cũng không cần hay sao không cần mụ vợ pablo nói và mày đừng có dọa tao đồ hèn nhát hèn nhát pablo chua chát nói các người cho một người là hèn nhát chỉ vì người đó có ý thức về chiến thuật vì người đó đã thấy trước được những kết quả của một sự ngu xuẩn biết được cái gì là dại dột không phải là hèn nhát và biết được cái gì là hèn nhát không phải là dại dột Anselmo không kìm được bật lên nói Cụ muốn chết phải không? Pablo nghiêm nghị hỏi ông cụ và Robert Jordan hiểu rằng đây không phải là một câu hỏi suông. Không. Thế thì liệu mà giữ lấy miệng? Cụ đã quá nhiều lời về những điều mà cụ không hiểu. Cụ không thấy rằng đây là một chuyện nghiêm trọng hay sao? Hắn nói một cách gần như có vẻ thương hại. Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình tôi là người nhìn thấy được vấn đề này nghiêm trọng thôi hay sao? Robert Jordan thầm nghĩ, đúng là như vậy. Pablo, anh bạn già ơi, đúng là như vậy đó, trừ tôi ra. Anh đã thấy, tôi cũng đã thấy, và người đàn bà tuy cũng đã đọc được điều đó trong bàn tay tôi, nhưng mụ chưa thấy được, mụ chưa thấy được. Pablo hỏi, tôi là chỉ quy để không chỉ quy gì cả à? Tôi hiểu những điều tôi nói, các người không biết được. Cái nhà ông già này chỉ nói bậy, ông cụ chỉ là một ông già một người liên lạc và đưa đường cho người ngoại quốc thôi người ngoại quốc đến đây để làm một việc có lợi cho người ngoại quốc thế mà vì lợi ích của hắn chúng ta phải chịu hy sinh tôi tôi chỉ tán thành sự có lợi và an toàn cho tất cả mọi người an toàn mụ vợ pablo nói không có cái lối an toàn như vậy hiện nay đã có nhiều kẻ đến đây để tìm sự an toàn nhiều quá đến nỗi điều đó đã trở thành một sự nguy hiểm lớn bây giờ mà tìm thấy sự an toàn thì sẽ mất hết lúc này mụ đã đứng bên cạnh bàn tay cầm cái thìa lớn có sự an toàn pablo nói trong nguy hiểm có sự an toàn ở chỗ biết cân nhắc lợi hại thế nào cũng như người đấu bò biết mình làm gì không liều lĩnh và được an toàn cho đến khi bị hút thủng bụng người đàn bà nói giọng chua chát đã bao lần tôi nghe thấy những tay đấu bò nói như vậy trước khi bị hút thủng bụng đã bao lần tôi nghe thấy finito nói rằng tất cả vấn đề tinh thông là ở chỗ đó rằng bò không bao giờ hút người mà chỉ là người ta tự hút bụng mình vào sừng con bò mà thôi. Bao giờ họ cũng kêu căng mà nói như vậy trước khi bị bò hút. Sau đó chúng ta đến thăm họ tại bệnh viện và mụ làm bộ điệu như đến thăm bên giường bệnh thăm người bị thương. Hello ông bạn, hello. Mụ nói giọng quang quang rồi mụ bắt chước giọng nói yếu ớt của người đấu bò bị thương. Chào bạn. Chào Pila, chuyện xảy ra như thế nào thế? Finito Chico, tại sao lại xảy ra cái tai nạn khốn khổ này? Mụ lại nói với cái giọng quang quang tự nhiên của Mụ, rồi tiếp tục với giọng nói yếu ớt, khe khẽ. Không hề gì cả đâu, Pila, không hề gì. Đáng lẽ thì không xảy ra tai nạn gì hết. Tôi đã đâm chết nó rất gọn ghẻ, hiểu chưa? Không ai có thể đâm khéo hơn thế được. Thế rồi sau khi đã đâm chết nó đúng kiểu và nó thật đã chết hẳn, đang loạn choạng sắp sửa gục xuống, tôi bèn bước tránh xa ra với điệu bộ hơi kiêu kỳ và đúng kiểu, thì từ phía sau lưng nó hút ngay sừng vào giữa hai mông tôi, xuyên qua gan lòi ra đằng trước. Mụ cười, rồi thôi không bắt chước giọng nói yếu ớt, ẻo lả của người đấu bò nữa và lại quan quan. An toàn chứ chẳng an toàn, Tao đã sống 9 năm trời với ba tay đấu bò vào loại được trả ít tiền nhất thế giới. Tao lại không biết thế nào là sợ, thế nào là an toàn hả? Nói gì thì nói, đừng dỡ cái chuyện an toàn ra đây với tao. Còn mày nữa, tao đã đặt bao nhiêu ảo vọng ở mày và giờ đây những ảo vọng đó đã ra sao? Chỉ có một năm chiến tranh thôi mà mày đã trở thành một thằng lười nhát, một thằng say rượu, một thằng hèn nhát. Pablo nói, mụ không có quyền nói như vậy, nhất là trước mặt mọi người và trước mặt người lạ. Mụ vợ Pablo vẫn nói tiếp, "Tao sẽ cứ nói như thế đó, mày không nghe thấy à? Mày tưởng rằng mày vẫn còn chỉ huy ở đây hay sao?" "Phải." Pablo nói, "Ở đây tao là chỉ huy." "Đừng có đùa." Người đàn bà nói, "Ở đây tao chỉ huy. Mày không nghe thấy mọi người nói gì à? Ở đây chỉ có tao chỉ huy thôi. Mày có thể ở lại đây nếu mày muốn." và ăn cơm uống rượu nhưng không được say sưa quá chén và có thể tham gia công việc nếu mày muốn nhưng ở đây tao chỉ huy pablo sa sầm mặt nói đáng lẽ tao phải bắn chết cả mày lẫn thằng ngoại quốc người đàn bà nói thách đó mày cứ thử xem sao robert jordan nói cho tôi xin một chén nước mắt anh vẫn không rời người đàn ông có cái đầu nặng nề và hầm hầm và người đàn bà đứng đó kiêu hãnh và bình tĩnh, tay cầm cái thìa to một cách hách dịch như cầm chiếc gậy chỉ huy. Mụ gọi, "Maria!" Và khi cô gái vào, mụ bảo, "Lấy nước cho đồng chí này." Robert Jordan thò tay lấy chai rượu và khi rút chai rượu trong túi ra, anh khẽ đẩy khẩu súng lục ra, xoay nó đặt lên đùi. Anh rót một chén áp xanh thứ hai rồi cầm chén nước cô gái mang lại. Anh rót nước vào chén từng ít một. Cô gái đứng bên khuỷu tay anh, chăm chú nhìn. Mụ vợ Pablo dung cái thìa bảo cô. Đi ra ngoài kia. Cô gái nói, ở ngoài đó lạnh lắm. Má cô sát vào má Robert Jordan. Cô chăm chú nhìn xem có cái gì trong chiếc chén. Rượu đang dẫn trắng lên. Mụ vợ Pablo nói, có thể, nhưng ở đây nóng quá. Rồi dịu giọng bảo một lát thôi. Cô gái lắc đầu đi ra. Robert Jordan thầm nghĩ. Không chắc nó có thể chịu đựng hơn được nữa. Anh cầm chén rượu trong một tay, còn tay kia công nhiên đặt lên khẩu súng lục. Anh đã kéo cái chốt an toàn xuống và có một cảm giác yên tâm quen thuộc khi nắm lấy cái bán súng có gạch ô nhưng đã mòn, gần như nhẵn lì. Anh mừng mê cái dòng cò súng thân thuộc lành lạnh. Pablo không nhìn anh nữa mà chỉ nhìn người đàn bà. Mụ nói tiếp. Nghe đây này, đồ say rượu, mày có biết ai chỉ huy ở đây không? Tao chỉ huy. Không, nghe đây, giống tay lừa lên mà nghe, nghe cho kỹ, tao chỉ huy. Pablo nhìn mụ và trong mặt hắn không thể biết được hắn đang nghĩ gì. Hắn rất bình tĩnh nhìn mụ rồi nhìn qua bàn, nhìn Robert Jordan. Hắn nhìn anh rất lâu vẻ mặt suy nghĩ, rồi lại quay sang nhìn mụ vợ. Hắn nói: "Tốt lắm, mày chỉ quy, và nếu bà muốn thì cả nó nữa cũng chỉ quy, và cả hai chúng mày muốn làm gì thì làm." Hắn nhìn thẳng vào mặt người đàn bà, và không tỏ vẻ gì khuất phục hoặc bối rối. Có thể là tao lười, có thể là tao rượu quá chén, mụ có thể cho tao là nhát gan, nhưng ở điểm này thì mụ lầm, nhưng tao không ngu hắn ngừng lại mụ cứ việc chỉ huy cho thích còn bây giờ nếu mụ vừa là chỉ huy vừa là đàn bà thì mụ hãy cho chúng tao cái gì ăn đi thôi vợ pablo gọi maria cô gái thò đầu qua cái chăn treo ở cửa hang bây giờ thì vào mà dọn cơm đi thôi cô gái vào và đi lại một cái bàn thấp đặt bên bếp cầm lấy những cái bát đã sức men đem ra bàn vợ pablo bảo robert jordan có đủ rượu cho tất cả mọi người. Anh đừng để ý đến lời nói của thằng say rượu này. Khi nào hết chỗ này, chúng ta sẽ lấy thêm nữa. Anh hãy uống hết cái thứ kỳ quái anh đang uống đi, rồi uống một chén rượu vang. Robert Jordan nốc một hơi cạn chỗ rượu áp xanh còn lại của anh. Anh cảm thấy trong người có một sức nóng dịu dàng, êm ái, nhẹ nhàng, ương ước. Nó tạo ra những phản ứng quá học. Anh đưa chén ra lấy rượu vang cô gái múc cho anh một chén đầy và mỉm cười gã gypsy hỏi thế nào anh đã trông thấy cái cầu chưa từ lúc có sự thay đổi quyền hành những người kia vẫn im lặng lúc này ai nấy đều cúi về phía trước chăm chú nghe rồi robert jordan nói đây là một việc dễ làm thôi có muốn tôi trình bày cho anh xem không có rất muốn ông bạn à robert jordan móc túi áo sơ mi lấy ra quyển sổ tay và cho mọi người xem những hình vẽ người mặt bẹt tên là primitivo nói trong này giống quá đúng là cái cầu robert jordan lấy đồ bút chì giảng giải anh sẽ phá cái cầu như thế nào tại sao lại đặt mìn như thế này người có sẹo ở mặt tên là andret nói đơn giản quá thế làm thế nào cho mìn nổ robert jordan là giảng giải và trong khi trình bày anh cảm thấy cánh tay cô gái tì lên vai anh trong lúc cô cũng đang ngó nhìn mụ vợ pablo cũng chăm chú xem chỉ có pablo thẳng nhiên ngồi một mình với một chén rượu uống hết hắn lại dục vào một cái bát to mà maria đã đổ đầy rượu đựng trong một cái bầu da dê treo ở bên trái cửa hang cô gái dịu dàng hỏi robert jordan anh đã làm việc này nhiều rồi à phải. Thế chúng tôi có thể xem phá cầu được không? Được chứ, sao lại không? Pablo ngồi ở đầu bàn bên kia nói lại. Rồi thì các người sẽ thấy. Cái đó tôi tin chắc là các người sẽ được thấy thôi. Im miệng đi. Mụ vợ Pablo chặn hắn. Rồi bỗng nhiên nhớ đến những điều mụ đã trông thấy trong lòng bàn tay người trẻ tuổi lúc buổi chiều. Mụ bỗng phát cáu lên một cách dữ dội và vô lý. Im miệng đi, đồ hèn nhát. Im miệng đi, đồ gỡ miệng im miệng đi đồ sát nhân. Pablo nói, được, tôi xin im miệng. Bây giờ mụ là chỉ huy và các anh cứ việc tiếp tục mà ngắm tranh đẹp, nhưng phải nhớ rằng tôi không phải là một thằng ngu. Mụ vợ Pablo cảm thấy cơn giận dữ của mình biến thành một sự buồn bã. Một cảm giác chán nản, xóa hết mọi hy vọng, mọi hứa hẹn. Mụ đã từng biết cái cảm giác đó khi mụ còn trẻ và mụ hiểu những nguyên nhân đã gây ra nó trong suốt đời mụ. Cảm giác đó đến một cách đột ngột, nhưng mụ xua đuổi nó đi, không cho nó chạm tới mụ, cũng như không để cho nó chạm tới nền cộng hòa. Và mụ bảo, bây giờ chúng ta ăn thôi Maria, múc thức ăn ở nồi ra bát đi. Chương 5 Robert Jordan dán cái chăn ngựa treo ở cửa hang và bước ra ngoài, hít một hơi dài không khí lạnh của đêm tối. Sương mù đã tan sao đã mọc trời lặng gió và bây giờ ra khỏi không khí oi nóng trong hang mù mịt khói thuốc lá lẫn khói than với mùi cơm và thịt nấu mùi nghệ ớt và dầu lẫn lộn với mùi rượu mùi nhựa của cái bầu rượu lớn bằng da treo ở bên cửa sổ cổ treo lên bốn chân xoạt ra rượu rót từ một cái giòi đút vào một chân và rót xuống đất làm cho bụi cũng nồng mùi rượu bây giờ ra khỏi mùi của các thứ rau cỏ mà anh không biết tên, treo từng túm phía trên cùng với những dây tỏi dài. Bây giờ ra khỏi cái mùi rượu gian đỏ tanh đồng, mùi tỏi, mùi mồ hôi ngựa, mồ hôi người khô đi trên quần áo của những người ngồi ở bàn, mồ hôi người nồng và xám, bọt mồ hôi ngựa đã chảy khô dịu và hắt. Robert Jordan hít mạnh không khí nhẹ nhàng ban đêm của núi rừng thoảng mùi thông và hơi sương đêm trên bãi cỏ gần suối từ lúc im gió sương xuống nặng hạt nhưng robert jordan thầm nghĩ sáng mai có lẽ có sương muối anh đứng hít thở không khí và lắng nghe đêm tối thấy có tiếng súng nổ ở xa xa rồi có tiếng cú kêu trong rừng cây mé dưới nơi quay tàu ngựa anh nghe thấy gã gypsy cất tiếng hát trong hang và tiếng đàn guitar nhẹ nhàng đệm theo tôi thừa hưởng của cha tôi giọng hát cố cất cao lên khàn khàn và dừng lại rồi hát tiếp mặt trăng và mặt trời và tuy tôi lang thang đó đây khắp gầm trời không bao giờ tôi tiêu hết cái gia tài đó tiếng đàn ngân lên cùng với tiếng vỗ tay quan hô người hát robert jordan nghe thấy có người nói hay lắm hát bài catalan đi gipsy không phải, phải đó, bài Catalan. Gã Gipsy nói, được rồi. Và cất tiếng hát buồn thảm. Mũi tôi tẹt, mặt tôi đen, nhưng tôi vẫn là người. Ô lê, có tiếng người nói. Hát tiếp đi Gipsy. Tiếng hát của gã Gipsy cất cao lên, bi đát và diễu cợt. Nhờ trời tôi là một người da đen, chứ không phải là người Catalan. Có tiếng Pablo nói Ồn quá! Cầm cái miệng đi Gipsy Anh nghe thấy tiếng người đàn bà Đúng, ồn quá đó Với cái giọng đó Mày có thể gọi bọn Gudia Sivin đến được đó Mà giọng mày cũng chẳng hay ho gì đâu Gã Gipsy nói Tôi còn biết một đoạn nữa Và tiếng đàn lại nổi lên Người đàn bà bảo hắn Đoạn đó có thể thôi được rồi Tiếng đàn ngừng bặt Tối hôm nay tôi không có giọng mà tôi cũng chẳng mất gì. Gã Gipsy nói và dán tấm chăn lên. Hắn bước ra ngoài đêm tối. Robert Jordan chăm chú nhìn hắn đi đến một gốc cây rồi quay lại chỗ anh. Hắn khẽ gọi. Roberto. Anh nói. Gì thế Raphael? Nghe giọng hắn. Anh biết rằng hắn hơi chến choáng. Anh cũng uống hai chén áp xanh và một ít rượu nhưng vì sự căng thẳng trong chuyện gây go với Pablo, đầu óc anh vẫn bình tĩnh, tỉnh táo. Gã Gipsy nói rất khẽ, lúc nãy sao không giết thằng Pablo đi? Tại sao lại giết hắn? Sớm muộn rồi anh phải giết nó, sao anh không chọn vào lúc này? Anh nói thật đó chứ, thế anh tưởng tất cả mọi người chờ đợi cái gì? Thế anh cho là tại sao mụ ấy lại đuổi cổ ra ngoài? Anh tưởng rằng sau những lời đã nói ra rồi mà vẫn có thể cứ tiếp tục như thế này được à? chính các anh phải giết nó. Sao vậy? Gã gipsy bình tĩnh nói. Đó là việc của anh. Ba bốn lần chúng tôi chờ anh giết nó. Pablo không có ai là bạn cả. Robert Jordan nói. Tôi cũng có ý đó, nhưng rồi lại thôi. Dĩ nhiên ai cũng thấy rõ như vậy. Ai cũng thấy anh chuẩn bị. Sao anh lại không làm? Tôi nghĩ rằng làm như vậy có thể đụng chạm đến các anh hoặc chị ấy. Có sao đâu. Mụ ấy chỉ chờ có thế thôi như một con điếm chờ khách sộp vậy cậu trông thế mà còn non quá có thể gã si dục giết nó bây giờ đi như vậy là ám sát gã si nói rất khẽ càng tốt ít nguy hiểm hơn làm đi giết nó bây giờ tôi không thể làm như vậy được tôi rất sợ làm cái việc đó hoạt động về cách mạng không thể làm như vậy được gã gypsy nói vậy thì khiêu khích nó dù sao anh cũng phải giết nó, không có cách gì khác. Trong lúc hai người nói, con cú bay qua cành cây lặng như ru, bổ qua xuống đầu họ, rồi lại bay lên. Đôi cánh đập nhanh, nhưng không có một tiếng lông sột soạt trong lúc nó săn mồi. Gã Gipsy nói trong đêm tối. Xem con cú kìa, đó, người ta cũng phải hành động như vậy. Robert Jordan nói và ban ngày thì mù tịt đậu trên một ngọn cây với một đàn quả súng xích xung quanh. Gã Gipsy nói, hiếm lắm. Hoặc là tình cờ mới thế mà thôi. Rồi tiếp. Giết nó đi. Đừng có để sau này khó thêm ra. Bây giờ thì cơ hội đã qua rồi. Gã Gipsy nói, phải tạo cơ hội chứ. Hay là lợi dụng lúc yên lặng này? Tấm chăn che cửa hang khẽ mở và ánh sáng tỏa ra một người đi lại chỗ hai người đứng. Đêm nay đẹp lắm. Hắn nói giọng nặng nề quể quải. Thời tiết sẽ tốt đây. Đó là Pablo. Hắn đang hút một điếu thuốc lá Nga và khi hắn rít điếu thuốc, bộ mặt tròn của hắn hiện ra trong ánh lửa. Hai người trông thấy cả thân hình nặng nề với đôi cánh tay dài của hắn dưới ánh sao. Hắn bảo Robert Jordan. Anh đừng để ý đến mụ ấy, trong đêm tối điếu thuốc lá lóe lên sáng hồng trong tay hắn khi hắn bỏ điếu thuốc xuống đôi khi mụ rất khó tính mụ là một người đàn bà tốt rất trung thành với chế độ cộng hòa lúc này ánh lửa điếu thuốc lá khẽ lập lòe trong lúc hắn nói robert jordan thầm nghĩ chắc là hắn vừa nói vừa ngậm điếu thuốc lá ở bên mép sẽ không có khó khăn gì đâu đồng ý cả thôi tôi rất bằng lòng rằng anh đã tới đây. Điếu thuốc lá lóe sáng, hắn nói, anh đừng để tâm đến chuyện cãi nhau, chúng tôi rất quan nghênh anh đến đây, bây giờ thì xin lỗi anh. Hắn nói, tôi đi xem họ đã buộc ngựa như thế nào. Hắn đi len lỏi qua rặng cây tới bờ bãi cỏ và họ nghe thấy tiếng một con ngựa hí ở phía dưới. Gã Gipsy nói, anh thấy chưa, bây giờ anh đã thấy chưa, vậy là sỉnh mất một cơ hội rồi robert jordan không nói gì gã gypsy cáu kỉnh nói tôi đi xuống dưới đó đây để làm gì làm gì à ít ra cũng để chặn nó lại không cho nó trốn đi nó có thể lấy ngựa ở dưới đó để trốn khỏi nơi này được không không thế thì anh hãy đi đến nơi anh có thể chặn được nó augustine ở đó rồi thế thì đi đến nói cho augustine biết nói cho anh ấy biết chuyện đã xảy ra Augustine sẽ sẵn sàng vui lòng giết nó. Như thế có tốt hơn không? Robert Jordan nói. Vậy anh lên ngay trên đó nói cho ảnh biết hết câu chuyện đã xảy ra nha. Rồi thì sao nữa? Tôi sẽ xuống chỗ bãi có cỏ xem thế nào. Tốt, tốt anh bạn à. Anh không trông thấy mặt Raphael trong đêm tối, nhưng cảm thấy hắn mỉm cười. Hắn nói giọng tán thành. Bây giờ thì anh đã nhất quyết rồi đó robert jordan bảo hắn anh lên ngay chỗ augustine đi gã gypsy nói ừ roberto tôi đi đây robert jordan lần bước qua rặng thông mò mẫm đi từ cây này đến cây khác lần tới bờ bãi cỏ nhìn qua bãi cỏ trong đêm tối ở đây ít âm u hơn nhờ có ánh sao mờ mờ anh trông thấy bóng đen của những con ngựa anh đếm đàn ngựa đứng tản mạng giữa anh và con suối có đủ năm con anh ngồi xuống bên một gốc thông và nhìn qua bãi cỏ anh thầm nghĩ mình mệt và có lẽ nhận xét không được minh mẫn nhưng nhiệm vụ của mình là cái cầu và để hoàn thành nhiệm vụ đó mình không được liều lĩnh vô ích cho đến khi làm tròn công việc tất nhiên là có khi không lợi dụng thời cơ cần thiết thì lại còn nguy hiểm hơn nhưng cho đến lúc này mình đã cố gắng để cho tình hình diễn biến theo chiều hướng tự nhiên của nó nếu đúng như gã Gipsy nói là họ chờ đợi mình giết Pablo, thì đáng lẽ ra mình phải làm việc đó. Nhưng lúc nãy mình không thấy rõ rệt là họ chờ đợi cái việc đó. Đối với một người ngoại quốc, giết một người ở một nơi mà sau đó mình phải công tác với mọi người là một điều rất bất lợi. Việc đó có thể làm được trong lúc đang chiến đấu hoặc khi có thể dựa được vào một kỷ luật nhất định. Nhưng trong trường hợp này, mình cho là sẽ rất bất lợi mặc dầu đó là một biện pháp rất hấp dẫn và có lẽ là một biện pháp nhanh chóng và đơn giản. Nhưng mình không tin rằng ở xứ này lại có việc gì nhanh chóng và đơn giản được. Và mặc dầu mình rất tin người đàn bà, mình cũng không thể biết được chị ta sẽ phản ứng như thế nào trước một hành động thô bạo như vậy. Chết ở một nơi như vậy có thể là một điều rất xấu, bẩn thiểu và ghê tởm không thể biết được chị ta sẽ phản ứng và cũng chẳng có kỷ luật gì có chị ta thì mọi việc có thể tốt được tốt nhất là chị ta giết nó hay anh chàng gypsy giết nhưng hắn sẽ không làm việc đó đâu hoặc là người gác augustine giết cụ anselmo sẽ làm nếu mình yêu cầu mặc dù cụ ấy nói là phản đối việc giết người mình thấy ông cụ ghét nó và cụ đã tin mình coi mình như đại diện cho những điều ông cụ tin tưởng. Theo như mình hiểu được, thì chỉ có cụ ấy và người đàn bà là tin tưởng ở chế độ Cộng Hòa. Tuy nhiên cũng chưa biết chắc được là như vậy. Còn sớm quá. Lúc mắt anh đã quen với ánh sao, anh thấy Pablo đứng bên cạnh một con ngựa. Con ngựa ngừng gặm cỏ, ngẩng đầu lên rồi lại dùng dằn cúi xuống. Pablo đứng bên cạnh con ngựa, tựa người vào nó và bước theo con ngựa đang kéo cái thừng buộc nó vào cột và tay Pablo vuốt ve cổ nó. Con ngựa khó chịu vì sự vuốt ve đó trong lúc nó đang ăn. Robert Jordan không trông thấy Pablo đang làm gì và cũng không nghe thấy hắn nói gì với con ngựa. Nhưng anh thấy được là hắn không tháo ngựa và cũng không đóng yên ngựa. Anh ngồi theo dõi hắn và cố gắng suy nghĩ cho sáng tỏ vấn đề. Ngựa yêu, ngựa quý của tao ơi, Bập đang nói với con ngựa trong đêm tối. Hắn nói với con ngựa đực cao lớn màu hồng, ngựa cao lớn đẹp đẽ, mặt trắng đáng yêu của tao ơi, cổ mày to và uốn cong như chiếc cầu cạn ở làng tao. Hắn dừng lại, nhưng cổ mày cong hơn, đẹp hơn nhiều. Con ngựa ăn cỏ, đầu lắc đi lắc lại để giặt cỏ. Nó khó chịu vì có người đứng bên nó và vì những lời nói của người đó. Pablo nói với con ngựa hồng, Mày không phải là đàn bà, cũng không phải là đồ ngốc. Ôi ngựa ơi, ngựa yêu quý của tao ơi, mày không phải là một mụ đàn bà như một hòn đá bốc lửa, mày không phải là một đứa con gái như một con ngựa non, đầu cạo trọc, cử chỉ vụng về như một con ngựa mới đẻ, lông còn ướt. Mày không chửi bới, không nói dối và cũng không phải là không hiểu gì. Ôi ngựa ơi, Ngựa yêu ngựa quý của tao ơi. Nếu Robert Jordan nghe được Pablo nói chuyện với con ngựa hồng thì chắc là anh sẽ rất thú vị. Nhưng anh không nghe thấy gì. Và bây giờ tin rằng Pablo chỉ xuống đây để xem lại ngựa. Anh quyết định giết hắn lúc này là không tiện. Anh đứng dậy quay về hang. Pablo còn đứng lại ở bãi cỏ nói chuyện rất lâu với con ngựa. Con ngựa chẳng hiểu hắn nói gì nhưng nghe giọng hắn, nó hiểu rằng đó là những lời triều mến. Nhưng cả ngày bị nhốt trong tàu, nó đang đói, nó kéo căng đoạn dây thừng buộc nó, dội vàng gặm cỏ và người đang đứng bên làm nó khó chịu. Cuối cùng, Pablo buộc ngựa sang một góc thông khác và đứng bên con ngựa, im lặng không nói. Con ngựa tiếp tục gặm cỏ và lấy làm bằng lòng là người đứng bên không làm phiền nó nữa. Chương 6 Vào trong hang, Robert Jordan ngồi xuống một cái ghế đẩu bọc da sống ở góc hang gần lửa. Nghe người đàn bà nói, mụ đang rửa đĩa, còn cô gái Maria thì đang lau khô những cái đĩa đó, rồi quỳ xuống xếp vào trong một cái hốc khoét ở vách hang dùng làm ngăn đựng. Mụ nói, lạ thật, không thấy Enzo đến, đáng lẽ hắn đã phải đến đây được một giờ rồi mới phải chị có nói hắn đến không không tối nào hắn cũng đến mà có lẽ hắn bận một việc gì đó mụ nói có thể nếu hắn không đến thì mai chúng ta phải đến gặp hắn phải có xa đây không không kể ra cũng là một cuộc đi chơi tốt đó tôi đang cần vận động em có đi được không maria hỏi em có thể cùng đi được không pila mụ đáp được cô em xinh đẹp à rồi quay mặt lại hỏi robert jordan có phải nó đẹp không anh anh thấy nó thế nào hơi gầy một chút phải không robert jordan nói đối với tôi thì cô ấy rất đẹp maria rót đầy rượu vào chén của anh và nói anh uống đi và sẽ thấy tôi còn đẹp hơn nữa cần phải uống thật nhiều cái này mới thấy tôi đẹp được nếu vậy thì tôi nên thôi uống cứ như vậy tôi cũng đã thấy cô đẹp lắm rồi robert jordan nói Mũ Pablo Bảo. Đó, nói như thế mới là đúng, anh nói như những người lịch sự. Vậy anh còn thấy gì nữa nào? Robert Jordan lúng túng nói, thông minh. Cô gái cười khúc khích và người đàn bà buồn bã lắc đầu. Đông Roberto ơi, anh bắt đầu thì khá thế mà sao kết thúc lại tồi thế. Đừng gọi tôi là Đông Roberto. Đùa thế thôi. Chúng tôi ở đây gọi Đông Roberto là để đùa, cũng như chúng tôi gọi đùa là Senhorita Maria. Robert Jordan nói, tôi không thích lối đùa đó. Theo tôi thì trong cuộc chiến tranh này phải gọi mọi người là đồng chí một cách nghiêm chỉnh. Trong cái đùa giỡn là đã bắt đầu có một sự thối nát rồi đó. Người đàn bà trêu anh. Anh có vẻ ông cụ về chính trị quá ha. Anh không bao giờ nói đùa à. Có, tôi rất thích nói đùa nhưng không thích đùa cợt trong xương hô xương hô cũng ví như lá cờ vậy người đàn bà cười tôi thì có thể đùa cợt được với cả lá cờ bất cứ lá cờ nào đối với tôi thì ai cũng có thể nói đùa được về bất cứ cái gì lá cờ cũ màu đỏ và vàng chúng tôi gọi là mũ và máu lá cờ của chính phủ cộng hòa có thêm màu đỏ tía chúng tôi gọi là máu mũ và thuốc tím đó là một câu nói đùa maria nói anh ấy là cộng sản. Họ là những genter rất nghiêm. Anh có phải là một người cộng sản không? Không, tôi là một người chống phát xít. Từ bao nhiêu lâu nay rồi? Từ ngày tôi hiểu được chủ nghĩa phát xít. Thế là được bao lâu? Gần 10 năm rồi. Người đàn bà nói, thế thì không lâu bao nhiêu. Tôi là một người cộng hòa đã 20 năm nay rồi. Maria nói, cha tôi suốt đời là một người cộng hòa vì thế mà chúng nó bắn cha tôi cha tôi cũng suốt đời là một người cộng hòa ông tôi cũng vậy robert jordan nói ở nước nào ở mỹ người đàn bà hỏi chúng nó có bắn cha anh và ông anh không thôi đi maria nói nước mỹ là một nước của những người cộng hòa ở đó một người cộng hòa đâu có bị bắn dù sao có một người đàn ông là người cộng hòa cũng là một điều tốt người đàn bà nói như vậy chứng tỏ là có một dòng dõi tốt. Ông tôi xưa kia ở trong quỹ ban toàn quốc của đảng Cộng Hòa. Robert Jordan nói, điều đó khiến ngay cả đến Maria cũng tỏ vẻ kính nể. Billa hỏi, vậy cha anh còn hoạt động trong chế độ Cộng Hòa không? Không, cha tôi mất rồi. Có thể hỏi được tại sao cha anh chết không? Cha tôi tự sát. Người đàn bà hỏi, để khỏi bị tra tấn à? Phải robert jordan nói để khỏi bị tra tấn maria nhìn anh rơm rớm nước mắt cô nói cha tôi đã không có lấy được một vũ khí ồ tôi rất bằng lòng là cha anh đã may mắn có được một vũ khí phải thật là may mắn robert jordan nói chúng ta nên nói chuyện gì khác đi chứ vậy thì anh với tôi chúng ta giống nhau maria nói cô để bàn tay lên tay anh và nhìn vào mặt anh anh nhìn bộ mặt màu da bánh mật của cô gái, nhìn cặp mắt cô mà từ khi anh nhìn thấy, anh không lúc nào thấy trẻ như toàn bộ nét mặt của cô. nhưng lúc này bỗng dưng anh thấy đôi mắt có vẻ hâm hở, trẻ trung và đầy ham muốn. người đàn bà nói: trong hai người có thể là anh em được đó, nhưng tôi cho rằng thật là may mà không phải như vậy. bây giờ tôi đã hiểu tại sao tôi lại có những cảm giác như vậy. Maria nói. Bây giờ thì rõ rồi. Có sao đâu. Robert Jordan nói và anh cúi xuống lấy tay xoa đầu cô gái. Suốt cả ngày anh đã muốn làm vậy và lúc này làm được như vậy. Anh cảm thấy trong cổ nghẹn ngào. Cô gái ngọ ngoại đầu dưới bàn tay anh, ngẩng nhìn anh mỉm cười và anh cảm thấy mớ tóc dày nhưng mượt và lởm chởm của cái đầu bị cạo trọc lướt qua kẻ ngón tay. Bàn tay anh vuốt xuống đến gáy và anh bỏ tay xuống. Cô gái nói, anh vuốt nữa đi, suốt cả ngày tôi mong muốn anh làm thế đó. Lát nữa, Robert Jordan nói, và giọng anh nghẹn lại. Mụ vợ Pablo nói quang quang, thế còn tôi, các người tưởng tôi ngồi đây để ngắm cái trò này đó hả? Dễ thường tôi không bị xúc động gì sao? Con người không thể chịu như thế được. Nếu không có gì hơn thì thà rằng có Pablo về đây cũng được. Maria lúc này không để ý gì đến mụ và đến những người khác đang đánh bài ở bàn bên ngọn nến cô hỏi roberto anh có muốn uống một chén rượu nữa không có anh nói sao lại không mụ vợ pablo bảo rồi cô lại có một chàng say rượu như tôi thôi với cái thứ kỳ quái anh ta uống trong chén với tất cả chỗ rượu này này anh ingers tôi bảo này không phải là ingers mỹ vậy thì anh người mỹ anh hãy nghe đây. Anh định ngủ ở đâu? Ở ngoài trời, tôi có một cái túi chăn. Mụ nói, tốt, trời quang đó chứ. Và sẽ lạnh. Mụ nói, ngủ ngoài vậy. Anh ngủ ở ngoài, còn đồ đạc của anh có thể ngủ với tôi. Tốt, Robert Jordan nói, để chúng tôi nói chuyện riêng với nhau một lát. Anh nói với cô gái và đặt tay lên vai cô. Sao? Tôi muốn nói chuyện riêng với Bila tôi có phải đi ra chỗ khác không có cái gì thế mụ vợ pablo hỏi khi cô gái đã đi ra chỗ cửa hang đứng bên cái bàn rượu lớn bằng da và xem mấy người đánh bài anh chàng gypsy nói rằng đáng lẽ tôi anh bắt đầu nói người đàn bà ngắt lời anh không nói lầm đó nếu cần thiết là tôi robert jordan nói một cách bình tĩnh nhưng khó khăn thì hẳn anh đã làm rồi tôi tin như vậy mụ nói không không cần thiết lúc đó tôi đã theo dõi anh những nhận định của anh là đúng nhưng nếu thật là cần thiết không người đàn bà nói tôi đã bảo anh là không cần thiết mà đầu óc cái thằng gypsy đó thật là hỏng nhưng trong những lúc yếu đuối một người có thể là một mối nguy hiểm lớn không anh không hiểu qua cái chuyện lúc nãy thì hết khả năng nguy hiểm rồi Tôi không hiểu. Anh hãy còn trẻ lắm, mụ nói, rồi anh sẽ hiểu. Đoạn gọi cô gái. Lại đây Maria, chúng tôi nói chuyện xong rồi. Cô gái quay lại và Robert Jordan giơ tay vuốt đầu cô. Cô gái dụi đầu vào tay anh như một con mèo, và anh tưởng cô sắp khóc, nhưng cô miếm môi lại rồi nhìn anh mỉm cười. Người đàn bà bảo Robert Jordan Bây giờ thì anh cần đi ngủ đi thôi. Hôm nay anh đã đi nhiều đó. Phải, Robert Jordan nói, "Tôi đi lấy đồ ngủ của tôi đây." Chương 7. Anh nằm ngủ trong cái túi chăn, và nghĩ rằng mình đã ngủ được một giấc dài. Chiếc túi chăn trải trên mặt đất trong rừng, khuất gió bên đống đá cách xa cửa hang. Trong giấc ngủ, anh xoay mình đè phải khẩu súng lục buộc vào cổ tay anh bằng một cái dây da anh đặt súng bên cạnh mình trong túi chăn lúc đi ngủ vai lưng và chân anh mỏi nhừ bắp thịt bãi quãi đến nỗi nằm lên đất cũng thấy êm vì chỉ nằm duỗi thẳng người trong chiếc túi chăn lót nỉ anh cũng đã cảm thấy có sự khoan khoái tỉnh dậy anh tự hỏi mình đang ở đâu rồi hiểu ra anh kéo khẩu súng lục ở cạnh sườn ra và sắp sửa ngủ lại bàn tay đặt trên gói quần áo gọn ghẽ quanh đôi giày vải đế bệnh thừng thành một cái gối tay ôm lấy cái gối bỗng anh thấy một bàn tay đặt lên vai anh và anh quay phắt lại tay phải nắm lấy khẩu súng lục dưới chăn ồ oh, thì ra là em anh nói và bỏ khẩu súng lục xuống giơ hai tay lên kéo cô gái xuống ôm cô gái trong tay anh thấy người cô rung lên anh dịu dàng nói vào trong này em, ở ngoài lạnh đó. Không, không nên. Vào đây anh nói, chúng ta sẽ bàn sao? Cô gái vẫn run, một tay anh nắm cổ tay cô, tay kia nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô gái quay mặt đi chỗ khác. Lại đây con thỏ con của anh. Anh nói vào hôn vào gáy cô. Em sợ. Không đừng sợ, vào trong này. Vào thế nào? Cứ chui vào rất rộng chỗ có muốn để anh giúp không không cô gái nói và chui vào trong chăn anh ôm chặt cô gái trong lòng và tìm hôn môi cô nhưng cô gái cứ ép mặt xuống gói quần áo tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh rồi anh lại thấy tay cô lỏng ra và người cô lại rung lên khi anh ôm lấy cô không anh nói và cười đừng sợ khẩu súng lục đó anh nhấc khẩu súng lên hất nó ra đằng sau. Em xấu hổ lắm." Cô gái nói mặt quay đi phía khác. "Không, không nên thế, quay lại đây nào." "Không, không nên." Em xấu hổ và sợ lắm. "Không, con thỏ con của anh, anh xin em." "Không nên, nếu anh không yêu em." "Anh yêu em." "Em yêu anh." "Ôi, em yêu anh lắm." "Anh để tay lên đầu em đi." Cô gái nói, mặt ngoảnh về phía khác và vẫn úp vào gối. Anh để tay lên cô vuốt ve và bỗng dưng cô gái không úp mặt vào gối nữa. Cô nằm lọt trong tay anh, áp mặt vào mặt anh và khóc. Anh ôm chặt lấy cô, cảm thấy cả chiều dài thân hình non trẻ của người con gái. Anh vuốt đầu cô, hôn lên đôi mắt ướt đẫm nước mặn mặn và trong lúc cô khóc anh cảm thấy đôi vú căng tròn và cứng chạm vào người anh qua làn áo cô mặc em không biết hôn cô nói em không biết hôn thế nào cả không cần phải hôn có chứ em phải hôn anh em phải làm tất cả mọi thứ không cần phải làm gì cả cứ thế này là đủ rồi nhưng em mặc nhiều áo quá đấy thế em phải làm gì để anh giúp như vậy tốt hơn à ừ Tốt hơn nhiều lắm. Em không thấy dễ chịu hơn à? Có, dễ chịu hơn nhiều lắm. Vậy em sẽ đi với anh như chị Bila nói chứ. Nhưng không đi về một nhà nào đâu. Đi với anh. Không, em sẽ về một cái nhà. Không, không, không. Đi với anh và em sẽ làm vợ anh. Hai người nằm trong túi chăn. Những gì trước đây còn che đậy thì lúc này không còn che đậy nữa. Những chỗ trước đây là giải thô cứng thì lúc này chỉ còn là sự dịu dàng tròn trĩnh ép chặt một cảm giác mát dịu ấm áp dài mát rượi bên ngoài nóng ấm bên trong cảm giác dài và nhẹ nhàng gắn chặt vào nhau ghi chặt lấy nhau đơn độc trống rỗng với những đường cong cảm giác sung sướng trẻ trung và yêu thương và lúc này tất cả sự dịu dàng nóng hổi với một cảm giác trống rỗng đau nhói ở ngực một cảm giác cô đơn mà siết chặt đến nỗi Jordan cảm thấy anh không chịu được nổi nữa. Anh hỏi, em đã yêu ai chưa? Chưa bao giờ. Rồi bỗng dưng lặng người trong tay anh. Cô gái nói, nhưng em đã bị làm nhục. Ai? Nhiều đứa. Lúc này cô nằm im không động đậy, thể xác như chết hẳn và quay đầu về phía khác. Bây giờ thì anh sẽ không yêu em nữa. Anh yêu em anh nói nhưng trong lòng anh đã có cái gì xảy ra và cô gái biết không cô nói giọng thẫn thờ như không hồn anh sẽ không yêu em nữa nhưng có lẽ anh sẽ đưa em về cái nhà ấy em đi về đó và không bao giờ được làm vợ anh hay gì nữa maria anh yêu em không không phải cô nói rồi như nói một điều cuối cùng một cách đáng thương và hy vọng nhưng em chưa bao giờ hôn một người đàn ông nào cả. Thế bây giờ em hôn anh đi. Em muốn lắm. Cô nói, nhưng em không biết hôn thế nào. Lúc em bị làm nhục, em chống cự cho đến lúc không còn nhìn thấy gì nữa. Em chống cự mãi cho đến khi, cho đến khi, cho đến khi một đứa ngồi lên đầu em, em cắn nó. Thế rồi chúng nó bịt miệng em lại và ghi tay em sau đầu em và những đứa kia làm nhục em. Maria, anh yêu em. Anh nói, không có đứa nào đã làm gì được em, chúng không thể đụng đến em được. Còn thỏ con của anh, không có đứa nào đụng đến em cả. Anh tin là vậy à? Anh biết là như vậy. Anh còn có thể yêu em được sao? Người cô gái lúc này nóng bừng sát vào người anh. Càng yêu em hơn nữa. Em sẽ cố hôn anh thật khéo. Hôn anh một chút đi. Em không biết hôn như thế nào cả. Cứ hôn đi. Cô hôn vào má anh. "Không. Mũi thì để đâu?" Em vẫn cứ tự hỏi không biết mũi để ở đâu. "Đây này, em nghiêng đầu đi." Và môi hai người gặp nhau. Cô gái ôm chặt lấy anh, mở miệng ra dần dần và bỗng dưng ôm cô gái trong tay. Anh thấy chưa lúc nào sung sướng như lúc này. Anh cảm thấy nhẹ nhàng, yêu đương, phấn khởi, trong lòng sung sướng, không nghĩ ngợi không biết mệt mỏi không lo phiền chỉ có một niềm sung sướng lớn và anh nói con thỏ con của anh em yêu quý của anh em dịu dàng của anh em yêu của anh anh nói cái gì vậy cô gái nói như từ ở đâu xa vọng lại em yêu quý của anh anh nói hai người nằm như vậy và anh thấy tim cô gái đập bên tim anh và anh lấy cạnh bàn chân anh nhẹ nhàng xoa vào cạnh bàn chân cô gái em đi chân không ra Anh nói Dân Thế là em đã biết em ra đây để ngủ Dân Thế em không sợ à Có, sợ lắm Nhưng em còn sợ hơn nữa là không biết sẽ cởi giày như thế nào Bây giờ mấy giờ rồi Em biết không Không Anh không có đồng hồ hả Có, nhưng đồng hồ ở sau lưng em Thế anh lấy ra đi Thôi, thế thì nhìn qua vai em vậy Một giờ, mặt đồng hồ sáng lấp lánh trong bóng túi của cái túi chăn. Cầm anh cọ sát cả vai em. Xin lỗi em, anh không có đồ cạo râu. Em thích thế. Râu anh có vàng không? Vàng. Thế rồi nó có dài không? Cho đến lúc phá cầu thì chưa dài đâu. Maria này, em có... Có gì? Em có muốn không? Có. Em muốn tất cả. Anh hãy làm đi. Nếu chúng ta cùng làm tất cả mọi thứ, thì những cái kia sẽ như là không có nữa tự em đã nghĩ ra điều đó à không em không nghĩ thế nhưng pila nói với em chị ấy nói rất phải và còn cái này nữa maria khẽ nói pila bảo em nói với anh là em không có bệnh đâu chị ấy biết những cái đó và bảo em nói với anh như thế chị ấy bảo em nói với anh à vâng em nói chuyện với chị và bảo với chị là em yêu anh em yêu anh từ lúc trông thấy anh hôm nay và có lẽ em đã yêu anh từ bao giờ rồi nhưng chưa gặp anh và em nói với pila pila bảo em là nếu bao giờ có nói chuyện với anh thì nói với anh là em không có bệnh còn chuyện kia thì pila bảo em đã lâu rồi từ sau trận đánh tàu được ít lâu chị bảo em thế nào bảo là cái gì người ta làm mình mà mình không thừa nhận thì cái đó coi như là không có và nếu em yêu ai thì cái đó sẽ mất đi anh biết không lúc đó em chỉ muốn chết thôi chị nói rất đúng Bây giờ thì em rất sung sướng là đã không chết. Em sung sướng quá là đã không chết. Anh có thể yêu em chứ? Có, lúc này anh yêu em. Và em có thể làm vợ anh chứ? Trong khi làm công việc anh đang làm, anh không thể có vợ được, nhưng bây giờ em làm vợ anh. Nếu em đã làm vợ anh một lần thì em sẽ làm vợ anh mãi mãi. Bây giờ em làm vợ anh chứ? Phải Maria. Phải, con thỏ của anh cô gái ôm chặt lấy anh đôi môi tìm môi anh và khi tìm thấy thì gắn chặt lấy môi anh và anh cảm thấy cô tươi mát mới mẻ dịu dàng non trẻ và đáng yêu trong sự mát dịu ấm áp nóng hổi và không thể tin được rằng cô lại nằm trong cái túi chăn của anh nó cũng quen thuộc như quần áo giày tất và nhiệm vụ của anh cô gái nói giọng sợ sệt bây giờ thì chúng ta hãy làm thật nhanh những gì phải làm để cho cái kia mất hẳn đi. Em muốn à? Dân. Cô gái nói một cách gần như dữ dội. Dân dân dân. Chương 8 Đêm lạnh Robert Jordan ngủ mê mệt. Có lần anh thức giấc và duỗi thẳng người. Thấy cô gái nằm co thấp hơn anh trong túi chăn. Hơi thở đều đều và nhẹ nhàng. Trong đêm tối anh rụt đầu vào trong chăn tránh lạnh trời giá rét đầy sao không khí buốt lỗ mũi anh chui vào trong chăn ấm và hôn lên vai mịn màng của cô gái cô không thức dậy anh xoay nghiêng nằm xa ra rồi lại thò đầu ra ngoài đêm lạnh anh tỉnh giấc nằm một lúc tận hưởng cái mệt thú vị cái niềm sung sướng dịu dàng của hai thân hình chạm sát bên nhau rồi duỗi ra thẳng chân sát đến tận đáy túi chăn anh chìm vào một giấc ngủ say anh tỉnh dậy lúc trời bắt đầu sáng. Cô gái đã đi khỏi. Anh biết dậy khi vừa thức giấc, quờ tay ra, anh thấy cái chăn còn ấm chỗ cô nằm. Anh nhìn về phía cửa hang. Tấm chăn treo ở cửa viền sương giá. Anh thấy một làn khói xám lọt qua khe hở, chứng tỏ rằng lửa ở bếp đã nhóm. Một người ở trong rừng bước ra, đầu trùm một tấm chăn như một cái áo khoác để cưỡi ngựa robert jordan nhận ra đó là pablo và hắn đang hút thuốc lá anh thầm nghĩ chắc là nó mới xuống đem ngựa vào tàu pablo vén tấm chăn bước vào trong hang không nhìn về phía robert jordan robert jordan lấy tay sờ lớp xương giá mỏng phủ trên vỏ ngoài bằng lụa đã cũ điểm chấm xanh của chiếc chăn anh đã dùng năm năm nay rồi lại chui vào trong chăn tốt anh tự bảo anh cảm thấy sự mơn trớn quen thuộc của lần nỉ lót chăn khi anh duỗi xoạc chân ra rồi lại co chân lại. Anh xoay nghiêng mình sang một bên để đầu không quay về phía mà anh biết mặt trời sẽ mọc. Ngủ thêm. Mình có thể ngủ thêm một lúc nữa. Anh ngủ cho đến lúc tiếng động cơ máy bay làm anh thức giấc. Anh nằm ngửa và nhìn thấy chúng. Một đội tuần tiểu của bọn phát xít gồm ba chiếc Fiat nhỏ xíu, sáng loáng đang lướt nhanh trên bầu trời của núi rừng, bay về phía hôm qua Anselmo và anh đã từ đó đi tới đây. Ba chiếc máy bay vừa bay khỏi thì lại có chín chiếc nữa, bay cao hơn thành đội hình nhỏ, nhọn từng ba chiếc một. Pablo và gã Gipsy đứng ở cửa hang, trong bóng râm nhìn lên bầu trời, và trong lúc Robert Jordan nằm im không động đậy, bầu trời gian tiếng động cơ ầm ầm nổ thì lại có thêm tiếng động cơ ầm ầm y y. Rồi ba chiếc máy bay nữa bay qua, trên cao không đầy 300 thước ngay chỗ rừng thưa. Ba chiếc này là ba chiếc hai ken 111 ném bom hai động cơ. Robert Jordan đầu nằm dưới bóng của những tảng đá, biết chúng không thể nhìn thấy anh được, và có nhìn thấy chăng nữa thì cũng chẳng sao. Anh biết chúng có thể nhìn thấy đàn ngựa trong tàu, nếu chúng có ý định tìm tòi cái gì trong dãy núi này nếu chúng không định tìm gì, chúng vẫn có thể thấy đàn ngựa được. Nhưng tất nhiên chúng sẽ cho rằng đó là ngựa của kỵ binh của chúng. Rồi lại có tiếng ì y to hơn và ba chiếc hai ken một 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 nữa bay nhanh tới, thấp hơn cả mấy chiếc kia, bay qua theo đội hình rất đều. Tiếng ù ù rất to đến gần mỗi lúc một to hơn, cho đến lúc thành một tiếng ầm ầm, rồi lại nhỏ dần đi khi chúng bay khỏi chỗ rừng thưa. Robert Jordan cởi cái gói quần áo anh quấn làm gối rồi mặc áo vào. Anh đang chui đầu vào áo rồi kéo áo xuống thì lại nghe thấy có tiếng máy bay nữa đến. Anh nằm trong chăn mặc quần áo vào và nằm im khi ba chiếc hai ken ném bom hai động cơ nữa bay qua. Chúng chưa bay khuất sau sườn núi, anh đã cài xong khẩu súng lục, cuộn cái túi chăn lại, xếp nó vào bên tảng đá, rồi anh ngồi sát vào bên tảng đá buộc giày lại có tiếng y y đến gần rồi trở thành một tiếng rầm rầm gian động dữ dội. Chính chiếc máy bay hai ken ném bom loại nhẹ nữa bay tới từng đợt. Tiếng động cơ như xé đôi bầu trời. Robert Jordan men dọc đống đá tới cửa hang. Một trong hai người anh em, Pablo, gã Gipsy, Anselmo, Augustin và người đàn bà đang đứng ở trong hang nhìn ra. Trước đây có bao giờ máy bay bay qua đây nhiều như thế này không? Anh hỏi chưa bao giờ cả pablo nói vào đi không chúng nó trông thấy mặt trời chưa chiếu tới cửa hang và lúc này mới rọi sáng bãi cỏ bên bờ suối robert jordan biết chúng không thể trông thấy họ đứng trong bóng cây râm tối vào buổi sáng sớm và trong bóng tối của núi đá nhưng anh cũng vào trong hang để họ khỏi khó chịu nhiều quá người đàn bà nói còn nhiều hơn thế nữa robert jordan tiếp sao anh biết Pablo nghi ngờ hỏi. Những máy bay vừa bay qua thế nào cũng có máy bay khu trục đi kèm. Đúng lúc đó họ nghe thấy tiếng chúng, tiếng ù ù cao hơn như một tiếng rên khi chúng bay qua ở trên cao chừng 1.200 thước. Robert Jordan đếm được 15 chiếc Fiat bay theo từng hàng ba chiếc một, xếp thành hình chữ V như một đàn ngỗng trời. Đứng ở trong cửa hang, nét mặt mọi người đều có vẻ đâm chiêu. Robert Jordan nói, các anh chưa trông thấy nhiều máy bay như thế này à chưa bao giờ pablo nói ở segovia không có nhiều máy bay à không có bao giờ nhiều đến như thế chúng tôi thường chỉ thấy có hai ba cái thỉnh thoảng lại có sáu cái khu trục có lẽ có ba cái chân cơ loại máy bay to ba động cơ có khu trục kèm theo còn chưa bao giờ chúng tôi trông thấy nhiều máy bay như thế này tiêu rồi robert jordan thầm nghĩ đúng là tiêu Tình hình máy bay tập trung như thế này là một điều rất xấu. Phải nghe xem chúng bắn phá ở đâu. Nhưng không, bên ta chưa điều quân tới cho cuộc tấn công. Chắc chắn là chưa thể điều quân tới được trước tối nay hay tối mai. Chắc chắn là không có chuyển quân vào giờ, giờ này. Anh vẫn còn nghe tiếng y y đang nhỏ dần. Anh nhìn đồng hồ. Lúc này chúng nó đang bay trên mặt trận. Ít ra là những chiếc máy bay đầu tiên. Anh bấm cho chiếc kim chỉ dây chạy và nhìn chiếc kim quay. Không, có lẽ là chưa. Bây giờ đây này. Phải, bây giờ thì chắc chắn là tới rồi. Những chiếc hai ken 111 ít ra là bay được 400 cây số một giờ, chỉ cần 5 phút là chúng tới đó. Bây giờ thì chúng bay qua đèo đã xa và tiếp dùng Casti, toàn một màu vàng và hung hung trong nắng sớm. Hiện lên dưới máy bay màu vàng có những con đường trắng cắt ngang, có những làng nhỏ rải rác đó đây và bóng những chiếc hai ken lướt trên mặt đất như bóng những con cá mập lướt trên các đáy biển. Không có thấy tiếng bom nổ ình ình. Chiếc đồng hồ vẫn tích tắc chạy. Anh thầm nghĩ chúng nó đang bay tới Conmena, tới Escorial hoặc tới sân bay ở Manzanarenrean -re có tòa lâu đài cổ kính bên bờ hồ, có đàn dịch bơi trong lau sậy và một sân bay giả ngay phía sau sân bay thật với những chiếc máy bay giả che không kính, cánh quạt quay trước gió. Chắc là chúng bay tới đó, chúng nó không thể biết được có cuộc tấn công anh tự nhủ và trong lòng anh có cái gì cãi lại tại sao chúng nó lại không thể biết được các cuộc tấn công khác chúng nó đều biết cả đó thôi anh thấy liệu chúng nó có thể trông thấy đàn ngựa không pablo hỏi bọn này không đi tìm ngựa đâu robert jordan nói nhưng chúng nó có trông thấy không không trừ khi chúng nó được lệnh đi tìm ngựa liệu chúng nó có thể trông thấy đàn ngựa không có lẽ không robert jordan nói trừ khi là mặt trời chiếu vào bụi cây mặt trời chiếu vào bụi cây sớm lắm pablo nói một cách thảm hại tôi tin rằng chúng nó đang bận tâm đến chuyện khác chứ không phải bận tâm đến ngựa của anh đâu robert jordan nói tám phút đã qua từ lúc anh bấm kim đồng hồ mà vẫn chưa nghe thấy tiếng bom nổ người đàn bà hỏi anh làm gì với cái đồng hồ thế tôi nghe xem chúng nó bay đến đâu Ồ, mụ nói, được 10 phút thì anh không nhìn đồng hồ nữa. Anh biết rằng bây giờ chúng nó đã đi xa quá rồi, không thể nghe thấy gì được. Ngay như tính cả một phút để cho tiếng bom dội tới. Anh nói với cụ Anselmo, tôi muốn nói chuyện với cụ. Anselmo bước ra khỏi cửa hang, hai người đi cách xa cửa hang một chút rồi đứng lại bên một cây thông. Thế nào? Robert Jordan hỏi ông cụ. Thế nào? tốt thôi. Cụ đã ăn chưa? Chưa, chưa ai ăn gì hết. Vậy thì cụ ăn đi, và mang cái gì để ăn trưa? Tôi muốn yêu cầu cụ đi quan sát con đường, ghi lại tất cả những gì đi lên và đi xuống trên con đường đó. Tôi không biết viết. Không cần. Robert Jordan xé hai tờ giấy trong cuốn sổ tay của anh, rồi lấy dao cắt một mẫu ở cây bút chì của anh. Cụ cầm lấy cái này, rồi thấy xe tăng thì đánh dấu như thế này, anh vẽ sơ sài hình một cái xe tăng, rồi cứ có một cái thì ghi một gạch, và khi đã có bốn cái rồi thì dạch ngang một gạch lên bốn gạch đó để ghi cái thứ năm. Chúng tôi cũng đếm theo lối đó. Tốt lắm. Là một cái dấu khác, hai bánh xe và một cái hòm để ghi xe vận tải. Nếu là xe không chở gì thì vẽ một hình tròn. Nếu là xe chở lính thì vẽ một dạch thẳng. Ghi súng đại bác thì ghi như thế này. Súng nhỏ như thế này đánh dấu ô tô, đánh dấu xe cứu thương như thế này. Hai bánh xe, một cái hòm với một chữ thập ở trên. Đánh dấu bộ binh từng đại đội một như thế này. Cụ rõ chưa? Một ô vuông nhỏ và một dạch bên cạnh. Đánh dấu kỵ binh như thế này. Cụ rõ chưa? Như một con ngựa, một cái hòm với bốn cái chân. Đó là một toán hai mươi con ngựa. Cụ hiểu chứ? Mỗi toán một dấu. Hiểu rồi, khéo thật. Bây giờ cụ vẽ hai cái bánh xe to có vòng tròn xung quanh và một dạch ngắn làm nòng súng. Thế này là súng chống xe tăng. Nó có bánh xe cao su, đánh dấu ghi lại. Thế này là súng cao xạ, hai bánh xe với nòng súng chổng ngược, cũng đánh dấu ghi lại. Cụ hiểu không? Cụ đã thấy những loại súng thế này bao giờ chưa? Rồi. Anh Senmo nói. Cố nhiên, rõ rồi. Cụ đem cả anh chàng Gipsy đi, cho anh ta biết cụ đứng đâu quan sát để có thể cử người đến thay cụ được. Cụ chọn lấy một chỗ chắc chắn, đừng gần đường quá để có thể nhìn thấy được thoải mái. Cụ cứ ở đó cho đến khi có người đến thay. Tôi hiểu rồi. Tốt lắm. Đến lúc cụ quay về, tôi sẽ biết được tất cả những cái gì qua lại trên đường. Một tờ giấy là để cho những cái đi lên, một tờ giấy để cho những cái đi xuống. Họ quay trở lại phía hang. Cụ gọi ra Raphael cho tôi, robert jordan nói rồi đứng chờ bên gốc cây anh nhìn cụ anselmo đi vào trong hang tấm chăn rơi xuống sau lưng ông cụ gã gypsy thủng thẳng đi ra một tay chùi miệng thế nào hắn nói tối qua vui chứ tôi ngủ càng tốt gã gypsy nói và mỉm cười anh có thuốc lá không này robert jordan nói và thò tay vào túi tìm thuốc lá tôi muốn anh đi cùng với cụ anselmo đến chỗ cụ ấy sẽ đứng để quan sát con đường anh để ông cụ ở đó ghi nhớ lại chỗ đó để có thể dẫn tôi tới đó được hoặc để sau này dẫn người nào đến thay cho ông cụ còn anh thì sẽ đi đến một chỗ nào anh có thể quan sát được cái xưởng cưa và ghi lại xem cái bốt ở đó có gì thay đổi không thay đổi gì hiện nay ở đó có bao nhiêu người tám theo tin tức cuối cùng tôi được biết anh xem bây giờ chúng nó còn bao nhiêu xem bao nhiêu lâu thì chúng nó đuổi lính gác trên cầu cách bao lâu là thế nào xem tên lính gác đứng bao nhiêu tiếng đồng hồ và bao nhiêu giờ thì đổi gác tôi không có đồng hồ anh cầm lấy cái đồng hồ của tôi anh tháo đồng hồ ra chà cái đồng hồ đẹp quá raphael trầm trồ khen trong này thật là phức tạp chưa một cái đồng hồ như thế này chắc phải biết đọc biết viết trong này những con số mới rắc rối làm sao Thật là một cái đồng hồ ăn đứt các loại đồng hồ khác. Đừng có tấy máy nghịch nó đấy. Robert Jordan nói. Anh có biết xem giờ không? Sao lại không? 12 giờ trưa, đói. 12 giờ nửa đêm, ngủ. 6 giờ sáng, đói. 6 giờ chiều, uống. Nếu gặp may 10 giờ đêm thì... Thôi đi. Robert Jordan nói. Anh không cần phải làm hề. Tôi muốn anh quan sát việc canh gác ở cái cầu to và cái bốt gác trên đường ở mé dưới cầu đồng thời cả cái bốt và việc canh gác ở chỗ xưởng cưa và trên cái cầu nhỏ nhiều công việc đấy gã gipsy mỉm cười anh có chắc chắn là không còn ai đáng cử đi hơn tôi không không raphael việc này rất quan trọng anh cần phải làm công việc một cách rất thận trọng và chú ý đừng để chúng trông thấy dĩ nhiên là tôi không để chúng trông thấy gã gipsy nói tại sao anh lại phải bảo tôi chú ý đừng để chúng trông thấy anh cho là tôi muốn bị chúng nó bắn hay sao hãy coi trọng công việc một chút robert jordan nói việc này quan trọng đó anh kêu tôi phải coi trọng công việc sao sao cái việc anh làm tối hôm qua đó hả trong lúc đáng lẽ anh phải giết chết một đứa thì lại đi làm một cái việc anh đã làm người ta mong anh giết một người chứ không phải đi chế tạo ra một người trong khi chúng ta vừa thấy trên trời đủ số máy bay để giết sạch tất cả chúng ta kể từ ông bà chúng ta cho đến các cháu chưa đẻ của chúng ta kể cả mèo dê và rệp máy bay ầm ầm đến nỗi làm cho sữa trong vú mẹ anh cũng phải đông lại tàu bay bay đen ngòm cả trời gầm thét như sư tử vậy mà anh còn bảo tôi là phải coi trọng công việc tôi đã quá coi trọng công việc rồi đó tốt lắm robert jordan nói và cười rồi đặt tay lên vai gã gypsy vậy thì không nên coi trọng công việc quá bây giờ thì anh ăn sáng cho xong rồi đi thôi còn anh gã gypsy hỏi anh làm gì tôi đi gặp Ensodo. Sau những máy bay vừa rồi, rất có thể là anh sẽ chẳng tìm thấy ai trong cả dãy núi này đâu. Gã gypsy nói, chắc chắn là sáng nay có lắm anh toát mồ hôi ra khi máy bay bay qua. Chúng nó có nhiệm vụ khác chứ không phải là đi lùng du kích đâu. Phải, gã Gipsy nói rồi lắc đầu. Nhưng khi mà chúng nó đã định làm việc đó thì... Weva, Robert Jordan nói. Đó là những máy bay ném bom loại nhẹ tốt nhất của bọn Đức. Chúng nó không dùng máy bay đó đi sang Gipsy đâu. Chúng nó làm tôi rất hoảng sợ, Raphael nói. Phải, những của ấy làm tôi rất sợ. Chúng nó đi ném bom một sân bay. Robert Jordan bảo hắn trong lúc hai người cùng đi vào trong hang. Tôi chắc chắn là chúng nó bay đi làm việc đó. Anh nói gì thế? Vợ Pablo hỏi. Mũ rót cho anh một bát cà phê và đưa cho anh một hộp sữa đặc. Có sữa nữa kia, sang quá có đủ các thứ. Mụ nói, và từ lúc mới bay bay qua lại có cả nhiều sự sợ hãi nữa kìa. Anh vừa bảo chúng nó bay đi đâu? Robert Jordan rót một ít sữa đặc vào cà phê qua cái lỗ nhỏ đục ở hộp, quệt nắp hộp vào miệng chén, rồi quấy chỗ cà phê lên cho đến lúc nó đổi thành màu nâu nhờ nhờ. Tôi cho là chúng nó đi ném bom một sân bay. Cũng có thể là chúng nó bay đến Escorial và Conmena, có lẽ đến cả ba nơi cốt sao chúng nó bay đi cho thật xa và tránh cái nơi này ra. Pablo nói, thế tại sao bây giờ chúng lại quay lại đây? Người đàn bà hỏi, vì cớ gì chúng nó đến đây? Chưa bao giờ tôi thấy máy bay loại này và nhiều như thế. Có phải chúng nó chuẩn bị một cuộc tấn công không? Chẳng thấy gì cả. Một người thấp lùng nét mặt cởi mở trạc độ 35 tuổi, một mắt hiến và Robert Jordan trước đây chưa trông thấy trả lời. Một vài chiếc xe vận tải như mọi khi vài chiếc xe ô tô con. Lúc tôi ở đó thì không thấy chuyển quân gì cả. Đêm nào anh cũng vào La Raza hả? Robert Jordan hỏi hắn. Tôi hoặc một người khác. Fernando nói. Đêm nào cũng có một người đi. Đi lấy tin tức, kiếm thuốc lá là một vài công việc giặt. Người đàn bà nói. Có người của ta ở đó không? Có. Sao lại không? Những người làm ở nhà máy điện. Một vài người khác nữa. Tin tức thế nào? không có gì chẳng có gì cả ở miền bắc tình hình vẫn xấu tin đó không có gì là mới ở miền bắc tình hình vẫn xấu ngay từ đầu anh có nghe thấy tin tức gì ở segovia không không ông bạn tôi không hỏi anh có vào segovia không có đôi khi fernando nói nhưng nguy hiểm lắm ở đó chúng đặt nhiều trạm kiểm soát hỏi giấy tờ anh có biết sân bay không không ông bạn Tôi không biết nó ở chỗ nào, nhưng tôi chưa đến gần bao giờ. Vì ấy chúng nó hỏi giấy ngặt lắm. Đêm qua có ai nói chuyện gì về những máy bay vừa rồi không? Ở La Raza đó hả? Không có ai nói gì cả, nhưng chắc chắn là tối nay họ sẽ bàn tán. Đêm qua họ bàn tán về bài diễn văn phát thanh của thằng Guiepo Delano. Ngoài ra không có gì khác. À có, hình như là chính phủ Cộng hòa đang chuẩn bị cuộc tấn công. Cái gì? là chính phủ cộng hòa đang chuẩn bị cuộc tấn công ở đâu không biết chắc chắn lắm có lẽ ở đây có thể là một chỗ khác ở vùng sierra anh có nghe thấy nói gì về chuyện đó không ở la raza họ nói như thế à phải ông bạn tôi quên mất đấy nhưng họ bàn tán đến chuyện tấn công luôn đó mà tin đồn đó ở đâu ra ở đâu ra hả à nhiều người nói bọn sĩ quan nói ở trong các tiệm cà phê tại segovia và avila và những người hầu bàn nghe được rồi tin đồn đó lan đi. Bao lâu nay họ đồn chính phủ Cộng hòa sẽ mở một cuộc tấn công ở mạng đó. Chính phủ Cộng hòa hay là bọn phát xít? Chính phủ Cộng hòa. Nếu là bọn phát xít thì mọi người đều biết cả. Không, đây là một cuộc tấn công khá quy mô đó. Có người còn nói là có hai cuộc tấn công. Một cuộc tấn công ở đây và một cuộc tấn công về phía Antoden Leon gần Escorial. Anh có nghe thấy nói gì về những cái đó không? Anh còn nghe thấy gì nữa? Không ông bạn à, không. À có, có một vài tin đồn rằng chính phủ Cộng hòa sẽ tìm cách phá các cầu nếu mà có một cuộc tấn công, nhưng cầu đều có lính gác. Anh không nói đùa đó chứ?" Robert Jordan vừa nhấp cà phê vừa hỏi. "Không ông bạn," Fernando nói. "Anh này không nói đùa đâu." Người đàn bà nói. "Thật không may là anh ta không nói đùa." "Ra vậy." Robert Jordan nói. "Cảm ơn anh đã cho biết tin tức." Anh không nghe thấy gì thêm nữa à? Không. Cũng như mọi khi, họ đồn là chúng sẽ cho quân càng quét vùng núi này. Có vài tin đồn là quân của chúng đã lên đường rồi, đã từ Valadolid đi rồi, nhưng thường họ vẫn đồn vậy, không đáng quan tâm. Còn mày, vợ Pablo bảo Pablo với giọng gần như tàn nhẫn, cứ nói an toàn mãi đi. Pablo đâm chiêu nhìn mụ và gãi cầm. Hắn nói, Còn mày, với những cái cầu của mày nữa. Cầu nào? Fernando vui vẻ hỏi. Đồ ngu. Người đàn bà bảo hắn. Đồ đầu óc bí đặc. Đồ ngu. Uống một chén cà phê nữa đi, rồi cố nhớ xem còn tin gì nữa. Đừng nổi giận, Pila. Fernando bình tĩnh vui vẻ nói. Mà ta cũng không nên quảng hốt về những tin đồn. Tôi đã nói với chị và đồng chí này tất cả những điều tôi nhớ rồi. Anh không nhớ được thêm gì nữa à? robert jordan hỏi không fernando vui vẻ trịnh trọng và may mà tôi còn nhớ được những cái gì đó vì rằng đó chỉ là những tin đồn cho nên tôi không hề để ý đến vậy thì có lẽ còn nhiều tin đồn khác nữa phải có thể nhưng tôi không hề để ý đã một năm nay tôi chỉ nghe thấy toàn là những tin đồn hảo robert jordan nghe thấy cô gái maria đứng sau anh không giữ được bật lên một tiếng cười Fernando, anh hãy kể cho chúng tôi nghe một tin đồn nữa đi. Cô nói rồi đôi vai cô lại rung lên. Dù có nhớ được tôi cũng không kể. Fernando nói, đi nghe những tin đồn nhảm và chú ý đến những tin đồn đó là không xứng đáng với nhân cách con người. Và cứ thế rồi chúng ta sẽ cứu được nền cộng hòa đó. Người đàn bà nói, không, các người sẽ cứu nền cộng hòa bằng cách phá cầu chứ. Pablo nói, các đồng chí đi đi thôi robert jordan bảo anselmo và raphael nếu các đồng chí đã ăn xong chúng tôi đi đây ông cụ nói và hai người đứng dậy robert jordan thấy một bàn tay đặt lên vai mình đó là maria anh cũng phải ăn đi cô nói và bàn tay vẫn đặt trên vai anh ăn no vào để dạ dày có thể chịu đựng được nhiều tin đồn nữa nghe những tin đồn cũng đã đủ no rồi không, không thể thế được, anh phải ăn cái này bây giờ trước khi có những tin đồn khác đến." Cô đặt cái bát trước mặt anh. "Đừng chế tôi." Fernando bảo cô. "Tôi là bạn tốt của cô đấy, Maria. Tôi có chế anh đâu, Fernando? Tôi chỉ nói đùa ảnh đó chứ. Ảnh phải ăn nếu không thì đói. Chúng ta đều cần phải ăn." Fernando nói. "Bila, tại sao vậy? Sao lại không dọn cho chúng tôi ăn? Có gì đâu?" vợ pablo nói và múc thịt hầm vào bát cho fernando ăn đi phải cái này thì anh có thể làm được ăn đi ngon lắm pila fernando nói thái độ vẫn trang nghiêm như thường cảm ơn người đàn bà nói cảm ơn cảm ơn anh chị giận tôi đó hả fernando hỏi không ăn đi thôi ăn đi tôi ăn đây fernando nói cảm ơn Robert Jordan nhìn Maria. Hai vai cô gái lại bắt đầu rung lên và cô nhìn đi phía khác. Fernando ăn từ từ, trên mặt đầy vẻ tự hào và đỉnh đạt. Mặc dầu hắn cầm một cái thìa to tướng và nước thịt rớt ra cả hai bên mép. Anh ăn có ngon không? Vợ Pablo hỏi hắn. Hắn nói miệng đầy thức ăn. Ngon như thường lệ Pila. Robert Jordan thấy bàn tay Maria đặt trên cánh tay anh và ngón tay cô bấu chặt lấy tay anh vì vui thích. "Vì vậy mà anh thấy ngon à?" Người đàn bà hỏi Fernando rồi nói tiếp, "Phải, tôi hiểu rồi, thịt hầm như thường lệ, như mọi lần. Tình hình miền Bắc xấu như thường lệ, có một cuộc tấn công ở đây như thường lệ, lính đến lùng chúng ta như thường lệ. Anh có thể dùng làm một cái đài kỷ niệm như thường lệ được đó. Nhưng mà Pila, hai việc sao chỉ là tin đồn thôi?" xứ tây ban nha vợ pablo chua chát nói rồi quay lại robert jordan không biết ở các nước khác có những loại người như thế này không nhỉ không có nước nào giống như tây ban nha robert jordan lễ phép trả lời anh nói đúng fernando nói trên thế giới không có một nước nào như nước tây ban nha anh đã thấy một nước nào khác bao giờ chưa người đàn bà hỏi hắn chưa fernando nói mà tôi cũng chẳng mong ước được thấy làm gì anh thấy không vợ pablo nói với robert jordan fernando maria bảo hắn anh kể lại chuyện cái lần anh đi valencia đi tôi không thích valencia tại sao maria hỏi và bóp mạnh tay robert jordan tại sao anh lại không thích dân ở đó không lịch sự và tôi cũng không thể hiểu được họ họ chỉ có mỗi một việc là gọi nhau này ầm ĩ cả lên thế họ có hiểu anh không maria hỏi Họ làm ra bộ không hiểu. Fernando nói. Thế khi đó anh làm gì ở đấy? Tôi rời khỏi Valencia. Đến biển cũng không kịp xem. Fernando nói. Tôi không ưa người ở đó. Ồ, cút ngay, đồ gái già. Vợ Pablo nói. Cút ngay khỏi đây. Đừng để tôi phải phát cáu lên nữa. Tôi đã sống thời gian tươi đẹp nhất của đời tôi ở Valencia. Trời ơi Valencia, đừng có nói chuyện Valencia với tôi nữa. Chị làm gì ở đó? Maria hỏi. Vợ Pablo ngồi xuống cạnh bàn với một bát cà phê, một mẫu bánh và một bát thịt hầm. Cái gì làm gì ở đó? Tôi ở đó khi Finito ký giao kèo đấu ba trận trong dịp hội chợ. Chưa bao giờ tôi thấy người nhiều đến như thế. Chưa bao giờ tôi thấy các hàng cà phê đông người đến như thế. Hàng mấy giờ liền không thể kiếm được một chỗ ngồi, không thể len lên được xe điện. Ở Valencia nhộn nhịp suốt ngày suốt đêm. Nhưng chị làm gì ở đó? Maria hỏi, làm mọi thứ. Người đàn bà nói, chúng tôi ra bờ biển ngâm mình dưới nước. Có những chiếc thuyền buồm có bò kéo lên bờ. Người ta đánh bò xuống nước cho đến khi chúng bắt buộc phải bơi. Rồi người ta buộc chúng vào thuyền và khi chúng nó chân chấm đất thì chúng loạn choạng lôi thuyền lên bãi cát. Buổi sáng, 10 cặp bò kéo một cái thuyền buồm lên bờ. Những đợt sóng nhỏ dào dạt trên bãi biển. Valencia là như thế đó nhưng ngoài cái việc ngắm bò ra chỉ còn làm gì nữa. Chúng tôi ăn ở những quán dựng trên bãi cát, cá bom nhỏ rán bánh với hạt tiêu xanh, đổ và hạt dễ nhỏ như hạt gạo, bột bánh nhỏ và mịn, cá nhiều không thể tưởng tượng được, tôm tươi và đánh ở biển lên dắt chanh vào, tôm đỏ hồng và ngọt liệm, ăn bốn miếng mới hết một con tôm. Chúng tôi ăn tôm nhiều lắm, rồi ăn paella với các thứ hến sò tươi, trai, tôm và lương nhỏ, rồi ăn những thứ lương nhỏ hơn nữa, chỉ có lương thôi, nấu dầu, lương nhỏ như mầm đổ xoăn tích lại và mềm đến nỗi bỏ vào miệng là tan ra, không phải nhai. Suốt bữa ăn uống một thứ gian trắng, mát lạnh nhẹ và ngon, 30 xu một chai. Cuối cùng ăn một quả dưa, ở đó là thổ sản dưa. Dưa Yasti ngon hơn. Fernando nói, cái gì? Vợ Pablo nói, Dưa Yasti chỉ để bày cảnh thôi, dưa Valencia mới là để ăn. Cứ nghĩ đến những quả dưa dài bằng cánh tay, xanh như nước biển và giòn, cắt ra nhiều nước và dịu hơn cả buổi sáng sớm mùa hè. Chà, cứ nghĩ đến những con lương bé tí tẹo, mềm, xếp thành đống trên đĩa, lại còn bia trong giò uống suốt buổi trưa, bia mắt lạnh như đổ mồ hôi trong những chiếc giò to như dại đựng nước. Thế khi chị không ăn thì chị làm gì? làm cái chuyện yêu nhau trong buồng có chiếc mành mành gỗ buông xuống trên ban công và có gió mát thổi qua lỗ hồng phía trên cánh cửa có bản lề có thể quay đi quay lại được. Chúng tôi yêu nhau ở đó trong cái buồng ba ngày cũng tối vì buông mành mành và từ ngoài đường bay vào hương thơm của chợ qua và mùi thuốc pháo. Dây pháo kéo dài khắp các phố cứ mỗi buổi trưa lại nổ rang trong suốt thời gian hội chợ dây pháo kéo dài khắp thành phố pháo đùng nối liền với nhau và tiếng nổ rang trên cột và dây xe điện nổ rất to và nhảy từ cột này sang cột khác đi đùng tóe lửa không thể nào tưởng tượng được chúng tôi yêu nhau rồi gọi một giò bia nữa bia lạnh bốc hơi động thành giọt trên cốc và khi cô gái mang bia đến tôi ra lấy ở cửa rồi áp giò bia lạnh vào lưng Finito đang ngủ và vẫn không thức dậy khi người ta mang bia đến anh ấy nói đừng Pila đừng để anh ngủ và tôi bảo, không, vậy đi anh và uống đi, mát lắm đây này. Và anh ấy uống, mắt vẫn nhắm rồi lại ngủ tiếp. Tôi cũng nằm tựa vào một cái gối dưới chân giường, nhìn ảnh ngủ với làn da ngâm ngâm đen, bộ tóc đen trong trẻ trung và ngủ rất ngon lành. Tôi uống hết giò bia, tai nghe tiếng nhạc của một ban nhạc đi ngang qua. Còn anh, anh đã bao giờ biết những cái đó chưa? Mùa hỏi Pablo chúng ta đã cùng nhau làm nhiều việc pablo nói phải người đàn bà nói tại sao lại không thời trước anh còn hăng hơn cả finito nhưng chúng ta chưa bao giờ đến valencia chưa bao giờ chúng ta cùng nằm trên giường nghe một ban nhạc đi qua ở valencia khi đó không thể làm thế được pablo bảo mụ chúng ta đã không có dịp nào đi valencia nếu mụ biết điều một chút thì mụ cũng đã phải hiểu như vậy nhưng mà với finito mụ chưa bao giờ làm nổ tôi một đoàn tàu nào cả. Phải, người đàn bà nói, chúng ta chỉ còn lại có thế thôi, đoàn tàu. Phải, chỉ có đoàn tàu, không ai có thể nói trái lại được. Sau bao nhiêu lười nhát, bi quan, thất bại, chỉ còn lại có vậy thôi. Sự nhát gan lúc này cũng chỉ còn lại có vậy thôi. Trước kia thì còn có nhiều cái khác nữa. Tôi không muốn tỏ ra không công bằng, nhưng cũng không ai có thể nói xấu Valencia được, nghe chưa? tôi không thích. Fernando bình thản nói, tôi không thích Valencia. Người ta thường bảo đồ lừa hay bướng là thế. Người đàn bà nói, Maria, dọn đi để chúng ta đi thôi. Mụ vừa nói xong thì nghe thấy những tiếng đầu tiên của máy bay đang bay trở lại. Chương 9 Họ đứng ở cửa hang nhìn chúng. Những chiếc máy bay ném bom bây giờ bay cao thành những mũi tên lao đi dung dúc kinh khủng. Tiếng động cơ như phá vỡ bầu trời. Robert Jordan nghĩ thầm. Hình dáng chúng giống như những con cá mập. Những con cá mập dây to, mũi nhọn của luồng nước Gunstream. Nhưng những chiếc máy bay này có dây to màu bạc, kêu ù ù, cánh quạt quay tiếp thành một đám sương mù nhẹ trong ánh mặt trời. Chúng nó không dùng dãy như cá mập. Chúng bay không giống một cái gì trên đời này. Chúng bay tới như cái định mệnh đã được cơ khí quá. Ta phải giết mới được. Anh tự nhủ. Có thể một ngày nào đó mình sẽ giết lại. Anh thấy Maria nắm lấy tay anh. Cô nhìn lên trời và anh bảo. Đẹp. Em trông chúng nó giống cái gì nào? Em không biết. Cô nói. Em nghĩ chúng nó trông giống thần chết tôi thì trông nó giống như những chiếc máy bay vợ pablo nói còn những chiếc máy bay nhỏ đâu có lẽ chúng nó bay sang phía khác robert jordan nói những chiếc ném bom này bay nhanh quá nên không chờ bọn kia và bay về một mình bên ta không bao giờ vượt qua mặt trận đuổi theo đánh chúng không có đủ máy bay để làm liều như vậy được đúng lúc đó thì ba chiếc máy bay chiến đấu hai ken theo hình chữ v là rất thấp trên khoảng rừng thưa bay về phía họ. Ngay trên ngọn cây trông như những thứ đồ chơi xấu xí kêu lạch sạch, cánh nghiêng nghiêng, mũi như chung lại. Chúng đột ngột hiện lên to tướng một cách khủng khiếp, với kích thước thật của chúng và ào ào bay qua. Chúng bay thấp đến nỗi đứng ở cửa hang họ đều trông thấy bọn phi công đầu đội mũ đeo kính to, một chiếc khăn hoàng bay phần phật sau đầu tên chỉ huy phi đội. Bọn này có thể trông thấy đàn ngựa, Pablo nói, bọn này có thể trông thấy cả những mẫu thuốc lá thừa của mày đó. Người đàn bà nói, buông cái chăn xuống. Không thấy có chiếc máy bay nào bay qua nữa, những chiếc khác chắc đã bay qua dãy núi ở cách xa đây. Khi tiếng ì ì đã tắt hẳn, họ kéo nhau ra khỏi hang. Ra ngoài, bầu trời lúc này trống rỗng, thăm thẳm, xanh biếc và trong giấc. Cứ như là ngủ mơ thức dậy ấy. Maria bảo Robert Jordan. Không còn nghe thấy một tiếng y y nào nữa dù là rất nhẹ, nhẹ như một ngón tay khẽ chạm vào người rồi lại xa ra, rồi lại khẽ chạm nữa. Khi tiếng động cơ đã tắt, gần như không còn nghe thấy được. Chẳng phải ngủ mê đâu, vào dọn dẹp đi. Bila bảo cô. Thế nào? Mụ quay lại phía Robert Jordan. Chúng ta đi ngựa hay đi bộ? Pablo nhìn mụ cầu nhầu tùy chị. Robert Jordan nói, thế thì đi bộ. Mụ nói, tôi muốn đi bộ vì gan tôi đau. Đau gan đi ngựa tốt. Phải nhưng đau đít lắm. Chúng ta đi bộ thôi và anh... Mụ quay lại phía Pablo. Xuống đếm xem có con nào bay theo chúng nó mất không? Anh có muốn lấy ngựa đi không? Pablo hỏi Robert Jordan. Không, cảm ơn anh. Còn cô gái thì thế nào? để nó đi bộ tốt hơn. Pila nói, đi ngựa nó sẽ bại cứng cả người ở nhiều chỗ thì rồi chẳng dùng làm gì được đâu. Robert Jordan cảm thấy mình đỏ mặt. Anh ngủ có ngon không? Pila hỏi rồi nói, quả thật là không có bệnh tật gì đâu mà thực ra rất có thể bị bệnh lắm. Tôi không hiểu tại sao lại không bị đó. Có lẽ dẫu sao còn có trời, mặc dù chúng ta đã thủ tiêu ông trời đi rồi. Đi đi. Mùa bảo Pablo chuyện này không dính dáng gì đến anh đây là chuyện của những người trẻ hơn anh và thuộc một loại khác đi đi rồi mụ nói với robert jordan augustine sẽ trông coi đồ đạc của anh khi nào hắn về tới đây thì chúng ta sẽ đi một ngày trong trẻo sáng sủa và nắng ấm robert jordan nhìn người đàn bà to lớn mặt ngâm đen với cặp mắt to hiền hậu và bộ mặt vuông nặng nề có nhiều nét nhăn nheo và xấu xí một cách dễ coi. Cặp mắt vui vẻ, nhưng khi đôi môi không động đậy thì bộ mặt có vẻ buồn. Anh nhìn mụ rồi nhìn theo người đàn ông, nặng nề thô kịch đang đi trong rừng cây xuống chỗ tàu ngựa. Người đàn bà cũng nhìn theo hắn. Hai người có ngủ với nhau không? Mụ hỏi. Cổ đã nói gì rồi? Nó không muốn kể cho tôi nghe. Tôi cũng vậy. Thế thì hai người đã ngủ với nhau rồi người đàn bà nói anh hãy cố gắng chăm sóc nó thế ngộ như cổ có con thì sao không sao người đàn bà nói càng tốt thôi nhưng nơi đây thật không phải chỗ nó sẽ không ở lại đây và sẽ đi với anh tôi sẽ đi đâu chỗ tôi đi đến không thể mang theo một người đàn bà được biết đâu đấy chỗ anh đi đến có lẽ có thể đem theo hai người đàn bà cũng nên thế thì còn nói chuyện gì nữa này người đàn bà nói tôi không phải là một đứa nhát gan nhưng sáng sớm hôm nay tôi đã thấy rõ tôi nghĩ rằng có nhiều người mà chúng ta biết là hiện đang sống nhưng rồi họ sẽ không bao giờ còn thấy được một ngày chủ nhật nữa đâu hôm nay thứ mấy chủ nhật cái gì robert jordan nói còn lâu mới đến một ngày chủ nhật nữa nếu còn thấy được thứ tư là tốt rồi nhưng mà tôi không thích nghe chị nói như thế ai cũng cần phải nói chuyện với một người nào khác chứ người đàn bà nói Trước kia chúng ta có tôn giáo và những thứ vô lý khác. Bây giờ mọi người ai cũng cần phải có một người nào để có thể nói chuyện thẳng thắn được. Nếu không một người dù tài giỏi đến đâu cũng trở thành rất đơn độc. Chúng ta không đơn độc, chúng ta tất cả đều cùng một lòng. Nhìn thấy những máy bay vừa rồi cũng làm cho lòng người ta phải sao xuyến đấy. Người đàn bà nói, đối với những chiếc máy bay đó thì chúng ta chẳng ra cái gì cả. Tuy vậy chúng ta vẫn có thể đánh được chúng nó. Này, người đàn bà nói, tôi thú thật một nỗi lo buồn của tôi nhưng anh đừng tưởng rằng tôi thiếu kiên quyết nhé không có gì thay đổi được ý chí kiên quyết của tôi đâu lo buồn sẽ tan đi khi mặt trời mọc lo buồn cũng như một đám sương mù mà thôi rõ rồi người đàn bà nói nếu anh muốn vậy có lẽ là vì nói chuyện linh tinh về valencia và vì cái thằng đàn ông hèn kia đã đi xuống xem ngựa của hắn câu chuyện vừa rồi của tôi đã làm tổn thương đến lòng tự ái của hắn nhiều đấy giết hắn cũng được chửi hắn cũng được, nhưng làm tổn thương lòng tự ái của hắn thì không nên. Làm thế nào mà chị lại cùng sống với hắn? Làm thế nào một một người này lại sống với một người kia? Những ngày đầu của phong trào và cả trước đó nữa, hắn là một tay khá, giỏi nữa là khác, nhưng bây giờ thì hết rồi. Cái nút đã mở và rượu trong bầu đã chảy hết ra ngoài. Tôi không thích hắn. Hắn cũng không ưa anh. Cái đó có lý do. Tối qua tôi nằm ngủ với hắn Lúc này mụ mỉm cười và lắc đầu. Rồi anh sẽ thấy. Mụ nói, tôi bảo hắn, Pablo này, tại sao anh đã không giết cái anh chàng ngoại quốc đó? Hắn là một người tốt, Bila. Hắn nói, hắn là một người tốt. Lúc đó tôi bảo, bây giờ anh đã hiểu là tôi chỉ quy rồi chứ. Hiểu rồi, Bila, hiểu rồi. Hắn nói, sau đó đêm đã khuya, tôi thấy hắn thức dậy và nghe thấy hắn khóc hắn khóc lên một cách rất hèn như kiểu một người đàn ông khóc, như thể trong người hắn có một con vật gì đang lắc mạnh hắn. Pablo, anh làm sao vậy? Tôi hỏi hắn và tôi ôm lấy hắn, giữ lấy hắn. Không có gì đâu, Bila, không có gì hết. Có, anh có cái gì? Anh em, hắn nói, cái lối họ bỏ rơi tôi. Người ta, anh em. Phải, nhưng anh em theo tôi. Tôi nói, và tôi là vợ anh. Pila này, hắn nói, hãy nhớ đoàn tàu, rồi hắn nói, cầu trời phù hộ cho Pila. Anh nói đến trời để làm gì thế? Tôi bảo hắn, nói cái lối đó là cái nghĩa lý gì? Phải, hắn nói, Chúa trời và Đức mẹ đồng trinh. Cái gì? Chúa trời và Đức mẹ đồng trinh? Tôi bảo hắn, nói kiểu như vậy có phải là đúng không? Tôi sợ chết, hắn nói, tôi sợ chết, em có hiểu không? vậy thì cút khỏi cái giường này ngay tôi bảo hắn trong một cái giường không thể có đủ chỗ cho tôi và anh và cả cái sợ của anh đâu thế là hắn xấu hổ nằm im và tôi cũng ngủ thiếp đi nhưng mà anh à quả thực là hắn đã suy sụp rồi robert jordan không nói gì trong đời tôi thỉnh thoảng tôi lại buồn như vậy người đàn bà nói nhưng không giống cái buồn của pablo đó không ảnh hưởng gì đến quyết tâm của tôi cả Tôi tin là như vậy. Có lẽ nó cũng giống như kinh nguyệt của người đàn bà. Mụ nói, có lẽ nó chẳng là gì cả. Mụ ngừng một lát rồi nói tiếp. Tôi đặt rất nhiều hy vọng vào chế độ Cộng hòa. Tôi tin tưởng vững chắc ở chế độ Cộng hòa và tôi có lòng tin. Tôi tin tưởng ở chế độ Cộng hòa với một lòng nhiệt thành của những kẻ đi đạo tin các chuyện quyền bí của đạo. Tôi tin chị. Còn anh, anh cũng có lòng tin đó chứ tin ở chế độ cộng hòa phải tôi tin anh nói và thầm mong rằng mình nói thật tôi rất sung sướng người đàn bà nói và anh không sợ gì chứ tôi không sợ chết anh thành thật nói nhưng có những cái sợ khác không tôi chỉ sợ không làm được nhiệm vụ như ý tôi muốn mà thôi anh không sợ bị bắt như cái anh kia à không anh thành thật nói sợ vậy thì người ta sẽ quá lo lắng mà trở thành vô dụng mất anh là một người rất điềm tĩnh. Không phải, anh nói, tôi không cho là như thế. Không, anh có đầu óc rất điềm tĩnh. Là gì tôi rất lo đến công việc của tôi. Thế anh không thích những cái thú ở đời sao? Có chứ, rất thích. Nhưng tôi không để cho nó ảnh hưởng đến công tác của tôi. Anh thích uống rượu, tôi biết, tôi đã thấy. Phải, rất thích, nhưng không để cho nó ảnh hưởng đến công việc của tôi. Còn phụ nữ, tôi rất thích phụ nữ, nhưng tôi không bao giờ để tâm đến họ nhiều quá anh không ưa phụ nữ có chứ nhưng tôi chưa thấy có ai làm tôi xúc động như người ta vẫn thường nói tôi cho là anh nói dối có thể cũng có nói dối một ít nhưng anh yêu maria đúng yêu rất đột ngột và nhiều lắm tôi cũng vậy tôi rất yêu nó phải rất yêu tôi cũng vậy robert jordan nói và anh cảm thấy giọng mình nghẹn ngào tôi cũng vậy. Phải. Anh thấy sung sướng được nói lên như vậy và anh nói rất trịnh trọng bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi rất yêu Maria. Sau khi chúng ta gặp Ensodo, tôi sẽ để hai người một mình với nhau. Robert Jordan không nói gì, rồi anh bảo. Không cần thiết. Không, cần đấy. Không còn bao nhiêu thì giờ đâu. Chị thấy như vậy trong bàn tay của tôi à? Anh hỏi. Không. Anh đừng nghĩ tới mấy cái chuyện vớ dẫn xem tướng tay đó nữa mụ gạt cái chuyện đó đi cùng với tất cả những chuyện khác có thể có hại cho chế độ Cộng hòa. Robert Jordan không nói gì. Anh nhìn Maria đang xếp dọn đĩa trong hang. Cô lau tay rồi quay ra mỉm cười với anh. Cô không nghe thấy Pila nói gì. Nhưng khi mỉm cười với Robert Jordan, cô đỏ mặt lên, nước da bánh mật sẫm lại, rồi cô lại mỉm cười nữa với anh. Còn có cả ba ngày nữa, người đàn bà nói hai người có ban đêm nhưng cũng còn có cả ban ngày nữa tất nhiên không được sang trọng như thời tôi ở valencia nhưng có thể hái một ít dâu rừng hay cái gì đó mụ cười to robert jordan đặt tay lên cái vai to lớn của mụ tôi cũng rất mến chị anh nói tôi rất mến chị anh thật là một tay đông khoan tenorio chính cống người đàn bà cảm động và hơi bối rối nói anh bắt đầu mến tất cả mọi người rồi đấy augustine về kìa robert jordan vào trong hang đi tới chỗ maria đứng cô nhìn anh tiến lại gần mình đôi mắt long lanh má và cổ lại đỏ lên hello thỏ con anh nói và hôn vào môi cô cô ôm chặt lấy anh và nhìn vào mặt anh nói hello ồ oh, hello hello fernando hãy còn ngồi ở bàn hút thuốc lá đứng dậy lắc đầu đi ra tay với lấy khẩu súng dựng ở bên tường thật là không đứng đắn chút nào. Hắn bảo Bila, tôi không ưa thế, chị phải để ý trong non cô bé đó chứ. Có chứ. Bila nói, đồng chí đó là dị hôn phu của nó đấy. Ồ, oh, Fernando nói, nếu vậy, nếu họ đã đính hôn với nhau rồi thì tôi đồng ý, đó là một việc rất bình thường. Tôi rất vui sướng về điều đó. Người đàn bà nói, tôi cũng vậy. Fernando trịnh trọng nói, Salut, Pila, anh đi đâu đấy? lên chỗ gác bên trên thay Primitivo. Đi đâu vậy? Agustin hỏi con người nhỏ bé và trịnh trọng đó khi hắn đang leo lên con đường nhỏ. Đi làm nhiệm vụ. Fernando trả lời một cách đỉnh đạt. Nhiệm vụ? Agustin nói một cách dĩu cợt. Tao ỉa vào cái nhiệm vụ của mày. Rồi quay lại phía người đàn bà. Cái đồ bẩn thiểu không thể gọi tên được mà tôi phải gác để ở đâu. Trong hang. Bila nói. Trong hai cái ba lô và tao chán ngấy cái lối ăn nói thô tục của mày lắm rồi. ỉa vào cái chán của chị. Augustine nói, thế thì mày cút đi và ỉa vào mày đó. Bila bảo hắn giọng bình thường. Mẹ chị ấy, Augustine đáp lại. Mày có bao giờ có mẹ đâu. Bila bảo hắn, những câu chửi nhau đã đạt tới một hình thức cao tột độ bằng tiếng Tây Ban Nha. Trong đó những hành động không bao giờ được nói lên mà chỉ là ngụ ý. Họ làm gì ở trong ấy thế? Augustin hỏi, lúc này giọng lại thân mật. Không làm gì cả. Pila bảo hắn. Không có gì. Đồ con vật, bây giờ là đang mùa xuân, biết chưa? Đồ con vật. Augustine nhắc lại có vẻ tán thưởng câu nói. Đồ con vật, con chị, con một con đĩ rạc, tôi ỉa cho mùa xuân ấy. Pila vỗ vai hắn. Cái thằng này, mụ nói và cười gian. Những lời chửi rủa của mày thật là chẳng phong phú chút nào, nhưng mà mạnh mẽ đấy mày có nhìn thấy máy bay không? Tôi ỉa vào những động cơ của nó. Augustine nói đầu gật gù và cắn môi dưới. Khá đấy. Bila nói. Quá thật khá đấy. Nhưng mà khó thực hiện được lắm. Cao như thế thì khó thật. Augustine cười. Tất nhiên. Nhưng nói đùa vẫn hơn. Phải rồi. Vợ Pablo nói. Nói đùa vẫn hơn và anh là một người tốt. Biết nói đùa một cách mạnh bạo. Này Bila, Augustine nói giọng đứng đắn, "Có một cái gì sắp sửa xảy ra phải không? Anh thấy thế nào?" "Thấy một chuyện xấu không thể nào xấu hơn được. Tàu bay rất nhiều, bà chị ạ, à, rất nhiều tàu bay." "Thế ra chúng nó cũng làm cho anh hoảng như những người khác à?" "Tất nhiên." Augustine nói, "Chị cho là chúng nó đang chuẩn bị cái gì?" "Này," Bila nói, "Đồng chí kia đến đây để phá cầu thì rõ ràng là chính phủ cộng hòa đang chuẩn bị một cuộc tấn công." với những chiếc máy bay kia thì rõ ràng là bọn phát xít đang chuẩn bị để đối phó lại nhưng tại sao chúng nó lại phô trương những máy bay đó ra chứ trong cuộc chiến tranh này có nhiều chuyện thật ngớ ngẩn augustine nói cuộc chiến tranh này thật là một sự ngu xuẩn không biết thế nào mà nói trước được rõ rồi Villa nói nếu không chúng ta đã không ở đây phải augustine nói chúng ta đã ngập vào trong ngu xuẩn từ một năm nay rồi nhưng pablo là một tên có nhiều thủ đoạn pablo rất khôn ngoan anh nói vậy để làm gì? Tôi nói thế đấy. Nhưng anh cần phải hiểu. Pila giải thích. Bây giờ chỉ có khôn thôi thì không thể cứu vãn nổi tình thế. Chậm quá rồi và hắn đã mất hết cả những cái khác. Tôi hiểu. Agustin nói. Tôi biết là chúng ta phải đi khỏi nơi này. Và vì rằng chúng ta cần phải thắng mới có thể sống sót được. Nên cần phải phá cầu. Nhưng dù rằng Pablo bây giờ là một thằng nhắc gan đi nữa thì nó vẫn rất khôn. Tôi, tôi cũng khôn. Không Pila, Augustine nói, chị không khôn đâu, chị can đảm, chị trung thực, chị biết quyết định, chị có khiếu phán đoán, nhiều quyết tâm và lòng tốt, nhưng chị không khôn. Anh tin như thế à? Người đàn bà hỏi vẻ mặt suy nghĩ, phải Pila. Anh chàng trẻ tuổi ấy rất khôn ngoan, người đàn bà nói, khôn ngoan và bình tĩnh, đầu óc rất bình tĩnh. Phải, Augustine nói, chắc chắn là anh ta phải thạo công việc của anh ta nếu không họ đã không trao cho anh ta làm công việc đó nhưng tôi không biết là anh ta có khôn không nhưng pablo thì tôi biết là hắn khôn nhưng đã trở thành vô dụng vì sợ và chán hoạt động nhưng vẫn khôn vậy anh bảo sao tôi không bảo gì cả tôi chỉ muốn xem xét vấn đề một cách sáng suốt lúc này chúng ta cần phải hành động cho thật thông minh đánh cầu xong là chúng ta phải đi ngay tất cả đều phải sẵn sàng Chúng ta cần phải biết đi đâu và đi như thế nào. Tất nhiên, về vấn đề đó thì có Pablo, việc đó cần phải làm cho khôn khéo. Tôi không tin ở Pablo. Trong việc đó thì tin được. Không, anh không biết hắn đã suy sụp đến mức nào. Nhưng nó rất khôn, nó rất khôn và nếu chúng ta mà không làm cái đó cho nó khôn khéo thì chúng ta đi đời hết. Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề đó. Bila nói, tôi còn có cả ngày để suy nghĩ việc đó. Đánh cầu thì anh chàng đó làm. Augustine nói, việc đó tất anh ta phải biết. Chỉ cứ xem cái anh trước đây đã tổ chức đánh tàu giỏi như thế nào đó. Đúng, Villa nói, chính là anh ấy đã bố trí tất cả. Chỉ thì có nghị lực và cương quyết. Augustine nói, nhưng Pablo thì nên dùng vào việc, nên dùng Pablo vào việc đút lui. Chị hãy bắt hắn phải nghiên cứu vấn đề đó ngay từ bây giờ đi. Anh thật là thông minh. Thông minh, đúng. Augustine nói, nhưng không láo lĩnh khôn ngoan nên dùng Pablo vào việc đó với tất cả cái sợ sệt của hắn hả đúng với tất cả cái sợ sệt của hắn thế anh nghĩ thế nào về những cái cầu cái đó cần tôi biết vậy chúng ta phải làm hai việc chúng ta phải đi khỏi đây và chúng ta phải thắng phá cầu là cần nếu chúng ta muốn thắng nếu Pablo khôn tại sao hắn không thấy như vậy vì nhu nhược hắn muốn mọi sự nguyên như cũ hắn muốn cứ sống nguyên trong cái xoáy của sự yếu đuối của hắn nhưng nước sông đang dâng khi bắt buộc phải thay đổi thì trong sự thay đổi đó hắn sẽ khôn hắn rất khôn may mà anh ta đã không giết hắn đúng vậy thằng gipsy muốn tôi giết hắn đêm qua thằng gipsy đó là một con vật anh cũng là một con vật Bila nói nhưng thông minh hai chúng ta đều thông minh augustine nói nhưng người có tài là pablo nhưng mà rất khó mà sống cùng với hắn được. Anh không biết hắn đã suy sụp đến thế nào. Đúng, nhưng có tài. Pila này muốn đánh nhau cần nhất là trí thông minh, nhưng muốn thắng thì cần phải có tài và vũ khí. Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó. Mụ nói, chúng tôi phải đi bây giờ, chậm rồi đấy. Rồi mụ cất cao giọng gọi. Anh người anh ơi! Ingers, đã đây, chúng ta đi thôi! Chương 10 Nghĩ đi, Pila bảo Robert Jordan. Ngồi xuống đây, Maria, chúng ta nghỉ một lát. Chúng ta cần tiếp tục đi. Robert Jordan nói, khi nào đến nơi sẽ nghỉ, tôi cần phải gặp người đó, rồi anh sẽ gặp. Người đàn bà bảo anh, đi đâu mà dội, ngồi xuống đây, Maria. Đi thôi, Robert Jordan nói, lên đến đỉnh sẽ nghỉ. Tôi nghĩ bây giờ kia, Người đàn bà nói rồi ngồi xuống bên bờ suối, người con gái ngồi xuống trong đám thạch thảo bên cạnh mụ, ánh nắng chiếu sáng mái tóc cô. Chỉ có Robert Jordan đứng một mình nhìn cánh đồng cỏ trên núi cao, có một con suối chảy ngang. Chỗ anh đứng thạch thảo mọc nhiều. Phía dưới cánh đồng cỏ giữa đám phượng dĩ màu vàng thay thế cho thạch thảo, nhô lên những tảng đá xám và bên dưới bóng của những rặng thông. Đến chỗ Ensoro còn xa không? anh hỏi không xa người đàn bà nói đi hết khoảng trống này xuống một cái thung lũng tiếp đó rồi lên chỗ rừng cây ở đầu ngọn suối là đến anh hãy ngồi xuống đây và hãy bỏ cái vẻ nghiêm trang đó đi tôi muốn gặp ông ta cho xong việc đã tôi muốn ngâm chân người đàn bà nói và cởi đôi giày đế bệnh thừng tháo một chiếc bít tất bằng len giày ra nhúng bàn chân phải xuống suối trời ơi lạnh quá đáng lẽ chúng ta nên đi ngựa Robert Jordan bảo mụ Đi thế này đối với tôi rất tốt Người đàn bà nói Tôi đang cần được như thế này Anh làm sao thế Không sao tôi chỉ vội thôi Vậy thì anh hãy bình tĩnh lại Còn nhiều thì giờ Hôm nay đẹp trời quá Và tôi thật vui thích Vì không phải ở trong rừng thông Anh không thể tưởng tượng được Người ta có thể chán rừng thông đến thế nào Em có chán rừng thông không Maria Em thích thông Cô gái nói, thông có gì mà thích. Em thích mùi thông, thích cái cảm giác đi trên lá thông. Em thích gió thổi trong những cây thông to và tiếng thông rì rào. Cái gì em cũng thích. Bila nói, nếu em mà biết nấu nướng khéo hơn một chút, thì em sẽ là một của quý cho bất cứ một người đàn ông nào. Nhưng mà rừng thông là cả một rừng buồn. Em chưa bao giờ thấy một rừng cây dẻ gai, một rừng sồi hay một rừng cây hạt dẻ. Rừng như vậy mới là rừng. Trong những khu rừng như vậy, mỗi cây một vẻ và rừng như thế mới có nét dịu riêng, mới đẹp. Một khu rừng thông là cả một cảnh buồn. Anh nghĩ như thế nào? Tôi cũng thích thông. Nhưng lại đây, Bila nói, hai người sao mà giống nhau thế? Tôi cũng thích thông, nhưng mà chúng tôi sống trong rừng thông này lâu quá rồi, tôi cũng chán cả núi. Trong núi chỉ có hai hướng, một hướng đi xuống, một hướng đi lên và đi xuống là đi xuống đường đi xuống thành phố của bọn phát xít chị có bao giờ đi đến segovia không cái gì với cái mặt này hả cái mặt này lộ quá rồi này cô em xinh đẹp ơi nếu em mà xấu thì em thấy thế nào mụ hỏi maria chị không xấu thôi đi chị mà không xấu chị sinh ra đã xấu rồi suốt đời chị xấu còn anh anh bạn anh chẳng biết gì về phụ nữ cả anh có biết một người đàn bà xấu cảm thấy như thế nào không? Anh có biết xấu suốt đời mà trong lòng thì cảm thấy mình đẹp thế nào không? Rất lạ. Mụ nhúng nốt chân kia xuống suối rồi lại rút chân lên. Trời, lạnh quá. Trong con chim chìa vôi kìa. Mụ nói và chỉ một con chim tròn như một quả bóng xám đang bay nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác phía trên dòng suối. Giống chim này chẳng được cái tích sự gì cả, hót cũng không được mà ăn cũng không được chỉ được có mỗi một việc là dẫn đuôi lên, cục đuôi xuống. Anh bạn, cho tôi một điếu thuốc lá. Mụ nói và cầm lấy điếu thuốc, châm lửa bằng một cái bật lửa lấy ở trong túi áo ra. Mụ hít điếu thuốc, nhìn Maria và Robert Jordan. Cuộc sống thật kỳ lạ. Mụ nói và thở khói thuốc ra đằng mũi. Tôi có thể là một người đàn ông khá, thế mà tôi lại chỉ là đàn bà mà lại xấu vậy mà đã có nhiều người đàn ông yêu tôi và tôi cũng đã yêu nhiều người lạ thiệt nghe đây này anh bạn cái này rất hay anh hãy nhìn tôi tôi rất xấu nhìn cho kỹ đi anh bạn chị không có xấu đâu không à đừng nói dối tôi hay là mụ cười với cái giọng cười trầm trầm của mụ hay là cái đó đã bắt đầu tác động đến anh không tôi nói đùa thôi không anh hãy nhìn cái xấu xí này tuy nhiên ta thường có một cảm giác trong lòng làm mờ mắt một người đàn ông khi người đó yêu ta với cái cảm giác ấy ta làm mờ mắt người kia và cũng tự làm mờ mắt ta nữa thế rồi một ngày nào đó vô cớ người kia nhìn thấy ta xấu đúng như thực tế là ta xấu và họ không còn mờ mắt nữa lúc đó ta cũng thấy ta xấu như người kia nhìn thấy ta thế là ta mất người đàn ông đó và mất luôn cả cái cảm giác của ta em có hiểu không em gái mụ vuốt ve vai cô gái không maria nói vì rằng chị không xấu hãy cố gắng mà dùng đầu óc chứ đừng dùng trái tim và lắng nghe chị pila nói chị đang nói cho em nghe những điều rất bổ ích anh có thấy những cái đó là bổ ích không anh bạn có nhưng chúng ta phải đi thôi cái gì anh đi đi tôi thích ngồi đây lắm thế rồi mụ nói tiếp với robert jordan như nói với một lớp học gần như là đang diễn thuyết sau một thời gian khi người ta đã xấu như tôi đến hết mức người phụ nữ có thể xấu được thì như tôi nói sau một thời gian cái cảm giác đó cái cảm giác ngu ngốc cho rằng mình đẹp lại dần dần trở lại nó mọc lên như một cây bắp cải thế rồi khi cảm giác đó đã lớn lên có một người đàn ông khác nhìn thấy mình và cho là mình đẹp thế là mọi sự lại bắt đầu lại bây giờ thì tôi đã qua cái thời đó rồi nhưng dù sao thì cái đó vẫn còn có thể xảy ra được. Em gái, em thật may mắn là không xấu. Nhưng em xấu, Maria nhấn lại. Hỏi ảnh xem. Bila nói, và đừng có nhúng chân xuống suối mà bị cống lạnh đó. Roberto bảo là chúng ta cần phải đi, em nghĩ chúng ta nên đi thôi. Maria nói. Nghe kìa. Bila nói, việc đó cũng quan trọng đối với chị không kém gì đối với Roberto của em đâu và chị bảo là chúng ta ngồi nghỉ bên bờ suối như thế này rất thích và còn nhiều thì giờ giả lại chị thích trò chuyện đó là điều văn minh duy nhất chúng ta còn lại chúng ta còn có cách giải trí nào khác nữa đâu những điều tôi nói anh có thích nghe không anh bạn chị nói rất hay nhưng có nhiều chuyện khác tôi thích nghe hơn là cái chuyện đẹp hay không đẹp thế thì chúng ta hãy nói những chuyện anh thích vậy lúc bắt đầu phong trào chị ở đâu ở thành phố của tôi ở Avila Đúng vậy, Avila. Pablo nói hắn là người ở Avila. Hắn nói dối đó. Hắn muốn quê quán hắn là một thành phố lớn. Hắn ở thành phố này. Mụ kể ra tên một thành phố. Tình hình đã xảy ra như thế nào? Nhiều chuyện lắm. Người đàn bà nói, nhiều lắm, toàn những chuyện xấu, kể cả những cái gọi là dễ dàng. Chị kể cho tôi nghe đi. Robert Jordan dục. Chuyện thô bạo lắm. Người đàn bà nói, Tôi không muốn kể trước mặt cô bé. Chị cứ kể đi. Robert Jordan nói. Nếu cô không nên nghe thì cô đừng nghe. Em nghe được. Maria nói. Cô đặt tay lên tay Robert Jordan. Không có chuyện gì mà em không nghe được. Không phải vấn đề em nghe được hay không nghe được. Bila nói. Vấn đề là chị có nên kể cho em nghe và làm cho em có những cơn ác mộng hay không. Em sẽ không có những giấc mơ kinh hoàng gì nghe chuyện đâu. Maria bảo mụ chị tưởng là sau tất cả những chuyện đã xảy đến với nhà em em còn có thể có những giấc mơ kinh hoàng vì một câu chuyện à có thể câu chuyện sẽ làm cho anh bạn có những cơn ác mộng chị cứ thử xem không anh bạn tôi không nói đùa đâu anh đã thấy khởi đầu phong trào của một thành phố nhỏ nào chưa chưa robert jordan nói thế thì cũng như là anh chưa thấy gì cả anh đã thấy con người pablo bây giờ suy sụp đến như thế nào nhưng anh cần phải thấy Pablo ngày đó. Chị kể đi. Không, tôi không muốn. Chị kể đi. Được rồi thì kể. Tôi sẽ kể đúng như mọi việc thật đã xảy ra. Nhưng mà em gái, có chỗ nào làm em khó chịu thì nói với chị. Nếu chỗ nào khó chịu thì em sẽ không nghe. Maria bảo mụ, chắc cũng không thể nào tồi tệ hơn nhiều chuyện khác được. Chị lại cho là có thể đấy. Người đàn bà nói, anh bạn, cho tôi một điếu thuốc lá nữa, và nào cô gái ngã lưng dựa vào bụi thạch thảo trên bờ suối robert jordan nằm dài ra vai chạm đất đầu gối vào một khóm thạch thảo anh với tay tìm maria nắm lấy và cọ hai tay vào bụi thạch thảo cho đến khi cô gái mở bàn tay ra đặt nằm trên lòng bàn tay anh và hai người lắng nghe Bila kể chuyện sáng sớm hôm đó bọn dân vệ ở trong trại đầu hàng Bila bắt đầu kể. Anh em tấn công trại lính hả? Robert Jordan hỏi. Pablo đã cho bao dây trại lính trong đêm tối, cắt dây điện thoại, đặt mìn vào dưới một chân tường, rồi kêu bọn Gordia Sivin đầu hàng. Chúng không nghe. Đến sáng Pablo cho nổ mìn, phá vỡ toan bức tường. Thế là đánh nhau. Hai tên Sivin chết, bốn tên bị thương và bốn tên ra hàng. Chúng tôi nằm trên các mái nhà, trên mặt đất và bờ tường rìa nhà trong ánh sáng buổi sớm và nổ mìn bụi bay mù mịt vẫn chưa tan hết và bụi tung lên rất cao và không có gió thổi tất cả chúng tôi bắn xả vào chỗ tường bị phá vỡ lắp đạn và bắn vào trong đám khói từ bên trong vẫn có lửa đạn lóe lên thế rồi trong đám khói có tiếng kêu ngưng bắn và bốn tên viên đi ra tay giơ lên trời mái nhà đã sụp một mảng lớn tường cũng đổ và chúng ra đầu hàng. Pablo quát. Còn thằng nào ở trong đó nữa không? Còn những thằng bị thương. Trong giữ mấy tên này, Pablo nói với bốn anh em. Từ chỗ chúng tôi, hắn đi ra. Đứng đây, sát vào tường. Hắn bảo bọn Sivin. Bốn thằng Sivin đứng sát vào tường bẩn thiểu, đầy bụi, mặt mũi nhem nhuốt khói. Bốn người đứng gác, chĩa súng vào chúng. Còn Pablo và những anh em khác thì đi vào trong để giết nốt bọn bị thương sau khi làm xong việc đó và không còn tiếng kêu của bọn bị thương nữa không còn tiếng rên khóc không còn tiếng súng nổ trong trại lính nữa pablo và anh em quay ra và pablo khoác súng của hắn trên vai tay cầm một khẩu súng lục mô de Pila này hắn nói cái này thấy trong tay tên sĩ quan đã tự tử anh chưa bắn súng lục bao giờ này hắn bảo một tên dân vệ chỉ cho tao cách bắn thế nào không không chỉ nói cho tao biết thôi Bốn tên Sivin đứng sát bên tường, mồ hôi nhễ nhại và yên lặng không nói gì. Khi trong trại lính giang tiếng súng nổ, bọn chúng cao hơn có bộ mặt của bọn Gudia Sivin cùng một kiểu như cái mặt tôi này. Chỉ trừ có một điều là mặt chúng còn lớn chở một ít râu vì buổi sáng cuối cùng của chúng, chúng chưa cạo râu và chúng đứng bên tường không nói năng gì. Này, Pablo bảo một tên đứng gần nhất. Nói cho tao cách bắn thế nào, kéo cái cần nhỏ xuống. Tên đó nói với giọng khó khăn, kéo cái quy lát ra đằng sau rồi buông cho nó bật lại. Cái nào là cái quy lát? Pablo hỏi và hắn nhìn bốn tên Sivin. Cái nào là cái quy lát? Cái cục ở trên ấy. Pablo kéo nhưng không chuyển. Thế nào? Hắn nói. Hóc rồi, mày nói dối tao. Kéo xa nữa rồi bỏ nó trở lại từ từ. Tên Sivin nói chưa bao giờ tôi nghe thấy một giọng nói như vậy, thật buồn thảm hơn cả một buổi sáng không có mặt trời. Pablo kéo cái quy lát, rồi bỏ ra theo như tên đó nói. Cái quy lát bật lại đằng trước vào đúng chỗ. khẩu súng đã lên đạn, cò đã sẵn sàng. đó là một khẩu súng xấu, nhỏ, bán tròn, nòng to và bẹt, khó cầm. suốt cả thời gian đó, bọn civilians nhìn Pablo và không nói gì cả. các anh định làm gì chúng tôi? Một tên hỏi Pablo. Bắn chết mày. Pablo nói, bao giờ? Tên đó hỏi, vẫn nói với cái giọng buồn thảm đó, ngay bây giờ. Ở đâu? Ở đây. Ở đây ngay bây giờ, ở đây và ngay bây giờ, mày có muốn nói gì không? Không có gì. Tên civilian nói, không, nhưng đó là một việc tàn bạo và mày cũng là đồ tàn bạo. Pablo nói, quân giết nông dân, mày có thể bắn chết cả mẹ mày được. Tôi chưa giết ai bao giờ cả. Tên Sivin nói, và xin anh đừng nói đến mẹ tôi. Mày hãy cho chúng tao xem chết như thế nào. Cái đồ chúng mày chỉ chuyên việc giết người. Không cần phải xỉ giả chúng tôi. Một tên Sivin nói, và chúng tôi biết chết. Quỳ xuống cạnh tường kia, đầu cúi vào tường. Pablo bảo chúng, bọn Sivin nhìn nhau. Tao bảo quỳ xuống mà. Pablo nói, quỳ xuống. Bà cô, cậu thấy thế nào? một tên civil hỏi tên khác cao lớn nhất bọn. Tên này vừa nói với Pablo về khẩu súng lục. Nó đeo lon cai trên ống tay áo và mồ hôi nhễ nhại mặc dầu sáng sớm trời vẫn còn lạnh. Thì quỳ thôi. Nó trả lời. Điều đó không quan trọng. Như thế gần đất hơn. Tên nói đầu tiên cố nói đùa nhưng cả bọn quá lo lắng không đùa được nữa và không đứa nào cười. Thế thì chúng ta quỳ xuống. Tên sinh đầu tiên nói và cả bốn đứa quỳ xuống trong rất ngượng nghịu, đầu gục vào tường, hai tay buông thõng. Pablo đi qua đằng sau chúng và cầm khẩu súng lục, lần lượt bắn từng đứa một vào gáy. Nòng súng dí sát vào đầu chúng và cứ mỗi lần hắn bắn là một tên gục xuống. Tôi như còn nghe tiếng súng nổ gọn nhưng bị nghẹt lại và trông thấy cái quy lách bật lùi lại. Đầu tên dân vệ gục xuống phía trước. Một tên đầu ngay đờ ra khi khẩu súng chạm đến một tên thì gục đầu tựa vào đá, một tên thì toàn thân rung lên bần bật và đầu cũng rung. Chỉ có một tên cuối cùng lấy hai tay che mắt. Cả bốn cái xác co quắp bên chân tường. Bập lô quay lại phía chúng tôi, khẩu súng lục vẫn cầm trong tay. Pila, cầm hộ anh cái này. Hắn bảo, anh không biết làm thế nào kéo cái cò xuống. Hắn đưa cho tôi khẩu súng lục, rồi đứng nhìn bốn tên Sivin nằm trên mặt đất bên bức tường của trại lính tất cả mọi người trong bọn chúng tôi cũng đều đứng cả đó nhìn và không ai nói gì cả chúng tôi đã chiếm được thành phố lúc đó còn sớm chưa ai ăn gì cà phê cũng chưa uống chúng tôi nhìn nhau mọi người đều đầy bụi do mìn nổ phá trại lính làm tung lên đầy bụi như những người đập lúa tôi đứng đó cầm khẩu súng lục nặng trĩu trong tay và nhìn bọn dân vệ nằm chết bên bờ tường bụng tôi thấy nôn nao chúng cũng xám và đầy bụi như chúng tôi nhưng máu mỗi đứa chảy ra thấm xuống chỗ bụi khô bên tường chỗ chúng nằm. Khi chúng tôi còn đứng đó, mặt trời mọc lên trên các ngọn đồi xa xa, chiếu sáng con đường chúng tôi đứng và chiếu sáng bức tường trắng của trại lính. Bụi trong không khí ống ánh màu vàng dưới nắng sớm và người nông dân đứng bên tôi nhìn bức tường của trại lính, nhìn những xác nằm đó, nhìn chúng tôi, nhìn mặt trời rồi nói. Vài à, một ngày đã bắt đầu. Bây giờ chúng ta đi uống cà phê thôi. Tôi bảo. Tốt. Villa Tốt. Hắn nói. Và chúng tôi đi vào thành phố đến chỗ quảng trường. Những tên đó là những đứa cuối cùng bị bắn chết trong làng. Còn những tên khác thì sao? Robert Jordan hỏi. Trong làng không còn bọn phát xít nào hả? Sao vậy? Không còn phát xít. Còn hơn 20 thằng nữa. Nhưng không đứa nào bị bắn. Thế làm gì? Pablo cho lấy đòn gánh đánh chết chúng nó và đem ném xác từ trên đỉnh vách đá xuống sông. Tất cả hai mươi đứa. Rồi tôi sẽ kể anh nghe, không đơn giản thế đâu. Trong đời tôi không bao giờ tôi muốn phải trông thấy cái cảnh đập chết người bằng đòn gánh như ở quảng trường trên đỉnh vách đá ở bờ sông ấy. Thành phố xây dựng trên bờ sông cao có một công viên với một bể nước có nhiều ghế dài dưới bóng râm của các cây to. Bao lơn các nhà xung quanh nhìn xuống quảng trường Sáu đường phố đổ vào quảng trường hình thành một cái cổng tò vò khi trời nắng đi trong bóng râm của cái giòm đó được. Ba mặt quảng trường là cái cổng tò vò mặt thứ tư là con đường đi vào bóng cây men bờ sông cao và ở tiếp dưới là con sông. Từ đó xuống đến mặt sông cao gần 100 thước. Pablo bố trí tất cả việc đó như đã bố trí trận tấn công vào trại lính. Trước hết, hắn cho xe chặn các ngã đường lại, như là để tổ chức cuộc đấu bò ở quảng trường một cuộc đấu bò cho những tay đấu tài tử. Bọn phát xít bị giữ cả ở trong tòa thị chính, là tòa nhà hát lớn nhất ở về một phía của quảng trường. Ở đó có một cái đồng hồ gắn trên tường và trong những tòa nhà dưới cái cổng tò giò là câu lạc bộ của bọn phát xít và dưới cái cổng tò giò trên dĩa hè trước câu lạc bộ của chúng. Chúng bày biện bàn ghế. Ở đó trước khi phong trào nổ ra, chúng thường ngồi uống rượu, bàn và ghế đều bằng mây trông giống như một tiệm cà phê nhưng sang hơn. Nhưng không đánh nhau thì làm sao bắt được chúng nó? Pablo đã bắt được chúng nó lúc đêm trước khi tấn công trại lính. Nhưng hắn đã bao dây trại lính rồi. Chúng bị bắt ở nhà riêng đúng vào giờ bắt đầu tấn công. Rất thông minh. Pablo là một người có đầu óc, tổ chức. Nếu không thì trong khi hắn tấn công trại lính của bọn dân vệ, hắn có thể sẽ bị đánh vào sườn và bị đánh tập hậu. Pablo rất thông minh nhưng rất tàn bạo. Hắn đã đặt kế hoạch và bố trí đánh làng rất giỏi. Anh nghe đây này. Sau trận tấn công thắng lợi và bốn tên dân vệ cuối cùng đã đầu hàng, hắn đã bắn chết chúng bên bức tường và chúng tôi đã uống xong cà phê ở cái tiệm cà phê bao giờ cũng mở cửa sớm nhất ở góc phố nơi chuyến xe buýt đầu tiên khởi hành thì hắn tiến hành việc bố trí ở quảng trường. Xe bò được xếp chồng lên nhau y như một cuộc đấu bò chỉ trừ phía đi ra sông là không ngăn lại, phía đó để trống. Thế rồi Pablo đã lệnh cho cha cố làm lễ rửa tội cho bọn phát xít và làm những phép cần thiết cho chúng. Làm ở đâu? Trong tòa thị chính, như tôi đã nói, bên ngoài có những đám đông người tụ tập và trong khi bên trong cha cố làm phép thì bên ngoài có một vài lời giễu cợt và những tiếng văn tục nhưng đa số thì rất nghiêm trang, kính cẩn những kẻ đùa cợt là những kẻ đã say sau khi ăn mừng việc chiếm được trại lính và những bọn vô lại lúc nào cũng có thể say được trong khi cha cố đang làm nhiệm vụ thì pablo bố trí những người ở ngoài quảng trường thành hai hàng hắn xếp họ thành hai hàng như ta xếp hàng để thi kéo co hay là như ở thành phố người ta thường xếp hàng đứng xem kết thúc một cuộc đua xe đạp đường trường chỉ để đủ chỗ cho cua đơ đi qua hay là như người ta đứng để cho đám rước ảnh thánh đi qua giữa hai hàng rộng chừng hai thước và kéo dài từ cửa tòa thị chính chạy qua quảng trường ra đến tận bờ sông như vậy đứng ở cửa tòa thị chính nhìn ra quảng trường thì sẽ thấy hai hàng rào người dày đặc đứng chờ họ đều cầm những đòn gánh như ta dùng để đập lúa và đứng xa nhau quá một tầm gậy không phải tất cả đều có đòn gánh vì không thể có đủ được nhưng nhiều người đã lấy đòn gánh ở cửa hàng của Đông Guillermo Martin là một tên phát xít bán đủ các thứ nông cụ. Những người không có đòn gánh thì cầm những gậy chăn bò, chăn cừu hay dùi đánh bò. Một vài người cầm đinh ba gỗ, những đinh ba có răng bằng gỗ dùng để hất lúa và rơm lên sau khi đập lúa. Vài người cầm liềm, cầm hái, nhưng những người này Pablo xếp đứng tận cuối, chỗ hàng người đứng đến tận bên rìa vách đá dựng đứng. Hàng người đứng yên lặng, và hôm ấy là một ngày trong sáng như ngày hôm nay và trên trời cao cũng có những đám mây như bây giờ quảng trường không bụi vì đêm trước sương nặng cây tỏa bóng xuống hàng người và người ta có thể nghe thấy nước chảy từ cái giòi đồng ở miệng con sư tử vào bể nước nơi phụ nữ đem bình đến lấy nước chỉ gần tòa thị chính trong đó cha cố đang làm nhiệm vụ với bọn phát xít là có một vài sự lộn xộn do những tên vô lại say rượu như tôi đã nói gây ra và chúng súng đông súng đỏ quanh cửa sổ hét lên những lời tục tằng những câu diễu cợt thô bỉ qua chấn sông cửa sổ phần lớn những người đứng trong hàng đều lặng yên chờ đợi và tôi nghe thấy một người hỏi một người khác có phụ nữ không người kia bảo tôi cầu chúa là không có rồi một người nói vợ pablo kìa này pila có phụ nữ không tôi nhìn người đó anh ta là một nông dân mặc chiếc áo của ngày chủ nhật và mồ hôi nhễ nhại. Tôi bảo, Joaquin, không có đâu, không có phụ nữ nào cả. Chúng ta không giết phụ nữ, chúng ta giết vợ chúng nó để làm gì? Và anh ta nói, cảm ơn Chúa, thế ra không có phụ nữ, thế bao giờ thì bắt đầu? Tôi nói, khi nào cha cố xong thì bắt đầu ngay. Thế còn cha cố? Tôi không biết. Tôi bảo anh ta, và thấy nét mặt anh ta suy nghĩ, mồ hôi rồng rồng trên trán Tôi chưa biết giết người bao giờ. Anh ta nói, thế thì bác sẽ học. Người nông dân đứng cạnh bảo, nhưng tôi không tin rằng với cái này đánh một cái có thể giết chết một người được. Người đó hai tay nắm lấy cái đòn gánh và nhìn nó với một vẻ hoài nghi. Chính đó mới là cái hay. Một nông dân khác nói, phải đánh nhiều cái. Chúng đã chiếm Valadolid rồi. Chúng đã chiếm được Avila rồi. Có người nói, Tôi nghe thấy nói thế trước khi chúng tôi vào thành phố. Chúng nó sẽ không bao giờ chiếm được thành phố này. Thành phố này là của chúng ta. Chúng ta đánh trước chúng nó. Tôi nói, Pablo không phải là người chờ cho chúng nó đánh trước. Pablo giỏi thật. Một người khác nói, nhưng trong cái việc kết liễu bọn dân vệ kia, anh ấy ích kỷ. Mila, chị có thấy thế không? Có, tôi nói, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều tham gia vào việc này phải người đó nói tổ chức khá lắm nhưng tại sao chúng tôi không nghe thấy tin tức gì nữa về phong trào pablo đã cắt dây điện thoại trước khi đánh trại lính những dây đó chưa được sửa lại à người đó nói ra vì vậy mà chúng tôi không nghe thấy gì hết tôi được tin ở trạm của người sửa đường sáng sớm hôm nay pila tại sao lại làm thế này người đó hỏi tôi để tiết kiệm đạn tôi nói và để cho mọi người đều gánh phần trách nhiệm Thế thì bắt đầu đi thôi, bắt đầu đi. Tôi nhìn người đó và thấy hắn đang khóc. Joaquin, tại sao anh lại khóc? Tôi hỏi, có gì mà phải khóc? Bila, tôi không thể giữ được. Hắn nói, tôi chưa từng giết ai bao giờ. Nếu anh chưa trông thấy một ngày cách mạng tại một thành phố nhỏ, ở đó mọi người đều biết nhau và vẫn quen nhau thì anh chưa thấy gì cả. Ngày hôm đó, phần lớn những người đứng trong hai hàng người chạy ngang quảng trường đều mặc quần áo họ vẫn mặc để làm công việc ngoài đồng di dội vào thành phố nhưng có một số người vì không biết phải ăn mặc như thế nào ngày đầu của một phong trào thì lại mặc quần áo ngày chủ nhật hoặc quần áo ngày lễ và những người này nhìn thấy những người kia kể cả những người đã tấn công trại lính đều mặc những quần áo cũ nhất thì họ xấu hổ là đã ăn mặc không phải lối nhưng họ không thích cởi áo ra vì sợ mất hoặc sợ bọn vô lại ăn cắp và họ cứ đứng đó đổ mồ hôi mồ kê dưới ánh nắng và chờ bắt đầu. lúc đó gió nổi lên và trên quảng trường các bụi đã khô đi vì người đi lại giẫm đạp làm tơi ra bắt đầu bay mù lên. một người mặc chiếc áo của ngày chủ nhật màu xanh thẫm gọi to: a qua và người trong non quảng trường có nhiệm vụ mỗi sáng phải lấy giòi nước tưới quảng trường, đem giòi nước lại và bắt đầu tưới nước quanh quảng trường rồi tưới ra giữa quảng trường. Hai hàng người lùi lại để anh ta tưới nước lên giữa quảng trường, do nước giọt thành cầu dòng, nước lấp lánh trong ánh nắng mặt trời. Mọi người chống gậy gọc hoặc đinh ba gỗ trắng nhìn dòng nước lan đi. Thế rồi khi quảng trường đã ẩm, bụi đã hết, mọi người lại xếp thành hàng và một người nông dân kêu lên Bao giờ thì chúng ta có được thằng phát xít đầu tiên? Bao giờ thì thằng đầu tiên ra khỏi hộp? Sắp rồi, Pablo đứng ở cửa tòa thị chính nói to lên Thằng đầu tiên sắp ra rồi Giọng hắn càng đặc vì hò hét trong trận tấn công và vì khói ở trại lính Sao chậm thế? Có người hỏi Chúng nó hãy còn đang rửa tội Pablo nói to Tất nhiên, những hai mươi đứa kia mà Một người nói Hơn ấy Một người khác nói Những hai mươi đứa thì hẳn là có nhiều tội để kể lắm Phải, nhưng tôi cho đó là mưu mẹo của chúng để kéo dài thì giờ đó thôi. Chắc chắn là trong lúc này không thể nào nhớ hết tội của mình được, trừ những tội lớn nhất. Thế thì hãy kiên nhẫn một chút, vì rằng với hơn 20 đứa thì chỉ những tội to nhất cũng đã mất nhiều thì giờ rồi đấy. Tôi kiên nhẫn được, người kia nói, nhưng tốt hơn là làm cho nó xong đi, tốt cho cả chúng nó lẫn chúng ta. Bây giờ đang tháng 7, công việc nhiều lắm, chúng tôi gạt xong rồi, nhưng chưa đập, bây giờ chưa phải là mùa hội hè hội chợ nhưng hôm nay thế này là hội hè hội chợ rồi một người khác nói hội chợ tự do và từ hôm nay trở đi khi khử xong bọn này rồi thì thành phố và ruộng đất là của chúng ta hôm nay chúng ta đập bọn phát xít một người nói và từ chỗ trấu đó sẽ có được tự do cho cả làng này chúng ta cần phải cai trị cho tốt thì mới xứng đáng một người khác nói pila hắn hỏi tôi bao giờ chúng ta triệu tập một cuộc mít tinh để tổ chức công việc ngay sau khi xong cái việc này thôi tôi bảo hắn cũng tổ chức ở trong tòa thị chính lúc đó để đùa nghịch tôi đội một cái mũ da sơn ba cạnh của bọn dân vệ tôi kéo kim quả của khẩu súng lục xuống lấy ngón tay cái giữ và ra vẻ tự nhiên bấm cò khẩu súng lục buộc vào một sợi dây quấn ngang lưng tôi nòng súng cài vào dây khi tôi đùa nghịch đeo khẩu súng như vậy tôi cho thế là hay nhưng sao tôi lại tiếc là không lấy bao súng mà lại đi lấy cái mũ nhưng một người đứng trong hàng bảo tôi này pila của em đội cái mũ đó tôi thấy khó coi lắm bây giờ chúng ta đã chấm dứt những cái đồ như bọn dân vệ đó rồi mà thế thì tôi nói tôi sẽ bỏ nó ra vậy và tôi bỏ mũ ra đưa cho tôi người đó nói cần phải thủ tiêu nó đi chúng tôi đang đứng ở cuối hàng người chỗ con đường dạo mát chạy dọc bên bờ sông Người đó cầm lấy cái mũ và quẳng nó xuống sông như kiểu người chăn bò lia đá vào đầu bò để tập hợp chúng lại. Chiếc mũ bay ra xa trên không và chúng tôi nhìn thấy nó mỗi lúc một nhỏ dần. Màu da sơn lấp loáng trong ánh nắng rồi bay tít xuống mặt sông. Tôi quay lại nhìn qua quảng trường, nhìn những cửa sổ, các bao lơn đầy người và hai hàng người kéo dài qua quảng trường tới tận cửa tòa thị chính. Đám đông xúm xích ngoài cửa sổ tòa nhà và có tiếng ồn ào của nhiều người nói đứa đầu tiên ra kìa đồng benito garcia tên thị trưởng đi ra đầu trần bước từ từ qua cửa xuống thềm và chưa có gì xảy ra nó đi vào giữa hai hàng người cầm đòn gánh vẫn không có gì xảy ra cả nó đi qua hai người bốn người tám người mười người và vẫn không có gì xảy ra nó đi giữa hai hàng người đầu ngẩng cao mặt béo phì xám xịt mắt nhìn thẳng rồi liếc nhìn hai bên và vững bước tiếp tục đi và vẫn không có gì xảy ra cả từ trên một bao lơn có người quát lên làm sao thế đồ hèn nhát nhưng đông benito vẫn đi giữa hai hàng người và không có gì xảy ra thế rồi tôi trông thấy phía dưới cách tôi ba người một người cau mặt lại người đó cắn môi tay nắm cái gậy chặt đến nỗi trắng cả bàn tay ra tôi thấy người đó nhìn về phía đông benito chờ nó đi tới vẫn không có gì xảy ra thế rồi đúng lúc đông benito sắp tới trước mặt anh ta anh ta giơ cao đòn gánh lên đập cả vào người bên cạnh và đánh một cái trúng vào cạnh đầu đông benito đông benito nhìn anh ta anh ta lại đánh nữa và hét lên đây cho mày đây này đồ dê đực và cái gậy đập trúng mặt đông benito nó giơ hai tay ôm lấy mặt và họ đánh nó cho đến lúc nó gục xuống. Người đánh nó đầu tiên kêu gọi mọi người lại giúp, rồi nắm lấy cổ áo đông Benito, còn những người khác thì nắm tay nó, lôi nó đi, mặc nó úp xuống bụi quảng trường. Họ kéo nó ra tận con đường men theo bờ vách đá và dứt nó xuống sông. Người đánh nó đầu tiên quỳ xuống bên bờ sông nhìn theo nói, đồ dê đực, đồ dê đực, ô đồ dê đực. Anh ta là tá điền của đông Benito, hai bên chẳng bao giờ yên lành được với nhau trước đây có một chuyện tranh giành nhau một miếng đất cạnh sông đông benito đã chiếm của anh ta rồi để lại cho người khác anh ta đã căm thù nó từ lâu anh ta không trở lại đứng vào hàng mà cứ ngồi trên bờ vách đá cao nhìn xuống chỗ đông benito rơi xuống sau đông benito mọi người đều chờ xem đứa nào sẽ ra thế rồi một thằng say rượu hét to lên thả con bò ra có người ở chỗ cửa sổ tòa thị chính gào lên. Chúng nó chẳng nhúc nhích gì cả, tất cả chúng nó đang cầu kinh. Một tên say rượu khát hét, kéo cổ chúng nó ra, cứ kéo cổ chúng nó ra, hết giờ cầu kinh rồi. Nhưng không có ai ra cả, rồi tôi thấy một người bước ra ngoài cửa. Đó là đồng Federico Gonzalez, chủ của nhà máy xây và chủ cửa hàng thực phẩm. Một tên phát xít nhất hạng, nó cao và gầy, tóc chảy dắt từ bên này sang bên kia để che cái đầu hói. Nó mặc một cái áo ngủ nhét vào trong quần, chân đi đất vì nó bị bắt ngay ở nhà. Nó đi trước Pablo, hai tay giơ lên trời, và Pablo đi sau dí mũi khẩu súng trường vào lưng nó cho đến khi Don Federico vào tới giữa hai hàng người. Nhưng khi Pablo để nó đó quay lại cửa tòa thị chính, thì thằng Don Federico không đi được nữa. Nó đứng dừng lại hai mắt ngước lên trời hai tay giơ lên muốn giới tới trời nó không còn chân mà đi nữa rồi có người nói làm sao thế đông federico mày không đi được nữa à có người quát hỏi nhưng đông federico cứ đứng đó hai tay giơ lên chỉ có đôi môi nhấp nháy đi đi pablo đứng trên thềm quát đi đông federico đứng đó không nhúc nhích được một tên say rượu lấy cái cán đòn đập lúa chọc vào lưng nó nó nhảy chồm lên như một con ngựa bất kham, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay dơ lên, mắt ngước nhìn trời. Lúc đó người nông dân đứng bên cạnh tôi bảo, thật là xấu hổ, tôi không có gì ghét nó, nhưng cảnh tượng này cần phải chấm dứt. Thế là người đó bước ra, đi xuống, chen tới chỗ đông Federico đứng và bảo, xin phép ngài, rồi lấy gậy đánh một cái thật mạnh vào đầu nó, Đồng Federico bỏ tay xuống ôm lấy đỉnh đầu hói, rồi cúi xuống lấy hai tay che đầu. Mớ tóc dài và thưa che chỗ đầu hói xỏa ra qua các kẻ ngón tay. Nó chạy nhanh giữa hai hàng người, gậy gộc đánh tới tấp vào lưng, vào vai nó cho đến lúc nó ngã xuống và những người đứng ở cuối hàng khiêng nó lên quẳng nó xuống sông. Từ lúc nó bị Pablo dí súng thúc đi từ trong nhà ra, nó không hề hé miệng một lần nào. Nó chỉ có mỗi một khó khăn là không bước đi được. Hình như nó không còn chỉ huy nổi chân nó nữa. Sau Đông Federico, tôi thấy những người hăng nhất tập hợp nhau lại ở cuối hàng chỗ rìa bờ sông. Tôi bỏ đó đi vào chỗ cửa tò dò của tòa thị chính. Tất cả chúng nó đang quỳ xuống thành hình bán nguyệt và cầu kinh. Lão cha cố cũng quỳ và cầu kinh cùng với chúng. Pablo và một người gọi là bốn ngón một người thợ giày thường luôn luôn đi với Pablo trong thời kỳ đó và hai người khác đứng cầm súng. Pablo bảo tên cha cố, đến lượt đứa nào ra bây giờ? Tên cha cố cứ tiếp tục cầu kinh không trả lời. Này, nghe đây. Pablo bảo tên cha cố giọng khàn khàn. Đến lượt đứa nào bây giờ? Đứa nào đã xong rồi? Tên cha cố không nói gì với Pablo và làm như Pablo không có ở đó. Tôi thấy Pablo nổi sung cho chúng tao cùng ra hết. Đồng Ricardo Montanvo, một tên địa chủ ngừng cầu kinh, ngẩng đầu lên để nói với Pablo. Cái gì? Pablo nói, đứa nào xong thì cứ lần lượt từng đứa một. Thế thì tao đi bây giờ. Đồng Ricardo nói, tao đã xong và sẵn sàng rồi. Khi nó nói, cha cố làm phép ban phước cho nó, và khi nó đứng dậy lại làm phép ban phước nữa, miệng không ngừng cầu kinh, và dơ một cây thánh giá lên cho Don Ricardo hôn. Don Ricardo hôn cây thánh giá rồi quay lại bảo Pablo không bao giờ tao sẵn sàng như bây giờ. Đồ dê đực sửa hỏng. Nào đi! Don Ricardo là một người thấp lùn, tóc đã qua râm, cổ mập. Nó mặc một chiếc áo không cổ, chân đi vòng kiền vì cưỡi ngựa nhiều lần. Từ biệt, nó nói với bọn đang quỳ, đừng buồn, chết là thường chỉ có điều đáng tiếc là phải chết trong tay bọn chó chết này thôi đừng có đụng vào người tao nó bảo pablo đừng có để súng chạm vào người tao nó đi ra ngoài cửa tòa thị chính với bộ tóc hoa râm cặp mắt nhỏ màu xám cổ mập dáng người thấp lè tè và vẻ mặt giận dữ nó nhìn hai hàng nông dân rồi nhổ toẹt xuống đất nó nhổ được ra nước bọt thật mà trong trường hợp như vậy anh bạn chắc anh cũng biết đó là rất khó và nó nói Tây Ban Nha muôn năm đã đảo cái mà người ta gọi lầm là chế độ Cộng Hòa và tao ỉa vào bố chúng mày. Thế là mọi người đập chết nó rất nhanh vì câu chửi đó. Nó vừa đi tới đã bị những người đầu tiên đánh ngay. Nó bị đánh cho đến lúc nó ngã xuống rồi lấy hái, lấy liềm băm nó ra. Rồi nhiều người khiêng nó ra gờ đá quẳng xuống sông. Tay họ, quần áo họ bê bết máu. Từ lúc đó mọi người mới bắt đầu cảm thấy rằng những đứa ở trong nhà đi ra thật là những kẻ thù cần phải giết chết. Trước khi đồng Ricardo đi ra một cách hung tợn với những lời chửi rủa thì có nhiều người trong hàng, tôi tin chắc như vậy, rất không muốn có mặt ở đó. Giá có ai trong hàng kêu lên rằng, "Thôi, chúng ta hãy tha cho bọn người còn lại. Bây giờ chúng đã được một bài học rồi." Thì tôi tin là nhiều người sẽ đồng ý nhưng Đông Ricardo với thái độ ngang ngạnh của nó đã làm hại bọn kia vì nó đã khiêu khích những người đứng ở hai hàng và nếu trước đây họ chỉ làm vì nhiệm vụ không thích thú lắm thì bây giờ họ đã nổi giận và sự thay đổi đó thật là rõ rệt. Đuổi lão cha cố ra, công việc sẽ mau hơn. Có người hét. Đuổi lão cha cố ra. Sau ba thằng ăn cắp thì bây giờ đến lượt lão cha cố. Hai thằng ăn cắp thôi, một người nông dân lùng bảo người vừa hét. Chỉ có hai thằng ăn cắp và đức ông của chúng ta. Đức ông của ai? Người kia hỏi, mặt đỏ lên vì giận dữ. Đó là một cách nói, người ta gọi là đức ông. Nó không phải là đức ông của tao, đừng có đùa. Người kia nói, và mày liệu mà giữ lấy miệng nếu mày không muốn phải đi vào giữa hai hàng người? Tao cũng là người cộng hòa tự do tốt như mày. Người nông dân lùng nói, tao đã đánh vào miệng đông ricardo đô tao đã đánh đông Federico vào lưng, tao đã đánh trượt đông Benito. Tao nói đức ông chỉ là một cách gọi và tao bảo là có hai thằng ăn cắp. Tao ỉa vào cái tinh thần cộng hòa của mày. Mày thì chỉ thấy mày nói đông thế này, đông thế nọ. Ở đây người ta gọi họ như vậy. Tao không gọi vậy. Những cái đồ dê đực đó còn cái đức ông của mày. À, có một thằng nữa mới ra. Lúc đó tôi thấy một cảnh tượng thật là bỉ ổi vì cái thằng đi ở cửa tòa thị chính ra là Đông Faustino Rivero, con trai cả của tên địa chủ Đông Celestino Rivero. Nó cao lớn, tóc vàng và vừa mới chải lật từ trán ra đằng sau, vì lúc nào nó cũng mang một cái lược trong túi. Nó đã chải đầu trước khi bước ra ngoài. Nó là một thằng vua tán gái và là một thằng hèn mà lại cứ muốn trở thành một tay đấu bò tài tử. Nó hay giao du với bọn Gipsy, với những tay đấu bò và những người nuôi bò thích mặc quần áo của miền Andalusia, nhưng nó không có một chút can đảm nào do thường bị người ta coi như một trò cười. Có một lần người ta tuyên bố là nó sẽ tham gia một cuộc đấu bò tài tử lấy tiền ủng hộ nhà dưỡng lão ở Avila và sẽ đi ngựa đâm chết một con bò theo kiểu Andalusia. Nó đã để ra rất nhiều thì giờ tập dượt, nhưng khi nó trông thấy con bò to mà người ta thay vào chỗ con bò nhỏ chân yếu mà nó đã tự chọn lấy thì nó cáo là ốm và có người còn nói là nó đã cho ba ngón tay vào mốc cổ họng để làm cho nôn mửa ra khi hai hàng người trông thấy nó mọi người bắt đầu hét lên hô la đông Faustino cẩn thận không có mửa ra đó nghe tao đây này đông Faustino ở ngoài bờ sông có nhiều con gái đẹp lắm đó đông Faustino chờ một phút chúng tao sẽ đem lại một con bò to hơn con kia nữa kìa và một người khác hét lên Nghe tao đây này, Đông Faustino, đứng dậy, mày có nghe thấy nói đến chết bao giờ không? Đông Faustino đứng đó vẫn còn làm ra vẻ cứng, nó còn đang cái đà hăng đã khiến cho nó tuyên bố với bọn kia là nó đi ra. Vẫn cái thứ hăng hái đã khiến nó tham gia đấu bò trước kia, đã khiến nó tưởng và hy vọng là nó có thể trở thành một tay đấu bò tài tử. Bây giờ nó bắt chước Đông Faustino đứng đó, trông có vẻ đẹp trai và can đảm lắm, và nó cố làm ra vẻ mặt khinh bỉ nhưng nó không nói được nên lời nào đông faustino có người ở trong hàng gọi nào đông faustino đây là con bò to nhất đấy đông faustino vẫn đứng nhìn và tôi cho rằng lúc đó trong hai hàng người không ai thương xót gì nó vẫn giữ vẻ đẹp trai và kiêu ngạo nhưng thời gian gấp rồi và chỉ còn có một hướng đi đông faustino có người gọi mày còn chờ đợi gì nữa hả faustino nó đang chuẩn bị mửa đấy. Có người nói và hai hàng người phá lên cười. Đông Faustino, một nông dân gọi, nếu mày thích thì mày cứ mửa đi, đối với tao thì cũng thế thôi. Thế rồi trong lúc chúng tôi chờ, Đông Faustino đưa mắt nhìn hai hàng người, nhìn ra quảng trường, nhìn ra bờ sông, và khi nó nhìn thấy bờ sông và khoảng trống phía ngoài đó, nó dội quay lại đâm bổ vào cửa tòa thị chính. Cả hai hàng người cười âm lên và có người hét the thé đi đâu thế đông faustino mày đi đâu thế nó đi mửa đấy một người khác hét lên và tất cả lại cười thế rồi chúng tôi thấy đông faustino lại trở ra có pablo cầm súng đi đằng sau điệu bộ nó bây giờ biến đâu mất hết nhìn thấy hai dãy người nó đã hết cả kiểu cách điệu bộ và bây giờ nó đi ra với pablo đi đằng sau như thể là Pablo đang quét đường phố còn Don Faustino là rác mà Pablo đang đùng về phía trước. Bây giờ Don Faustino đã ra đến ngoài, nó làm dấu chữ thập và cầu nguyện, rồi lấy hai tay che mắt bước xuống bậc thềm và đi vào giữa hai hàng người. Để mặc nó! Có người kêu, đừng đụng đến nó! Hai hàng người hiểu ngay và không ai có một cử chỉ nào đụng đến nó và Don Faustino, hai tay đung lẫy bẫy che mắt miệng mấp mấy bước đi giữa hai hàng người. Không ai nói gì và không ai chạm đến nó, nhưng đi được nửa đường thì nó không bước được nữa, ngã quỵ xuống. Không một ai đánh nó. Tôi đi dọc theo hàng người để xem người ta làm gì nó. Một người nông dân cúi xuống, nâng nó đứng dậy và bảo, đứng dậy và tiếp tục đi đi. Đông Faustino, bò chưa thả ra đâu. Đông Faustino không thể nào đi nổi được một mình và người nông dân mặc áo đen đỡ nó một bên. Một người nông dân khác mặc áo đen và đi ủng của người chăn bò đỡ nó bên kia, sóc nách nó. Và Đông Faustino đi giữa hai hàng người, hai tay che mắt. Môi vẫn mấp máy không ngừng, mớ tóc vàng bết vào đầu lấp loáng dưới ánh mặt trời. Và khi nó đi qua, anh em nông dân bảo, Đông Faustino, tốt, có ít lắm. Đông Faustino chúc mày ăn ngon. Nhưng người khác thì bảo, Đông Faustino chờ lệnh ông. Đông Faustino xin theo lệnh ngài. Và một người cũng đã từng thất bại trong một cuộc đấu bò bảo, Đông Faustino người đấu bò. Một người khác nói, Đông Faustino, trên thiên đàng có nhiều gái đẹp lắm đó. Đông Faustino, và họ nắm chắc nó hai bên dẫn nó đi dọc theo hàng người nâng nó lên cho nó đi hai tay nó vẫn che lấy mắt nhưng chắc là nó nhìn qua kẻ ngón tay vì khi tới gần bờ sông thì nó lại quỳ xuống rồi nằm lăn ra bám lấy đất bấu vào cỏ và nói không 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 tôi lấy các ông không tôi lấy các ông tôi lấy các ông không không thế rồi những người nông dân đã dìu nó và những người khác những người hung hăng nhất ở cuối hàng ngồi sớm ngay sau lưng nó khi nó quỳ xuống và đẩy mạnh nó một cái nó rơi xuống sông không hề bị đánh một cái nào và mọi người nghe thấy nó kêu thét lên trong lúc nó rơi xuống chính lúc đó tôi mới hiểu rằng hàng người đã trở nên độc ác trước hết là những câu chửi của đông ricardo và sau là sự hèn nhát của đông faustino đã khiến họ trở nên như vậy cho một đứa nữa ra đi một nông dân gọi to lên và một nông dân khác vỗ vào lưng người đó bảo Đông Faustino, thật là buồn cười quá đi mất, Đông Faustino. Bây giờ thì nó đã trông thấy con bò to rồi. Một người khác nói, nó có mửa ra bây giờ cũng chẳng ít gì. Cả đời mình, một nông dân khác nói, cả đời mình, mình chưa bao giờ được thấy một cái gì như cái thằng Đông Faustino vừa rồi. Còn những thằng khác nữa, một người nông dân khác nói, hãy kiên tâm, Ai biết được chúng ta còn được thấy những gì nữa? Có thể có những thằng khổng lồ và những thằng lùn. Người nông dân thứ nhất nói: Có thể có bọn da đen và những thuốc vật lạ từ châu Phi mang sang. Nhưng đối với tôi thì không bao giờ, không bao giờ có cái gì có thể giống như cái thằng Đông Faustino. Nhưng cho một thằng nữa ra đi, tiếp tục đi, cho một thằng khác nữa ra. Bọn say rượu đã phân phát những chai rượu hồi và cô nhắc mà chúng đã cướp được ở quầy rượu trong câu lạc bộ của bọn phát xít. Chúng uống như uống rượu gian và nhiều người trong hàng cũng bắt đầu chến choáng vì uống rượu sau những cảnh xúc động mãnh liệt. Vì Đông Federico, Đông Ricardo và đặc biệt là Đông Faustino, những người không uống rượu mùi thì uống rượu gian, đựng trong những bầu rượu bằng da. Mọi người luân chuyển cho nhau và một người đưa cho tôi một bầu rượu. Tôi uống một hơi dài để cho rượu từ cái bầu bằng da chảy vào cổ họng cho mát vì tôi cũng rất khác giết người là khác ghê lắm người đưa bầu rượu bảo tôi cái gì tôi nói anh đã giết người bao giờ chưa chúng tôi đã giết bốn đứa người đó nói một cách hãnh diện không kể bọn dân vệ villa có phải chị đã giết một thằng dân vệ không chẳng giết được thằng nào cả tôi nói tôi đã bắn vào trong đám khói như mọi người khi bức tường đổ Thế thôi. Pila chị lấy được khẩu súng lục ở đâu thế? Của Pablo đưa cho đó. Pablo đưa cho tôi sau khi ảnh giết bọn dân vệ. Ảnh giết chúng nó bằng khẩu súng lục này à? Còn bằng khẩu nào nữa? Tôi nói, sau đó ảnh cho tôi khẩu súng này làm vũ khí. Pila, tôi có thể xem được không? Có thể cầm được không? Sao lại không ông bạn? Tôi nói và rút khẩu súng ở dưới cái dây thừng ra đưa cho anh ta, nhưng tôi đang băn khoăn tự hỏi sao không thấy có đứa nào ra nữa và đúng lúc đó thì ai ra lại chính là Đông gilemo Martin chủ cửa hàng bán đòn đập lúa gậy chăn bò, dĩa gỗ những thứ đó đã bị mọi người lấy đi Đông gilemo là một tên phát xít nhưng ngoài cái đó ra nó không có làm cái gì khác đáng phản đối thật ra nó cũng trả rẻ những người làm ra đòn đập lúa nhưng nó bán lại cũng không đắt và nếu không muốn mua đòn đập lúa của đồng Gillette thì vẫn có thể làm lấy được chỉ mất tiền mua gỗ và tiền da thôi thằng Gillette có một lối ăn nói cục cằn nó đúng là một tên phát xít một hội viên của câu lạc bộ phát xít và buổi trưa buổi tối nó thường ngồi trên ghế mây trong câu lạc bộ đọc báo tranh luận sai người đánh giày uống rượu vét mút đến nước sen dơ Nhắm hạnh nhân rang tôm khô và cá đối nhưng người ta không thể giết một người chỉ vì thế và tôi tin rằng nếu không có những lời chửi rủa của Đông Ricardo Montanvo và cái cảnh tượng thảm hại của Đông Faustino nếu không có rượu ảnh hưởng đến sự xúc động của người thì có thể có người đã kêu lên cho cái thằng Đông Guillermo này yên ổn mà về thôi chúng ta đã lấy đòn đập lúa của nó rồi cho nó về vì rằng nhân dân thành phố này rất tốt cũng như họ có thể trở nên rất tàn ác và họ có một ý thức tự nhiên về sự công bằng và lòng mong muốn làm cái gì đúng. Nhưng sự tàn ác và sự say sưa hay sự bắt đầu chánh choáng hơi men đã xâm nhập vào hàng ngàn người. Hàng người không còn như lúc đầu khi thằng Đông Benito ra nữa. Tôi không biết ở các nước khác thì như thế nào và không ai thích cái thú uống rượu hơn tôi. Nhưng ở Tây Ban Nha sự say rượu do các thứ khác không phải rượu gian gây ra thì thật xấu xa ghê tởm và khi đó người ta làm những điều mà bình thường không bao giờ người ta làm. Anh bạn à, ở nước Anh có như vậy không? Cũng vậy. Robert Jordan nói. Khi tôi lên 7 tuổi, tôi đi dự một đám cưới ở bang Ohio với mẹ tôi. Trong đám cưới đó, tôi phải đóng vai phù rể, mang qua cùng với em gái nhỏ nữa. Anh đã làm vậy à? Maria hỏi. Thích quá. Tại thành phố đó có một người da đen bị treo cổ ở một cột đèn, rồi sao bị thiêu cháy. Đó là một cái đèn hồ quang có thể hạ từ trên đỉnh cột đèn xuống đến dĩa hè, và lúc đầu họ dùng cái máy để kéo đèn kéo người da đen đó lên, nhưng cái máy gãy. Một người da đen à? Maria nói, thật là dã man. Mọi người có say rượu không? Pilla hỏi, có phải vì họ say mà họ thiêu một người da đen không? Tôi không rõ. Robert Jordan nói, vì tôi chỉ nhìn thấy việc ấy qua khe cửa sổ trong một căn nhà ở góc phố, chỗ có cái cột đèn. Phố đầy người và khi họ kéo người da đen lên lần thứ hai. Nếu anh mới chỉ lên bảy lại đứng ở trong nhà thì không thể biết được là họ say rượu hay không thật. Bila nói. Như tôi đã nói khi họ kéo người da đen lên lần thứ hai, mẹ tôi kéo tôi vào không cho tôi đứng ở cửa sổ, vì vậy tôi không nhìn thấy gì nữa. Robert Jordan nói. Nhưng từ đó tôi biết nhiều chuyện chứng tỏ rằng say rượu thì ở nước tôi cũng vậy, thật là xấu xa và tàn bạo anh mới lên bảy thì còn trẻ quá. Maria nói, trẻ quá đối với những chuyện như vậy. Em chưa trông thấy một người da đen nào, trừ ở rạp xiết ra. Ngoại trừ nếu cho người Morer cũng là da đen, người Morer có người là da đen, cũng có người không phải. Villa nói, tôi có thể kể nhiều chuyện về người Morer được. Không bằng em. Maria nói, không, không bằng em được. Em không được nói đến những chuyện đó. Villa nói, không tốt, Chúng ta kể đến đâu rồi? Đến chuyện say rượu trong hàng người. Robert Jordan nói, chị kể tiếp đi. Nói là say rượu không đúng hẳn. Bila nói, vì rằng thật ra họ còn sơi mới say, nhưng trong lòng họ đã có một sự thay đổi và khi đông Gillette mô ra, người đứng thẳng, mắt cận thị, đầu qua râm, người tầm thước, mặc chiếc áo có khuy cổ mà không có cổ áo, đứng đó làm dấu chữ thập rồi nhìn ra nhưng không trông thấy gì vì không có kính nhưng vẫn tiến bước vững vàng và bình tĩnh thì trông thật đáng thương hại nhưng có một người trong hàng hét lên Đông Gilemo lại đây lại đây Đông Gilemo đi về phía này ở đây tất cả chúng ta đều có những hàng của mày đó họ đã thấy thích thú trong việc diễu cợt Đông Faustino cho nên bây giờ họ không thấy được rằng Đông Gilemo lại là một chuyện khác và nếu cần phải giết Đông Gilemo thì phải giết nó một cách nhanh chóng và đường hoàng đông gilet một người khác hét lên có cần chúng tao cho người về nhà mày lấy kính không thật ra nhà của đông gilet cũng chẳng ra nhà cửa gì vì nó không có nhiều tiền và nó đã trở thành một tên phát xít cũng chỉ vì đua đòi và để tự an ủi nó đã bắt buộc phải làm một cái nghề chả ra gì mở một ngôi hàng bán nông cụ nó trở thành phát xít cũng vì tính mộ đạo của vợ nó nữa nó đi dạo cũng chỉ vì yêu vợ. Nó sống ở một căn buồn trong một ngôi nhà cách công viên ba nhà. Khi Đông gilemo đứng đó, cặp mắt cận thị nhìn hai hàng người mà nó biết là nó phải đi vào giữa, thì một người đàn bà đứng trên bao lơn căn buồn nó ở kêu thét lên. Từ trên bao lơn, người đó có thể trông thấy nó. Người đàn bà này chính là vợ nó. gilemo Người đàn bà đó kêu lên. mô chờ em với, em sẽ xuống với mình đông gilet mô quay đầu về phía có tiếng gọi nó không nhìn thấy vợ nó nó định nói cái gì nhưng không nói được rồi nó giơ tay dậy về phía người đàn bà gọi và bắt đầu đi vào giữa hai hàng người gilet mô người đàn bà đó kêu lên gilet mô ơi gilet mô người đàn bà hai tay nắm lấy thành bao lơn người ngã ra đằng trước rồi lại ngửa ra đằng sau gilet mô đông giletmo lại giơ tay dãy về phía có tiếng kêu và đi vào giữa hai hàng người đầu ngẩng cao không thể biết được nó cảm thấy gì trừ khi để ý đến sắc mặt nó lúc đó có một tên say rượu đứng trong hàng thét lên giletmo bắt chước tiếng gọi the thế đau đớn của vợ giletmo đông giletmo chạy sổ đến chỗ tên đó như một người mù nước mắt chảy rồng rồng trên má tên đó cầm chiếc đòn đập lúa đánh thật mạnh vào mặt đông giletmo làm nó ngã ngồi xuống và ngồi đó khóc nhưng không phải vì sợ đâu. Trong khi đó thì bọn say rượu đánh nó và một tên say rượu nhảy cưỡi lên vai và cầm một chai đánh nó. Sau đó thì nhiều người đã bỏ hàng đi ra chỗ khác. Bọn say rượu thế chân chạy vào. Bọn này đã làm ầm ĩ và đã nói những lời thô bỉ qua cửa sổ tòa thị chính. Bản thân tôi cũng bị xúc động nhiều trước việc Pablo bắn chết bọn dân vệ. Bila nói, đó là một việc xấu xa ghê tởm nhưng tôi nghĩ rằng nếu cần phải làm vậy thì cứ phải làm như vậy nhưng ít ra thì cũng không có sự tàn ác mà chỉ kết liễu cuộc đời của chúng nó điều đó như tất cả chúng ta đều đã biết những năm gần đây là một sự xấu xa ghê tởm nhưng cũng là một điều cần thiết phải làm nếu chúng ta muốn chiến thắng để duy trì nền cộng hòa khi các ngã đường xung quanh quảng trường được chặn lại và các hàng người được bố trí tôi đã thán phục và hiểu ngay rằng đó là một sáng kiến của Pablo. Tuy rằng tôi thấy cái đó có phần nào kỳ dị và cần phải làm những cái phải làm sao cho gọn gàng để tránh trở thành ghê tởm. Cố nhiên nếu cần để cho nhân dân xử tội bọn phát xít thì tốt hơn hết là tất cả mọi người đều được dự phần giàu và tôi cũng mong được chia phần trách nhiệm như bất cứ ai. Cũng như tôi hy vọng được chia phần lợi khi thành phố đã về tay chúng tôi nhưng sau việc đông lét mô thì tôi cảm thấy xấu hổ và ghê tởm khi bọn say rượu và bọn vô lại trà trộn vào hàng người và một số người bỏ hàng không tham gia vào để phản đối việc giết đông lét mô thì lúc đó tôi chỉ mong sao tách rời khỏi hàng người và tôi bỏ ra đi ngang qua quảng trường đến ngồi trên một cái ghế dài dưới bóng một cây to hai người nông dân từ trong hàng người đi ra vừa nói chuyện với nhau một người gọi tôi Bila, chị làm sao thế? Không, ông bạn à. Tôi trả lời, có. Người đó nói, chị nói đi, cái gì thế? Tôi thấy bị đầy bụng. Tôi bảo hắn, chúng tôi cũng vậy. Người đó nói và cả hai ngồi xuống ghế. Một người có một bầu rượu bằng da, người đó đưa bầu rượu cho tôi. Chị xúc miệng đi. Người đó nói và người kia tiếp tục câu chuyện hai người bàn cãi cái xấu nhất là rồi nó sẽ đem lại nhiều chuyện không may nói gì thì nói tôi nhất định cho rằng những việc như việc giết đông gilemo theo cái kiểu đó sẽ mang lại nhiều chuyện không may thế rồi người kia nói nếu cần phải giết tất cả chúng nó mà tôi không tin là cần phải thế thì nên giết chúng nó một cách tử tế không nên nhạo báng gì cả trong trường hợp đông faustino thì nhạo báng là đúng người kia nói vì xưa nay nó vẫn là một thằng đùa quấy không bao giờ đứng đắn. Nhưng nhạo bán một người đứng đắn như Đông Ghi -lét Mô thì ta không có quyền. Tôi thấy đau bụng quá. Tôi bảo và đúng như thế thật. Vì thật sự tôi thấy trong người nôn nao mồ hôi toát ra và buồn nôn như là ăn phải đồ để ương. Thôi thôi, một nông dân nói, chúng ta sẽ không tham gia vào cái việc này nữa. Nhưng không biết ở các thành phố khác thì thế nào. Họ chưa sửa được dây điện thoại. Tôi nói, đó là một thiếu sót cần phải bổ khuyết ngay. Đúng, người đó nói, biết đâu đó, có lẽ chúng ta đem sức ra mà bố trí phòng thủ thành phố còn hơn là tàn sát bọn kia một cách dành dàng và tàn bạo như thế. Để tôi đi bảo Pablo. Tôi nói với họ và đứng dậy đi về phía cửa tòa giò dẫn đến cửa tòa thị chính. Từ đó hàng người rải ra quảng trường. Bây giờ hàng người không còn thẳng và trật tự nữa. Có rất nhiều hiện tượng say rượu nặng có hai đứa đã ngã xuống nằm ngửa giữa quảng trường và truyền tay nhau một chai rượu. Một thằng uống một ngụm rồi gào lên. Vô chính phủ muôn năm! Nó nằm ngửa mặt gào như một thằng điên. Cổ nó buộc một cái khăn tay màu đỏ và đen. Thằng kia gào, tự do muôn năm! Và đá chân lên trời rồi lại đóng lên. Tự do muôn năm! Nó cũng cầm một cái khăn màu đỏ và đen dãy lên. Tay kia thì khua chai rượu, một công nhân bỏ hàng ra đứng trong bóng râm dưới cửa tò giò nhìn chúng một cách ghê tởm và bảo đáng lẽ chúng nó phải kêu say rượu muôn năm mới phải chúng nó chỉ tin có cái đó thôi ngay cái đó chúng nó cũng không tin một người nông dân khác nói bọn này không hiểu gì cả mà cũng chẳng tin tưởng gì cả đâu đúng lúc đó một tên say rượu đứng dậy và giơ hai nắm đấm lên trời gào vô chính phủ muôn năm tự do muôn năm tao ỉa vào cái nền cộng hòa tên say rượu kia vẫn nằm ngửa nắm lấy cổ chân tên say rượu đang gào và lăn lộn dưới đất làm tên say rượu đang gào ngã đè xuống nó cả hai đứa cùng lăn đi một vòng rồi ngồi cả dậy tên kéo ngã hoàng tay vào cổ tên kia và đưa cho nó một chai rượu hôn vào cái khăn tay đỏ đen của nó rồi hai đứa cùng uống đúng lúc đó trong đám đông vang lên tiếng hét tôi nhìn về phía cửa tò vò nhưng không trông thấy được đứa đi ra là ai vì đầu nó không dược lên trên đầu những người đứng súng xích quanh cửa tòa thị chính. Tôi chỉ nhìn thấy có một đứa đang bị Pablo và Quatro Dedos cầm súng đẩy ra, nhưng không nhìn rõ được là đứa nào. Tôi liền lại gần hàng người đứng chen chúc bên cửa để cố nhìn xem. Lúc này mọi người xô đẩy nhau tợn. Bàn ghế ở tiệm cà phê của bọn phát xít đổ lỏng chóng. Trừ một cái bàn trên có một tên say rượu đang nằm đầu dốc ngược, miệng há hốc tôi lấy một cái ghế dựa vào một cái cột rồi đứng lên để nhìn qua đầu đám đông. Đứa bị Pablo và Guatro Dedos đẩy ra là Đông Anastasio Rivas, một tên phát xít thực thụ và béo nhất thành phố. Nó buông thóc và làm đại diện cho nhiều công ty bảo hiểm. Nó còn cho dây lấy lãi rất nặng. Đứng trên ghế tôi nhìn thấy nó bước xuống bực thềm, đi về phía những hàng người. Cổ mở u lên trên phía sau của áo sơ mi, đầu hói bóng loáng dưới ánh mặt trời nhưng nó không đi vào được giữa hàng người vì lúc đó tiếng gào thét nổi lên không phải chỉ có một số người mà là tất cả mọi người đều gào thét một tiếng gào thét kinh tởm tiếng gào thét của tất cả hai hàng người say rượu hàng người vỡ ra ùng về phía đông Anastasio và tôi thấy đông Anastasio nằm lăn xuống đất hai tay ôm lấy đầu vậy là không thể nhìn thấy nó được nữa vì nhiều người trông chất đè lên nó khi những người đó đứng dậy thì Đông Anastasio đã chết vì đầu bị đập vào dĩa hè đá dưới cửa tò giò và không còn hàng ngũ gì nữa, chỉ còn một đám đông hỗn loạn. Chúng ta vào đi. Họ bắt đầu gào lên. Giao tìm chúng nó đi. Thằng này nặng quá không thể khiên được. Một người đá chân vào cái xác Đông Anastasio nằm sắp trên mặt đất. Để kệ nó nằm đó. Việc gì mà phải kéo cái bị thịt ra bờ sông, cứ để nó nằm đây. Chúng ta vào thịt chúng nó ở bên trong cho xong đi. Một người hét lên. Giao đi. Việc gì mà cứ phải đứng đợi cả ngày ngoài nắng. Một người khác gào lên. Nào, chúng ta vào đi. Đám đồng chen nhau vào cửa tò giò. Họ gào thét xô đẩy nhau, ồn ào như những con vật. Tất cả đều gào lên. Mở cửa ra, mở cửa ra. Vì những người gác đã đóng cửa tòa thị chính lại khi hàng người tan dở. Đứng trên ghế, tôi có thể nhìn được qua chấn sông cửa sổ vào trong phòng của tòa thị chính và trong đó vẫn như lúc nãy lão cha cố đứng và bọn còn lại đều quỳ thành hình bán nguyệt xung quanh và cả bọn đang cầu kinh pablo đang ngồi trên cái bàn to trước cái ghế bành của tên thị trưởng khẩu súng khoác trên vai hai chân buông thõng và hắn đang cuốn một điếu thuốc lá quatro đốt thì ngồi trên cái ghế bành của thị trưởng hai chân ghét lên bàn và đang hút thuốc lá tất cả những người già đều ngồi trên các ghế tòa thị chính tay cầm súng chìa khóa của các cửa lớn để ở trên bàn cạnh pablo đám đông gào theo nhịp mở cửa ra mở cửa ra mở cửa ra pablo vẫn ngồi đó như không nghe thấy hắn nói gì đó với lão cha cố nhưng tôi không nghe rõ vì đám đông ồn ào quá cũng như lúc nãy lão cha cố không trả lời cứ tiếp tục cầu kinh đám người xô đẩy tôi tôi đẩy cái ghế sát vào tường. Đám đông đẩy tôi đằng sau. Tôi đứng lên trên ghế áp mặt vào chấn sông cửa sổ, tay nắm lấy chấn sông. Một người cũng leo lên ghế, hai tay vòng qua tay tôi, nắm lấy những chấn sông ngoài. Gãy ghế đấy. Tôi bảo hắn. Thì đã sao? Hắn nói. Xem chúng nó kìa. Xem chúng nó cầu kinh kìa. Hắn thở hơi thở vào cổ tôi, nồng nặc như hơi của đám đông, chua như mùi nôn mửa trên dĩa hè và mùi say rượu. Rồi hắn áp mông vào chấn sông, đầu tựa lên vai tôi và gào. Mở cửa ra! Mở cửa ra! Tôi cảm giác như bị cả đám đông đè lên lưng như khi mê ngủ bị bóng đè. Lúc này đám đông xô lấn vào cửa và những người ở hàng đầu bị những người xô lấn đằng sau đè bẹp. Một tên say rượu to lớn mặc áo đen, cổ quấn chiếc khăn tay đỏ đen chạy từ ngoài quảng trường lao vào đám người đang đè nhau ngã vào những người đang chen trúc rồi nó đứng dậy lùi ra rồi lại nhảy sổ vào lưng những người đang đẩy nhau miệng thì gào lên muôn năm cái thằng tôi vô chính phủ muôn năm tôi nhìn nó thấy nó rời đám đông đi xa rồi ngồi xuống tu một chai rượu và đang ngồi thì nó trông thấy đông Anastasio vẫn còn nằm sấp trên hè đá nhưng đã bị giày xéo lên nhiều rồi tên say rượu đứng dậy đi đến chỗ đông Anastasio Cúi xuống đổ chai rượu vào đầu, vào quần áo Đông Anatasio, rồi lấy trong túi ra một cái hộp diêm, đánh lên mấy cái diêm định châm đốt Đông Anatasio. Nhưng lúc đó gió thổi mạnh làm tắt các que diêm, và được một lúc thì tên say rượu to lớn đó ngồi xuống cạnh Đông Anatasio, lắc đầu rồi tu rượu, chốc chốc lại cúi xuống vỗ vào vai sát Đông Anatasio. Trong khi đó thì đám đông kêu gào đòi mở cửa người cùng đứng trên ghế với tôi nắm chặt lấy chấn sông cửa sổ cũng kêu gào mở cửa, làm tôi ù cả tay vì tiếng hét bên cạnh tay và hơi thở hôi thối của hắn. Tôi không nhìn tên say rượu định đốt đông Anastasio nữa, mà lại nhìn vào trong phòng tòa thị chính. Vẫn như lúc nãy, chúng đó vẫn cầu kinh như trước, tất cả vẫn quỳ, áo cởi phanh ra. Một vài đứa thì cúi đầu xuống, những đứa khác thì ngẩng lên nhìn lão cha cố nhìn cái thánh giá lão cha đang cầm lão cha cố cầu kinh rất nhanh và gấp mắt nhìn qua đầu bọn kia sau lưng chúng pablo với điếu thuốc lá lúc này đã châm rồi đang ngồi trên bàn lắc lư chân khẩu súng khoác trên vai tay nghịch chiếc chìa khóa tôi thấy pablo ngồi trên bàn cúi xuống lại nói với lão cha cố nhưng vì tiếng người gào thét nên tôi không nghe thấy hắn nói gì Lão cha cố không trả lời và cứ tiếp tục cầu kinh. Thế rồi trong đám người quỳ thành hình bán nguyệt đang cầu kinh. Một đứa đứng dậy và tôi thấy là nó muốn đi ra. Đó là Đông Jose Castro, mà mọi người vẫn gọi là Đông Pepe. Một tên phát xít chính cống buôn ngựa. Nó đứng lên, người nhỏ bé, vẻ người gọn ghẽ, mặc dầu râu không cạo, với chiếc áo ngủ đúc trong chiếc quần kẻ sọc xám. Nó hôn chiếc thánh giá và lão cha cố làm phép ban phước cho nó Rồi nó đứng lên nhìn Pablo, hất đầu ra phía cửa Pablo lắc đầu và tiếp tục hút thuốc lá Tôi nhìn thấy đồng PP nói cái gì với Pablo nhưng không nghe thấy Pablo không trả lời, chỉ lắc đầu lần nữa rồi hất hàm ra phía cửa Khi đó tôi thấy đồng PP nhìn thẳng ra cửa và hiểu rằng Nó không biết cửa đã khóa Pablo giơ cho nó thấy chiếc chìa khóa. Nó đứng nhìn cái chìa khóa một lúc, rồi quay lại, lại quỳ xuống. Tôi thấy lão cha cố nhìn Pablo. Pablo nhếch mép cười, giơ chiếc chìa khóa lên, và hình như lúc đó lão cha cố mới hiểu rằng cửa đã bị khóa. Lão ta định lắc đầu, nhưng lại thôi, chỉ cúi xuống tiếp tục cầu kinh. Tôi không hiểu tại sao chúng nó lại không biết là cửa đã khóa, hay là vì chúng quá chăm chú vào cầu kinh và suy nghĩ nhưng bây giờ thì chắc chắn là chúng nó đã hiểu và hiểu tiếng gào thét bên ngoài và có lẽ chúng biết rằng tình hình đã thay đổi hẳn nhưng chúng vẫn giữ thái độ như trước khi đó tiếng gào thét ầm ĩ đến nỗi không còn nghe thấy gì nữa tên say rượu cùng đứng trên ghế với tôi nắm lấy chấn sông lắc mạnh và hét lên mở cửa ra mở cửa ra cho đến lúc nó khản cả giọng tôi thấy pablo lại nói với lão cha cố lão cha cố không trả lời thế rồi tôi thấy pablo bỏ súng xuống cầm súng đập vào vai lão cha cố lão cha cố không để ý và tôi thấy pablo lắc đầu rồi hắn nói với lại đằng sau với quatro Dedot và quatro Dedot bảo những người gác kia và tất cả đều đứng dậy lùi lại phía cuối phòng cầm súng đứng đó tôi thấy pablo nói với quatro Dedot rồi lật hai cái bàn và dài cái ghế những người gác cầm súng đứng vào sau những bàn ghế đó góc phòng biến thành một chiến lũy pablo lại cúi xuống lấy súng đập vào vai lão cha cố lão cha cố vẫn không để ý nhưng tôi thấy đông pp bê bê nhìn pablo trong khi bọn kia vẫn không để ý cứ tiếp tục cầu kinh pablo lắc đầu thấy đông pp bê bê nhìn mình hắn hất hàm về phía đông pp bê bê tay dơ cao cái chìa khóa cho nó thấy. Đông PP hiểu, nó cúi đầu xuống và bắt đầu cầu kinh thật nhanh. Pablo dung chân nhảy từ trên bàn xuống, đi vòng lại chỗ ghế bành của tên thị trưởng đặt trên một cái bục cao, đằng sau cái bàn hội nghị dài. Hắn ngồi vào ghế và cuốn một điếu thuốc lá. Mắt vẫn theo dõi bọn phát xít đang cầu kinh với lão cha cố. Không thể thấy trên mặt hắn ló ra một vẻ gì cả chiếc chìa khóa đặt trên bàn trước mặt hắn đó là một chiếc chìa khóa lớn bằng sắt dài hơn ba tấc thế rồi pablo gọi gì những người gác tôi không nghe thấy một người gác đi ra phía cửa tôi nhìn thấy tất cả chúng nó cũng cầu kinh thật nhanh tôi biết là bây giờ thì chúng nó đã hiểu cả rồi pablo nói gì với tên cha cố nhưng lão không trả lời thế rồi pablo cúi xuống lượm chiếc chìa khóa lên quăng cho người gác đứng ở cửa. Người gác bắt lấy và Pablo mỉm cười với người đó. Thế rồi người gác tra chìa khóa vào cửa, dặn khóa kéo mạnh cánh cửa và nếp vào sau cánh cửa trong khi đám đông ùa vào. Họ ùa vào đúng lúc tên say rượu đứng trên ghế với tôi bắt đầu gào lên Ai di, ai di, ai -di. và ngẩng đầu về phía trước làm tôi không còn thấy gì được nữa rồi nó gào lên Giết chết chúng nó đi! Giết chết chúng nó đi! Đập chết chúng nó đi! Giết chết chúng nó đi! Nó lấy hai tay gạt sang một bên và tôi không còn trông thấy gì nữa. Tôi hít khuỷu tay vào bụng nó và bảo Đồ say rượu! Ghế này là của ai? Để cho tao xem chứ! Nhưng nó vẫn hai tay nắm lấy chấn sông lắc mạnh và gào lên Giết chết chúng nó đi! Đập chết chúng nó đi! Đập chết chúng nó đi! Phải rồi! Thế đập chết chúng nó đi giết chết chúng nó đi tôi đánh khuỷu tay thật mạnh vào người nó và bảo đồ say rượu để cho tao xem thế là nó để cả hai tay lên đầu tôi ấn xuống để nhìn cho rõ hơn lấy cả sức nặng của người nó đè lên đầu tôi miệng vẫn tiếp tục gào đập chết chúng nó đi phải rồi thế đập chết chúng nó đi đập ngay mày đó tôi nói và đánh mạnh khuỷu tay vào chỗ hiểm làm cho nó phải đau nó đã bị đánh đau thật nên hai tay bỏ đầu tôi ra ôm lấy chỗ đó và nói không đúng mụ đàn bà này này mụ đàn bà mụ không có quyền làm thế lúc đó nhìn qua chấn sông tôi thấy trong phòng đầy người đang cầm gậy gọc đánh đập túi bụi họ chọc họ đánh họ đẩy và đánh bằng những dĩa gỗ trắng bây giờ đã đỏ lòm răng gãy hết cả phòng chỗ nào cũng vậy trong khi đó thì pablo ngồi trong ghế bành với khẩu súng đặt trên đầu gối chăm chú nhìn mọi người vừa gào thét vừa đập đánh đấm chém họ hét lên như ngựa hí trong một đám cháy tôi trông thấy lão cha cố áo tóc ngược cả lên đang leo lên một cái ghế những người đang đuổi theo cầm liềm cầm hái bổ vào lão thế rồi một người nắm được áo lão một tiếng thét lên, rồi một tiếng thét nữa. Tôi thấy hai người cầm liềm bổ vào lưng lão cha, trong khi một người thứ ba nắm lấy vạt áo lão, hai tay lão cha dơ lên, bám lấy lưng một chiếc ghế. Thế rồi cả cái ghế tôi đang đứng bỗng gãy sập, tên say rượu và tôi ngã xuống dĩa hè nồng nặc mùi rượu đổ vải và mùi nôn mửa. Tên say rượu chỉ ngón tay vào mặt tôi bảo, mày có thể làm tao bị thương đó, đám đông dẫm lên chúng tôi để xông vào trong phòng của tòa thị chính. Tôi chỉ nhìn thấy chân họ chạy vào. Tên say rượu ngồi trước mặt tôi, hai tay ôm lấy chỗ bị tôi đánh. Thế là xong việc giết bọn phát xít ở thành phố chúng tôi. Tôi lấy làm bằng lòng là đã không nhìn thấy gì nữa. Nếu không có tên say rượu thì tôi đã nhìn thấy tất cả. Âu cũng là một điều tốt, vì trong tòa thị chính thật là một cảnh tượng đáng buồn nếu phải nhìn thấy. Nhưng cái tên say rượu kia còn quái lạ hơn. Chúng tôi đang đứng dậy sau khi ghế đã bị gãy, đám đông đang ùng ùng kéo vào trong tòa thị chính. Thì tôi thấy tên say rượu có chiếc khăn đen đỏ kia ở ngoài quảng trường vẫn đang đổ cái gì vào xác đông Anastasio. Nó lắc lư cái đầu và khó khăn lắm mới ngồi thẳng được. Nhưng nó cứ tiếp tục đổ rồi đánh diêm rồi lại đổ rượu đánh diêm. Tôi lại gần nó bảo Đồ khốn! Mày làm cái gì vậy? Không có gì đâu mụ đàn bà, không có gì đâu. Nó nói, mặt tao. Có lẽ vì tôi đứng đó, hai chân làm thành một cái bình phong trắng gió, nên que diêm cháy. Một ngọn lửa xanh bắt đầu bén vào vai áo đông anatasio lan xuống gáy hắn. Tên xe rượu ngẩng đầu lên gào ầm ĩ. Họ đốt xác người chết, họ đốt xác người chết. Ai? Một người hỏi. Ở đâu? Một người khác hét lên. Đây này, tên say rượu rống lên ngay đây này thế là có một người phang cho nó một gậy vào đầu và nó ngã ngửa ra nằm dài trên mặt đất mắt nhìn người đánh nó rồi nhắm mắt lại khoanh hai tay vào trước ngực nằm bên cạnh đông anatasio như nằm ngủ người kia không đánh nó nữa và nó cứ nằm đó nó vẫn còn nằm đó khi người ta khiêng đông anatasio lên một chiếc xe bò cùng với những đứa khác chở chúng ra bờ sông, rồi chiều hôm đó ném chúng xuống sông sau khi đã dọn sạch tòa thị chính. Nếu như quẳng thêm độ 20-30 tên xe rượu xuống sông, nhất là cái bọn buộc khăn đen đỏ thì có lẽ rất tốt cho thành phố. Và nếu chúng ta lại làm cách mạng một lần nữa thì tôi tin là phải thủ tiêu bọn đó ngay từ đầu. Nhưng lúc đó chúng tôi chưa biết. Những ngày sau đó thì chúng tôi đã hiểu ra nhưng tối hôm ấy thì chúng tôi không biết sẽ xảy ra việc gì sau khi tàn sát ở trong tòa thị chính thì không còn giết chóc gì nữa nhưng chúng tôi không tổ chức được mít tinh đêm hôm ấy vì có nhiều người say rượu quá không thể nào lặp lại được trật tự do đó cuộc mít tinh phải quản lại đến ngày hôm sau đêm ấy tôi ngủ với pablo đáng lẽ chị không kể chuyện đó cho em nghe đâu nhưng mặt khác em cũng nên biết tất cả mọi thứ và ít ra thì những điều chị kể cũng là có thật. Anh bạn, anh nghe đây này, rất là lạ. Như tôi đã nói, đêm hôm ấy chúng tôi ăn uống và thật là kỳ lạ. Cứ như là sau một cơn giông tố, sau một trận lục hay là sau một trận đánh nhau vậy. Mọi người đều mệt mỏi, không ai nói mấy. Tôi, tôi cũng thấy nôn nao khó chịu và xấu hổ. Cảm thấy đã làm điều gì sai trái tôi có một cảm giác nặng nề thấy như có điều không hay xảy ra như là sáng hôm nay khi nhìn thấy máy bay và quả vậy điều chẳng hay chỉ trong ba ngày sau đã xảy ra trong lúc ăn pablo cũng ít nói pila em có thấy thích không cuối cùng hắn hỏi tôi miệng đầy thịt dê non quay chúng tôi ăn trong quán nơi khởi hành của các chuyến xe buýt và phòng ăn chật ních những người họ ca hát và việc dọn thức ăn thật là vất vả không tôi nói trừ thằng đông faustino ra em không thích anh thì anh thích hắn nói thích tất cả à tôi hỏi hắn tất cả hắn nói và lấy dao cắt một miếng bánh mì to rồi cầm miếng bánh chấm mỡ trên đĩa tất cả trừ lão cha cố anh không thích việc giết tên cha cố sao vì tôi biết là hắn ghét bọn cha cố còn hơn cả ghét bọn phát xít nó làm anh thất vọng pablo buồn rầu nói lúc đó nhiều người hét quá chúng tôi gần như phải hét lên mới nghe thấy nhau tại sao vậy nó chết một cách rất hèn pablo nói nó thật thiếu nhân cách anh muốn nó có nhân cách làm sao được trong khi nó bị đám đông đuổi theo như vậy tôi nói em cho là trước đó nó luôn luôn giữ được nhân cách đó chứ tất cả nhân cách mà người ta có thể có được phải, Pablo nói, nhưng đến phút cuối cùng nó đã hoảng sợ. Ai mà chẳng hoảng sợ? Tôi nói, anh không thấy họ cầm cái gì đuổi nó à? Sao lại không trông thấy? Pablo nói, nhưng anh thấy nó chết hèn quá. Trong những trường hợp như vậy, bất cứ ai cũng chết một cách hèn thôi. Tôi bảo hắn, anh còn muốn gì nữa mới thỏa thích. Mọi việc xảy ra trong tòa thị chính thật là bỉ ổi. Phải, Pablo nói, thiếu tổ chức, nhưng nó là một tên cha cố cần phải nêu gương chứ. Em tưởng anh ghét bọn cha cố. Đúng, Pablo nói và cắt thêm một mẫu bánh, nhưng nó là một cha cố Tây Ban Nha. Một cha cố Tây Ban Nha thì cần phải chết cho xứng đáng. Em cho nó là chết được đó chứ. Tôi nói, trong trường hợp thiếu mọi nghi thức, như thế là được rồi. Không, Pablo nói, đối với anh lão cha cố là cả một sự thất vọng suốt cả ngày anh chờ đợi cái chết của lão cha cố anh tưởng rằng nó sẽ là đứa cuối cùng đi vào giữa hai hàng người anh đã chờ đợi khá sốt ruột anh chờ đợi việc đó như là cái đỉnh cao nhất anh chưa bao giờ thấy thằng cha cố chết anh còn nhiều dịp tôi mỉa mai bảo hắn hôm nay phong trào mới chỉ là bắt đầu thôi không anh thất vọng lắm bây giờ có lẽ anh sắp sửa mất hết tin tưởng đó tôi nói pila em không hiểu hắn nói vì nó là một cha cố tây ban nha người tây ban nha là loại người thế nào tôi bảo hắn một dân tộc thật là kiêu ngạo phải không thật là một dân tộc lạ chúng ta phải đi thôi robert jordan nói anh nhìn mặt trời gần trưa rồi ừ pila nói chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đây nhưng để tôi kể hết chuyện về pablo đã đêm đó hắn bảo tôi pila này đêm nay chúng mình sẽ không làm gì cả tốt tôi bảo hắn em thích thế anh nghĩ rằng sau một trận tàn sát bao nhiêu người như vậy nếu làm gì thì thật là không nên đúng vậy tôi bảo hắn anh làm như mình là ông thánh ấy anh tưởng rằng em đã sống bao nhiêu năm với những tay đấu bò mà lại không biết sau mỗi trận đấu họ thế nào hay sao có thật không pila hắn hỏi tôi em đã nói dối anh bao giờ chưa tôi bảo hắn pila đúng thế đấy đêm nay phải như vậy thôi em không giận anh chứ không nhưng pablo anh đừng có ngày nào cũng giết người nữa đêm đó hắn ngủ say như một đứa trẻ và đến tờ mờ sáng thì tôi đánh thức hắn dậy nhưng tôi thì đêm đó không ngủ được tôi dậy ngồi trên một cái ghế nhìn ra cửa sổ và nhìn thấy quảng trường dưới ánh trăng, nơi ban ngày đã có những hàng người đứng, và phía bên kia quảng trường, những hàng cây lấp loáng dưới ánh trăng, bóng cây tối đen và những chiếc ghế cũng sáng lên dưới ánh trăng, những vỏ chai rải rác lấp loáng. Tôi nhìn ra rìa bờ sông nơi chúng nó bị dứt xuống. Không có một tiếng động, trừ tiếng nước róc rách ở bể nước. Tôi ngồi đó suy nghĩ và nghĩ rằng, chúng tôi đã khởi đầu một cách không tốt đẹp gì cửa sổ để ngõ mé trên quảng trường từ phía quán ăn tôi nghe thấy có tiếng đàn bà khóc tôi ra ngoài bao lơn đứng chân không dẫm lên sắt ánh trăng chiếu sáng mặt các nhà ở quảng trường tiếng khóc vẳng từ phía bao lơn nhà đông gilemo lại đó là vợ hắn đang quỳ khóc trên bao lơn tôi bèn quay trở vào buồn ngồi đó không muốn nghĩ ngợi gì nữa vì cái ngày hôm đó là ngày xấu nhất trong đời tôi cho đến khi có một ngày khác tới ngày khác là ngày nào maria hỏi ba ngày sau khi bọn phát xít chiếm thành phố chị đừng kể chuyện đó maria nói em không muốn nghe chuyện đó đâu thế là đủ rồi vậy là quá nhiều rồi chị đã bảo là em không nên nghe mà pila nói em thấy không chị có muốn em nghe đâu Thế là bây giờ em đi ngủ sẽ mơ những giấc mơ kinh quản đó. Không, Maria nói, nhưng em không muốn nghe nữa. Tôi muốn một lần nào khác chị sẽ kể cho tôi nghe thêm. Robert Jordan nói, tôi sẽ kể, nhưng đối với Maria thì không nên. Em không muốn nghe chuyện đó đâu. Maria nói một cách khổ sở. Pila em xin chị, nếu em có đó thì chị đừng kể, vì có thể em không muốn mà vẫn cứ nghe môi maria mấp máy và robert jordan tưởng rằng cô sẽ khóc pila em xin chị đó chị đừng kể đừng lo cô em tóc ngắn của chị đừng lo nhưng sau này sẽ có lúc chị kể cho anh bạn này nghe nhưng mà em muốn rằng ảnh ở đâu thì cũng có em ở đó ồ pila chị đừng kể gì cả chị sẽ kể trong khi em làm việc không không em xin chị đừng kể gì cả chị đã kể những việc bọn chị đã làm thì cũng cần phải kể chuyện đó nữa mới công bằng chứ nhưng sẽ không bao giờ để cho em nghe thấy đâu không có chuyện gì vui nữa mà kể hay sao maria nói tại sao lúc nào chúng ta cũng cứ phải nói đến những chuyện khủng khiếp như vậy chiều nay pila nói em và anh bạn này hai người có thể muốn nói gì thì nói thế thì chiều tới đi maria nói thế thì chiều mau tới đi thôi rồi chiều sẽ tới. Pila bảo, chiều sẽ bay tới và cũng sẽ bay đi, và ngày mai cũng sẽ lại bay đi nữa. Chiều nay, Maria nói, chiều nay ước gì cho chiều nay đến ngay đi. Chương 11. Họ qua một cánh đồng cỏ cao xuống một thung lũng nhiều cây leo lên theo một con đường mòn men theo con suối, rồi rời con đường mòn leo lên một cái dốc dựng đứng lên đỉnh một bờ đá treo leo. Trong khi họ đang leo lên trong bóng râm của những cây thông, thì một người cầm súng từ sau một gốc cây bước ra. Đứng lại! Người đó nói rồi hỏi, Hô là Pila, ai đi với chị thế? Một anh bạn. Pila nói, nhưng mang tên của một người theo đạo thiên chúa là Roberto đường đi tới đây sao mà dốc khỉ thế? Người gác nói với Robert Jordan và chia tay ra. Khỏe chứ? Khỏe, Robert Jordan nói. Còn anh thế nào? Cũng thế. Người gác nói. Anh ta rất trẻ, mặt nhẹ nhõm, xương xương, mũi hơi khoằm, gò má cao và mắt xám. Anh ta không đội mũ, tóc đen và bù xù. Bàn tay bắt chặt một cách thân thiện đôi mắt cũng đầy vẻ thân thiện hello maria anh ta nói với cô gái không mệt chứ không mệt joaquin cô gái nói chúng tôi ngồi nói chuyện nhiều hơn là đi anh là tay đánh mìn phải không joaquin hỏi chúng tôi được tin là anh đến đây đêm qua chúng tôi ngủ ở chỗ pablo robert jordan nói phải tôi là người đánh mìn chúng tôi rất mừng thấy anh đến Joaquin nói, để đánh tàu phải không? Anh có dự trận đánh tàu cuối cùng vừa rồi không? Robert Jordan hỏi và mỉm cười. Có chứ, Joaquin nói, chúng tôi đã bắt được cái của này ở đó đó. Anh ta mỉm cười và bảo Maria, bây giờ thì cô đẹp rồi, họ có bảo là cô đẹp thế nào không? Thôi im đi, Joaquin, và cảm ơn anh lắm. Maria nói, anh mà cắt tóc đi thì đẹp hơn, Tôi đã cõng cô. Joaquin bảo cô gái. Tôi đã cõng cô trên vai đó. Cũng như nhiều người khác đã cõng. Bila nói giọng trầm trầm. Có ai là người đã không cõng nó? Ông cụ đâu? Ở trong trại. Đêm qua ông cụ ở đâu? Ở Segovia. Có mang tin tức gì về không? Có. Joaquin nói. Có tin. Tốt hay xấu? Có lẽ là xấu. Anh có trông thấy máy bay không? Có. Joaquin nói và lắc đầu. Đừng nói cái chuyện đó với tôi. Đồng chí đánh miền này, những máy bay đó là máy bay gì thế? Máy bay ném bom hai ken 111, máy bay hai ken và khu trục Fiat. Robert Jordan trả lời. Những chiếc máy bay to cánh thấp đó là máy bay gì thế? Hai ken 111. Tên gì thì tên, chúng nó đều nguy hiểm cả. Joaquin nói. Nhưng tôi làm anh chị chậm trễ đó để tôi đưa anh chị đến đồng chí chỉ huy. Đồng chí chỉ huy? Bila hỏi. Joaquin nghiêm trang gật đầu. Tôi thích gọi thế hơn là gọi sếp. Gọi thế quân sự hơn. Quân sự quá ghê nhỉ? Bila nói và cười chế giễu. Không, Joaquin nói. Nhưng tôi thích tiếng quân sự vì nó làm cho mệnh lệnh rõ ràng hơn và kỷ luật tốt hơn. Này anh bạn, đây là một người thật hợp ý anh. Pila bảo, một anh thanh niên thật là đứng đắn. Có phải cổng cô thế này không? Joaquin hỏi cô gái và hoàng tay lên vai cô, cười sát tận mặt. Một lần là đủ rồi. Maria bảo, dù sao cũng cảm ơn anh. Cô còn nhớ chứ? Joaquin hỏi, tôi nhớ là có người cổng tôi. Maria nói, nhưng còn anh thì tôi không nhớ. Tôi nhớ anh chàng Gipsy là vì anh ta đã đánh ngã tôi nhiều lần. Nhưng Joaquin, cảm ơn anh. Rồi có lần tôi sẽ cổng anh. Tôi thì tôi còn nhớ khá rõ. Joaquin nói. Tôi còn nhớ là nắm lấy hai chân cô, bụng cô ở trên vai tôi, đầu ở trên lưng tôi, hai tay thì buông thõng sau lưng tôi. Anh nhớ khá đó. Maria nói và cười với Joaquin. Tôi chẳng nhớ chút gì về những cái đó cả. Chẳng nhớ tay anh, vai anh hay lưng anh gì hết. Cô có muốn biết cái điều này không? Joaquin hỏi Điều gì thế? Khi đó tôi rất hài lòng là có cô trên lưng Trong lúc súng bắn từ phía sau tới Đồ tôi Maria nói Có phải vì vậy mà anh chàng Gipsy đã chịu khó cổng tôi nhiều vậy không? Vì vậy, và vì để được ôm chân cô đấy Chào ôi những người anh hùng của tôi Maria nói Những ân nhân của tôi Này, em gái Bella bảo cô Ảnh đã cổng em rất nhiều và lúc đó thì chân của em chẳng có nghĩa lý gì với ai cả đâu. Lúc đó thì chỉ có những viên đạn là có ý nghĩa rõ ràng thôi. Nếu dứt em xuống thì ảnh sẽ có thể vượt nhanh ra khỏi tầm đạn. Em đã cảm ơn ảnh rồi mà. Maria nói, rồi có lần em sẽ cổng ảnh. Chỉ để cho chúng em nói đùa nào. Chẳng lẽ chỉ vì ảnh đã cổng em mà em phải khóc hay sao? Đáng lẽ tôi đã dứt cô xuống. Joaquin tiếp tục treo cô. Nhưng tôi sợ Pila bắn tôi tôi có bắn ai đâu. Đúng thế đó, Joaquin bảo mụ, chị không cần phải bắn, cái miệng của chị cũng đủ làm cho người ta sợ mà chết rồi. Ăn nói hay quá, Pila bảo, xưa nay anh vẫn là một cậu bé lễ phép mà. Này cậu bé, trước phong trào cậu làm gì? Làm việc ít lắm, Joaquin nói, lúc đó tôi mới 16. Nhưng đúng ra thì làm gì? Thỉnh thoảng là một vài đôi giày. Đóng giày à? Không, đánh giày. Vậy sao? Bila nói, không phải chỉ có thế thôi đâu. Mụ nhìn bộ mặt ngâm ngâm đen, thân hình mảnh dẻ, bộ tóc và dáng đi nhanh nhẹn của anh ta. Tại sao anh lại thất bại? Thất bại cái gì? Còn cái gì nữa? Anh đã biết là cái gì đó, lại còn giả bộ. Tôi cho là tại vì sợ. Người trẻ tuổi trả lời, trong người anh cũng khá đấy. Bila bảo, nhưng cái mặt thì không ra sao cả. Vậy là tại vì sợ phải không? Lúc đánh tàu anh khá lắm mà. Bây giờ tôi không sợ chúng nó nữa rồi. Không sợ một con nào nữa hết. Chúng tôi đã thấy nhiều cái còn tệ hại và nguy hiểm hơn là bò. Rõ ràng là không có con bò nào nguy hiểm bằng một khẩu súng máy. Nhưng nếu bây giờ tôi mà vào dòng đấu bò thì tôi không biết tôi có chỉ huy nổi được cái chân của tôi không. Trước đây cậu ta muốn trở thành một tay đấu bò đấy. Pila giải thích cho Robert Jordan nhưng cô cậu sợ. Đồng chí đánh miền này, đồng chí có thích đấu bò không? Joaquin mỉm cười để lộ hàm răng trắng. Rất thích. Robert Jordan nói, thích, thích lắm. Đồng chí đã xem ở Valladolid hả? Joaquin hỏi. Phải, tháng 9 trong dịp hội chợ. Valladolid là thành phố của tôi đấy. Joaquin nói, một thành phố thật là đẹp nhưng những người dân lành của thành phố đã chịu biết bao đau khổ trong cuộc chiến tranh này. Rồi mặt anh ta nghiêm lại. Chúng nó đã bắn chết cha tôi ở đó, mẹ tôi, anh rể tôi, và bây giờ cả chị tôi nữa. Quân giả mang. Robert Jordan nói, đã bao lần anh được nghe thấy chuyện đó rồi. Đã bao lần anh được chứng kiến người ta nói ra những chuyện đó một cách khó khăn? Đã bao lần anh được trông thấy họ ứa nước mắt, cổ nghẹn ngào? Khó khăn lắm mới nói được cha tôi, hoặc anh tôi, hoặc là mẹ tôi, hoặc là chị gái tôi. Anh không nhớ bao nhiêu lần anh nghe thấy họ nói đến những người thân đã chết như vậy. Hầu hết họ đã nói như người thanh niên này đã nói, đột ngột và nhân dịp nói đến thành phố của họ và bao giờ người ta cũng nói, quân giả man. Người ta chỉ nghe thấy kể ra những người đã chết, nhưng không thấy được người cha đã ngã xuống như thế nào như Bila đã cho anh thấy bọn phát xít chết trong câu chuyện mụ kể bên bờ suối. Người ta chỉ biết là người cha chết trong một cái sân nào đó hoặc bên một bức tường hoặc ngoài đồng ruộng, trong giường hoặc ban đêm dưới ánh đèn pha một chiếc xe vận tải bên một bờ đường nào đó. Người ta đã đứng trên đồi nhìn ánh đèn pha ô tô nghe thấy tiếng súng nổ rồi sau đó lần xuống đường tìm xác. Người ta không nhìn thấy người mẹ bị bắn Cả người chị, người anh cũng vậy. Chỉ được tin như thế thôi, chỉ nghe thấy tiếng súng và trông thấy xác người chết. Bila đã làm cho anh thấy những cái đó trong thành phố nọ. Giá mà mụ biết giết, anh sẽ cố giết cái đó và nếu anh có được may mắn và nhớ được thì anh sẽ có thể giết nó ra như mụ kể. Mụ kể chuyện thật là giỏi. Anh thầm nghĩ, còn hơn cả Khuê Vê Đô quevedo chưa bao giờ viết về một cái chết của gã đông faustino nào đó giỏi như mụ đã kể mong rằng mình có thể viết khá giỏi để viết lại câu chuyện đó viết về những việc chúng ta đã làm chứ không viết về những điều chúng nó đã gây ra cho chúng ta những cái đó anh đã biết quá đủ rồi anh đã biết rất nhiều những chuyện đó ở vùng hậu địch nhưng cần phải biết nhân dân trước đây thế nào cần phải biết trước đây ở trong làng họ ra sao vì phải di động luôn vì không ở lại chịu đựng sự trừng phạt chúng ta không bao giờ biết được mọi việc thực sự đã kết thúc như thế nào anh thầm nghĩ mình đến ở với một gia đình nông dân đến vào ban đêm được ăn với họ ban ngày họ giấu mình đi và đêm sau là mình đã lại đi rồi xong công tác là đi thẳng lần sau qua nơi đó đã nghe thấy nói họ đã bị bắn chết đơn giản thế thôi bao giờ cũng vậy sự việc xảy ra khi ta đã đi khỏi những người du kích phá hoại xong rồi rút đi nông dân ở lại và chịu sự trừng phạt mình đã biết nhiều về phía chúng nó anh nghĩ biết cả những gì chúng ta đã làm đối với chúng nó lúc đầu mình vẫn biết và ghét những cái đó mình đã thấy người ta nêu những chuyện đó ra một cách trơ tráo đáng xấu hổ đã thấy người ta khoe khoang khoác lác bào chữa giải thích và phủ nhận những chuyện đó cái mụ đàn bà quỷ quái này đã làm cho mình trông thấy y như là chính mình đã đứng tại đó tốt anh thầm nghĩ đó là một cách học tập đấy khi nào đã xong xuôi cả thì quả là ta đã được giáo dục một cách đầy đủ trong cuộc chiến tranh này nếu chịu khó nghe thì sẽ học được nhiều anh may mắn đã được sống một phần của khoảng thời gian 10 năm ở Tây Ban Nha trước hồi chiến tranh. Họ tin mình chủ yếu ở tiếng nói. Họ tin mình vì mình hiểu thành thạo tiếng nói của họ, biết nói những thành ngữ của tiếng họ, hiểu biết một số nơi của nước họ. Nói cho cùng, người Tây Ban Nha chỉ thực sự trung thành với xóm làng của họ thôi. Cố nhiên trên hết là nước Tây Ban Nha, rồi đến bộ lạc của họ, đến tỉnh của họ, rồi đến xóm làng của họ gia đình họ và cuối cùng là nghề nghiệp của họ nếu mình biết tiếng tây ban nha thì họ có thiện cảm với mình ngay nếu mình biết tỉnh của họ thì lại càng tốt hơn nữa nhưng nếu mình biết làng họ nghề của họ thì mình có thể được họ đối xử một cách tốt nhất đối với một người ngoại quốc ở tây ban nha anh chưa bao giờ cảm thấy mình là một người ngoại quốc và nói chung thực ra họ cũng không đối đãi với anh như một người ngoại quốc trừ khi nào họ chống lại anh cố nhiên là họ chống lại ta họ chống lại ta luôn nhưng họ thì bao giờ cũng chống lại tất cả mọi người họ chống lại chính cả bản thân họ nữa nếu có ba người với nhau thì hai người sẽ chống lại một rồi hai người đó lại sẽ quay ra phản lẫn nhau không phải bao giờ cũng thế nhưng khá nhiều lần như thế đủ cho ta có được một số trường hợp để có thể rút ra được điều đó như một kết luận đó không phải là một lối nghĩ đúng nhưng ai kiểm duyệt ý nghĩ của anh không có ai cả ngoài anh ra anh không hề có ý nghĩ thất bại chủ nghĩa điều trước hết là phải thắng trong cuộc chiến tranh này nếu chúng ta không thắng thì sẽ mất hết nhưng anh lắng nghe và ghi nhớ mọi việc anh đang phục vụ cho một cuộc chiến tranh và phục vụ với tất cả tấm lòng trung thành tuyệt đối của mình với tất cả cố gắng của mình nhưng không ai làm chủ được bộ óc anh những khả năng quan sát lắng nghe của anh và nếu anh có những nhận định gì thì sau này anh sẽ nhận định và sẽ có rất nhiều tài liệu để mà rút ra những nhận định hiện nay đã có rất nhiều rồi đôi khi lại còn hơi quá nhiều nữa là khác hãy trong mụ pila anh nghĩ, dù thế nào đi nữa nếu có thì giờ, mình cần phải bảo mụ kể nốt câu chuyện ấy. Hãy trong mụ đi cùng với hai người thanh niên kia. Không thể tìm thấy ba sản phẩm nào của đất nước Tây Ban Nha đẹp hơn là ba người này. Trong mụ như một quả núi, mà người con trai với người con gái thì như những thân cây tươi non. Những cành già cỗi đã bị đốn ngã xuống tất cả rồi. Những cây non đang dương lên trong nắng như vậy đó, Mặc dù nhiều chuyện đã xảy ra với hai người, trong họ vẫn tươi tắn, trong trắng, mới mẻ và nguyên vẹn như là họ chưa bao giờ biết đến tai họa là gì cả. Theo như Bila nói thì Maria mới hồi phục, chắc là trước đây Maria đã ở vào một tình trạng thật là khủng khiếp. Anh nhớ đến một thanh niên Bỉ trong lữ đoàn thứ 11 đã ghi tên tham gia chiến đấu cùng với năm thanh niên cùng làng. Làng đó có khoảng trăm dân và xưa nay người thanh niên đó chưa bao giờ xa làng. Lần đầu tiên anh gặp người thanh niên đó tại bang tham mưu của lữ đoàn Hansơ thì năm thanh niên cùng làng kia đã hy sinh. Người thanh niên đó ở vào trạng thái tinh thần rất suy sụp. Họ dùng anh ta làm cần vụ hầu bàn ăn ở bang tham mưu. Anh ta có bộ mặt to, tóc vàng, da đỏ gay của người Măng. bàn tay thô kệch, dụng về của người nông dân anh ta dọn dẹp bát đĩa mạnh mẽ và vụng về như một con ngựa kéo xe anh ta lúc nào cũng khóc suốt bữa cơm anh ta khóc không thành tiếng cứ nhìn lên là thấy anh ta đứng đó khóc bảo lấy rượu anh ta cũng khóc đưa đĩa cho anh ta lấy thịt hầm anh ta cũng khóc đầu quay đi phía khác thế rồi anh ta nín nhưng nếu mình ngẩng lên nhìn anh ta là nước mắt anh ta lại bắt đầu trào ra sau khi đem một đĩa thức ăn lên và trong khi chờ đem một đĩa khác anh ta khóc trong bếp ai ai đối với anh ta cũng rất tốt nhưng không ăn thua gì cả anh thấy cần phải hỏi xem anh ta đã thế nào rồi xem anh ta có hồi phục và lại chiến đấu được chưa maria bây giờ đã khỏe dù sao thì cũng có vẻ là như thế nhưng anh không phải là một nhà chữa bệnh thần kinh có lẽ đêm qua hai người ngủ cùng nhau là một việc tốt cho cả anh và cả cô gái đúng nếu cái đó không chấm dứt đối với anh thì chắc chắn là tốt rồi hôm nay anh thấy khoan khoái khỏe khoắn thoải mái và sung sướng tình hình diễn ra có vẻ không lấy gì làm tốt lắm nhưng anh cũng đã rất may mắn anh đã từng gặp nhiều trường hợp khác có triệu chứng xấu triệu chứng thế là lại nghĩ theo lối tây ban nha rồi maria rất đáng yêu hãy nhìn maria anh tự nhủ hãy nhìn maria kìa anh nhìn cô đang sung sướng bước đi trong ánh nắng chiếc áo sơ mi kaki mở phanh cổ cổ đi như một con ngựa non anh thầm nghĩ chưa bao giờ mình lại gặp may như thế này những chuyện ấy thực tế đã không xảy ra có lẽ không hề xảy ra anh nghĩ có lẽ ta mơ thế hoặc tưởng tượng ra như thế thôi và không hề có chuyện gì xảy ra như thế cả có lẽ cũng như trong những giấc mơ khi một người ta trông thấy trên màn ảnh đến tối lại đến bên giường ta ngủ và tỏ ra rất dịu dàng rất đáng yêu anh đã từng ngủ cùng những tài tử điện ảnh theo cái lối đó khi anh còn ngủ trên giường anh còn nhớ cả gác Bo và hát lô phải nhiều lần với hát lô có thể là cũng giống như những giấc mơ đó anh còn nhớ lần gác Bo đến giường anh đêm hôm trước trận tấn công ở bozo blanco Nàng mặc chiếc áo len mượt dịu như lụa. Khi anh ôm lấy nàng, nàng cúi xuống. Tóc vàng ống xõa xuống trùm lên mặt anh. Và nàng nói tại sao trong lúc nàng vẫn yêu anh, anh lại không nói cho nàng biết là anh yêu nàng. Nàng không thẹn thùng, không lạnh nhạt, không xa lánh. Thật là sung sướng được ôm lấy nàng. Nàng thật dịu dàng đáng yêu như thời xưa với Jack Ginberg. Cứ y như thật, anh yêu nàng hơn hát lô nhiều, mặc dù gác bô chỉ đến có một lần, còn hát lô, có lẽ cũng giống như những giấc mơ đó chăng? Có lẽ cũng không phải thế. Anh tự nhủ, có lẽ bây giờ mình có thể giới tay ra là sờ được vào cô Maria này. Có lẽ mình sợ làm thế chăng? Anh tự hỏi, có lẽ mình sẽ thấy rằng chuyện đó không bao giờ xảy ra, không có thật, chỉ là một chuyện tưởng tượng như những giấc mơ kia với các tài tử điện ảnh hoặc những bạn gái cũ đêm đến trở về ngủ trong cái túi chăn kia trên tất cả các sàn nhà trơ trụi trên đống rơm trong các nhà chứa rơm trong các chuồng ngựa các sân nuôi súc vật và trong nhà của một ấp trại trong rừng trong các nhà để xe ô tô trên các xe vận tải trên tất cả núi rừng của tây ban nha tất cả đã đến trong cái túi chăn kia khi anh đang ngủ và đều tỏ ra rất dịu dàng, dịu dàng hơn trong cuộc sống thực rất nhiều. Có lẽ là như thế, có lẽ mình sợ không dám sờ vào cổ để xem thực hư ra sao. Có lẽ mình sợ thật, dường như là một chuyện mình đã tưởng tượng ra hoặc đã mơ thấy. Anh bước một bước ngang qua con đường mòn và đặt bàn tay lên cánh tay cô gái. Dưới bàn tay, anh cảm thấy cánh tay dịu dàng của cô qua lần giải kaki đã cũ. Cô nhìn anh và mỉm cười. Hello, Maria. Anh nói. Hello, chào anh. Cô trả lời và anh nhìn thấy bộ mặt rám nắng ngâm ngâm đen, cặp mắt ánh vàng và xám, đôi môi mộng mỉm cười, mớ tóc cắt ngắn xém nắng của cô. Cô gái ngẩng mặt lên về phía anh, cười trong khóe mắt. Quả là thật rồi. Lúc này họ đã trông thấy trại của Ensodo giữa những rặng thông cuối cùng chỗ có một hòn đá tròn như một cái chậu úp nhiều tảng đá với hình chậu thế này chắc là phải có nhiều hang những cây thông nhỏ mọc ở trong đá che những hang đó khá kín chỗ này tốt bằng hoặc tốt hơn cả chỗ pablo gia đình anh bị bắn chết thế nào pila hỏi joaquin chẳng có gì đặc biệt cả đâu bà chị à gia đình tôi theo phe ta cũng như nhiều người khác ở valladolid khi bọn phát xít càng quét thành phố chúng nó đã bắn chết ba tôi trước ba tôi đã bỏ phiếu ủng hộ đảng xã hội sau đó chúng nó bắn chết mẹ tôi mẹ tôi cũng bỏ phiếu cho đảng xã hội đó là lần đầu tiên mẹ tôi đi bỏ phiếu sau đó chúng bắn người chồng của một chị tôi anh ấy là đoàn viên công đoàn công nhân lái xe điện rõ ràng là nếu ảnh không gia nhập công đoàn thì không được lái xe điện nhưng ảnh không để ý gì đến chính trị tôi biết ảnh lắm ảnh còn có phần nào hơi trơ tráo nữa là khác. Tôi không cho ảnh có thể là một đồng chí tốt được. Thế rồi một người anh rể khác cũng làm công nhân xe điện đã trốn lên núi như tôi. Chúng nó tưởng rằng chị tôi biết ảnh ở đâu, nhưng chị tôi không biết. Thế là chúng nó bắn chết chị tôi vì chị đã không muốn cho chúng biết ảnh ở đâu. Quần giả mang. Bila nói, Enso đô đâu? Tôi không thấy ông cụ đâu cả. Đồng chí ấy có nhà đó, có lẽ ở bên trong. Joaquin trả lời. Và lúc này anh ta đứng lại chống bán súng xuống đất, nói Pila, chị nghe tôi đây này, và cả Maria nữa. Tôi xin lỗi lúc nãy nói chuyện về gia đình có điều gì xúc phạm đến các chị. Tôi biết là mọi người đều có những chuyện buồn như vậy và đáng lẽ ra không nói đến thì hơn. Cần phải nói ra. Pila nói, chúng ta sinh ra để làm gì nếu không phải là để giúp đỡ lẫn nhau. Lắng nghe không nói gì là một sự giúp đỡ tối thiểu nhưng câu chuyện có thể xúc phạm đến cô Maria. Cô đã có khá nhiều chuyện khổ riêng rồi. "Không sao," Maria nói, "Tôi là một cái thùng rất to, anh có thể đổ vào bao nhiêu cũng không đầy. Joaquin, tôi rất buồn cho anh. Tôi mong rằng chị anh được mạnh khỏe." "Cho đến nay thì chị vẫn khỏe. Chúng nó bắt chị tôi vào tù, nhưng hình như đối xử không tàn tệ lắm." "Gia đình anh còn ai khác nữa không?" Robert Jordan hỏi không chỉ còn tôi thôi không còn ai nữa trừ người anh rể đã vào núi và có lẽ đã chết rồi có thể ảnh vẫn còn sống maria nói có thể là ảnh đang hoạt động trong một nhóm nào đó ở một dãy núi khác tôi thì cho là ảnh đã chết rồi joaquin nói ảnh thường không được khỏe hơn nữa nghề lái xe điện không phải là một cách chuẩn bị tốt cho việc vào núi tôi không tin là ảnh có thể sống qua được một năm trong núi ảnh lại còn hơi yếu phổi nữa. Nhưng mà có thể ảnh vẫn khỏe. Maria đặt tay lên vai người thanh niên. Chắc thế cô bé à? Tại sao không? Joaquin nói. Người thanh niên đứng đó. Maria kiển chân lên, hai tay ôm lấy cổ anh ta và hôn anh. Joaquin quay đầu đi vì anh đang khóc. Đây như là đối với một người anh. Maria bảo, tôi hôn anh như hôn một người anh. Người thanh niên lắc đầu khóc không thành tiếng Tôi là em gái anh Maria nói Và tôi yêu anh Anh cũng có một gia đình Tất cả chúng tôi đây là gia đình của anh Kể cả anh, anh bạn Pila nói giọng quang quang Phải không anh bạn? Phải Robert Jordan nói với người thanh niên Chúng tôi tất cả là gia đình của anh, anh Jordan Nó là em anh Pila nói Phải không anh bạn? Robert Jordan ôm lấy vai người thanh niên. Chúng ta đều là anh em với nhau. Người thanh niên lắc đầu. Tôi rất xấu hổ là đã nói. Những chuyện đó chỉ gây thêm khó khăn cho tất cả mọi người. Tôi thấy xấu hổ đã làm phiền các anh chị. Tao ỉa vào cái xấu hổ của mày. Bila nói giọng trầm và đáng yêu. Nếu con Maria còn hôn mày nữa thì tao cũng sẽ hôn mày cho mà xem. Đã bao nhiêu năm nay tao chưa hôn một tên đấu bò nào kể cả một tay đấu bò thất bại như mày tao rất muốn hôn một tay đấu bò đã trở thành cộng sản này anh bạn anh giữ lấy nó cho tôi để tôi hôn nó một cái thôi đi người thanh niên nói và quay ngoắt đi để cho tôi yên tôi không sao cả tôi xấu hổ lắm anh ta đứng đó cố lấy lại vẻ mặt bình tĩnh maria đặt bàn tay vào bàn tay robert jordan pila hai tay chống nạnh đứng nhìn người thanh niên với vẻ chế giễu tao mà hôn mày thì không phải hôn như một người chị đâu hôn như một người chị là cái quái gì thôi đừng đùa nữa người thanh niên nói tôi đã bảo là tôi không sao cả tôi rất tiếc là đã nói vậy thì chúng ta đi gặp ông cụ đi thôi pila nói những xúc động đó làm tôi mệt lắm rồi người thanh niên nhìn mụ cứ nhìn mắt anh ta cũng thấy là anh ta bỗng dưng phật ý tôi không nói sự xúc động của chúa đâu của tôi kìa một tay đấu bò như chú thì non quá đấy. Tôi đã thất bại." Jackie nói, "Chị không cần phải day nghiến mãi chuyện ấy, nhưng rồi sau này có lúc chú lại sẽ một đuôi cho mà xem." "Đúng, tại sao lại không? Những người đã chiến đấu mà đem dùng vào việc đấu bò thì rất tốt. Đứng về phương diện kinh tế mà nói, như vậy sẽ có công ăn việc làm cho nhiều người, chính phủ sẽ kiểm soát việc đó. Có thể là khi đó tôi không còn sợ nữa." Chưa chắc Pila nói, chưa chắc. Tại sao chị lại nói ác thế, Pila? Maria hỏi, em rất yêu chị, nhưng chị thô bạo lắm. Có thể là chị thô bạo, Pila nói. Này, anh bạn, anh đã định nói gì với Ensodo chưa? Rồi, vì hắn là người ít nói, không giống tôi, giống anh và bầy súc vật vào tình cảm này đâu. Tại sao chị lại ăn nói thế? Maria lại hỏi một cách tức giận. Không biết. Pila nói và rảo bước. Theo ý em thì là tại sao nào? Em không biết. Thỉnh thoảng có nhiều điều làm chị rất mệt. Pila nói một cách cấu kỉnh. Em hiểu chưa? Một trong những điều đó là chị đã 48 tuổi rồi. Em có nghe thấy không? 48 tuổi với một bộ mặt xấu xí. Một điều khác là chị trông thấy sự hoảng sợ trên mặt tên đấu bò đã bị thất bại, có khuynh hướng cộng sản kia khi chị nói đùa là sẽ hôn nó. Pila, không đúng đâu. Người thanh niên nói, chị không trông thấy thế. Cái gì? Không đúng đâu. Tôi ỉa vào tất cả các người. À, ông cụ kia rồi. Xin chào, Santiago, thế nào? Người mà Pila vừa gọi trong lùng, dáng người nặng nề, mặt ngâm ngâm đen, gò má to, tóc qua râm, cặp mắt nâu vàng và cách xa nhau, sống mũi thanh và khoằm như người da đỏ, môi trên dài, miệng rộng và mỏng, mặt mày cạo nhẵn nhụi. Lão từ trong cửa hang đi ra, chân đi vòng kiền rất hợp với cái quần và đôi ủng của những người chăn bò. Trời ấm, nhưng lão vẫn mặc chiếc áo da ngắn, lót lông cừu, cài khuy kính lên tận cổ. Lão chìa bàn tay to đen đuổi về phía Pila Xin chào bà chị, xin chào. Lão nói với Robert Jordan và bắt tay anh, mắt chăm chú nhìn tận mặt anh. Robert Jordan thấy mắt anh ta vàng như mắt mèo, bẹt như mắt rắn. Chào cô. Ensodo nói với Maria và xoa vai cô. Đã ăn chưa? Lão hỏi Pila. Mụ lắc đầu. Ăn nhé. Lão nói rồi nhìn Robert Jordan hỏi. Có uống không? Và lấy tay ra hiệu dòng ngón tay cái trỏ xuống có cảm ơn tốt whisky chứ Enso nói bác có whisky à Enso gật đầu anh bạn lão hỏi không phải người nga người mỹ ở đây ít người mỹ lão nói bây giờ có nhiều hơn càng tốt ở bắc hay nam bắc cũng như người anh bao giờ phá cầu. Bác cũng biết chuyện cầu à?" Ensodo gật đầu. "Sáng ngày kia." "Tốt." Ensodo nói. "Pablo thế nào?" Lão hỏi Pila, mụ lắc đầu. Ensodo mỉm cười. "Đi chơi đi." Lão bảo Maria, đôi lại nhếch mép cười rồi quay lại đây. Lão rút ở trong áo ra một chiếc đồng hồ buộc vào một sợi dây da. Nửa tiếng lão ra hiệu cho mọi người ngồi xuống một thân cây đẽo bằng làm ghế ngồi rồi nhìn Joaquin hất ngón tay chỉ xuống con đường mòn về phía mấy người vừa đi tới tôi đi xuống với Joaquin rồi sẽ quay lại Maria nói Ensodo đi vào trong hang trở ra với một chai whisky scotch và ba cái cốc cái chai cặp vào một bên nách tay cầm ba cái cốc mỗi ngón móc vào một cái tay kia xách một hũ nước bằng đất nung. Lão đặt cốc và chai xuống thân cây rồi để chiếc hũ xuống đất. Không có nước đá. Lão nói với Robert Jordan và đưa cho anh chai rượu. Tôi không uống đâu. Pila nói và lấy tay bịt miệng cốc của mình. Đêm qua có nhiều nước đá trên mặt đất. Ensodo nói và mỉm cười. Tan hết rồi. Trên kia có nước đá, Ensodo nói và chỉ đám tuyết hiện ra trên đỉnh núi trọc. Xa quá. Robert Jordan định rót rượu vào cốc của Ensodo, nhưng lão điếc lắc đầu, ra hiệu bảo anh rót cho mình trước. Robert Jordan rót vào cốc mình khá nhiều rượu. Ensodo nhìn anh chăm chú. Khi anh rót xong, lão đưa cho anh hũ nước. Robert Jordan nghiêng hũ rót nước lạnh chảy từ dòi nước vào đầy cốc. Ensodo tự rót cho mình một nửa cốc whisky và đổ nước vào đầy cốc. Rượu giang nhé. Lão hỏi Pila. Không, nước thôi. Đây, không tốt. Lão mỉm cười nói với Robert Jordan. Tôi có biết nhiều người Anh, lúc nào cũng có nhiều whisky. Ở đâu? Ở trại. Ensodo nói. Bạn của lão chủ. Bác lấy whisky ở đâu? Hả? lão không nghe thấy. Phải hét to lên, Billa nói, vào tay bên kia. Ensodo chỉ vào bên tai nghe được và mỉm cười. Bác lấy được whisky ở đâu? Robert Jordan hét lên. Làm lấy. Ensodo nói và chăm chú nhìn bàn tay Robert Jordan đang đưa cốc lên miệng, bỗng ngừng lại. Không phải đâu. Ensodo nói và Dà vỗ vai anh. Đùa đó, lấy ở La Rancha. Tối qua nghe có một tay đánh mìn người anh đến. Tốt, rất vui. Đi lấy whisky cho anh. Thích không? Rất thích. Whisky này rất ngon. Tôi rất bằng lòng. Ensado mỉm cười. Định tối nay mang sang cùng với tin tức. Tin gì? Rất nhiều cuộc chuyển quân. Ở đâu? Segovia. Có thấy máy bay không? Có. Xấu. Hả? xấu chuyển quân thế nào rất nhiều giữa villa castin và segovia trên đường valladolid rất nhiều giữa villa castin và san rafael nhiều lắm nhiều lắm bác thấy thế nào quân ta đang chuẩn bị gì chăng có thể chúng biết cũng chuẩn bị có thể sao không phá cầu đêm nay có lệnh lệnh của ai bộ tổng tham mưu ra thế có phải giờ phá là quan trọng không?" Pila hỏi. "Hết sức quan trọng, nhưng nếu chúng nó điều quân tới, tôi sẽ cử Anselmo đem báo cáo về các cuộc chuyển quân và tập trung quân. Ông cụ đang theo dõi con đường." "Anh có đặt một người trên đường à?" Sodô hỏi. Robert Jordan không hiểu lão đã nghe được bao nhiêu, với một người điếc thật là khó biết. "Phải." Anh nói. "Tôi cũng thế." Tại sao không phá cầu bây giờ? Tôi có lệnh. Tôi không ưa thế. Enso nói. Cái đó tôi không ưa. Tôi cũng vậy. Robert Jordan nói. Enso lắc đầu và nhấp một ít whisky. Anh cần gì tôi? Bác có bao nhiêu người? Tám. Để cắt dây điện thoại, đánh và chiếm lấy cái bốt chỗ trạm của người chữa đường rồi rút về cầu. Dễ thôi tất cả những cái đó sẽ được giết ra, không cần. Còn Pablo sẽ cắt đứt dây điện thoại ở phía dưới, đánh chiếm bốt ở chỗ xưởng cưa rồi rút về cầu. Sau đó rút lui thế nào? Pila hỏi, chúng tôi có 7 đàn ông, hai đàn bà và 5 con ngựa, còn anh? Mụ hét vào tai so đô. Tám đàn ông và bốn ngựa. Thiếu ngựa. Lão nói. Thiếu ngựa bảy người và 9 con ngựa. Pila nói, không kể đồ đạc phải chở đi. Sodo không nói gì. Không có cách nào có được ngựa à? Robert Jordan nói vào bên tai không điếc của Sodo. Một năm trời đánh nhau. Sodo nói, có bốn con. Lão xòe ra bốn ngón tay. Bây giờ anh cần tám con cho ngày mai. Phải. Robert Jordan nói Biết là bác sắp rời đi Không cần phải thận trọng trong khu vực lân cận này Như khi bác còn ở gần đây Bây giờ thì không phải giữ gìn nữa Bác có thể xuống núi đánh cắp 8 con ngựa được không? Có thể Sodor nói Có thể chẳng được con nào Có thể được nhiều hơn Bác có một khẩu súng máy không? Robert Jordan hỏi Sodor gật đầu Đâu? Trên đồi Loại gì? Không biết tên Băng dài bao nhiêu đạn năm băng có ai biết sử dụng không tôi biết sơ sơ ít bắn không muốn làm ầm lên ở đây không muốn phí đạn rồi tôi sẽ xem robert jordan nói bác có lựu đạn không rất nhiều mỗi khẩu súng có bao nhiêu đạn rất nhiều bao nhiêu một trăm năm mươi có lẽ hơn nữa còn anh em khác thế nào để làm gì để có đủ lực lượng chiếm lấy các bốt và yểm hộ cái cầu trong lúc tôi nổ mìn chúng ta còn phải có gấp đôi số người chúng ta hiện có chiếm bốt thì không phải lo vào lúc nào ban ngày không lo tôi rất muốn có thêm hai mươi người nữa cho chắc robert jordan nói không có những người tốt anh có thể lấy những người không thể tin được không không có bao nhiêu người tốt có lẽ bốn sao ít thế không tin được Thế dùng để giữ ngựa, phải tin lắm mới cho giữ ngựa được. Nếu có thể tôi rất muốn có thêm được 10 người chắc chắn. 4. mô bảo tôi trong núi này có đến hơn 100 người. Không tốt. Thế mà chị bảo có 30 người. Robert Jordan nói với Pila, 30 người có thể tin cậy được phần nào? Người của Elias như thế nào? Pila hét lên với Sodo, lão lắc đầu. Không tốt. Bác không thể kiếm lấy được 10 người à? Robert Jordan hỏi. Ensodo nhìn anh với cặp mắt lờ lờ màu vàng và lắc đầu. Bốn. Lão nói và giơ bốn ngón tay. Người của bác khá chứ? Robert Jordan hỏi. Hỏi xong, anh hối hận ngay. Ensodo gật đầu. Trong giới hạn của tình hình nghiêm trọng. Lão nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Trong giới hạn của nguy hiểm. Lão mỉm cười sẽ gây go, hả? Có thể. Đối với tôi cũng thế thôi. Ensodo nói một cách bình thản, không quên quang. Bốn người khá còn hơn nhiều mà tôi. Trong cuộc chiến tranh này bao giờ cũng có nhiều cái xấu, rất ít cái tốt, ngày càng ít cái tốt đi. Còn Pablo thế nào? Lão nhìn Pila. Như anh biết đó, Pila nói, ngày càng tệ. Ensodo nhún dài uống đi. Ensodo bảo Robert Jordan, tôi đem người của tôi đến với bốn người nữa, thế là 12. Tối nay chúng ta sẽ thỏa thuận mọi việc. Tôi có 60 ống mìm, anh cần không? Bao nhiêu phần trăm? Không rõ, loại mìm thường tôi sẽ đem đến. Chúng ta sẽ phá chiếc cầu nhỏ phía trên với chỗ mìm đó. Robert Jordan nói, hay lắm, tối nay bắt xuống chứ, bắt mang xuống nhé. Tôi không nhận được lệnh về cái cầu này, nhưng cần phải phá nó. Tối nay tôi sẽ xuống rồi đi bắt ngựa. Liệu có bắt được ngựa không? Có thể, bây giờ ăn thôi. Có phải lão ta nói chuyện với ai cũng thế không? Robert Jordan nghĩ thầm, hay đó là quan niệm của lão ta cho rằng phải nói như vậy để cho người ngoại quốc hiểu. Thế rồi sau khi xong việc này chúng ta sẽ đi đâu? Villa hét vào tai Do lão nhúng vai cần phải thu xếp việc đó pila nói tất nhiên enxodo nói sao lại không khá gay go đấy pila nói cần phải bố trí thật khéo phải bà chị à enxodo nói chị lo cái gì lo mọi thứ pila hét enxodo mỉm cười với pila tại chị ở với pablo lâu quá đó lão nói ra lão chỉ nói cái thứ tiếng Tây Ban Nha bồi ấy với người ngoại quốc thôi. Robert Jordan nghĩ. Tốt, mình rất thích nghe lão nói bình thường như vậy. Anh nghĩ chúng ta sẽ phải đi đâu? Pila hỏi. Đi đâu đó hả? Phải đi đâu? Có nhiều chỗ. Ensodo nói. Rất nhiều chỗ. Chỉ có biết dùng Quedos không? Ở đó có rất nhiều người rồi. Khi chúng nó rảnh tay, tất cả những nơi đó sẽ bị quét sạch ngay lập tức. Phải, nhưng vùng đó rất rộng và rất quang du. Đi được đến đó khó lắm. Pila nói, cái gì cũng khó cả. Ensodo nói, chúng ta có thể đến được Redox cũng như đến bất cứ nơi nào khác. Đi ban đêm, ở đây bây giờ nguy lắm rồi. Chúng ta ở đây lâu được như thế này thật là lạ. Redox là một vùng an toàn hơn đây anh có biết tôi muốn đi đâu không? Pila hỏi lão. Đi đâu? Baramera. Không tốt. Không. Pila nói. Không đến dãy núi Baramera. Tôi muốn đi về dùng cộng hòa. Có thể được đó. Người của anh có đi không? Có. Nếu tôi bảo. Người của tôi thì tôi không rõ. Pablo không muốn. Mặc dù thật ra ở đó hắn có thể thấy an toàn hơn. Hắn đã quá già rồi không thể làm lính được nữa, trừ khi họ gọi lấy thêm quân. Thằng Gipsy cũng không muốn đi, anh em khác thì tôi không rõ. Vì ở đây đã lâu không xảy ra chuyện gì, cho nên họ không thấy hết được sự nguy hiểm. Ensodo nói, Hôm nay từ lúc có máy bay thì họ thấy rõ hơn. Robert Jordan nói, Nhưng tôi thiết nghĩ anh em rất có thể ở vùng Kredos mà hoạt động được. Cái gì? Ensodo nói và nhìn anh với cặp mắt rất lờ đờ. Trong cách hỏi của lão không có vẻ gì là thân thiện cả. Từ đó bác có thể tập kích được kết quả hơn. Robert Jordan nói. Ra thế. Ensodo nói. Anh biết dùng Redox hả? Có. Ta có thể từ đó tiến đánh con đường xe lửa chính. Ta có thể cắt đứt con đường đó như chúng ta đang làm ở phía nam, ở vùng Extremadura từ đó mà hoạt động còn tốt hơn là quay về dùng Cộng hòa. Robert Jordan nói, ở đó ta có ít hơn. Cả hai nghe anh nói đều xịu mặt xuống. Enzodo nhìn Pila và Pila nhìn lại lão. Anh biết Redox thật hả? Enzodo hỏi. Biết chứ. Robert Jordan nói. Thế anh sẽ đi đâu? Lên trên Baco de Avila. Nhiều chỗ tốt hơn đây đánh đường cái và đường sắt ở giữa beza và Palencia, khó lắm. Encido nói. Chúng tôi đã đánh con đường sắt đó ở nơi còn nguy hiểm nhiều hơn ở vùng Extremadura. Robert Jordan nói. Chúng tôi là ai? Anh em du kích ở Extremadura. Các anh có đông không? Khoảng bốn chục. Có phải cái anh yếu thần kinh của cái tên lạ cũng ở đó tới phải không? Pila hỏi. Vải anh ấy bây giờ đâu chết rồi như tôi đã nói với chị anh cũng ở đó tới à phải anh có hiểu ý tôi định nói gì không pila bảo anh thế là mình phạm sai lầm rồi robert jordan thầm nghĩ mình đã đi nói với người tây ban nha là có những việc ta có thể làm được hơn họ mà nguyên tắc thì không bao giờ được khoe khoang thành tích hay tài giỏi của mình đáng lẽ mình phải khen ngợi họ thì mình lại đi nói với họ mình thấy họ cần phải làm gì và bây giờ họ đang tức giận nhưng thôi rồi họ sẽ khắc phục được hoặc không khắc phục được cái đó chắc là ở credos họ có ít nhiều hơn là ở đây bằng chứng là ở đây từ trận đánh tàu do Kaskin bố trí đến giờ họ chẳng làm gì được cả trận đó cũng chẳng phải là một trận thắng lợi gì ghê gớm lắm bọn phát xít mất một cái đầu máy và chết dài tên nhưng mọi người ở đây đã nói đến chuyện đó như là một cái đỉnh cao nhất của cuộc chiến tranh này. Có thể họ sẽ quyết định đi Kredox. Phải, và cũng có thể họ sẽ tống cổ mình ra khỏi nơi này. Dù sao đứng về bất cứ mặt nào mà nhìn thì tình hình cũng chẳng có gì là tươi đẹp cả. Này anh bạn, vì là bảo, thần kinh anh thế nào? Dững, tốt lắm. Vì người đánh mình cuối cùng mà họ cử đến công tác với chúng tôi tuy là một tay chuyên môn rất cứng nhưng không bình tĩnh chúng tôi cũng có những người không bình tĩnh robert jordan nói tôi không nói là anh ta nhát gan vì thái độ của anh ta rất cừ billah nói tiếp nhưng anh ta ăn nói lạ lùng và khó hiểu mụ cất cao giọng có đúng không santiago này cái anh đánh mìn rồi đánh tàu đó mà có vẻ hơi lạ phải không rất lạ lão điếc gật đầu mắt lão nhìn chầm chập vào mặt Robert Jordan, làm anh nhớ đến hình dáng cái lỗ tròn ở đầu một ống máy hút bụi. Phải, rất lạ nhưng tốt. Chết rồi. Robert Jordan nói vào tai lão điếc, anh ấy chết rồi. Tại sao vậy? Lão điếc hỏi, mắt lão rời khỏi mắt Robert Jordan và nhìn xuống môi anh. Tôi bắn anh ấy. Robert Jordan nói, anh ấy bị thương nặng quá không đi được nên tôi đã bắn anh ấy. Anh ta thường nói đến sự cần thiết ấy. Pila nói, đó là điều luôn luôn ám ảnh anh ta. Phải, Robert Jordan nói, anh ấy thường nói đến sự cần thiết ấy và đó là một điều luôn luôn ám ảnh anh ta. Xảy ra thế nào? Lão Điếc hỏi, có phải gì đánh tàu không? Trong lúc rút lui sau một trận đánh tàu, Robert Jordan nói. Trận đánh tàu thắng lợi. Lúc quay về trong đêm tối, chúng tôi chạm trán một đội tuần tiểu phát xít. Trong lúc chúng tôi chạy thì anh ấy trúng đạn vào phía trên lưng, nhưng không chạm vào xương nào, trừ xương bả vai. Ảnh đi được một quãng xa, nhưng vì vết thương nên không thể đi xa được nữa. Ảnh không muốn bị bỏ lại, và tôi đã bắn ảnh. Ít xấu hơn, như thế còn đỡ, Do nói. Như thế còn hơn. Anh có chắc chắn là thần kinh anh vững không? Billa hỏi Robert Jordan. Có, tôi tin chắc là thần kinh tôi vững và tôi nghĩ rằng sau khi chúng ta đánh xong cái cầu này thì chị nên đi đến vùng Quedos. Anh vừa nói xong, mụ liền văng ra hàng tràn câu chửi bới tục tiểu và anh tựa hồ như bị tràn ngập, lôi cuốn vào giữa một dòng nước trắng xóa đột nhiên phun giọt ra từ một con suối ngầm lão điếc nhìn robert jordan lắc đầu và thích chí mỉm cười lão lắc đầu một cách thích thú trong lúc pila tiếp tục chửi rủa robert jordan hiểu rằng bây giờ thì mọi việc lại ổn rồi cuối cùng mụ ngừng chửi với lấy hũ nước nghiêng hũ uống một ngụm rồi bình tĩnh nói sau đó chúng tôi sẽ làm gì về việc đó thì anh bạn anh im miệng đi, nghe chưa? Anh sẽ mang của quý của anh trở về dùng Cộng Hòa. Còn thì để mặt xác chúng tôi ở lại đây tự quyết định lấy xem chúng tôi nên chết ở chỗ nào trong cái vùng đồi núi này. Sống chứ? Ensodo nói. Bình tĩnh Pila. Sống và chết ở đó. Pila nói. Tôi có thể thấy khá rõ kết cục ra sao rồi. Tôi rất mến anh, anh bạn. Nhưng về việc chúng tôi sẽ phải làm gì khi công việc của anh đã xong thì anh đừng có nhúng mỏ vào. Đó là việc của chị. Robert Jordan nói, tôi không nhúng vào đâu. Nhưng anh đã nhúng vào rồi. Hãy đem con đĩ trọc đầu đi với anh về vùng Cộng Hòa. Nhưng đừng có đóng cửa lại đối với những người khác, không phải là người ngoại quốc. Những người đã yêu nền Cộng Hòa từ khi anh hãy còn quên sữa mẹ trên cầm anh. Trong khi họ đang nói chuyện với nhau, thì Maria ở con đường mòn đi lên và cô nghe thấy câu nói cuối cùng của Pila khi đó mụ lại đang hét vào mặt Robert Jordan. Maria nhìn Robert Jordan, lắc mạnh đầu và xua tay ra hiệu. Bila thấy Robert Jordan nhìn cô gái và mỉm cười. Mụ quay lại nói, Phải, tao nói là con đĩ đó, tao nói như vậy đó. Hẳn là chúng mày sẽ đi Valencia với nhau, còn chúng tao thì đi ăn cứt dê ở Redox thôi. Nếu chị muốn em là con đĩ cũng được. Maria nói, chị đã nói em là con đĩ thì chắc là đúng thôi. Nhưng chị hãy bình tĩnh, chị làm sao thế? Chẳng sao cả." Pila nói và ngồi xuống ghế, giọng trở lại bình tĩnh và hết giận dữ. "Chị không nói em vậy đâu, nhưng chị muốn đi sang dùng cộng hòa quá. Chúng ta có thể cùng đi tất cả được chứ?" Maria nói. "Tại sao lại không?" Robert Jordan nói. "Chị chị đã có vẻ không thích dùng Quedos." Enzodo mỉm cười với anh. "Để xem sao." pila nói cơn giận dữ đã qua cho tôi một cốc cái thứ rượu kỳ quái kia giận quá khô cả cổ để xem sao để xem rồi ra thế nào đồng chí này enxodo cắt nghĩa đồng chí thấy không buổi sáng là khó lắm lão không còn dùng thứ tiếng tây ban nha lơ lớ nữa và nhìn vào mắt robert jordan một cách bình tĩnh và thông cảm không soi mói không nghi ngờ không còn cái vẻ kẻ cả nhạt nhẽo của một lão chiến sĩ như lúc này nữa. Tôi hiểu nhu cầu của đồng chí và tôi biết cần phải tiêu diệt các bốt, cần phải yểm hộ chỗ cầu trong khi đồng chí tiến hành công việc. Điều đó tôi hiểu rất rõ. Việc này rất dễ làm trước khi trời sáng hoặc vào lúc tan tảng sáng. Phải, Robert Jordan nói, em ra chỗ khác một phút được không? anh bảo Maria, mắt không nhìn cô. Cô gái đi xa ra để không nghe thấy mấy người nói chuyện với nhau và ngồi xuống, hai tay chấp lại đặt trên cổ chân. Anh thấy đó, Ensodo nói, trong việc này không có vấn đề gì cả, nhưng sau đó rút lui rồi thoát ra khỏi nơi này giữa ban ngày là một vấn đề nghiêm trọng. Dân, tôi đã nghĩ đến vấn đề đó, khi đó cũng là ban ngày đối với cả tôi nữa nhưng anh chỉ có một mình. Ensodo nói, chúng tôi thì đông người. Còn có khả năng quay về trại rồi rút vào ban đêm. Pila nói, vừa đưa chiếc cốc lên môi lại đặt xuống. Như thế cũng rất nguy hiểm. Ensodo giảng giải, mà có lẽ còn nguy hiểm hơn. Tôi sẽ nghiên cứu xem nên thế nào. Robert Jordan nói, phá cầu ban đêm thì dễ hơn. Ensodo nói, anh đặt điều kiện là phải làm việc ấy ban ngày như thế có thể đem lại những hậu quả nghiêm trọng tôi biết vậy anh không thể làm việc đó ban đêm được à nếu tôi làm vậy thì tôi sẽ bị bắn ngay rất có thể là chúng ta sẽ bị bắn chết hết nếu anh làm việc đó ban ngày nếu phá được chiếc cầu thì đối với tôi điều đó không quan trọng lắm robert jordan nói nhưng tôi đã rõ quan điểm của bác bác có thể tìm cách rút lui ban ngày được không chắc chắn là được enxodo nói chúng tôi sẽ làm được nhưng tôi cắt nghĩa cho anh thấy tại sao một người thì đâm chiêu suy nghĩ còn một người thì cáu kỉnh bực tức anh nói đến chuyện đi credox như là tiến hành một cuộc thao diễn quân sự vậy nếu mà đến được credox thì thật là một sự lạ robert jordan không nói gì anh nghe tôi đây này lão điếc nói tôi đang nói khá nhiều đây nhưng như vậy là để cho chúng ta có thể hiểu nhau. Chúng tôi sống được ở đây là nhờ ở một sự lạ. Một sự lạ lùng có được do cái lười nhát và ngu xuẩn của bọn phát xít mà rồi chúng nó có lúc sẽ sửa lại. Tất nhiên chúng tôi cũng thận trọng và không gây ra chuyện lôi thôi gì ở vùng núi này. Tôi biết rồi. Nhưng bây giờ với việc này thì chúng tôi phải đi thôi. Chúng tôi cần suy nghĩ tính toán kỹ về cách rút của chúng tôi xem nên như thế nào. Dân, vậy thì... Ensodo nói, chúng ta hãy ăn cái đã. Tôi đã nói nhiều quá rồi đấy. Chưa bao giờ tôi thấy anh nói nhiều đến như thế. Pila nói, có phải vì cái này không? Cha mụ dơ cốc rượu lên. Không. Ensodo lắc đầu, không phải tại rượu whisky đâu. Đó là vì chưa bao giờ tôi có nhiều điều cần nói như lúc này tôi rất quý sự giúp đỡ và lòng thẳng thắn của bác robert jordan nói tôi hiểu rõ những khó khăn do việc quy định thời gian nhất định để đánh cầu gây ra đừng nói đến cái đó Do nói chúng tôi ở đây là để làm những việc chúng tôi có thể làm được nhưng việc này rất phức tạp trên giấy tờ thì lại rất đơn giản robert jordan mỉm cười trên giấy tờ thì cần phải phá chiếc cầu đúng vào lúc cuộc tấn công bắt đầu để cho không có gì có thể đi qua được con đường này rất đơn giản họ hãy cứ thử để cho chúng tôi làm một cái gì trên giấy tờ xem en sodo nói hãy để cho chúng tôi đặt ra thực hiện một cái gì trên giấy tờ xem giấy tờ ít đổ máu robert jordan nói lên một câu tục ngữ nhưng giấy tờ cũng rất có ích Pila nói rất có ích điều mà tôi muốn làm đó hả là dùng giấy tờ mệnh lệnh của anh vào cái việc ấy. Tôi cũng vậy, Robert Jordan nói. Nhưng như vậy ta không thể thắng được. Phải, người đàn bà to lớn nói. Tôi cũng nghĩ rằng không được, nhưng anh có biết tôi muốn gì không? Muốn đi về dùng Cộng Hòa chứ gì? Ensodo nói. Lão đã ghé sát bên tai nghe được gần Villa trong khi mụ nói. Chị sẽ đi, bà chị à, chúng ta hãy thắng đi rồi thì đâu đâu cũng là dùng cộng hòa cả. Đồng ý. Pila nói, còn bây giờ thì xin các anh, ta ăn đi thôi. Chương 12 Sau bữa cơm, họ từ biệt Ensodo và đi xuống con đường mòn. Ensodo tiễn họ xuống tận chỗ bốt gác dưới cùng. Salut, lão nói, tối nay sẽ gặp nhau, Salut Camarada. Robert Jordan nói với lão, rồi ba người theo con đường mòn đi xuống. Lão Điếc đứng nhìn theo họ. Maria quay lại, giơ tay dãy Ensodo. Lão cũng vẫy lại một cách nhạt nhẽo. Theo lối Tây Ban Nha, lắc lắc cánh tay như là ném một vật gì, không có vẻ gì là một lối chào thân mật. Suốt bữa cơm, lão không hề cởi khuy áo da cừu và tỏ ra lễ phép một cách thận trọng chú ý nghiêng đầu để nghe và lại nói thứ tiếng tây ban nha cục ngủn lễ phép hỏi robert jordan về tình hình dùng cộng hòa nhưng rõ ràng là lão muốn họ đi khỏi khi họ từ biệt lão pila đã hỏi lão thế nào santiago không có gì đâu bà chị ạ à. lão điếc nói tốt thôi nhưng tôi đang suy nghĩ tôi cũng vậy pila nói và bây giờ trong lúc họ đi xuống một cách thoải mái dễ chịu qua rặng thông theo con đường mòn dốc mà họ vừa mới khó nhọc leo lên pila không nói gì cả cả robert jordan lẫn maria cũng không nói gì và cả ba rảo bước đi mau đến chỗ con đường dốc ngược băng qua thung lũng nhiều cây tới khu rừng già rồi ra khỏi khu rừng tới một cánh đồng cỏ cao buổi chiều tháng năm oi bức leo đến nửa chừng quãng đường dốc này pila dừng lại robert jordan quay lại nhìn thấy mồ hôi nhỏ giọt trên trán mụ anh thấy bộ mặt ngâm ngâm đen của mụ tái đi da sạm lại và mắt thâm quần chúng ta hãy nghỉ một chút đã anh nói đi nhanh quá không mụ nói tiếp tục đi thôi hãy nghĩ đã pila maria nói trông chị có vẻ mệt rồi đó im miệng đi mụ nói không ai hỏi ý kiến cô mụ lại tiếp tục theo con đường mòn leo lên nhưng tới đỉnh mụ thở dốc mặt ướt đẫm mồ hôi bây giờ thì rõ ràng là mặt mụ tái đi pila chị hãy ngồi xuống đi maria nói chị hãy ngồi xuống đi nào thì ngồi Pila nói và cả ba ngồi xuống dưới một cây thông, nhìn qua cánh đồng cỏ, nhìn những đỉnh núi như trồi lên trên lớp đồi núi nhấp nhô, tuyết phủ trắng xóa lấp lánh trong ánh nắng chiều. Tuyết là một thứ thật là chán, vậy mà trông thì thật là đẹp. Pila nói, tuyết quả là một ảo tưởng. Mụ quay về phía Maria, chị xin lỗi là đã quá nặng lời với em em gái, không hiểu hôm nay chị làm sao ấy, chị thấy bực bội lắm em chẳng bao giờ để ý đến lời chị nói khi chị cáu giận đâu mà chị thì cáu giận luôn không phải còn tệ hơn cáu giận kia pila nói mặt nhìn về phía những ngọn núi chị không được khỏe đó maria nói cũng không phải vậy em gái à lại đây và gối đầu vào lòng chị đi maria lại gần mụ giơ tay ra rồi gặp lại sau đầu nhưng người ta ngủ không có gối và nằm gối đầu lên tay. Cô ngẩng mặt nhìn Pila và mỉm cười với mụ. Nhưng người đàn bà to lớn vẫn nhìn những đỉnh núi qua cánh đồng cỏ. Mụ vuốt che đầu cô gái, mắt vẫn không cúi nhìn cô và lấy ngón tay mập đưa qua trên trán cô gái rồi vuốt vòng quanh dành tay xuống gáy chỗ tóc mọc. Một lát nữa thì nó sẽ là của anh, anh bạn. Mụ nói Robert Jordan ngồi sau lưng mụ. Chị đừng nói vậy. Maria nói. Đúng thế đó. Ảnh sẽ chiếm được em. Pila nói và không nhìn hai người. Chị chẳng bao giờ thèm muốn em cả. Nhưng chị ghen với em đó. Pila. Maria nói. Chị đừng nói như vậy. Anh ấy sẽ chiếm lấy em. Pila nói và ngón tay mụ sờ vòng quanh dành tay cô gái. Nhưng chị rất ghen nhưng pila chính chị bảo em là giữa chị với em không có chuyện như vậy mà bao giờ cũng có chuyện như vậy người đàn bà nói bao giờ cũng có một cái gì giống một cái gì khác mà đáng lẽ nó không được giống nhưng đối với chị thì không có đâu thật đó không có đâu chị chỉ muốn cho em sung sướng thế thôi không có gì khác cả maria không nói gì nhưng nằm đó cô tì đầu thật nhẹ nhàng trên đùi pila này em gái, Pila nói và ngón tay mụ lướt một cách lơ đảng nhưng rất đúng theo quanh gò má cô. Này em gái, chị yêu em và ảnh có thể chiếm lấy em. Chị không phải là người đàn bà làm Torilla mà là một người đàn bà sinh ra vì đàn ông. Đúng như vậy, nhưng lúc này chị thấy thích nói giữa ba ngày rằng chị yêu em. Em cũng yêu chị. Vậy sao? Đừng có nói bậy, em chẳng thể biết được là chị nói gì em biết cái gì em biết em là của anh bạn điều đó rõ và cần phải như thế chị cũng muốn vậy chị không muốn điều gì khác chị không làm chuyện đồi bại đâu chị chỉ nói cho em biết một điều có thật không có mấy người nói thật với em đâu phụ nữ nói thật với em thì chẳng có ai chị ghen chị nói thẳng điều ấy ra nói thẳng ra chị đừng nói vậy maria nói Pila chị đừng nói vậy. Tại sao đừng nói vậy? Người đàn bà nói, mắt vẫn không nhìn hai người. Chị sẽ cứ nói cho đến lúc nào không thích nói nữa thì thôi. Và lúc này mụ cúi xuống nhìn cô gái. Bây giờ đã đến lúc chị không thích nói như vậy nữa rồi. Chị sẽ không nói nữa, hiểu chưa? Pila, Maria nói. Chị đừng nói vậy. Em là một con thỏ con rất xinh. Pila nói. Thôi nhấc đầu lên vì bây giờ hết chuyện dớ dẫn đó rồi. Không phải là chuyện dớp dẫn. Maria nói, và đầu em để ở đây là được lắm rồi. Không, nhấc đầu lên. Pila bảo cô, và luồn hai bàn tay to xù xuống dưới đầu cô gái đỡ nói lên. Còn anh, anh bạn. Mụ nói, hai tay vẫn đỡ đầu cô gái, trong khi mắt mụ vẫn nhìn về phía những ngọn núi. Mèo nào đã cắn mất lưỡi của anh rồi? Chẳng phải mèo nào cả, robert jordan nói thế thì con gì mụ đặt đầu cô gái xuống đất chẳng phải con gì cả robert jordan bảo mụ thế thì anh đã nuốt mất lưỡi rồi phải không có lẽ thế đó robert jordan nói thế anh có thấy ngon không pila lúc này quay lại và mỉm cười với anh không ngon mấy tôi cho là không ngon pila nói tôi cho là không ngon nhưng tôi phải trả anh con thỏ của anh và tôi cũng không hề có ý định lấy con thỏ của anh đâu. Đó là một cái tên hay cho nó. Tôi nghe thấy anh gọi nó như vậy sáng nay. Robert Jordan cảm thấy mình đỏ mặt. Chị là một người đàn bà thật là đáo để. Không, nhưng dù tôi đã đơn giản rồi, tôi cũng còn rất phức tạp. Anh có phức tạp lắm không anh bạn? Không, mà cũng không đơn giản. Tôi rất thích anh anh bạn. Pila nói, mụ mỉm cười cúi xuống rồi lại mỉm cười và lắc đầu giá dạ, bây giờ mà tôi có thể kéo được con thỏ rời anh ra và kéo anh rời con thỏ ra chị không làm nổi đâu tôi biết vậy pila nói và lại mỉm cười mà tôi cũng không muốn vậy nhưng nếu tôi còn trẻ thì tôi có thể làm được tôi tin là như vậy anh tin vậy à tin chứ robert jordan nói nhưng mà nói chuyện như vậy thật chẳng có nghĩa lý gì cả thật là khác với chị maria nói hôm nay chị cũng không còn là chị nữa lắm đâu pila nói rất khác đó cái cầu của anh làm tôi nhức đầu quá anh bạn à chúng ta có thể gọi nó là cái cầu nhức đầu robert jordan nói nhưng rồi tôi sẽ làm cho nó rơi xuống khe như một chiếc lồng chim gãy tốt pila nói cứ nên nói năng như vậy tôi sẽ làm cho nó rơi xuống như ta bẻ một quả chuối đã bóc vỏ Bây giờ tôi rất muốn ăn một quả chuối Pila nói Nói tiếp đi anh bạn Cứ tiếp tục nói cho thật mạnh bảo vào Không cần thiết Robert Jordan nói Chúng ta về trại đi thôi Nhiệm vụ của anh Pila nói Rồi nó sẽ đến ngay đây thôi Tôi đã bảo là tôi để hai người ở lại với nhau Không Tôi còn nhiều việc phải làm Cái đó cũng có nhiều việc mà lại không lâu mấy đâu Pila chỉ im miệng đi Maria nói, chị ăn nói tục quá. Chị là người thô tục. Pila nói, nhưng chị cũng rất tế nhị. Chị sẽ để hai người ở lại với nhau, còn cái chuyện ghen là chuyện nhảm đó. Chị bực thằng Joaquin vì trong vẻ mặt của nó, chị đã biết chị xấu đến chừng nào. Chị ghen vì em mới 19 tuổi, nhưng đó là một cái ghen sẽ không kéo dài đâu, vì không phải em sẽ cứ 19 tuổi mãi. Thôi, bây giờ chị đi đây, mụ đứng dậy và một tay chống nạnh nhìn robert jordan cũng đang đứng đó maria ngồi trên mặt đất dưới gốc cây đầu cúi xuống chúng ta cùng về trại tất cả đi robert jordan nói như vậy thì hơn còn có nhiều việc phải làm pila hất hàm về phía maria đang ngồi đó đầu quay đi phía khác im lặng không nói gì pila mỉm cười và khẽ nhún vai nói em biết đường về chứ em biết maria nói không ngẩng đầu lên thôi chị đi đây pila nói anh bạn chúng tôi sẽ có thức ăn thật ngon để bồi dưỡng cho anh mụ băng qua đám thạch thảo của cánh đồng cỏ đi về phía con suối có đường xuống trại chờ một chút robert jordan gọi mụ tốt hơn là tất cả chúng ta cùng về một thể maria ngồi đó không nói năng gì pila không quay đầu lại cái gì về một thể gì? Mụ nói Sẽ gặp lại anh ở trại Robert Jordan đứng đó Liệu chị ấy có khỏe không? Anh hỏi Maria Lúc nãy trong chị có vẻ ốm Để chị về Maria nói đầu vẫn cúi xuống Anh thấy có lẽ anh cần phải đi với chị Cứ để chị về Maria nói Cứ để chị về đi Chương 13 Họ đi trong đám thạch thảo của cánh đồng cỏ trên núi, và Robert Jordan cảm thấy cỏ quệt vào chân anh, cảm thấy chiếc súng lục trong bao nặng trĩu bên hông, cảm thấy mặt trời trên đầu, cảm thấy gió nhẹ nhẹ lạnh sau lưng từ những đỉnh núi tuyết phủ thổi tới, và trong tay anh, anh cảm thấy bàn tay cô gái, chắc và khỏe. Ngón tay siết chặt lấy ngón tay anh từ lòng bàn tay cô ấp vào lòng bàn tay anh từ những ngón tay khóa lại với nhau và từ cổ tay cô chéo qua cổ tay anh có một cái gì truyền từ bàn tay ngón tay cổ tay cô gái sang anh mát rượi như làn gió nhẹ đầu tiên thổi trên biển làm gợn mặt biển yên lặng và lấp lánh nhẹ như một chiếc lông phớt trên môi hay như một chiếc lá rụng khi im gió nhẹ đến nỗi chỉ có thể cảm thấy bằng ngón tay hai người chạm nhau mà thôi. Nhưng đồng thời cũng rất dạt dào, sôi nổi và trở nên cấp bách, nhức nhối và mãnh liệt qua những ngón tay nắm chặt lấy nhau, qua lòng bàn tay và cổ tay sát vào nhau. Đến nỗi anh cảm thấy như có một dòng điện chạy ngược cánh tay anh, làm toàn thân anh tràn ngập một sự trống rỗng dây dứt của lòng thèm muốn. Ánh nắng rực sáng trên tóc cô gái vàng ối như lúa mì, trên khuôn mặt mịn màng rám hồng trên đường cong của bộ ngực. Anh ngửa đầu cô về phía sau, ôm và hôn cô. Anh thấy cô run rẩy trong lúc anh hôn. Anh ôm chặt lấy cô vào mình và cảm thấy cặp vú của cô nhỏ dài chạm vào ngực anh qua hai lần giải sơ mi kaki. Anh lấy tay cởi cúc áo cô ra rồi cúi xuống hôn cô gái đứng run rẩy đầu ngửa về phía sau tay anh đỡ lấy lưng cô rồi cô cúi xuống cầm dựa vào đầu anh và hai tay ôm ghì đầu anh sát vào mình anh đứng thẳng lên và hai tay vẫn ôm ghì lấy cô nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất sát vào người anh và anh cảm thấy cô run rẩy và môi cô đặt lên cổ anh anh đặt cô xuống và nói maria ôi maria của anh rồi anh nói chúng ta đi đâu bây giờ maria không nói gì luồn tay vào trong áo anh và anh thấy cô cởi khuy áo anh và cô nói anh nữa em cũng muốn hôn anh không thỏ con của anh có có phải làm tất cả như anh làm không không thể được thôi vậy ôi anh ơi ôi anh ơi thế rồi có mùi thạch thảo bị đè nát những thân cây nhỏ cứng gãy gập xuống dưới đầu cô ánh nắng chiếu trên đôi mắt cô nhắm nghiền và suốt đời anh anh sẽ nhớ mãi đường cong của ngực maria đầu ngã vào trong đám rễ thạch thảo và đôi môi khe khẽ mấp máy hàng mi khẽ chớp trên cặp mắt nhắm nghiền vì chói nắng vì mọi thứ và đối với maria tất cả đều là màu đỏ màu da cam màu vàng ối của ánh nắng chiếu trên mi mắt nhắm nghiền và tất cả đều nhuốm màu sắc đỏ tất cả cảm giác tràn ngập sự thỏa mãn niềm sung sướng tất cả đều một màu đỏ đối với anh đó là một khoảng tối thẳm không dẫn tới đâu cả rồi vẫn không tới đâu rồi lại vẫn không tới đâu lại một lần nữa không tới đâu luôn luôn và mãi mãi không tới đâu khuỷu tay anh tìm mạnh trên mặt đất không tới đâu tối sầm vô tận không tới đâu mãi mãi lơ lửng giữa một khoảng hư vô mờ mịt lần nữa rồi lại lần nữa mãi mãi không tới đâu và lúc này thôi thì đừng tái sinh nữa để mãi mãi không tới đâu cả lúc này cảm giác vượt quá mọi sự chịu đựng dâng cao lên dâng cao lên dâng cao lên tới hư vô rồi bỗng dưng tất cả đều chói lòa thỏa mãn mọi hư vô biến mất và thời gian ngừng hẳn lại hai người nằm đó thời gian đã ngừng lại và anh cảm thấy đất rung chuyển và biến mất dưới hai người một lát sau anh nằm nghiêng một bên đầu chuối vào bụi thạch thảo anh hít thở mùi lá mùi rễ cây mùi đất và ánh nắng xuyên qua bụi cây lá thạch thảo ram ráp dưới đôi vai để trần và cạnh sườn anh còn cô gái nằm đối diện với anh mắt vẫn nhắm nghiền rồi cô mở mắt ra mỉm cười với anh anh nói một cách mệt mỏi như từ một nơi thật xa xăm mà thân mật nào đó. Hello thỏ con. Và cô mỉm cười nói sát bên anh. Hello, Ingos của em. Anh không phải là Ingos. Anh nói một cách quể quải. Ồ có chứ, anh là Ingos của em. Cô nói rồi với tay nắm lấy hai tay anh và hôn vào trán anh. Thế nào? cô nói thế nào em hôn anh đã khá hơn chưa rồi hai người cùng đi với nhau men theo con suối anh nói maria anh yêu em em thật là xinh thật là kỳ diệu và đẹp biết chừng nào khi yêu em anh cảm thấy như muốn chết đi được ồ oh, cô nói lần nào em cũng chết anh không chết à không chỉ thấy gần như chết thôi nhưng em có thấy đất rung chuyển không? Có. Như là em đã chết ấy. Anh hoàng tay ôm em đi. Thôi, anh nắm tay em rồi. Nắm tay là đủ rồi. Anh nhìn cô. Trên cánh đồng cỏ, một con cắt đang săn mồi và những đám mây lớn của buổi chiều đang bay tới trùm lên đỉnh núi. Thế với những người khác, anh có thấy vậy không? Maria hỏi anh hai người lúc này đang dắt tay nhau đi không thật đấy anh đã yêu nhiều người rồi một vài người nhưng không như yêu em thế không thấy như vậy à thật không cũng thấy thích nhưng không phải như thế này và đất đã rung chuyển trước đây đất có bao giờ rung chuyển không không thật đấy không bao giờ ôi cô nói chúng ta chỉ có được mỗi một ngày anh không nói gì nhưng ít ra thì bây giờ chúng ta cũng đã được cái đó rồi maria nói anh cũng yêu em chứ em có làm anh vừa lòng không sau này em sẽ đẹp hơn bây giờ em đẹp lắm không phải cô nói lấy tay xoa đầu em đi anh làm theo và cảm thấy tóc cô cắt ngắn mềm mại dẹp xuống rồi lại dựng lên giữa kẻ tay anh. Anh lấy hai tay ôm lấy đầu cô, ngửa mặt cô lên và hôn. Em thích hôn lắm." Cô nói, "Nhưng em hôn không khéo." "Em không cần phải hôn." "Không, cần chứ. Nếu em làm vợ anh thì em phải làm cho anh thích bằng mọi cách." "Thế này anh cũng đủ thích em rồi, không nên làm anh thích hơn nữa." "Anh mà thích hơn nữa thì anh chẳng còn làm được cái gì nữa đâu." nhưng rồi anh xem cô sung sướng nói anh thích tóc em vì trông nó lạ nhưng mỗi ngày nó lại mọc thêm rồi nó sẽ dài và em sẽ không xấu nữa và có lẽ anh sẽ yêu em lắm em có một thân hình rất đẹp anh nói đẹp nhất thế giới người em chỉ trẻ và mảnh thôi không trong một thân hình đẹp có một cái gì kỳ diệu anh không biết cái gì làm cho một thân hình này lại có được cái vẻ kỳ diệu đó mà một thân hình khác lại không có nhưng em có cái vẻ kỳ diệu đó để cho anh đấy thôi đi đúng của anh và mãi mãi là của anh thôi nhưng cho anh chỉ có thế thì ít quá em sẽ học cách chăm nom săn sóc anh nhưng em hỏi thật nha trước đây anh có thấy đất rung chuyển bao giờ không không bao giờ anh nói giọng thành thật bây giờ thì em sung sướng lắm bây giờ thì em thật là sung sướng phải nghĩ đến công việc của anh ước gì chúng ta có ngựa cưỡi maria nói trong lúc sung sướng em thích được cưỡi một con ngựa tốt phi thật nhanh anh cùng phi bên cạnh em chúng ta sẽ phi càng ngày càng nhanh nhưng nhanh đến đâu thì cũng không bao giờ vượt quá được sự sung sướng của em Chúng ta có thể đưa cái sung sướng của em đi máy bay. Anh lơ đảng nói. Rồi bay lên cao trên trời như những chiếc máy bay khu trục lóe sáng trong ánh nắng. Cô nói. Bay lộn, nhào lên, nhào xuống hả? Thích quá. Cô cười. Sự sung sướng của em có lẽ nó cũng không nhận thấy được điều đó đâu. Sự sung sướng của em có tinh thần vững đó. Anh nói và chỉ nghe được lời cô gái câu được câu chăng. Vì rằng lúc này anh không còn ở đây nữa. Anh đi bên cô, nhưng bây giờ đầu óc anh đang nghĩ tới vấn đề cái cầu và vấn đề hiện ra thật là sáng tỏ rõ nét. Sắc cạnh như qua ống kính của một chiếc máy ảnh đã được điều chỉnh đúng cự ly. Anh nhìn thấy hai cái bốt có anh và gã Gipsy đang theo dõi. Anh nhìn thấy con đường lúc thì vắng vẻ, lúc thì có sự vận chuyển nhộn nhịp. Anh nhìn thấy nơi anh sẽ đặt hai khẩu súng máy để có được một đường bắn tốt nhất và thấy rõ ai là người sẽ điều khiển hai khẩu súng đó. Anh nghĩ mình sẽ bắn lúc cuối nhưng ai là người sẽ bắn đầu? Anh đặt các gói mìn, chèn và buộc chúng lại, ấn nắp, bẻ công đi, tháo dây ra, buộc vào rồi quay về chỗ đặt chiếc hộp đựng cái máy làm nổ. Rồi anh lại nghĩ tới tất cả những điều có thể xảy ra và có thể hỏng anh tự nhủ hãy thôi đi mình vừa yêu cô gái này và bây giờ đầu óc mình tỉnh táo rất tỉnh táo thế mà mình lại đâm ra lo lắng nghĩ đến việc phải làm là một chuyện mà lo lắng lại là một chuyện khác đừng lo lắng gì cả không nên lo lắng mình đã biết những việc có thể sẽ phải làm và những điều sẽ xảy ra chắc chắn là nó có thể xảy ra mình hiểu rõ rằng mình chiến đấu cho cái gì khi làm công việc này mình đang chiến đấu chống lại chính những cái mình đang làm và bắt buộc phải làm để có thể chiến thắng. Do đó mà bây giờ anh bắt buộc phải dùng những người anh yêu mến này như ta dùng quân. Mà nếu muốn thắng lợi thì phải không được có một tình cảm gì đối với họ. Dĩ nhiên Pablo là người khôn ngoan nhất. Hắn biết ngay lập tức là sẽ gây go như thế nào. Người đàn bà thì hoàn toàn tán thành và bây giờ vẫn còn tán thành nhưng dần dần mụ đã thấy việc đó thực tế là như thế nào và điều đó làm cho mụ suy nghĩ nhiều enxodo đã hiểu ngay và sẽ làm nhưng cũng không thích gì việc đó hơn robert jordan vậy ra ta cho là ta nghĩ đến những điều có thể xảy ra cho người đàn bà cho cô gái và những người khác chứ không phải nghĩ đến những điều có thể xảy ra cho bản thân ta tốt nếu ta không đến đây thì họ sẽ ra sao Trước khi ta đến đây thì họ thế nào? Không được nghĩ như thế. Mình không có trách nhiệm gì đối với họ trừ trong lúc hành động. Mệnh lệnh không phải là do mình dạch ra, mà do Gonzer dạch ra. Và Gonzer là ai? Một vị tướng giỏi, giỏi nhất trong những người đã chỉ huy mình. Nhưng một người có nên thi hành các mệnh lệnh không thể làm nổi trong khi biết rõ những mệnh lệnh đó sẽ dẫn đến đâu không? Dù là mệnh lệnh của Gonzer đi nữa, là người đại diện cho đảng và quân đội có anh phải thực hiện những mệnh lệnh đó vì rằng chỉ trong khi thực hiện mới chứng minh được rằng những mệnh lệnh đó không thể thực hiện được làm sao mà biết được đó là những mệnh lệnh không thể thực hiện nổi khi chưa thử thực hiện nó nếu khi nhận mệnh lệnh ai cũng kêu là mệnh lệnh không thi hành được thì ta sẽ đi đến đâu tất cả chúng ta sẽ đi đến đâu nếu khi nhận mệnh lệnh Ta chỉ nói là không thể làm được. Anh đã từng thấy nhiều cấp chỉ huy mệnh lệnh nào cũng cho là không thể làm được, như cái thằng chó má Gomez kia ở Estremadura. Anh đã thấy trong khá nhiều trận tấn công, hai sườn đã không chịu tiến vì không thể nào làm được. Không, anh sẽ thi hành mệnh lệnh, và nếu anh lại đem lòng mến những người cùng thi hành những mệnh lệnh đó với anh thì đó chỉ là một điều không may mà thôi trong tất cả mọi công tác của họ những người partisans đem thêm nguy hiểm và không may tới những người che chở họ cộng tác với họ để làm gì để sau này không còn nguy hiểm nữa và đất nước sẽ là một nơi tốt đẹp cho mọi người sống đúng là như vậy dù cho điều đó nghe có vẻ tầm thường đến thế nào đi nữa nếu nền cộng hòa thất bại thì những người tin ở nó sẽ không thể sống ở tây ban nha được nữa nhưng liệu có phải như thế không có anh biết rằng sẽ như thế qua những sự việc đã xảy ra tại những vùng bọn phát xít đã chiếm được pablo là một thằng khốn nạn nhưng những người khác là những người tốt và đưa họ vào làm công việc này phải chăng là phản bội họ có thể nhưng nếu họ không làm thì hai trung đội kỵ binh sẽ đến đây và chỉ trong một tuần lễ là chúng sẽ quét sạch họ ra khỏi vùng này. Không, để mặt họ cũng chẳng ít gì, trừ có một điều cần phải để mặt mọi người, không nên làm phiền ai cả. Anh có tin như thế không? Có, anh tin như vậy. Còn đối với một xã hội kế hoạch quá và các thứ khác nữa thì thế nào? Đó là việc của người khác. Sau cuộc chiến tranh này, anh có những việc khác phải làm bây giờ anh chiến đấu trong cuộc chiến tranh này là vì nó đã xảy ra ở một nước anh yêu mến vì anh tin tưởng ở nền cộng hòa và nếu nền cộng hòa đổ thì đối với những người tin tưởng ở nền cộng hòa cuộc sống sẽ không thể nào chịu nổi trong thời gian chiến tranh anh tuân theo kỷ luật cộng sản ở đây tại nước tây ban nha này những người cộng sản đã tỏ ra có một kỷ luật tốt nhất chắc chắn và lành mạnh nhất để tiến hành cuộc chiến đấu anh nhận kỷ luật của họ trong thời gian chiến tranh vì trong sự lãnh đạo chiến tranh họ là chính đảng duy nhất có một cương lĩnh một kỷ luật mà anh có thể kính trọng được thế thì chính kiến của anh là thế nào lúc này anh chẳng có chính kiến gì cả anh tự nhủ nhưng anh thầm nghĩ không nên nói cho ai biết cái đó không bao giờ nên thừa nhận điều đó rồi sau này ta sẽ là gì ta nên trở về sinh sống bằng cách dạy tiếng tây ban nha như trước và sẽ viết một cuốn sách thật trung thực dám chắc anh nghĩ dám chắc là điều đó sẽ dễ dàng thôi anh cần phải nói chuyện chính trị với pablo xem trình độ chính trị của hắn thế nào chắc có nhiều cái hay có lẽ là một sự biến chuyển cổ điển từ tả sang hữu như lão lơ ru pablo rất giống lơ ru prieto thì cũng không hơn gì pablo và prieto đều có một niềm tin tưởng ngang nhau vào thắng lợi cuối cùng chúng đều có chính sách của bọn ăn cắp ngựa anh tin tưởng ở chế độ cộng hòa như là một hình thức chính quyền nhưng chế độ cộng hòa cần phải loại trừ cái đám ăn cắp ngựa đã từng đưa nền cộng hòa vào chỗ bế tắc trước đây khi cuộc nổi loạn nổ ra làm gì có một dân tộc nào mà những người lãnh đạo lại chính là kẻ thù của mình như dân tộc này bao giờ đâu kẻ thù của dân tộc đó là một câu nói anh có thể bỏ đi được đó đó là một câu nói công thức cần phải vứt đi đó là kết quả của việc ăn nằm với maria ý kiến chính trị của anh đã trở nên hẹp hòi và công thức như là một tên bắp tít ngoan cố và những câu đại loại như kẻ thù của dân tộc đã nhập vào đầu óc anh mà anh cũng không hề để ý phê phán nó nữa. Mọi thứ công thức cách mạng và ái quốc, đầu óc anh đã dùng những cái đó mà không hề phê phán. Tất nhiên những cái đó đều đúng cả, nhưng người ta đã dùng nó dễ dàng quá, quá nhàm. Nhưng từ đêm qua và chiều nay, đầu óc anh đã tỉnh táo hơn và sáng sủa hơn đối với những vấn đề này niềm tin tưởng ngu muội thật là một điều lạ muốn trở thành ngu tính thì cần phải hoàn toàn chắc chắn là mình đúng và không có cái gì làm cho người ta có lòng tin vững chắc như thế có cảm giác là mình đúng như thế bằng sự chế dục chế dục là kẻ thù của tà giáo thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa hãy nghĩ đến maria maria đã đánh mạnh vào sự ngu tính của anh cho tới nay cô chưa ảnh hưởng gì tới ý định của anh nhưng anh vẫn rất muốn không chết anh vui lòng từ bỏ cái chết anh hùng hay cái chết của kẻ tử vì đạo anh không mong diễn lại cảnh tedmobile cũng không muốn trở thành heratius ở một cái cầu nào đó cũng không muốn là em bé hà lan đút ngón tay vào lỗ đê anh muốn sống một thời gian với Maria. Đó là biểu hiện đơn giản nhất của lòng mong ước của anh. Anh muốn sống một thời gian dài với Maria. Anh không tin rằng anh có được một thời gian dài, nhưng nếu có được thì anh sẽ sống thời gian đó với Maria. Chúng ta sẽ vào khách sạn, ghi tên là bác sĩ Livingston và vợ chẳng hạn. Anh nghĩ, sao lại không lấy Maria? Lấy chứ. Anh nghĩ, mình sẽ cưới maria và chúng ta sẽ trở thành ông và bà robert jordan ở sun valley bang idaho hoặc ở cobos Christie bang texas hoặc ở puti bang montana con gái tây ban nha là những người vợ tuyệt vời mình biết thế là vì mình chưa hề có vợ bao giờ rồi khi mình trở về công việc cũ ở trường đại học maria sẽ là vợ một giáo sư vào buổi tối các sinh viên học tiếng tây ban nha năm thứ tư sẽ đến chơi hút thuốc lá và tranh luận thoải mái bổ ích về quevedo lope de vega gandos và những người nổi tiếng khác đã mất maria sẽ có thể kể cho họ nghe những chiến sĩ thập tự quân mặc áo sơ mi xanh của lòng tin chân chính đã ngồi trên đầu cô như thế nào trong khi bọn khác bẻ tay cô và kéo váy cô lên nhét vào miệng cô. Không biết ở Missoula, bang Montana, người ta sẽ đối xử với Maria như thế nào. Nói vậy là với điều kiện mình sẽ lại có được việc làm cũ ở Missoula. Chắc chắn là lúc đó mình sẽ bị dán cho một cái nhãn hiệu là một tay đỏ thực thụ và sẽ bị ghi vào sổ đen chung. Tuy rằng ta cũng chẳng bao giờ biết được, chẳng bao giờ nói trước được người ta không có chứng cớ gì về việc ta làm và nói cho đúng ra. Nếu ta có kể ra thì họ cũng không tin là thật. Và giấy thông hành của mình đi Tây Ban Nha có giá trị từ trước khi có quy định sự hạn chế kia mà. Chưa có thể trở về được trước mùa thu năm 37. Mình đi vào mùa hè năm 36 và mặc dầu chỉ được phép nghỉ có một năm, cũng không cần phải trở về trước ngày khai giảng khóa học mùa thu năm sau từ nay đến khóa mùa thu còn nhiều thời gian và muốn nêu lý sự ra thì từ nay cho đến ngày kia cũng còn khối thời gian không có lẽ không cần phải lo lắng về trường đại học cứ về kịp mùa thu là mọi việc sẽ ổn cả cố gắng mà về cho kịp nhưng đã từ lâu cuộc sống này thật lạ lùng hết sức lạ lùng. Tây Ban Nha là công việc của mình, là nghề của mình. Cho nên mình sang Tây Ban Nha là một chuyện tự nhiên và đúng. Mình đã làm việc trong nhiều vụ hè tại các công trường xây dựng, làm đường, lâm nghiệp, làm việc tại các khu rừng và học cách sử dụng thuốc nổ. Vậy thì phá hoại cũng là một công tác dĩ nhiên và bình thường. Tuy lúc nào cũng phải dội vàng một chút, nhưng là một công tác bình thường. Một khi coi ý đồ phá hoại là một bài toán thì nó chỉ là một bài toán, nhưng công việc phá hoại có hàng đống chi tiết làm cho nó trở nên rắc rối. Mặc dù rõ ràng là mình coi những cái đó cũng bình thường nhẹ nhàng, mà kèm theo công việc phá hoại lại còn phải luôn luôn cố gắng thực hiện những điều kiện để giết người thành công nữa những danh từ to lớn có làm cho những hành động đó trở nên dễ bào chữa hơn không anh tự bảo nếu mà hỏi ý kiến thì mình thế này mình đã chống quen với cái đó một cách dễ dàng hơn khi thôi công tác cho chế độ cộng hòa rồi mình sẽ còn khả năng làm được cái gì thì theo ý mình anh nghĩ thật là một điều rất đáng hoài nghi nhưng mình đoán rằng mình sẽ trút bỏ được hết những cái đó bằng cách viết nó ra anh nói một khi mình đã viết nó ra được thì nó sẽ đi hết nếu mà viết được thì sẽ là một cuốn sách hay hay hơn cuốn sách kia nhưng trong lúc đó thì cả cuộc đời mình hiện có và sẽ có là ngày hôm nay đêm nay ngày mai hôm nay đêm nay ngày mai và lại cứ như thế mãi mình hy vọng được như thế. Anh nghĩ, và tốt hơn hết là hãy sống. Thời gian đang sống, và hãy biết ơn số mệnh. Thế ngộ như đánh cầu hỏng, lúc này việc đó xem chừng chẳng có vẻ gì tốt lành cho lắm. Nhưng Maria tốt. Chẳng phải thế à? Ồ, anh nghĩ, lại còn chẳng phải thế gì nữa. Có lẽ là một cái mà lúc này cuộc sống dành riêng cho mình. Có lẽ đó là cả cuộc đời mình và đáng lẽ nó là 70 năm thì nó chỉ là 48 giờ hay dọn dẹn 70 giờ hay nói cho đúng hơn là 72 giờ. Mỗi ngày 24 giờ thì đủ cả 3 ngày là 72 giờ. Mình cho là trong 70 giờ cũng có thể sống được một cuộc đời đầy đủ bằng 70 năm. Với điều kiện là đời anh đã được sống đầy đủ từ trước cho đến lúc bắt đầu 70 giờ đó và anh đã đến một tuổi nào đó thật là ngớ ngẩn anh nghĩ cứ nghĩ ngợi một mình đâm ra ngớ ngẩn thật quả thật là ngớ ngẩn và có lẽ cũng không phải là ngớ ngẩn chà rồi sẽ hay lần cuối cùng mình ngủ với một cô gái là ở madrid không không phải ở escorial và trừ lúc mình thức giấc giữa đêm khuya và tưởng đó là một người nào khác mình sung sướng cho đến lúc hiểu ra là ai thì đó chỉ là khơi lại đống tro tàn. Ngoài cái đó ra thì kể cũng khá dễ chịu. Và lần trước nữa là ở Madrid, và trừ một vài điều tự mình dối mình và tự giả vờ với mình về lý lịch người bạn gái trong lúc đang yêu nhau. Còn thì cũng thế hay là không được bằng thế. Vậy thì mình cũng chẳng phải là một kẻ lãng mạn hâm mộ người phụ nữ Tây Ban Nha và bất cứ ở nước nào thì mình cũng vẫn chỉ coi đó là câu chuyện chơi bời qua quýt, là một chuyện qua quýt không hơn không kém. Nhưng khi ngủ với Maria thì mình yêu Maria đến nỗi cảm thấy thật sự như mình chết liệm đi và trước đây mình không hề tin và cũng không hề nghĩ rằng chuyện đó có thể xảy ra được. Vậy thì nếu đánh đổi 70 năm của cuộc đời lấy 70 giờ, mình cũng đã được cái vật quý đó và mình đã may mắn được biết nó và nếu như sẽ không có được cái gọi là lâu về sau này hoặc phần còn lại của đời chúng ta hoặc từ nay về sau thì vẫn có hiện tại do đó hiện tại là cái cần phải ca ngợi và mình sung sướng với hiện tại hiện tại lúc này hiện tại thật là một tiếng buồn cười để nói lên cả một thế giới và cả cuộc đời người ta đêm nay cuộc sống và vợ không không ổn tiếng pháp thì lại có nghĩa là chồng còn có hiện tại và cô gái nhưng cũng chẳng có nghĩa gì lấy ví dụ chết chết của tiếng đức là tiếng diễn tả cái chết đạt nhất tốt chiến tranh chiến tranh của tiếng đức là tiếng giống chiến tranh nhất greg hay không phải hay là anh thấy thế chỉ vì anh biết tiếng đức kém nhất trong mấy thứ tiếng anh biết người yêu anh muốn đánh đổi tất cả những thứ đó lấy một chữ maria có một tên người cho những chữ ấy chà rồi thì họ cũng sẽ cùng làm cả thôi và bây giờ thì cũng sẽ chẳng còn bao lâu nữa dĩ nhiên là việc này tỏ ra mỗi lúc một xấu thêm không thể tiến hành tốt vào buổi sáng được phải giữ vững một tình thế không thể giữ nổi chờ cho đến tối để rút đi. Phải gắn mà kéo dài đến tối để rút về. Nếu có thể giữ được đến tối rồi rút thì có lẽ sẽ ổn. Còn cố giữ giữa ban ngày thì thế nào? Sẽ ra sao? Lão Ensodo ngớ ngẩn đáng thương đã phải bỏ cái lối nói lơ lớ để giải thích một cách cặn kẽ cho anh hiểu. Làm như là anh đã không nghĩ đến điều đó mỗi lần anh lo lắng suy nghĩ kể từ khi Gonzo nêu việc đó lên lần đầu tiên. Làm như là anh đã không sống từ đêm hôm kia với điều ám ảnh đó như một cục bột không tiêu trong dạ dày. Thật là phiền toái. Người ta sống cả một đời có những chuyện đó như tuồng có một ý nghĩa gì. Nhưng bao giờ những chuyện đó cũng kết thúc tuyệt nhiên chẳng có lấy một ý nghĩa gì. Chẳng bao giờ có được cả. Người ta nghĩ rằng đó là một chuyện không bao giờ sẽ xảy tới nhưng rồi trong một việc phiền toái như cái việc phối hợp hai đám du kích hạng bét để giúp vào việc phá một chiếc cầu trong những điều kiện quái ác để làm thất bại một cuộc phản công có lẽ đã bắt đầu rồi, thì người ta lại nhớ phải một cô gái như Maria. Cố nhiên đó là một việc phải làm, chỉ có điều là mình gặp Maria hơi chậm, có thế thôi. Vậy thì một mụ đàn bà như mụ Pila thực tế đã đẩy cổ vào trong chiếc túi ngủ của anh thế rồi cái gì đã xảy ra phải cái gì đã xảy ra cái gì đã xảy ra xin anh hãy nói cho tôi biết cái gì đã xảy ra phải đã xảy ra như thế đó đúng là đã xảy ra như thế đừng cố tự dối mình mà cho rằng pila đã đẩy cô gái vào cái túi ngủ của mình và đừng có tìm cách xóa bỏ cái đó hoặc làm cho nó thành ra bẩn thỉu ngay từ phút đầu khi nhìn thấy cổ là mình đã bị rồi và khi cổ mở miệng lần đầu nói với mình thì cái đó đã có rồi và mình biết thế mà bây giờ mình đã có cái đó và trước đây mình cứ tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được cái đó thì không có lý gì đem bôi nhọ nó đi khi mình đã biết rõ cái đó là cái gì và biết nó đã đến với mình ngay từ lúc đầu tiên mình nhìn thấy cô gái ở trong hang đi ra tay bưng cái mâm sắt mình đã bị ngay từ lúc đó và biết thế vậy thì tại sao lại tự dối mình làm gì mỗi lần mình nhìn cổ và cổ nhìn mình là lòng mình lại nao nao vậy thì tại sao mình lại không thừa nhận cái đó còn như chuyện pila đẩy cổ đến với mình thì điều đó chứng tỏ là pila đã hành động như một người đàn bà thông minh mụ đã trông nom cô gái chu đáo và mụ đã hiểu ngay từ phút cô gái quay trở vào hang với cái mâm vậy là mụ đã làm cho mọi việc được dễ dàng hơn mụ đã làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn cho nên mới có tối qua và chiều hôm nay mụ ấy quả là văn minh hơn mình nhiều và biết giá trị của thời gian phải anh tự nhủ mình thấy có thể thừa nhận được rằng mụ có một vài khái niệm về giá trị của thời gian mụ đã bỏ đi là vì mụ không muốn người khác mất những gì mụ đã mất và nghĩ rằng phải thừa nhận đã mất những cái đó rồi là một điều quá sức của mụ do đó lúc ở trên núi mụ đã bỏ đi và có lẽ là chúng mình đã không làm gì để giúp cho mụ chịu đựng được cái điều đó dễ dàng hơn đó đó là cái đang xảy ra và đã xảy ra cần phải thừa nhận đi thôi và bây giờ mình sẽ không bao giờ có được hai đêm hoàn toàn với cổ không có được cả cuộc đời không được chung sống với nhau và cũng không có được cái mà bình thường ra mọi người đáng lẽ phải được hưởng chắc chắn không có được một đêm đã qua một lần chiều nay một đêm sắp tới nữa có lẽ không đâu ông ơi không có thì giờ không có hạnh phúc không có được thú vui không có con cái không có nhà cửa không có một buồng tắm không có lấy một bộ quần áo ngủ sạch sẽ không có báo đọc buổi sáng không được cùng thức dậy với nhau không thể thức dậy và biết rằng cổ nằm đó và mình không đơn độc không không có được cái gì cả nhưng tại sao nếu đó là tất cả những điều mà mình muốn và chỉ có thể được thế thôi cho cả cuộc đời vậy khi mình đã tìm thấy được thì tại sao lại không có được một đêm chỉ một đêm thôi trên một cái giường có chăn có đệm mày đòi hỏi điều không thể có được mày đòi hỏi cả sự không thể được nếu mày yêu cổ lắm như mày nói thì mày hãy yêu cổ thật tha thiết và lấy cường độ của tình yêu mà bù đắp cho nỗi thiếu thốn về thời gian và sự liên tục nghe chưa xưa kia người ta để cả cuộc đời để làm việc đó còn bây giờ thì mày đã tìm thấy cái đó nếu mày có được hai đêm mày hãy tự hỏi vì đâu mà có được cái may mắn đó hai đêm Hai đêm để yêu, để quý trọng và triều mến, dù hay dù dở, trong đau ốm hay trong cái chết. Không, không phải thế. Trong đau ốm cũng như trong lúc khỏe mạnh cho đến lúc cái chết chia rẽ chúng ta. Trong hai đêm, gần như chắc chắn là thế, gần như chắc chắn là thế. Và bây giờ thì bỏ lối nghĩ ngợi như thế đi. Bây giờ thì có thể ngừng lại được rồi đấy. Nghĩ ngợi kiểu đó không tốt cho mày đâu. Đừng có làm cái gì không tốt cho mày và chắc chắn là kiểu nghĩ đó không tốt. Đó là điều mà Gonzo nói đến. Càng suy nghĩ, anh càng thấy Gonzo thông minh và đó là cái mà ông ta đã hỏi anh, sự đền bù cho một công tác không chính quy. Gonzo có biết cái đó không? Và có phải sự cần kiếp và thiếu thì giờ và hoàn cảnh đã tạo ra cái đó không? Có phải đó là cái đã xảy ra với mọi người trong những trường hợp tương tự như thế này không? Và có phải là anh cho nó là đặc biệt chỉ vì nó đã xảy ra với anh không? Gonzo có ngủ bậy bạ lung tung trong khi chỉ huy một đội kỵ binh không chính quy của Hồng quân không? Và hoàn cảnh phối hợp với những cái khác có làm cho ông ta thấy mọi cô gái đều như Maria cả không? Có lẽ Gonzo cũng đã biết tất cả những cái đó và muốn nhấn mạnh là mày phải sống cả một cuộc đời trong hai đêm mày có được và sống như chúng ta đang sống bây giờ thì phải tập trung tất cả những cái đáng lẽ mày phải được hưởng vào khoảng thời gian ngắn ngủi mày có thể có được đó là một phương pháp tốt nhất để mà tin tưởng nhưng anh không tin là chỉ có hoàn cảnh đã tạo ra maria tất nhiên trừ khi maria là phản ứng của hoàn cảnh của cô cũng như của anh vậy hoàn cảnh của cổ không có gì là tốt anh thầm nghĩ không không tốt nếu quả là như vậy thì cũng đành là phải như vậy thôi nhưng không có một luật lệ nào buộc anh phải nhận rằng anh thích điều đó anh nghĩ không ngờ mình lại có thể cảm thấy được những điều mà mình đã cảm thấy mà cũng không ngờ là cái đó đã có thể xảy đến với mình kể ra thì mình cũng không muốn có được cái đó suốt đời một phần khác trong lòng anh nói mày sẽ được như thế mày sẽ được lúc này mày đã có được rồi và đó là cả cuộc đời của mày lúc này ngoài lúc này ra không còn có gì khác nữa không có hôm qua chắc chắn là như vậy mà cũng chẳng có ngày mai nào cả mày còn phải sống đến tuổi nào nữa mới hiểu được điều đó chỉ có lúc này thôi và nếu lúc này chỉ là hai ngày thì hai ngày đó là cuộc đời của mày và mọi việc xảy ra đều theo một tỷ lệ như vậy mày sẽ sống cả cuộc đời trong hai ngày như thế đó và nếu mày đừng than giảng nữa đừng đòi hỏi những gì mà mày không bao giờ có được thì mày sẽ có được một cuộc đời tốt đẹp một cuộc đời tốt đẹp thì không thể lấy bất cứ một quãng thời gian nào của kinh thánh mà đo được vậy thì bây giờ đừng có buồn phiền hãy hưởng cái mày có hãy làm công việc của mày và mày sẽ có được một cuộc đời lâu dài và rất vui thời gian qua đời mày có vui không mày than giãn cái gì với cái thứ công việc này thường vẫn là như thế anh tự nhủ và rất thích thú với ý nghĩ đó những điều mày học được không bằng những người mày gặp anh trở nên vui vẻ vì anh đã nói đùa và quay về phía cô gái anh yêu em con thỏ con của anh anh nói với cô gái em đang nói cái gì em nói rằng cô bảo anh anh không nên lo nghĩ về công việc của anh vì em sẽ không làm phiền anh em sẽ không can thiệp vào công việc của anh đâu nếu có gì em có thể làm được thì anh bảo em không có gì cả anh nói thực ra việc đó rất đơn giản em sẽ bảo pila dạy em phải làm gì để trông nom săn sóc một người đàn ông cho tốt và em sẽ làm những việc đó maria nói thế rồi trong khi học em sẽ tự tìm hiểu thêm và có những cái anh sẽ bảo em không có gì phải làm cả đâu tại sao không anh bảo không có gì cả hả cái túi ngủ của anh sáng nay đáng lẽ phải đập rồi hông lên phơi ra nắng thế rồi trước khi sương xuống phải đem vào cất đi em nói tiếp đi thỏ con bít tất của anh đáng lẽ phải giặt và đem phơi khô em muốn anh có hai đôi gì nữa nếu anh bảo em cách làm em sẽ lau chùi và bôi dầu khẩu súng lục của anh hôn anh đi robert jordan nói không, chuyện đứng đắn đó. Anh có bảo em cách lau súng lục của anh không? Pila có vẻ rách và dầu. Trong hang có một cái que lau súng có thể vừa được. Cố nhiên là anh sẽ bảo em cách làm chứ. Thế rồi, Maria nói. Nếu anh dạy em cách bắn thì một người trong hai chúng ta có thể bắn người kia rồi tự bắn mình nếu như một người bị thương và cần phải làm thế để khỏi bị bắt. Hay lắm, Robert Jordan nói Em có nhiều ý nghĩ như thế không? Không nhiều đâu. Maria nói. Nhưng đó là một ý kiến hay. Bila có cho em cái này và dạy em cách dùng. Cô mở túi áo trước ngực và lấy ra một cái bao da trông như bao đựng lược bỏ túi. Rồi tháo băng cao su bịch hai đầu đút ra một con dao cạo một lưỡi kiểu gem. Bao giờ em cũng giữ cái này trong người. Cô giảng giải. Pila bảo là phải rạch ở chỗ này, ngay dưới tay và kéo xuống tận đây này. Cô lấy ngón tay chỉ cho anh. Chị ấy bảo là ở đây có một mạch máu to và lấy lưỡi dao rạch từ chỗ này xuống thì không thể nào trệt được. Chị ấy cũng bảo là không đau đâu và chỉ cần ấn mạnh ở chỗ dưới tay rồi thì rạch xuống. Chị ấy bảo là không đau gì cả và đã rạch rồi thì không thể nào cứu được nữa. Đúng thế đó. Robert Jordan nói đó là động mạch cổ anh nghĩ vậy ra là cổ đi chơi mà vẫn mang những ý nghĩ ấy trong đầu coi đó như là một khả năng được thừa nhận và được chuẩn bị chu đáo nhưng em muốn là anh sẽ bắn em trước maria nói anh hãy hứa là nếu cần thiết thì anh sẽ bắn em nhé tất nhiên robert jordan nói anh hứa cảm ơn anh maria bảo anh Em biết rằng cái đó không phải là dễ làm đâu. Đồng ý rồi. Robert Jordan nói. Anh nghĩ mày quên những cái đó rồi. Trong lúc mãi nghĩ ngợi về công việc, mày đã quên mất những cái đẹp đẽ của một cuộc nội chiến. Mày đã quên mất cái đó. Đáng lẽ là phải quên đi. Kaskin đã không quên được và cái đó đã làm hỏng việc của anh ta. Hay là có thể là anh chàng ấy có cái gì? Kể ra thật là lạ. Vì anh đã hoàn toàn không thấy cảm động gì hết khi bắn Caskin. Anh tưởng rằng rồi có lúc anh sẽ cảm động, nhưng cho đến nay anh vẫn chẳng thấy gì cả. Maria bảo anh, "Nhưng mà em còn có thể làm được nhiều việc khác nữa cho anh." Lúc này cô đi sát bên anh, vẻ mặt nghiêm trang và trông rất là phụ nữ. Ngoài việc bắn anh ra, còn việc gì nữa nào? Có chứ, em có thể cuốn thuốc lá cho anh này khi nào anh hết những điếu thuốc lá có ống kia. Bila đã dạy cho em cuốn thuốc lá rất khéo, chặt, gọn và không lỏng. Hay lắm. Robert Jordan nói. Vậy em có liếm nước bọt để dán những điếu thuốc lá đó không? Có chứ. Cô gái nói. Và khi nào anh bị thương, em sẽ săn sóc anh, băng vết thương cho anh và rửa mặt cho anh, cho anh ăn. Có thể là anh sẽ không bị thương. Robert Jordan nói thế thì khi nào anh ốm em sẽ trông nom anh nấu súp cho anh lau người cho anh làm mọi việc cho anh và đọc sách cho anh nghe có thể là anh sẽ không ốm thế thì buổi sáng em mang cà phê đến cho anh khi anh ngủ dậy có thể là anh không thích cà phê robert jordan bảo cô đâu nào anh có thích đó chứ cô gái sung sướng nói sáng hôm nay anh uống hai cốc mà Giả dụ như anh chán cà phê và giả dụ như không có gì cần thiết để phải bắn anh và anh cũng không bị thương, không ốm đau gì cả. Anh bỏ thuốc lá, chỉ có một đôi bít tất thôi và anh phơi túi chăn lấy. Thế thì làm thế nào con thỏ của anh? Anh vuốt ve lưng cô. Làm thế nào? Thế thì... Maria nói, em sẽ mượn kéo của chị Bila cắt tóc cho anh. Anh không muốn cắt tóc, em cũng không muốn maria nói em thích tóc anh cứ để như thế này thế nếu không có việc gì làm cho anh cả thì em sẽ ngồi bên cạnh anh nhìn anh rồi đêm đến chúng ta sẽ yêu nhau tốt robert jordan nói dự định cuối cùng này hay lắm em cũng thấy thế maria mỉm cười ôi ingo cô nói tên anh là roberto mà không nhưng em cứ gọi anh là ingles như Bila. nhưng tên anh vẫn là roberto không cô bảo anh bây giờ trong cả ngày hôm nay thì tên anh là ingles và ingles em có thể giúp gì được cho công việc của anh không không việc của anh bây giờ anh phải làm một mình và bình tĩnh làm trong đầu anh được rồi cô nói thế hey, bao giờ thì xong may ra thì đêm nay tốt cô nói Phía dưới họ là những cánh rừng cuối cùng dự đến trại. Ai thế kia? Robert Jordan hỏi và giơ tay chỉ. Pila. Cô gái nhìn theo tay anh, nói. Đúng là chị Pila. Ở mé dưới cánh đồng cỏ chỗ cây bắt đầu mọc, người đàn bà đang ngồi, đầu gục vào cánh tay. Từ chỗ hai người đứng, trong mụ ta như một cái gói đen trên nền nâu của thân cây. Ta đi thôi robert jordan nói rồi chạy về phía mụ băng qua đám cỏ rậm rạp cao đến đầu gối chạy trong đám cỏ đó thật là nặng và khó chạy được một quãng anh chạy chậm lại rồi đi anh trông thấy đầu người đàn bà gục vào hai cánh tay gập lại trông to lớn và đen sì bên thân cây anh lại gần mụ và nói to pila người đàn bà ngẩng đầu lên nhìn anh Ồ, oh, mụ nói. Xong rồi à? Chị ốm hả? Anh hỏi và cúi xuống gần mụ. Cái gì? Mụ nói. Tôi đang ngủ. Pila. Maria vừa tới, gọi và quỳ xuống bên cạnh mụ. Chị làm sao thế? Chị thấy trong người có khỏe không? Rất khỏe. Pila nói. Nhưng mụ không đứng dậy. Mụ chỉ nhìn hai người. Thế nào Ingos? Mụ nói anh đã lại làm cái công việc của đàn ông rồi đó chứ chị thấy khỏe chứ robert jordan hỏi làm như không nghe thấy lời mụ nói sao lại không tôi ngủ còn anh không này pila bảo cô gái xem ra cái đó có vẻ vừa ý em đó maria đỏ mặt không nói gì cả hãy để cô ấy yên nào robert jordan nói không ai nói chuyện với anh pila bảo maria mụ nói giọng gay gắt cô gái không nhìn lên maria người đàn bà lại nói xem ra cái đó có vẻ vừa ý em đó ồ để cho của yên robert jordan lại nói anh im cái miệng đi Billa lại không nhìn anh này maria nói cho chị biết đi không maria nói và lắc đầu maria Bila nói và giọng mụ cũng cứng rắn như nét mặt mụ, không có vẻ gì là thân thiện. Em hãy tự nói cho chị biết đi. Cô gái lắc đầu. Robert Jordan nghĩ, nếu mình không phải làm việc cùng với mụ đàn bà này và thằng chồng say rượu của mụ và cái bọn hạng bét của mụ, thì mình sẽ cho mụ một cái tác thật mạnh vào mặt. Nói đi, nói cho chị nghe. Bila bảo cô gái. Không, Maria nói. Không. Để cho cổ yên. Robert Jordan nói và giọng anh lạc hẳn đi. Dù sao đi nữa mình vẫn cứ cho mụ một cái tác. Muốn ra sao thì ra. Anh nghĩ. Pila không buồn trả lời anh. Đây không phải như một con rắn thôi miên một con chim. Cũng không phải như một con mèo rình con chim. Không có gì là thâm hiểm. Cũng không có gì là đồi bại. Tuy nhiên người ta vẫn có cảm giác là một con hổ mang dương cổ anh cảm thấy thế, anh cảm thấy sự đe dọa ấy, nhưng cái đó không phải là do một ý định xấu mà là do một ý muốn tò mò chi phối. Anh nghĩ, mình không muốn trông thấy cảnh này, nhưng đây không phải là một chuyện cần phải tác. Maria Pila nói, chị sẽ không đụng đến em. Bây giờ thì em hãy tự nói ra đi. Tự ý em nói. Những lời nói đó bằng tiếng Tây Ban Nha. Cô gái lắc đầu. Maria, nói ngay đi và em hãy tự nói ra đi. Nghe chưa? Nói gì cũng được. Không. Cô gái khẽ nói. Không. Không. Nào nói đi. Pila bảo. Nói gì cũng được. Rồi em xem. Nào, bây giờ thì em nói ra đi. Đất trung chuyển. Maria không nhìn mụ. Thật đó, đó là một điều em không thể nói với chị được ra thế Billa nói giọng mụ trở nên ấm áp thân ái không có gì là ép buộc nhưng robert jordan để ý thấy trên trán và trên môi mụ lấm tấm mồ hôi vậy ra có thế vậy ra là thế thật đó maria nói và cắn môi tất nhiên là thật Billa hiền hậu nói nhưng mà đừng có kể lại với ai ngay với người nhà cũng vậy họ sẽ không bao giờ tin đâu. Ingos, anh có máu kali không? Mụ đứng lên, Robert Jordan đỡ mụ dậy. Không, anh nói, theo như tôi biết. Maria cũng không, theo như nó biết. Bila nói, thật là rất lạ. Nhưng chị Bila này, có thế đó. Maria nói, sao lại không? Khi chị còn trẻ, đất rung chuyển đến nỗi như là thấy đất di chuyển trong không gian và thấy sợ đất sụp đi mất. Đêm nào cũng thấy thế. Chị nói dối. Maria nói. đúng. Chị nói dối. Đất không bao giờ rung chuyển quá ba lần trong một đời người. Có thật đất rung chuyển không? Có. Cô gái nói. thật. Còn anh thế nào, Ingos? Bila nhìn Robert Jordan. đừng nói dối. có. Anh nói, thật thế đó. Tốt. Bila nói, tốt, hay lắm. Chị bảo ba lần nghĩa là thế nào? Maria hỏi, tại sao chị lại nói thế? Ba lần, bây giờ em đã được một lần rồi đó. Chỉ ba lần thôi à? Nhiều người chẳng có được một lần nào bao giờ. Em có chắc là đất rung chuyển không? Rung chuyển đến nỗi có thể ngã được. Maria nói, Thế thì chắc là có rung chuyển thật. Mila bảo cô, bây giờ chúng ta về trại thôi. Chuyện vô lý ba lần là thế nào? Robert Jordan nói với mụ đàn bà to lớn, trong lúc họ cùng đi len lỏi qua những cây thông. Vô lý à? Mụ lườm anh. Này cậu bé người anh, đừng có nói chuyện vô lý với tôi. Đây có phải cũng là chuyện phù thủy như chuyện xem tướng Tây không? Không phải, đó là một điều hiểu biết thông thường và đã được xác nhận của người Gitanos. Nhưng chúng tôi không phải là Gitanos. Không phải, nhưng anh đã có được một chút may mắn. Những người không phải là Gipsy thỉnh thoảng cũng được một chút may mắn. Có thật chị cho là chỉ có được ba lần không? Mụ lại nhìn anh một cách kỳ quặc. Thôi đừng hỏi nữa Ingos, đừng căng dặn tôi. Anh còn trẻ quá, chưa đáng để cho tôi nói nhưng pila maria nói im đi cô đã được một lần rồi và trên thế giới này cô chỉ còn hai lần nữa thôi còn chị robert jordan hỏi mụ hai pila nói và giơ hai ngón tay hai và sẽ không bao giờ có được lần thứ ba nữa sao lại không maria hỏi ồ im đi chuyện ở tuổi em làm cho chị chán chết đi được sao lại không có được lần thứ ba robert jordan hỏi ồ anh im đi nghe chưa im đi cũng được robert jordan tự nói với mình có điều là mình không tin mình đã từng biết rất nhiều người gypsy và kể họ cũng lạ nhưng chúng ta cũng thế chỗ khác nhau là chúng ta phải làm ăn lương thiện thôi không ai biết được chúng ta nguồn gốc từ bộ lạc nào chúng ta có những cái gì di truyền cũng không biết được trong rừng nơi tổ tiên chúng ta sống có những bí mật gì tất cả điều chúng ta biết được là chúng ta không biết gì hết chúng ta chẳng biết được cái gì xảy đến với chúng ta ban đêm nhưng nếu xảy ra giữa ban ngày thì đó là một điều có thật cái gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra và bây giờ thì mụ đàn bà này không những đã buộc cô gái phải nói ra trong khi cổ không muốn nói lại còn chiếm luôn lấy cái đó thành của riêng người gypsy nữa mình cứ tưởng mụ ta trở về núi không ngờ mụ còn quay trở lại để giở trò áp đảo nếu đó là một điều xấu thì cần phải bắn mụ nhưng không phải đó chỉ là vì mụ muốn cố bám lấy cuộc sống bám lấy cuộc sống qua maria anh tự nhủ nếu mà mày sống sót được qua cuộc chiến tranh này thì mày nên đi vào nghiên cứu phụ nữ. Có thể bắt đầu bằng Pila được. Theo ý mình thì mụ đã gây ra một ngày khá rắc rối. Trước đây chưa lúc nào mụ dở cái chuyện Gipsy ra. Từ chuyện xem tướng Tây, anh nghĩ, phải, tất nhiên là phải xem tướng Tây. Mình không tin là mụ đã bịp về chuyện xem tướng Tây. Cố nhiên là mụ không muốn nói cho mình biết mụ đã thấy gì. Mụ tin điều mụ đã thấy nhưng điều đó không chứng tỏ gì cả. Này Bila, anh nói với mụ. Bila nhìn anh mỉm cười. Cái gì thế? Mụ hỏi. Chị đừng bí mật thế, cứ bí mật mãi làm tôi mệt lắm. Thế à? Tôi không tin có yêu tinh phù thủy, thầy tướng hay những chuyện phép thuật gypsy si hạng bét đâu. Ồ, Bila nói. Tôi không tin và chị có thể để cô bé yên được đó tôi sẽ để nó yên. Và bỏ những cái bí mật đi. Chúng ta có khá nhiều công việc và vấn đề phải làm. Không cần phải gây thêm rắc rối với những chuyện nhảm đó nữa. Bớt bí mật đi và làm việc nhiều hơn lên. Rõ. Pila nói gật đầu đồng ý. Này Ingos, mụ nói và mỉm cười với anh. Đất có rung chuyển không? Có, trời đánh chị, đất có rung chuyển pila cười phá lên và đứng nhìn robert jordan cười. oh ingos ingos mũ vừa cười vừa nói. Trông anh thật là buồn cười. bây giờ thì anh phải cần làm việc nhiều lắm mới gỡ lại được cái đạo mạo của anh đó. đồ quỷ. robert jordan thầm nghĩ. nhưng anh im lặng không nói. trong khi họ trò chuyện, mặt trời đã bị mây che lấp. và khi anh quay lại nhìn lên dãy núi thì bầu trời đã nặng nề u ám. Pila nhìn lên trời nói với anh, chắc chắn sẽ có tuyết rơi. Bây giờ à, gần tháng sáu rồi mà còn có tuyết. Sao lại không? Những ngọn núi này không biết tên ngày tháng là gì cả. Bây giờ là đang tuần trăng tháng năm. Không thể có tuyết rơi được. Anh nói, không thể có tuyết rơi được. Ấy thế mà vẫn cứ có tuyết đấy, Ingos mụ nói với anh robert jordan nhìn lên bầu trời xám xịt mặt trời ngã màu vàng nhạt và trong lúc anh nhìn mặt trời biến mất màu xám lan truyền khắp trời nhơ nhơ và nặng nề in rõ hình những ngọn núi đúng anh nói có lẽ chị nói đúng chương mười bốn Lúc họ về đến trại thì tuyết xuống. Những bông tuyết rơi xuyên qua các hàng thông. Tuyết lã tả rơi qua các cành cây, lúc đầu còn thưa và quay tròn. Nhưng rồi khi gió lạnh thổi từ trên núi xuống, tuyết rơi thành từng cơn lốc dày. Robert Jordan cấu kỉnh đứng ở cửa hang nhìn tuyết xuống. Tuyết sẽ xuống nhiều đấy. Pablo nói, giọng hắn lè nhè, mắt hắn đỏ ngầu lờ mờ. Anh chàng Gipsy đã về chưa? Robert Jordan hỏi hắn. Chưa, hắn chưa về mà cả ông cụ vẫn chưa về. Anh có muốn cùng với tôi đi lên chỗ trạm gác phía trên đường không? Không. Pablo nói, tôi sẽ không dính gì vào chuyện này cả. Tôi đi một mình vậy. Bão tuyết thế này có thể anh sẽ không tìm ra được đâu. Pablo nói, nếu phải tôi thì tôi không đi bây giờ trạm gác ở ngay chỗ dưới chân núi, đi xuống đường rồi leo lên chứ gì? Anh có thể tìm thấy được, nhưng tuyết thế này thì hai tên lính gác của anh cũng sắp về rồi và có thể anh sẽ không gặp họ trên đường đi đâu. Ông cụ đang chờ tôi. Không đâu, tuyết thế này ông cụ sẽ về bây giờ đấy. Pablo nhìn tuyết đang rơi mau qua cửa hang và nói Anh không thích tuyết à, Ingos? Robert Jordan rủa một câu và Pablo dương cặp mắt lờ đờ nhìn anh, phá lên cười. Tuyết thế này, thế là đi đời cuộc tấn công của anh rồi, Ingos. Hắn nói, vào trong hang đi, người của anh sẽ về ngay bây giờ thôi. Trong hang Maria đang bận rộn bên bếp lửa, Bila bận rộn bên bàn ăn. Bếp khói um, nhưng cô gái lấy một thanh củi cời lửa, rồi cầm một tờ giấy gặp lại quạt lửa bùng lên, củi cháy to sáng rực, nhờ có gió hút qua lỗ trên mái. Tuyết này, Robert Jordan nói, anh thấy liệu sẽ có rơi nhiều không? Nhiều. Pablo nói một cách hể hả rồi gọi Pila. Này, mụ cũng không thích tuyết phải không? Bây giờ mụ chỉ quy thì mụ không thích tuyết rơi thế này phải không? Thế à? Thế thì đã sao? Pila ngoảnh lại nói qua vai mụ tuyết rơi thì tuyết rơi chứ sao? Uống rượu đi Ingos. Pablo nói, tôi đã uống rượu cả ngày hôm nay để chờ tuyết. Cho tôi một chén. Robert Jordan nói, mừng tuyết nào. Pablo nói và chạm chén với anh. Robert Jordan nhìn thẳng vào mắt hắn và chạm chén. Đồ khốn nạn, đồ sát nhân mắt lờ đờ. Anh nghĩ, ta muốn đập cái chén này vào răng mày bình tĩnh anh tự bảo bình tĩnh tuyết đẹp lắm pablo nói tuyết xuống thế này chắc anh không muốn ngủ ở bên ngoài nữa đó chứ à thế ra mày cũng nghĩ đến cả cái đó nữa robert jordan nghĩ pablo mày lo nghĩ nhiều quá đó phải không không anh lễ phép nói không lạnh lắm pablo nói ẩm ướt lắm Thế là mày không biết tại sao cái túi chăn cũ nhồi lông chim bể ấy lại giá những 65 đô la. Robert Jordan nghĩ, một lần tao ngủ trong chăn ấy ở ngoài tuyết là đáng một đô la đấy. Vậy ra tôi sẽ phải ngủ ở trong này ư? Anh lễ phép hỏi. Phải. Cảm ơn. Tôi sẽ ngủ ở ngoài. Phải. Mẹ kiếp, cặp mắt lợn đỏ ngầu của mày như mông lợn đầy lông ấy ở ngoài tuyết. Tuyết chết tiệt, tai hại, bất ngờ, khốn nạn, thất bại, điểu giả. Anh đi lại chỗ Maria. Cô đang cho một thanh củi thông nửa vào lửa. Tuyết đẹp lắm. Anh bảo cô gái, nhưng mà cản trở công việc phải không anh? Anh có bực mình không? Tại sao? Bực mình là không tốt. Bao giờ thì xong súp hả em? Chắc là anh sẽ ăn ngon miệng. Pila nói, anh có muốn ăn một miếng phô mát bây giờ không? Cảm ơn. Anh nói. Mụ với tay tháo một miếng phô mát to đựng trong một cái lưới treo trên trần, lấy dao cắt một khoanh dày, đưa cho anh. Anh đứng ăn, miếng phô mát hơi chua không ngon. Maria, Pablo ngồi ở bàn gọi. Cái gì thế? Cô gái hỏi. Lao sạch bàn đi Maria. Pablo nói và mỉm cười với Robert Jordan anh làm bẩn thì anh lao đi pila bảo hắn anh lao cầm lao áo của anh trước đi đã rồi hãy lao bàn maria pablo gọi mặc kệ nó nó say rượu đấy pila nói maria pablo gọi tuyết vẫn rơi và tuyết đẹp lắm thằng này không biết gì về cái túi chăn cả robert jordan nghĩ đồ mắt lợn già ấy nó không biết rằng tại sao mình đã phải mua ở hàng lão Úc 65 đô la cái chăn này. Mình mong gã si về. Hắn về là mình sẽ đi tìm ông cụ ngay. Đáng lẽ mình phải đi ngay bây giờ đấy. Nhưng rất có thể là mình sẽ không gặp họ. Mình không biết ông cụ đứng ở đâu. Có muốn chơi ném tuyết không? Anh bảo Pablo. Có muốn chơi ném tuyết đánh nhau không? Cái gì? Pablo hỏi. Anh bảo cái gì? Không bảo gì cả anh đã che chỗ yên ngựa của anh cẩn thận chưa rồi robert jordan nói bằng tiếng anh có đi cho đàn ngựa ăn hay là cứ buộc chúng nó đấy để chúng nó tự đào lấy thóc mà ăn cái gì không đó là việc của anh đó ông bạn già tôi sẽ đi bộ đi khỏi nơi này tại sao anh lại nói bằng tiếng anh pablo hỏi không biết robert jordan nói khi nào mệt lắm thì thỉnh thoảng tôi lại nói tiếng anh hoặc là khi tôi thấy chán hay là buồn chẳng hạn. Khi nào tôi rất buồn thì tôi nói tiếng Anh để được nghe thấy tiếng nói đó. Đó là một thứ tiếng động làm cho người ta yên tâm. Anh cũng nên có lúc thử xem. Anh nói gì thế Ingalls? Mila nói, nghe rất hay nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Không có gì đâu. Robert Jordan nói, tôi nói không có gì đâu bằng tiếng Anh đó thôi. Thế thì anh nên nói bằng tiếng Tây Ban Nha, Pila nói, ngắn hơn và đơn giản hơn Đúng thế, Robert Jordan nói Nhưng này, anh nghĩ Này Pablo, này Pila, này Maria Này hai người anh em kia nữa đang ngồi ở góc mà mình cần phải nhớ tên Nhưng lại đã quên khuấy mất Nhưng đôi khi mình cũng thấy chán cả thứ tiếng ấy đấy Chán cả các anh, chán cả tôi, chán cả cuộc chiến tranh này Tại sao lại phải có tuyết rơi vào lúc này? thật là quá lắm. Không. Không phải, không có cái gì là quá lắm. Phải thừa nhận cái đó và đấu tranh mà vượt lên. Bây giờ thì thôi, đừng có làm mình làm mẩy như một cô đào nhất nữa và hãy thừa nhận một sự kiện tuyết đang rơi như ta đã thừa nhận lúc nãy. Việc thứ hai phải làm là kiểm tra anh chàng gypsy và đi tìm ông cụ. Nhưng tuyết rơi, sao lại rơi vào tháng này? Cắt ngay đi thôi. Anh tự nhủ, cắt ngay đi. Và hãy thừa nhận cái đó, đó là chuyện cái chén, biết chưa? Chuyện đó thế nào nhỉ? Cần phải sửa đổi lại trí nhớ của mình cho tốt, nếu không thì đừng nghĩ đến điển tích làm gì, và tìm không ra thì nó cứ lủng quẩn mãi trong đầu như một cái tên đã quên mất mà không gạt bỏ đi được. Chuyện cái chén thế nào nhỉ? Cho tôi xin một chén rượu. Anh nói bằng tiếng Tây Ban Nha, rồi anh bảo Pablo. Tuyết nhiều lắm nhỉ? nhiều lắm gã say rượu ngẩng lên nhìn anh cười hắn gật đầu rồi lại cười không có tấn công không có máy bay không có cầu gì cả mà chỉ có tuyết thôi pablo nói anh cho rằng tuyết sẽ kéo dài chứ robert jordan ngồi xuống bên cạnh hắn thế nào pablo ông bạn già anh cho là chúng ta sẽ bị tuyết rơi suốt cả mùa hè này chứ cả mùa hè thì không nhưng cả đêm nay và cả ngày mai thì có. Tại sao anh lại cho là như thế? Có hai thứ bão. Pablo nói một cách nặng nề và có lý. Một thứ bão từ dùng Pirine tới. Bão này tới thì rất rét. Bây giờ thì đã hết mùa bão đó rồi. Tốt, hãy được một cái đó đã. Thứ bão nữa từ Cantabrico tới. Nó thổi từ biển vào. Gió thổi theo hướng này thì sẽ có bão lớn và có tuyết anh học được những cái đó ở đâu thế nhà kỳ cựu robert jordan hỏi bây giờ cơn giận dữ của anh đã nguôi trận bão làm lòng anh xôn xao như mọi trận bão đối với anh đối với anh một cơn bão tuyết một trận mưa rào một trận bão nhiệt đới hoặc một cơn giông có sấm sét vào mùa hè trên núi có một sự kích động mà anh không thể thấy được ở bất cứ một cái gì khác Giống như sự kích động của một trận chiến đấu, nhưng trong sáng hơn. Trong chiến đấu cũng có gió thổi, nhưng đó là một thứ gió nóng, nóng và khô như miệng người ta, nó thổi một cách nặng nề, nóng và bẩn. Nó nổi lên, tắt đi theo sự mây rủi của ngày hôm đó. Anh rất biết thứ gió đó. Nhưng một cơn bão tuyết thì khác hẳn. Trong bão tuyết người ta có thể đến gần những con thú rừng mà chúng không sợ hãi. Chúng nó đi lang thang mà không biết chúng ở đâu. Đôi khi con nai đến đứng dưới mái hiên một căn nhà. Trong bão tuyết người ta đi ngựa mà gặp một con mê thì nó sẽ tưởng con ngựa là một con mê khác và chạy lại. Trong bão tuyết hình như bao giờ cũng có một lúc như không còn có kẻ thù nữa. Trong bão tuyết, gió có thể thổi giật từng cơn, nhưng trong trắng tinh khiết và một màu trắng bay đầy không gian. Mọi vật đều biến đổi, khi gió ngừng thổi, thật là yên tĩnh. Đây là một cơn bão lớn, anh hãy cướp vui thích đi. Nó làm hỏng cả mọi việc, nhưng mày hãy cướp vui thích đi. Tôi đã làm người đưa đường trong nhiều năm trời." Pablo nói, trước khi có xe ô tô vận tải chúng tôi dùng những xe bò lớn chở hàng qua núi làm nghề đó chúng tôi phải học cách xem thời tiết thế anh đã tham gia phong trào như thế nào xưa nay tôi vẫn đứng về phe tả pablo nói chúng tôi tiếp xúc nhiều với dân asturia họ có trình độ giác ngộ chính trị cao xưa nay tôi vẫn luôn luôn ủng hộ chế độ cộng hòa trước phong trào anh làm gì khi đó tôi làm cho một tên lái ngựa ở zaragoza nó cung cấp ngựa cho các trận đấu bò đồng thời cho cả quân đội nữa rồi tôi gặp pila như mụ đã nói với anh khi đó mụ sống với tay đấu bò finito de palencia hắn nói câu đó một cách hết sức hãnh diện hắn không phải là một tay đấu bò cừ một trong hai người anh em ngồi ở bàn nói mắt nhìn vào lưng pila đang đứng trước lò có thật không pila quay lại nhìn người đó có thật hắn không phải là một tay đấu bò cừ không? Lúc này đứng trong hang, bên bếp lửa, mụ như lại nhìn thấy Finito thấp, đen, nét mặt bình tĩnh, mắt buồn, má hóp, mái tóc đen, quăng, ướt. Trên trán có một vết hằn đỏ không ai để ý thấy. Vết hằn của chiếc mũ của người đấu bò đội rất xích vào đầu. Mụ nhìn thấy hắn lúc này đang đứng trước mặt con bò được 5 tuổi đối diện với cặp sừng đã hút tung những con ngựa cổ con bò to xù đã hất con ngựa tung lên cao trong khi người cưỡi ngựa cầm giáo đâm vào cái cổ đó cho tới lúc con ngựa đổ sập xuống người cưỡi ngựa ngã vào hàng rào gỗ trong khi con bò rướn chân về đằng trước cái cổ to tướng của nó văng mạnh cặp sừng hút vào con ngựa để giết nốt sức sống còn lại trong con ngựa mụ nhìn thấy Finito, anh chàng đấu bò soàn đó. Lúc này quay người đứng nghiêng trước mặt con bò. Lúc này mụ nhìn rõ thấy hắn đang cuộn mảnh dạ nặng quanh chiếc gậy. Mảnh dạ rũ nặng vì đã bết máu qua những miếng đánh trước, lết trên đầu, trên vai con bò, trên ức con bò, ướt đẫm mồ hôi, chảy rồng rồng bóng loáng. Quết trên lưng con bò đang lắc mạnh mình, làm những chiếc xiên nhỏ của người đấu bò kêu loảng xoảng. Mụ nhìn thấy Finito đứng nghiêng cách đầu con bò năm bước. Con bò đứng im, nặng nề. Hắn từ từ nâng thanh kiếm lên ngang vai con vật, rồi nhìn theo lưỡi kiếm chỉ vào một điểm mà hắn chưa nhìn thấy được, vì đầu con bò cao hơn mắt hắn. Đáng lẽ hắn phải lấy tay trái dãy mạnh giả ước và nặng làm cho con bò cúi xuống nhưng lúc này hắn lại ngã người về phía sau một chút trên gót chân và nhìn theo dọc lưỡi kiếm đứng nghiêng trước chiếc sừng đã sức ngực con bò thở phập phồng mắt nó nhìn trừng trừng vào miếng dạ lúc này mụ nhìn thấy rõ hắn và nghe thấy giọng hắn nhỏ và thanh khi hắn quay đầu lại nhìn về phía khán giả ngồi ở hàng đầu bên trên hàng rào sơn đỏ và nói hãy thử xem có thể giết nó như thế này được không mụ nghe thấy tiếng nói rồi trông thấy hắn gập đầu gối lại bắt đầu tiến lên mụ theo dõi bước đi của hắn tiến thẳng vào sừng con bò đang cúi xuống một cách kỳ lạ trong lúc miệng con bò hướng theo miếng dạ đang dẫy thấp dần xuống cổ tay mảnh dẻ ngâm ngâm đen của hắn điều khiển cặp sừng cúi thấp xuống trong lúc thanh kiếm đâm thẳng vào ức con bò đầy bụi mụ nhìn thấy lưỡi kiếm sáng loáng đâm vào từ từ và chắc chắn như là chính con bò đã lao về phía trước để cho lưỡi kiếm ngập sâu vào người nó để giật thanh kiếm khỏi tay người cầm và mụ nhìn lưỡi kiếm đâm ngập vào con bò cho đến lúc những đốt ngón tay sắc hằng vào da con vật căng thẳng và người đấu bò thấp đen mắt không lúc nào rời khỏi chỗ lưỡi kiếm đâm vào Lúc này ngoắt người thoát bụng lại tránh sừng con bò và ngửa người xa hẳn con vật. Rồi đứng đó, tay trái cầm miếng giả cuốn trên chiếc gậy, tay phải dơ lên nhìn con bò chết. Mụ nhìn thấy hắn đứng đó, mắt nhìn con bò cố gượng đứng vững nhìn con bò nghiêng ngã như một thân cây sắp đổ, nhìn con bò cố vật lộn để đứng vững trên mặt đất tay hắn dơ lên làm dấu hiệu thường lệ của người chiến thắng. Mụ nhìn thấy hắn đứng đó, người đẫm mồ hôi và mệt mỏi, nhẹ nhõm vì đã xong, cảm thấy nhẹ nhõm vì con bò đang chết, cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không bị hút, không bị sừng đâm, vì hắn đã đứng xa ra rồi. Hắn vẫn còn đứng đó thì con bò không đứng vững được nữa, đổ kềnh ra chết, chổng bốn gió lên trời và mụ nhìn thấy con người thấp đen đó mệt mỏi và không cười đi về phía hàng rào. Mụ biết rằng hắn không thể chạy ngang dòng đấu được. Ngay trong những lúc nguy nan đến tính mạng, mụ nhìn theo hắn đang từ từ bước tới hàng rào, lấy khăn lau miệng, nhìn lên chỗ mụ, lắc đầu, rồi lấy khăn lau mặt và bắt đầu đi vòng chiến thắng quanh dòng đấu mụ nhìn thấy hắn chậm rãi lê bước đi quanh vòng đấu miệng mỉm cười cúi chào rồi lại mỉm cười những tay phụ tá theo sau thỉnh thoảng cúi xuống lượm thuốc lá ném mũ lại cho khán giả hắn đi quanh vòng đấu mắt buồn rười rượi miệng vẫn phải mỉm cười và kết thúc vòng đi dừng lại trước mặt mụ thế rồi mụ nhìn lại và thấy hắn lúc này đang ngồi trên bậc chỗ hàng rào gỗ chiếc khăn mặt bịch lấy miệng. Đứng bên lửa, Bila lại nhìn thấy tất cả những cái đó và mụ nói. Thế hắn không phải là một tay đấu bò cừ à? Không biết bây giờ tôi sống với những hạng người gì thế này? Hắn là một tay đấu bò cừ. Pablo nói, hắn có phần bị thiệt gì thấp quá. Rõ ràng là hắn mắc bệnh lao. Primitivo nói, lao à? Bila hỏi, với tất cả cái mà hắn đã phải chịu đựng thì ai mà không lao. Ở cái xứ này không một người nghèo nào có thể làm ra được tiền nếu không là một tên tội phạm như Khoan Mắt hay là một tay đấu bò hay là một người hát giọng cao ở nhà hát. Làm sao mà hắn không lao được? Ở một xứ mà bọn tư sản ăn nhiều quá đến nỗi hỏng cả dạ dày và không thể sống được nếu không có thuốc muối. Còn người nghèo thì đói từ lúc đẻ ra cho đến lúc chết làm sao mà hắn không lao được nếu anh phải đi tàu lậu vé trốn ở dưới gầm ghế toa xe hạng ba nằm ngay trong đất bụi bẩn thiểu với đờm giải mới nhổ ra và đờm giải đã khô rồi để đi từ hội chợ này qua hội chợ khác học nghề đấu bò thì liệu anh có lao không nếu ngực anh đã bị bò hút rõ primitivo nói tôi chỉ nói là hắn lao thôi đó chứ dĩ nhiên là hắn bị lao bila đứng cầm chiếc thìa lớn nói người hắn thấp Giọng nói của hắn nhỏ nhẹ và hắn rất sợ bò. Chưa bao giờ tôi thấy một người nào sợ trước một trận đấu bò như hắn. Và cũng chưa bao giờ tôi thấy một người nào không sợ trong dòng đấu như hắn. Anh, mụ bảo Pablo, bây giờ thì anh đang sợ chết. Anh cho đó là một việc quan trọng. Finito lúc nào cũng sợ, nhưng trong dòng đấu thì hắn là một con sư tử. Hắn nổi tiếng là một người rất dũng cảm. Người em nói, chưa bao giờ tôi thấy người nào sợ đến như thế. Pila nói, đến nỗi hắn không muốn có một cái đấu bò nào trong nhà. Có một lần tại hội chợ ở Valladolid, hắn giết một con bò của Pablo Romero rất cừ. Tôi có nhớ, người anh nói, tôi có ở vùng đấu, đó là một con bò da như màu xà phòng, lông trắng xoăn và sừng rất dài. Một con bò giá đến hơn 30 arobas, đó là con bò cuối cùng hắn giết ở Valladolid đúng. Pila nói. Và sau đó câu lạc bộ những người nhiệt tình ủng hộ hắn họp tại quán cà phê Cô Long lấy tên hắn đặt tên cho câu lạc bộ. Đã đem nhồi rơm đầu con bò, biếu hắn trong một bữa tiệc nhỏ tại quán cà phê Cô Long. Trong bữa tiệc họ treo cái đầu bò lên tường nhưng lấy giải che đi. Tôi cùng ngồi ở bàn ăn với nhiều người khác nữa. Như con Pastora còn xấu hơn cả tôi, con Nina Delos pennet nhiều người gypsy khác và những đĩ hạng sang đó là một bữa tiệc nhỏ nhưng rất náo nhiệt gần đến mức căng thẳng do một cuộc cãi nhau về một vấn đề lịch sự giữa Pastora với một trong những con đỉ có quy thế nhất. Riêng tôi, tôi sung sướng quá mức. Tôi ngồi bên cạnh Finito và để ý thấy hắn không muốn nhìn lên đầu con bò có một mảnh vải đỏ thắm che kín như ảnh thánh ở nhà thờ trong tuần lễ khổ ải của Đức Chúa Trời trước đây của chúng ta finito không ăn uống mấy vì khi hắn sắp giết con bò trong trận đấu cuối năm ở zaragoza hắn bị một cú sừng bò đập cạnh vào người đấu một cú cạnh sừng văng phải làm cho hắn ngất đi một lúc và đến bây giờ hắn cũng không giữ được thức ăn trong dạ dày và suốt bữa tiệc thỉnh thoảng hắn lại đưa khăn lên miệng nhổ vào khăn mặt một ít máu không biết tôi định kể gì nhỉ cái đầu bò primitivo nói cái đầu bò nhồi rơm phải rồi phải nhưng tôi cần phải kể một vài chi tiết để các anh thấy chắc các anh cũng biết finito tính không vui lắm thật ra hắn vẫn trịnh trọng khi chỉ có chúng tôi với nhau thôi tôi cũng chưa thấy hắn cười bao giờ cả ngay cả những cái rất buồn cười hắn đối với cái gì cũng rất nghiêm trang hắn nghiêm trang gần bằng fernando ấy nhưng đây là những bữa tiệc của câu lạc bộ của những người nhiệt tình ủng hộ họp lại thành câu lạc bộ finito thết hắn nên hắn cần phải làm ra vui vẻ thân mật cho nên suốt bữa tiệc hắn mỉm cười nói những lời thân mật chỉ có mình tôi mới để ý thấy hắn làm gì với chiếc khăn tay thôi hắn có ba chiếc khăn tay và hắn đã nhổ đầy cả ba chiếc hắn khẽ bảo tôi pila anh không chịu nổi được nữa anh thấy anh cần phải về vậy thì chúng ta về thôi tôi nói vậy vì tôi thấy hắn đau quá khi đó ở bữa tiệc người ta đang cười đùa ầm ĩ và tiếng ồn ào thật là kinh khủng không anh không thể về được finito bảo tôi dẫu sao đây cũng là một câu lạc bộ mang tên anh và anh có một bổn phận nếu anh ốm thì chúng ta đi về tôi nói không anh sẽ ở lại cho anh một ít rượu manzanilla kia tôi thấy hắn mà uống rượu thì không nên vì rằng hắn chẳng ăn được chút gì dạ dày hắn thì đã như thế nhưng rõ ràng là nếu hắn không uống gì thì hắn không thể chịu đựng nổi sự vui đùa ồn ào được nữa tôi nhìn hắn uống rất nhanh gần hết một chai manzanilla đã hết khăn tay bây giờ hắn lấy khăn ăn để dùng vào việc mà trước đó hắn vẫn phải dùng đến khăn tay lúc này bữa tiệc thật là náo nhiệt một dài con đĩ nhẹ nhất được một số hội viên câu lạc bộ công kênh trên dai đi nhiều vòng quanh bàn. Người ta yêu cầu Pastora hát và El Nino, Ricardo chơi guitar. Thật là cảm động, một dịp vui thật sự, tình bạn lên đến cao độ. Chưa bao giờ tôi thấy một bữa tiệc nào đạt tới mức flamenco sôi nổi đến như thế. Ấy là chưa đến lúc mở tấm màn che cái đầu bò, mà thật ra đó là lý do có bữa tiệc này tôi cũng tham gia vào cuộc vui, say mê vỗ tay, đánh nhịp theo tiếng đàn của Ricardo và tổ chức một nhóm vỗ tay để quan hô bài hát của Nina de Ios Benet. Tôi mãi mê đến nỗi không để ý thấy Finito đã nhổ máu ra đầy chiếc khăn của hắn và hắn đã phải dùng đến chiếc khăn ăn của tôi. Hắn lại uống thêm rượu Manzanilla nữa và mắt hắn sáng lên. Hắn sung sướng gật đầu với mọi người. Hắn không nói được nhiều vì khi nói bất cứ lúc nào hắn cũng có thể phải dùng đến chiếc khăn ăn. Hắn làm ra vẻ rất vui thích và nói cho cùng, hắn đến đây cũng là vì thế. Bữa tiệc cứ tiếp tục. Người ngồi bên cạnh tôi, trước kia là ông bầu của Raphael Engalo, đang kể cho tôi nghe một câu chuyện. Đoạn cuối của câu chuyện như thế này. Khi đó Raphael đến bảo tôi rằng, anh là người bạn tốt nhất và cao thượng nhất của tôi trên thế gian này tôi yêu anh như một người anh và tôi muốn biếu anh một món quà rồi nó cho tôi một chiếc kim cài ca vát đính kim cương rất đẹp hôn lên hai má tôi cả hai chúng tôi đều rất cảm động thế rồi rafael engalo sau khi đã cho tôi chiếc kim đính kim cương đi ra khỏi quán cà phê và tôi bảo retana đang ngồi ở bàn thế là cái thằng gipsy bẩn thỉu ấy lại vừa mới ký hợp đồng với một lão bầu khác rồi anh nói thế nghĩa là thế nào? Retana hỏi. Anh làm bầu cho nó đã mười năm nay, từ trước đến nay chưa bao giờ nó biếu anh cái gì cả. Tên bầu của Engalo nói, cái này không có nghĩa gì khác. Và dĩ nhiên là đúng như vậy. Engalo đã bỏ tên bầu đó như thế đấy. Nhưng giữa lúc đó thì Bastora xen vào câu chuyện, có lẽ không hẳn là để binh giật tâm tiếng cho Raphael vì chưa có ai lại nói xấu raphael tàn tệ hơn con ấy nhưng vì tên bầu đã nói đụng đến những người gypsy với câu thằng gypsy bẩn thỉu thế là hùng hổ xen vào câu chuyện lời lẽ hung hăng đến nỗi tên bầu phải im tôi vội can Bastora để nói dịu đi và một cô gitana khác lại chen vào để can tôi thành thử ầm cả lên đến nỗi không còn ai nghe thấy gì trừ một tiếng đỉ thật to vang lên, to hơn những chữ khác, cho đến lúc sự im lặng trở lại. Ba đứa chúng tôi đã dính vào câu chuyện, lúc này ngồi cuối gầm mặt vào cốc rượu, và khi đó tôi để ý thấy Finito đang nhìn trừng trừng vào cái đầu bò, vẫn có một miếng vải đỏ che kín mặt hắn lộ rõ vẻ kinh quảng. Giữa lúc đó, chủ tịch câu lạc bộ bắt đầu đọc diễn văn trước khi bỏ tấm giải phủ cái đầu bò suốt bài diễn văn được quan hô với những tiếng kêu ô lê và tiếng đấm bàn. Tôi để ý nhìn Finito đang dùng chiếc khăn của hắn, không phải chiếc khăn của tôi, và lùi dần vào trong ghế, mắt nhìn trừng trừng hoảng sợ và như bị thôi miên vào cái đầu bò phủ vải trên tường đối diện với hắn. Vào đoạn cuối của bài diễn văn, Finito bắt đầu lắc đầu và càng ngồi thụt vào trong ghế. Anh làm sao thế? Anh? Tôi hỏi hắn, nhưng khi hắn nhìn tôi, hắn không nhận ra tôi, chỉ lắc đầu và nói, không, không, không. Chủ tịch câu lạc bộ đã đọc xong bài diễn văn và giữa những tiếng quan hô, ông ta đứng lên trên một cái ghế, với tay cởi cái dây buộc miếng vải đỏ rực trùm lên cái đầu bò và từ từ kéo miếng vải ra. Miếng vải dướng vào một cái sừng. Ông ta nâng nó lên, kéo nó ra khỏi cái sừng nhọn nhẵn bóng và thế là hiện ra cái đầu bò vàng to sừng đen chĩa ra đầu sừng trắng nhọn quắt như lông nhím cái đầu bò trông như là sống thật lông trán nó cũng xoăn như thật lỗ mũi mở rộng mắt sáng rực và nhìn thẳng vào finito mọi người la hét vỗ tay còn finito thì càng ngồi thụt vào trong ghế thế rồi mọi người đều yên lặng nhìn hắn và hắn nói không không? Mắt nhìn vào cái đầu bò, rồi lại lùi nữa, rồi lại nói, không, thật to. Máu học ra, hắn cũng không buồn lấy chiếc khăn ăn lao nữa, và máu chảy rồng rồng xuống cầm hắn. Hắn vẫn nhìn chiếc đầu bò và nói, cả mùa đấu, được, làm tiền, được, ăn, được, nhưng tôi không ăn được, nghe chưa, tôi đau dạ dày, mà bây giờ thì hết mùa rồi. Không, không, không hắn nhìn quanh bàn tiệc rồi lại nhìn cái đầu bò nói không một lần nữa rồi cúi đầu xuống và đưa cái khăn ăn lên miệng hắn cứ ngồi như thế chẳng nói chẳng rằng gì cả bữa tiệc bắt đầu thì vui hứa hẹn sẽ là một ngày ghi lại một thời kỳ vui vẻ tình bạn bè tốt đẹp cuối cùng đã thất bại sau đó độ bao lâu thì hắn chết Vô hỏi mùa đông năm đó Bila nói, hắn không hồi phục lại được. Từ khi bị cạnh sừng bò văng phải lần cuối cùng ở Zaragoza, những cú bị cạnh sừng văng phải như thế còn tai hại hơn là bị sừng hút thủng. Vì như thế là bị thương ở bên trong và không khỏi được. Hầu như cứ mỗi lần hắn tiến vào đâm chết con bò là hắn lại bị một cú như vậy. Cũng vì lý do đó mà hắn không được quan nghênh nhiều hơn nữa. Hắn thật khó mà tránh được sừng con bò văng phải vì người hắn thấp. Hầu như lần nào hắn cũng bị sừng bò văng phải. Nhưng tất nhiên, phần nhiều những cú đó nhẹ thôi. Nếu người hắn thấp bé như thế thì đáng lẽ hắn không nên làm tay đấu bò mới phải. Primitivo nói. Bila nhìn Robert Jordan và lắc đầu. Rồi mũ cúi xuống cái nồi sắt lớn và vẫn lắc đầu. Cái dân này thật là kỳ. Mũ nghĩ. Người Tây Ban Nha kỳ thật nếu người hắn thấp bé như thế thì đáng lẽ hắn không nên làm tay đấu bò mới phải mình nghe thấy thế mà cũng chẳng nói gì cả mình không cấu giận và sau khi giảng giải xong mình lại im thật là đơn giản khi người ta không biết cái gì cả đơn giản làm sao chẳng biết cái gì mà cũng cứ nói hắn là một tay đấu bò xoàng một thằng khác cũng chẳng biết cái gì cả cũng bảo hắn mắc bệnh lao và sau khi có người biết đã giảng giải cho rồi một thằng khác lại còn bảo, nếu người hắn thấp bé như thế thì đáng lẽ hắn không nên làm tay đấu bò mới phải. Lúc này cúi xuống ngọn lửa, Mụ lại như nhìn thấy cái thân hình đen đuổi, trần truồng nằm trên giường với những vết sẹo sần sùi trên cả hai đùi, một vết thương sâu đã thành sẹo ở dưới xương sườn bên phải và một vết sẹo trắng chạy dài trên sườn lên tới tận nách. Mụ nhìn thấy cặp mắt hắn nhắm lại, và nét mặt hắn ngâm ngâm đen nghiêm trang mớ tóc đen quăng lúc này đã vuốt lên khỏi trán mụ ngồi bên hắn xoa chân cho hắn nắng bóp bắp thịt căng thẳng nơi bắp chân rồi nắm hai bàn tay lại đập nhẹ nhẹ cho bắp thịt khỏi bị chuột rút anh thấy thế nào mụ hỏi hắn anh thấy chân thế nào tốt lắm bila hắn nói mắt vẫn không mở anh có muốn em xoa ngực không không Pila, em đừng đụng vào ngực anh. Vậy xoa đùi nhé. Không, đau lắm. Nhưng nếu em xoa và bôi thuốc cao vào thì nó sẽ nóng lên và sẽ đỡ đau. Không Pila, cảm ơn em. Anh muốn em đừng đụng đến. Em sẽ lấy rượu rửa cho anh. Ừ, làm hết sức nhẹ thôi. Con bò cuối cùng ấy, anh giỏi lắm. Mụ bảo hắn và hắn nói Ừ, anh đã giết nó rất gọn. Thế rồi sau khi đã lau rửa cho hắn và lấy một chiếc chăn đơn đắp cho hắn, mụ nằm xuống giường bên cạnh. Hắn thò một bàn tay ra sờ vào mụ và nói Bila, em là một người đàn bà thật tuyệt. Đó là một câu nói của hắn gần giống một câu nói đùa nhất và thường thường sau trận đấu hắn ngủ còn mụ thì nằm đó hai tay nắm lấy tay hắn nghe hắn thở. Trong giấc ngủ hắn hay hoảng sợ mụ thường thấy tay hắn nắm chặt lại trán giả mồ hôi và nếu hắn tỉnh dậy mụ bảo không có gì cả đâu thì hắn lại ngủ mụ đã sống với hắn như thế năm năm và không bao giờ lừa dối hắn nghĩa là không bao giờ thế rồi chôn cất hắn xong mụ sống với pablo pablo dắt ngựa cho những người cầm giáo trong vòng đấu và hắn giống như tất cả những con bò mà finito đã suốt đời đâm chết nhưng sức mạnh của con bò cũng như sự can đảm của con bò không bền. Bây giờ thì mụ đã biết vậy, giả lại có còn gì lâu bền được. Có ta, mụ nghĩ, phải, còn có ta, nhưng để làm gì? Maria, mụ nói, hãy để ý đến việc em làm một chút, đây là một ngọn lửa để nấu ăn chứ không phải để đốt cả một thành phố. Vừa đúng lúc đó thì gã gypsy vào, người hắn đầy tuyết hắn đứng ở cửa, tay cầm khẩu súng, dậm chân vũ cho sạch tuyết. Robert Jordan đứng dậy đi lại phía cửa. Thế nào? Anh nói với gã gypsy. Mỗi phiên gác sáu giờ, mỗi lần hai người trên chiếc cầu to. Gã gypsy nói: ở cái lều của người sửa đường có tám đứa và một thằng cai. Đồng hồ bấm giờ của anh đây. Còn cái bốt ở chỗ xưởng cưa thế nào? Ông cụ ở đó ông cụ có thể theo dõi cả cái bốt đó lẫn con đường. Thế còn con đường? Robert Jordan hỏi. Vẫn như mọi lần, không có gì khác thường lệ. Nhiều xe ô tô. Gã Gipsy có vẻ rét, bộ mặt ngâm ngâm đen của hắn hóp lại vì lạnh. Tay hắn đỏ lên. Hắn đứng nguyên ở cửa hang cởi áo ra vũ. Tôi đã ở lại cho đến khi chúng nó đổi gác. Gác đổi vào lúc giữa trưa và lúc 6 giờ, phiên gác thật là dài. Thật là may mà tôi không ở trong quân đội của chúng. Chúng ta đi tìm ông cụ đi. Robert Jordan vừa nói vừa mặc chiếc áo da. Tôi không đi đâu. Bây giờ tôi đi sưởi và ăn súp nóng đây. Tôi sẽ bảo cho một trong những anh em kia biết ông cụ ở đâu và họ sẽ dẫn anh đi. Nè, bọn ăn hại kia. Hắn gọi những người ngồi ở bàn. Ai muốn đưa anh Ingalls đến chỗ ông cụ đứng quan sát con đường nào? tôi đi cho. Fernando nói, cho tôi biết ở chỗ nào. Nghe đây này, gã Gipsy nói, ở chỗ... Và hắn nói cho Fernando biết chỗ Anselmo đứng. Chương 15 Anselmo ngồi xổm bên một thân cây to phía khuất gió. Thân cây trắng tuyết bay dạt sang hai bên, Ông cụ ngồi sát vào thân cây, hai tay thu vào trong ống tay áo, tay bên này luồn vào ống tay bên kia, và ông cụ hết sức thụt đầu vào trong áo. Ông cụ nghĩ, nếu mình mà còn ở lại đây lâu nữa thì mình sẽ chết cống mất, và như thế thì thật là vô ích. Anh Ingalls bảo mình ở lại đây cho đến khi có người đến thay, nhưng lúc đó anh ấy không biết là sẽ có trận bão này không có hoạt động gì khác thường trên đường và mình đã biết cách bố trí và nề nếp của cái bốt chỗ xưởng cưa bên kia đường rồi đáng lẽ bây giờ mình phải về trại bất cứ một người nào có ý thức một chút thì đã phải mong mình về trại mình sẽ ở lại đây thêm một chút nữa ông cụ nghĩ rồi sẽ về trại đó là khuyết điểm của mệnh lệnh cứng nhắc quá không cho phép thay đổi tùy theo tình hình Ông cụ xoa hai chân vào nhau, rồi rút hai bàn tay trong ống tay áo ra, cúi xuống lấy tay xoa chân và lấy hai chân xoa vào nhau cho máu chảy đều. Ở đây khuất gió, có thân cây che đỡ lạnh hơn, nhưng chỉ một lát nữa là ông cụ phải đi thôi. Ông cụ đang ngồi đó xoa chân, bỗng nghe thấy tiếng ô tô trên đường cái. Chiếc xe có buộc xích vào bánh và một đoạn xích lủng lẳng kêu lọc sọc ông cụ chăm chú nhìn chiếc xe leo ngược con đường phủ đầy tuyết. Chiếc xe sơn màu xanh và màu nâu thành từng mảng rời nhau. Cửa kính quét xanh để không nhìn được vào bên trong, chỉ để trống một hình bán nguyệt cho những người ngồi trong có thể nhìn được ra ngoài. Đó là một chiếc xe kiểu Rolls Royce đi trong thành phố đã dùng được hai năm nay, được ngụy trang để cho bộ tổng tham mưu sử dụng nhưng anselmo không biết điều đó ông cụ không nhìn thấy trong xe có ba tên sĩ quan khoác áo choàng ngồi hai tên ngồi trên ghế phía sau và một tên ngồi trên chiếc ghế gập chiếc xe chạy qua tên sĩ quan ngồi trên chiếc ghế gập nhìn qua chỗ hở giữa màu xanh của cửa kính nhìn ra ngoài nhưng anselmo không biết cả hai không ai nhìn thấy ai chiếc xe ô tô chạy qua trong tuyết ngay phía dưới ông cụ Anselmo nhìn thấy tên lái xe mặt đỏ đội mũ sắt, mặt và mũ thò ra ngoài chiếc áo choàng và nhìn thấy mũi khẩu tiểu liên của tên lính hầu cận ngồi cạnh tên lái xe chìa ra phía trước. Chiếc xe đi khỏi, Anselmo thò tay vào trong áo, lấy trong túi áo sơ mi ra hai tờ giấy xé trong cuốn sổ tay của Robert Jordan, rồi đánh một dấu bên cạnh hình vẽ một chiếc ô tô đây là chiếc xe thứ 10 đi lên trong ngày hôm nay. 6 chiếc đã đi xuống, 4 chiếc vẫn còn ở phía trên. Đây không phải là một số lượng ô tô bất thường đi lại trên con đường này. Nhưng Anselmo không phân biệt được giữa những chiếc xe Ford, Fiat, Open, Renault và Citroën của ban tham mưu sư đoàn giữ đường đèo vào đường núi này với những chiếc Rolls-Royce, Lancia, Mercedes và isota của bộ tổng tham mưu robert jordan sẽ phải phân biệt điều đó nếu là anh chứ không phải là ông cụ đứng đây quan sát anh có thể nhận định được ý nghĩa của những chiếc xe ô tô đã đi lên đèo nhưng anh không có ở đó và cứ mỗi chiếc xe đi lên ông cụ chỉ đánh một dấu trên tờ giấy lúc này anselmo lạnh quá rồi ông cụ bèn quyết định tốt hơn hết là nên trở về trại trước khi trời tối ông cụ không sợ lạc đường nhưng nghĩa rằng ở lại lâu hơn nữa cũng vô ích và bây giờ gió thổi mỗi lúc một thêm lạnh và tuyết vẫn rơi không ngớt nhưng khi ông cụ đứng dậy và dậm chân nhìn qua tuyết rơi lã tả xuống đường thì ông cụ lại không leo lên núi mà vẫn đứng lại dựa vào mé khuất gió của thân cây thông anh Ingalls bảo mình phải ở lại bây giờ có lẽ anh ấy đang trên đường đi tới đây nếu mình bỏ chỗ này, anh ấy đi tìm mình có thể sẽ bị lạc trong tuyết. Suốt cuộc chiến tranh này, chúng ta đã bị khốn đốn nhiều vì thiếu kỷ luật và không tuân theo mệnh lệnh. Mình sẽ chờ anh Ingos thêm một chút nữa. Nếu anh ấy không đến mau thì mặc cho có lệnh mình cũng phải về thôi, vì mình còn phải báo cáo, còn có nhiều việc phải làm trong những ngày tới. Chết, cống ở đây là một việc quá đáng và vô ích bên kia đường tại xưởng cưa khói từ một ống khói bốc lên và anh Sen mô có thể ngửi thấy mùi khói theo gió thổi qua tuyết bay tới chỗ cụ cụ nghĩ bọn phát xít đang sưởi ấm chúng nó đang đàng hoàng dễ chịu nhưng đêm mai là chúng ta sẽ giết hết chúng nó thật là một sự lạ mình không muốn nghĩ đến điều đó suốt ngày hôm nay mình theo dõi chúng nó và chúng nó cũng là người như chúng ta mình tin rằng mình có thể đi tới xưởng cưa gõ cửa và sẽ được tiếp đón tử tế trừ có một điều là chúng nó được lệnh phải kiểm soát những người qua đường và hỏi xem giấy tờ chỉ có những mệnh lệnh đã chia rẽ chúng ta những người đó không phải là phát xít mình gọi họ thế chứ họ không phải thế họ là những người nghèo như chúng ta đáng lẽ họ không bao giờ nên đánh lại chúng ta và mình không thích nghĩ đến chuyện chém giết Bọn ở trạm gác này là người Galego, người miền Galicia Tây Ban Nha. Mình biết được là vì nghe thấy chúng nó nói chuyện với nhau buổi chiều hôm nay. Chúng nó không thể đào ngũ được, vì nếu chúng đào ngủ thì gia đình chúng sẽ bị bắn. Người Galego thì hoặc là rất thông minh, hoặc là rất ngu xuẩn và tàn bạo. Mình đã được biết cả hai loại đó. Lister cũng là người Galego cùng một thành phố với Franco. Không biết bọn Galego nghĩ gì về hiện tượng mùa này mà có tuyết rơi, dùng chúng nó không có núi cao như ở đây, lúc nào cũng mưa, cây cối lúc nào cũng xanh. Một ánh lửa lóe lên ở cửa sổ xưởng cưa. Anselmo rùng mình nghĩ, cái anh chàng Ingo chết tiệt này, bọn Galego thì được ấm, được ở trong nhà tại ngay quê hương của chúng ta, còn mình thì đứng chết cống ở đây sau một gốc cây. Và chúng ta thì sống trong một cái hốc trong núi đá như thú vật trong núi. Nhưng ngày mai, ông cụ nghĩ, thú rừng sẽ ra khỏi hang. Những đứa bây giờ đang khoan khoái dễ chịu sẽ chết trong chăn ấm, y như bọn đã chết trong đêm chúng ta đột kích Otero. Ông cụ nghĩ, ông cụ không muốn nhớ đến Otero. Ở Otero đêm hôm đó, lần đầu tiên Anselmo giết người ông cụ hy vọng sẽ không phải giết ai trong trận tiêu diệt những trạm gác này chính ở otero pablo đã dùng dao đâm chết tên lính gác trong khi anselmo lấy chăn chụp lấy đầu nó tên lính gác nắm được chân anselmo giữ chặt lấy và mặc dầu nó bị quấn chặt trong chiếc khăn nó vẫn cố kêu lên anselmo phải đâm mò tên lính gác trong chăn cho đến lúc nó bỏ chân ông cụ ra và nằm im ông cụ lấy đầu gối đè lên cổ họng tên lính để giữ cho nó không kêu trong khi ông cụ đâm túi bụi vào cái đống đó thì pablo ném quả bom qua cửa sổ vào trong buồng có những tên lính khác của trạm gác đang ngủ và khi ánh chớp lóe lên thì như cả thế giới này bùng nổ rực đỏ và vàng lóe lên trước mắt rồi pablo ném tiếp hai quả bom nữa pablo rút chốt bom ra rồi ném nhanh qua cửa sổ vào buồn. Những đứa đang ngủ trên giường còn sống sót đang dùng dậy thì bị chết luôn vì quả bom thứ hai nổ. Khi đó là thời kỳ quanh liệt của Pablo. Pablo tung hoành trong vùng đó như một tướng tác ta và ban đêm không một đồn phát xít nào được yên. Còn bây giờ thì hắn đã hết thời và suy sụp như một con lợn bị thiến. Anselmo nghĩ và khi đã thiến xong tiếng kêu đã dứt, hai hộp giấy đã dứt đi, thì con lợn khi đó không còn là lợn giấy nữa. Uẩn ỉn đi bới hai hộp giấy đó lên ăn. Không, hắn không đến nỗi tồi tệ như thế. Anselmo mỉm cười. Người ta thường hay nghĩ quá đáng, ngay cả trong trường hợp Pablo. Nhưng kể ra hắn cũng đã khá tồi tệ và thay đổi khá nhiều. Lạnh quá, ông cụ nghĩ làm sao cho cái anh chàng Ingos đến đây mau mau lên làm sao cho mình không phải giết người trong trận đánh đồn này bốn tên Galego này và thằng cai của chúng nó là để cho những ai thích giết anh Ingos đã bảo thế mình sẽ giết nếu đó là nhiệm vụ của mình nhưng anh Ingos bảo mình sẽ đi cùng với anh ấy đến cầu việc này sẽ để cho người khác làm ở cầu sẽ có đánh nhau và nếu mình có đủ tinh thần chịu đựng nổi trận đánh, thì mình sẽ làm tất cả những cái mà một ông cụ già có thể làm được trong cuộc chiến tranh này. Nhưng bây giờ thì anh Ingos hãy mau đến đi thôi, vì mình lạnh quá rồi. Cứ trong ánh lửa trong xưởng của bọn Galego đang sưởi ấm, mình lại càng lạnh thêm. Ước gì mình lại được ở nhà mình khi nào chiến tranh kết thúc. Nhưng ông cụ nghĩ, mày bây giờ làm gì còn nhà nữa? chúng ta cần phải chiến thắng mới có thể hy vọng trở về nhà được. Bên trong xưởng cưa, một tên lính ngồi trên giường ngủ đang bôi mở vào đôi ủng. Một tên khác nằm ngủ trên một cái giường nhỏ. Tên thứ ba đang đun nấu và tên cai đang đọc báo. Mũ của chúng treo vào đinh đóng trên tường. Súng của chúng dựa vào vách gỗ. Cái xứ quái quỷ gì mà gần đến tháng 6 rồi vẫn còn tuyết rơi thế này tên lính ngồi trên giường nói đây là một hiện tượng kỳ lạ tên cai nói bây giờ đang tuần trăng tháng năm tên lính đang đun nấu nói tuần trăng tháng năm chưa hết cái xứ quỷ quái gì mà tháng năm lại có tuyết rơi thế này tên lính ngồi trên giường nhắc lại ở vùng này tháng năm có tuyết không phải là chuyện hiếm tên cai nói ở Madrid về tháng năm tao thấy lạnh hơn và cũng nóng hơn. Tên lính đang đùng nấu nói. Tháng năm là tháng thời tiết có nhiều cái trái ngược nhau. Tên cai nói, ở xứ Casti này, tháng năm là một tháng rất nóng, nhưng cũng có thể rất lạnh. Hay là mưa? Tên lính ngồi trên giường nói, tháng năm vừa qua hầu như ngày nào cũng mưa. Đâu nào? Tên lính đang đùng nấu nói, giả lại tháng năm vừa qua là tuần trăng thứ tư cứ nghe mày với những tuần trăng của mày có thể phát điên lên được đây. Tên cai nói, đừng có dở cái chuyện tuần trăng đó ra nữa. Bất cứ ai sống ở bờ biển hay ở nông thôn đều biết là không phải tính theo tháng mà phải tính theo tuần trăng. Tên lính đang đun nấu nói, bây giờ chẳng hạn là vừa mới bắt đầu tuần trăng tháng 5, thế mà lại sắp sửa tháng 6 đấy. Thế thì tại làm sao người ta tính mùa lại không chậm Tên cai nói, chuyện mày làm tao nhất cả đầu. Thầy là người thành thị. Tên lính đang đung bếp nói, thầy là người ở Lugo, thầy biết gì về biển hay về ruộng đất kia chứ? Ở thành thị người ta hiểu biết nhiều hơn cái bọn mù chữ dốt nát chúng mày ở biển hay ở nhà quê. Chính tuần trăng này là bắt đầu có nhiều đàn cá trích về. Tên đang đun nấu nói, tuần trăng này là các thuyền đánh cá trích phải chuẩn bị còn cá mackerel thì bơi về phía bắc tại sao mày là người Gia mày lại không vào hải quân là gì tôi không đăng ký ở Gia mà đăng ký ở nereia là quê tôi ở trên sông tambr tại nereia họ đã lấy tôi vào quân đội thật là đen tên cai nói đừng có tưởng vào hải quân là không nguy hiểm tên lính ngồi trên giường nói ngay như không có đánh nhau về mùa đông bờ biển ở đó vẫn là một nơi nguy hiểm. Không có gì tệ hơn quân đội. Tên cai nói. Thầy là một thầy cai sao thầy lại nói thế? Tên lính đang đùng nói. Chà, tên cai nói. Tao nói về phương diện nguy hiểm đó chứ. Ý tao là muốn nói về việc phải chịu đựng những trận quanh tạc, phải tấn công, phải sống trong chiến hào kia. Ở đây bọn mình ít bị những chuyện đó, tên lính ngồi trên giường nói nhờ ơn chúa tên cai nói nhưng biết đâu được bao giờ bọn mình sẽ lại bị những cái đó chắc chắn là bọn mình không thể cứ ung dung mãi thế này được hãy cho là bọn chúng ta sẽ ở đây bao nhiêu lâu không biết nhưng tao mong là chúng ta sẽ cứ ở đây mãi cho đến khi hết chiến tranh gác sáu giờ liền lâu quá tên lính đang đun nói còn bảo thế này thì chúng ta sẽ chỉ gác mỗi phiên 3 giờ. Như thế cũng đúng thôi, tên cai nói. Những xe ô tô vừa rồi của bang tham mưu là thế nào? Tên lính ngồi trên giường hỏi. Tôi không thích trông thấy những chiếc xe tham mưu ấy. Tao cũng vậy. Tất cả những cái đó là một điểm không may, tên cai nói. Lại máy bay nữa, máy bay cũng là một điểm dữ, tên lính đang đung nói nhưng mà kể ra chúng ta có không quân mạnh đó chứ tên cai nói bọn đỏ không có không quân như chúng ta những chiếc máy bay sáng nay trông thật sướng cả người tôi đã trông thấy máy bay của bọn đỏ kể cũng đáng ghê tên lính ngồi trên giường nói tôi đã trông thấy những chiếc máy bay hai động cơ ném bom thật là khủng khiếp đúng nhưng chúng nó không ghê bằng không quân của chúng ta tên cai nói chúng ta có một lực lượng không quân chúng nó không thể nào dược nổi. Chúng nói chuyện với nhau như vậy trong xưởng cưa, trong khi Anselmo đứng chờ ngoài tuyết, quan sát con đường và nhìn ánh lửa qua cửa sổ xưởng cưa. Anselmo nghĩ, mình mong rằng mình sẽ không phải tham gia vào việc bắn giết. Mình cho rằng có lẽ sau chiến tranh cần phải là một lễ giải tội lớn về việc giết người nếu sau chiến tranh chúng ta không còn tôn giáo nữa thì mình cho rằng cần phải tổ chức một hình thức giải tội kiểu dân sự gì đó để tẩy rửa mọi tội chém giết nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ có được một cơ sở chân chính nhân đạo để mà sống giết là cần mình biết vậy nhưng dẫu sao đó cũng là một việc xấu mà mình cho rằng sau khi đã xong xuôi tất cả sau khi chúng ta đã chiến thắng thì cần phải có một cách giải tội nào đó để tẩy rửa cho tất cả mọi người chúng ta. Anselmo là một người rất tốt. Cứ mỗi lần ông cụ đứng lâu một mình, mà ông cụ thì thường thường có một mình, thì vấn đề giết người lại trở lại trong đầu ông cụ. Mình lấy làm lạ về cái anh Ingos. Ông cụ nghĩ, anh ta bảo mình là anh ta không quan tâm đến chuyện đó. Tuy nhiên anh ấy có vẻ vừa tốt vừa dễ xúc cảm có thể là đối với những người trẻ tuổi hơn mình vấn đề đó không quan trọng có thể là những người ngoại quốc hay là những người không cùng một tôn giáo như ta họ có một thái độ khác nhưng mình cho rằng bất cứ ai mà giết người thì rồi cũng có ngày sẽ bị tai họa và mình cho rằng dù là cần thiết đi nữa thì vẫn là một tội lỗi sau này chúng ta cần phải làm một cái gì thật mạnh để giải tội đó Lúc này trời đã tối. Ông cụ nhìn ánh lửa bên kia đường, lấy hai tay vỗ vỗ vào ngực cho ấm. Ông cụ nghĩ, bây giờ thì mình sẽ về trại thôi. Nhưng có cái gì vẫn giữ ông đứng lại bên gốc cây cạnh đường. Tuyết rơi càng nhiều. Anh sen mô nghĩ, giá mà có thể phá cầu được ngay đêm nay. Một đêm như đêm nay mà đánh chiếm các đồn và phá cầu thật dễ như không. Mọi việc sẽ xong xuôi cả. Một đêm như thế này có thể làm bất cứ cái gì cũng được. Rồi ông cụ đứng đó tựa vào gốc cây, chân dậm nhẹ nhẹ và không nghĩ gì về cái cầu nữa. Mỗi lần tối đến, bao giờ ông cụ cũng cảm thấy cô đơn, trong lòng trống rỗng như bị đói. Xưa kia ông cụ còn có thể chống lại cảm giác cô đơn đó bằng cách cầu kinh và nhiều lần đi săn về ông cụ thường cầu đi cầu lại một bài kinh là như thế ông cụ cảm thấy dễ chịu hơn nhưng từ ngày có phong trào đến giờ ông cụ không cầu kinh một lần nào nữa ông cụ thấy nhớ những bài kinh nhưng lại nghĩ rằng nếu mình mà đọc kinh thì không tốt và là giả dối và ông cụ không muốn cầu mong ơn huệ hay là một sự đối đãi nào khác mọi người không ông cụ nghĩ mình chỉ có một mình nhưng tất cả những người lính vợ của tất cả những người lính và tất cả những ai đã mất gia đình họ hàng đều thế cả mình không còn vợ nhưng mình rất bằng lòng là vợ mình đã chết trước khi có phong trào nếu không thì mụ không thể nào hiểu được mình không có con và sẽ không bao giờ có con nữa ban ngày khi không có việc làm mình cảm thấy cô độc nhưng tối đến thì thật lại càng cô độc hơn nhưng mình có một điều mà không ai không một chúa trời nào có thể cướp đi được đó là mình đã phục vụ tốt cho chế độ cộng hòa mình đã tích cực hoạt động cho những cái tốt đẹp mà sau này chúng ta sẽ chia sẻ với nhau mình đã hoạt động hết sức mình ngay từ ngày đầu của phong trào và chưa hề làm cái gì đáng phải xấu hổ mình chỉ tiếc có một điều đó là việc giết người. Nhưng chắc chắn là sẽ có dịp để giải tội đó. Vì rằng đối với một tội lỗi mà biết bao người đã phạm vào như vậy, chắc chắn là phải tìm ra một cái gì để chuộc lại cho xứng đáng. Mình cũng muốn làm chuyện đó với anh Ingalls, nhưng có thể anh ta còn trẻ, không hiểu được. Anh ta đã nói đến chuyện giết người trước, hay là mình đã nói đến trước? Chắc là anh ta đã giết nhiều người rồi nhưng anh ta có vẻ không thích việc đó những kẻ nào mà thích việc đó trong người họ thế nào cũng có cái gì thối nát ông cụ nghĩ cái đó quả thật là một tội lớn vì rằng chắc chắn đó là việc duy nhất mà chúng ta không có quyền làm dù cho nó cần thiết như mình biết nhưng ở tây ban nha người ta làm việc đó quá dễ dàng nhiều khi thật không cần thiết dễ xảy ra những sự bất công mà sau này không thể nào sửa chữa được mình thật không muốn nghĩ đến cái đó nhiều quá ông cụ nghĩ mình muốn rằng có một sự giải tội gì đó có thể bắt đầu làm ngay được từ bây giờ vì rằng đó là hành động duy nhất trong cả đời mình làm cho mình mỗi khi có một mình lại cảm thấy khổ sở tất cả mọi điều khác đều có thể tha thứ được hoặc có thể chuộc lại bằng lòng tốt hay là bằng một lối đối xử đoan chính nào đó. Nhưng mình cho rằng việc giết người là một tội rất lớn, mình rất mong thanh toán nó ngay. Sau này có thể là sẽ có những ngày người ta làm việc cho nhà nước hoặc là một việc gì đó mà người ta có thể làm được để xóa bỏ cái đó đi. Rất có thể sẽ có một cái gì để trả món nợ đó, như thời xưa khi còn nhà chung ông cụ nghĩ và mỉm cười về mặt tội lỗi thì quả là nhà chung được tổ chức rất chu đáo ý nghĩ đó làm cụ thấy vui và ông cụ mỉm cười trong đêm tối vừa lúc đó robert jordan tới anh đến một cách lặng lẽ ông cụ không nhìn thấy anh cho đến lúc anh đến tận nơi hola cụ già Robert Jordan thì thầm và vỗ vào lưng ông cụ. Thế nào cụ? Lạnh lắm, Anselmo nói. Fernando đứng cách xa hai người một chút, lưng quay về hướng tuyết bay. Về thôi, Robert Jordan thì thầm. Về trại sưởi đi thôi, để cụ ở đây lâu như thế thật là có tội. Kia là ánh lửa của chúng nó. Anselmo chỉ. Tên lính gác đứng đâu? đứng đây không nhìn thấy được. Nó đứng ở bên kia chỗ ngoặt. Kể thay chúng nó. Về trại, cụ sẽ kể cho tôi biết. Chúng ta đi về thôi. Để tôi chỉ cho anh. Anselmo nói. Sáng mai tôi sẽ ra xem. Này, cụ uống một hớp đi. Anh đưa cho ông cụ chai rượu của anh. Anselmo nghiêng chai uống một ngụm. Ai chà, ông cụ nói và chùi miệng. Như lửa vậy. Về thôi. Robert Jordan nói trong đêm tối. Ta đi thôi. Trời tối đến nỗi chỉ còn thấy những bông tuyết bay qua và dệt đen thẳng của những thân cây thông. Fernando đứng ở trên sườn núi, phía trên một chút. Hãy trông anh chàng da đỏ vẽ trên hộp xì gà kìa. Robert Jordan nghĩ, có lẽ mình cũng nên mời hắn uống một hớp chăng. Này, Fernando! Anh gọi và lại gần hắn làm một hớp chứ. Không. Fernando nói, "Cảm ơn." "Chính mình cảm ơn mới phải." Robert Jordan nghĩ. Mình rất bằng lòng là anh chàng da đỏ của hộp xì gà này không uống, chẳng còn lại được bao nhiêu. Mình thấy ông cụ mình rất vui." Robert Jordan nghĩ. Anh nhìn Anselmo rồi lại vỗ vào lưng ông cụ trong lúc họ bắt đầu leo núi. Tôi thấy cụ rất vui cụ già khi nào tôi buồn thì cứ trông thấy cụ là tôi lại vui lên nào ta leo lên đi về họ leo lên núi trong tuyết vẫn đang rơi ta trở về lâu đài của pablo đi robert jordan bảo anselmo nói bằng tiếng tây ban nha câu đó nghe rất hay lâu đài của sợ hãi anselmo nói hang của những quả trứng đã mất Robert Jordan vui vẻ nhắc lại. Trứng gì? Fernando hỏi. Nói đùa đó thôi, đó chỉ là một câu nói đùa, không phải là trứng đâu. Anh hiểu chưa? Nói anh em ở nhà đó. Nhưng tại sao lại mất? Fernando hỏi. Không biết. Robert Jordan nói. Dỡ sách ra mà tìm. Hỏi Bila đó. Rồi anh hoàng giai Ansenmo ôm chặt lấy ông cụ vừa đi vừa lắc ông cụ này anh nói tôi thấy cụ tôi rất vui cụ nghe chưa cụ không hiểu được ở cái xứ này mà tìm thấy một người vẫn ở nguyên tại chỗ đã định có ý nghĩa như thế nào dám chỉ trích xứ này như vậy chứng tỏ là anh đã có một sự thân mật và tin cậy lớn tôi thấy anh tôi cũng rất vui Sen Mo nói nhưng tôi sắp sửa bỏ về rồi đó tất nhiên là đáng lẽ cụ phải về rồi robert jordan vui mừng nói nếu không thì cụ chết cống mất tình hình ở bên kia thế nào anh xin mô hỏi tốt lắm mọi việc đều rất tốt anh sung sướng một niềm sung sướng đột ngột và hiếm có ở người chỉ huy một đội quân cách mạng sung sướng khi thấy rằng một cánh quân bên sườn của mình vẫn giữ vững nếu cả hai bên sườn đều vững cả thì có lẽ lại là quá nhiều anh nghĩ không biết ai có đủ khả năng chịu đựng nổi điều đó không bất cứ một cánh quân bên sườn nào nếu cứ tính mãi thì cuối cùng cũng chỉ là một người phải một người đó không phải là một định lý mà anh thích nhưng đây là một người tốt một người tốt cụ sẽ là cánh quân ở sườn bên trái khi chúng ta giao chiến anh nghĩ Tốt hơn là tôi không nói cho cụ biết dội sẽ có một trận chiến đấu rất nhỏ. Anh nghĩ, nhưng đó sẽ là một trận đánh hết sức hay. Ừ, mình vẫn mong có được một trận đánh do chính mình chỉ huy. Mình thường hay có ý kiến về những khuyết điểm trong những trận đánh của người khác. Kể từ trận Achin Cua trở đi, mình cần phải đánh trận này thật tốt. Sẽ là một trận đánh nhỏ thôi, nhưng thật đặc biệt. Nếu mình làm được những điều mình cho là sẽ phải làm thì trận đánh chắc chắn sẽ rất đặc biệt. Này, tôi thấy cụ, tôi rất vui. Tôi thấy anh, tôi cũng rất vui." Ông cụ nói. Trong khi họ leo lên đồi trong đêm tối, gió thốc vào lưng họ và cơn bão thổi tơi bời lúc họ đang leo. Anselmo không còn thấy cô đơn nữa. Từ lúc anh ingos dỗ vào vai cụ ông cụ không còn thấy cô đơn nữa. Anh Ingalls có vẻ sung sướng và bằng lòng. Hai người đã nói đùa với nhau. Anh ta bảo là mọi việc đều tốt và anh ta không có gì lo lắng. Hớp rượu uống vào lúc nãy làm cho ông cụ thấy ấm bụng và bây giờ leo lên núi chân ông cụ cũng nóng lên. Trên đường không có gì mấy. Ông cụ bảo anh Ingalls, tốt cụ sẽ cho tôi xem khi nào chúng ta về tới nhà lúc này anselmo thấy sung sướng và rất bằng lòng là mình đã ở địa điểm quan sát robert jordan đang suy nghĩ nếu ông cụ trở về trại thì cũng được thôi đó là một hành động thông minh và đúng cần phải làm trong hoàn cảnh này nhưng ông cụ đã ở lại theo đúng như lời mình dặn robert jordan nghĩ đó là điều hiếm có nhất ở nước tây ban nha này ở lại trong bão tuyết về một phương diện nào đó mà nói có nhiều ý nghĩa không phải vô cớ mà người đức dùng chữ bão táp để chỉ một cuộc tấn công chắc chắn là mình có thể có được độ hai người nữa cũng sẽ ở lại chắc chắn là có thể không biết fernando sẽ có ở lại như vậy không rất có thể dẫu sao thì chính hắn là người lúc nãy đã đề nghị đi tìm liệu hắn có ở lại không liệu có khá được đến như thế không hắn cũng khá bướng bỉnh đấy mình sẽ phải điều tra mới được không biết cái anh chàng da đỏ vẽ trên nắp hộp xì gà này đang nghĩ gì bây giờ anh đang nghĩ gì đó fernando robert jordan hỏi tại sao anh lại hỏi vì tò mò tôi là một người rất tò mò tôi đang nghĩ đến bữa ăn tối fernando nói anh có thích ăn không có thích lắm. Pila nấu ăn thế nào? Trung bình. Fernando trả lời, hắn là một culiser thứ hai, Robert Jordan nghĩ. Nhưng anh biết không, mình có cảm giác là hắn sẽ ở lại đấy. Ba người hì hục leo lên đồi trong bão tuyết. Chương 16 Ensodo vừa ở đây, Pila bảo Robert Jordan, họ từ ngoài bão tuyết bước vào trong hang ấm áp đầy khói. Và người đàn bà đã gật đầu ra hiệu cho Robert Jordan lại gần mụ. Hắn đã đi tìm ngựa. Tốt, ông ấy có dặn lại gì tôi không? Chỉ bảo là hắn đi tìm ngựa. Thế còn chúng ta? Không biết. Mụ nói. Trong đó nó kìa. Lúc này Robert Jordan đã trông thấy Pablo và Pablo đã mỉm cười với anh. Bây giờ anh nhìn hắn đang ngồi ở bàn ăn và giãy tay mỉm cười với hắn. Ingos, Pablo gọi. Tuyết vẫn rơi đấy, Ingos. Robert Jordan gật đầu. Để em tháo giày của anh đem hông cho khô nhé, Maria nói. Em sẽ treo giày vào chỗ khói bốc lên đây này. Cẩn thận đừng có để cháy giày đấy. Robert Jordan bảo cô anh không muốn phải đi chân đất ở đây đâu cái gì thế anh quay lại pila hội nghị à chị có để ai gác ở ngoài không trong bão tuyết này đó hả có sáu người đàn ông ngồi ở bàn lưng dựa vào tường anselmo và fernando hãy còn vụ áo cho hết tuyết đập quần và chùi chân vào vách ở gần cửa để em cởi áo cho anh maria nói đừng để tuyết tan trên áo Robert Jordan trục áo ra, phủi tuyết ở quần và cởi giày. Anh làm ướt hết cả ở đây thôi. Pila nói. Tại chị gọi tôi lại đó chứ. Dù thế nào đi nữa vẫn không có gì ngăn cản anh quay ra cửa mà vũ quần áo. Xin lỗi. Robert Jordan nói và đi chân không trên nền nhà bẩn thiểu. Tìm cho anh đôi bít tất, Maria. Ông chúa và ông chủ. Pila nói và đút một thanh củi vào lửa phải biết lợi dụng cơ hội chứ robert jordan bảo mụ khóa rồi maria nói chìa khóa đây và anh tung chiếc chìa khóa lại chìa này không vừa cái túi này cái túi kia để ở trên cùng bên cạnh đó cô gái tìm thấy đôi tất đẩy chiếc túi khóa lại rồi đem đôi tất với chiếc chìa khóa đến anh ngồi xuống đi bít tất và xoa mạnh chân vào cô nói robert jordan mỉm cười với cô em không lấy tóc lau khô cho anh được hả anh nói to cho pila nghe thấy đùa con lợn mụ nói lúc nãy hắn làm ông chúa lâu đài bây giờ thì hắn làm cả cựu chúa trời maria phan cho hắn một thanh củi chớ robert jordan bảo mụ tôi nói đùa đó vì tôi rất sung sướng anh sướng à phải tôi thấy mọi việc đều rất ổn Roberto, Maria nói, anh ngồi xuống lau khô chân đi, để em đi lấy cái gì anh uống cho ấm. Làm như con người này chưa ướt chân bao giờ. Bila nói, như là chưa bao giờ có tuyết rơi ấy. Maria mang một tấm da cừu đến, đặt xuống nền đất bẩn trong hang. Đây, anh để chân lên đây chờ cho giày khô. Tấm da cừu vừa mới phơi khô, chưa thuộc, và khi Robert Jordan dẫm hai chân đã đi tất lên, anh nghe thấy tấm da kêu răng rắc như một mảnh da giấy thuộc. Bếp khói um lên. Bila gọi Maria. Thổi lửa lên, đồ vô tích sự. Đây không phải là một nhà hung khói. Chị đi mà thổi lấy. Maria nói. Em còn đang tìm cái chai của Esado để lại. Ở sau những chiếc ba lô của ảnh. Bila nói. Làm gì mà cô phải săn sóc đến anh ta như một đứa trẻ con còn đang bú thế? Không phải. Maria nói săn sóc như một người đang bị lạnh và ướt một người vừa mới về đến nhà mình đây rồi cô mang cái chai lại chỗ robert jordan ngồi đây là cái chai trưa hôm nay có thể dùng chai này là một cái đèn rất đẹp khi nào chúng ta lại có điện đem cái chai này dùng làm đèn thì đẹp biết mấy cô ngắm nghía cái chai thắt cổ bồng roberto anh uống cái này thế nào anh tưởng rằng anh là ingo mà robert jordan bảo cô trước mặt người khác thì em gọi anh là roberto cô khẽ nói và đỏ mặt anh muốn uống thế nào roberto roberto pablo lè nhè nói và hất đầu về phía robert jordan ngài muốn dùng thế nào ngài roberto anh có muốn uống không robert jordan hỏi hắn pablo lắc đầu tôi đang say với rượu vang hắn nói một cách trịnh trọng Thế thì đi với Bắc Quýt. Robert Jordan nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Bắc Quýt là ai? Pablo hỏi. Bạn của anh đó. Tôi chưa nghe thấy nó đến nó bao giờ cả. Pablo lè nhè. Chưa nghe thấy nó đến nó ở vùng núi này bao giờ cả. Em rót cho cụ anh xin mua một chén. Robert Jordan bảo Maria, cụ ấy mới là người bị lạnh. Anh đã đi đôi tất khô và rượu whisky pha với nước trong chén thật là dịu, làm ấm người một cách nhẹ nhàng, nhưng nó không quặn lại trong người như rượu áp xanh. Anh nghĩ, không có gì bằng rượu áp xanh. Ai có thể tưởng tượng được ở đây lại có whisky? Anh nghĩ, nhưng cứ nghĩ cho kỹ thì ở Tây Ban Nha chính là La Ranza, là nơi có nhiều khả năng có của này nhất. Cứ thử tưởng tượng Do đi kiếm một chai cho tay đánh mìn đến thăm, rồi lại nhớ đem chai rượu xuống để lại đây. Cái đó không phải chỉ là kiểu cách xã giao. Xả giao thì phải đem rượu ra cùng uống với khách một cách trịnh trọng. Đó là lối người Pháp thường làm, và rồi họ sẽ dành chỗ rượu còn lại cho một dịp khác. Không, thực sự quan tâm đến cái thích của khách, rồi lại đem xuống cho khách thưởng thức trong khi chính bản thân mình thì đang mắc vào một công việc khiến cho mình có đủ lý do để không phải nghĩ đến một người nào khác ngoài mình ra và cũng không phải nghĩ đến một cái gì khác ngoài việc mình đang làm. Thì đó là lối Tây Ban Nha, đó là một kiểu của người Tây Ban Nha. Anh nghĩ thầm, nhớ mang rượu whisky tới, đó là một trong những lý do khiến anh yêu mến dân tộc này. Đừng có tiểu thuyết quá họ. Anh lại nghĩ, có nhiều loại người Tây Ban Nha, cũng như có nhiều loại người Mỹ, nhưng dẫu sao mang rượu whisky đến thì cũng là lịch sự lắm. "Cụ có thích rượu này không?" Anh hỏi Anselmo. Ông cụ đang ngồi bên bếp lửa, một nụ cười nở trên nét mặt, hai bàn tay to tướng bưng lấy cái chén. Ông cụ lắc đầu. "Không à." Robert Jordan hỏi. Cô bé đã đem đổ nước vào. Anselmo nói. Y như Roberto uống đó. Maria nói. Cụ khác người hay sao? Không. Anselmo nói. Không có gì khác cả. Nhưng tôi thích cảm thấy nó nóng bỗng lên khi uống vào trong bụng. Em đưa cái chén ấy cho anh. Robert Jordan bảo cô gái và rót cho cụ ấy một ít cái thứ nóng bỏng. Anh đổ chén rượu vào chén rượu của anh rồi đưa cái chén không cho cô gái maria cẩn thận rót rượu ở chai vào chén à anselmo cầm lấy chén ngửa cổ ra đằng sau và đổ chén rượu vào miệng ông cụ nhìn maria đứng cầm cái chai và nháy mắt với cô gái nước mắt trào cả ra đó ông cụ nói đó rồi ông cụ liếm môi đó mới là cái giết hết sâu bọ quấy trong bụng roberto Maria nói và lại gần anh. Tay vẫn cầm chai rượu. Anh đã muốn ăn chưa? Đã xong chưa em? Khi nào anh muốn ăn là có ngay. Thế còn các anh em đã ăn chưa? Tất cả đã ăn rồi. Chỉ còn có anh, của anh Senmo và Fernando thôi. Thế thì ta ăn thôi. Anh bảo cô. Còn em? Em sẽ ăn sau với Pila. Em ăn cùng với các anh bây giờ đi. Không, như thế không nên đâu. Cứ ăn đi. Ở nước Anh đàn ông không bao giờ ăn trước vợ mình cả. Đó là ở nước Anh, còn ở đây ăn sao thì hơn. Ăn với ảnh đi. Pablo ngồi ở bàn nhìn lên nói. Cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ, cùng chết với ảnh. Hãy theo phong tục của nước ảnh. Anh say rồi phải không? Robert Jordan đứng trước mặt Pablo hỏi hắn. Con người bẩn thiểu râu ria lởm chởm nhìn anh một cách vui thích. Phải, Pablo nói. Ingalls, nước của anh ở đâu mà đàn bà lại cùng ăn với đàn ông thế? Nước Mỹ, bang Montana. Có phải ở nước Anh, đàn ông cũng mặc váy như đàn bà không? Không, đó là xứ Scotland. Nhưng này, Pablo nói, khi mà anh mặc váy như thế, Ingalls, tôi không mặc váy. Robert Jordan nói, khi anh mặc váy như thế, Pablo nói tiếp: "Thì trong váy anh mặc cái gì?" "Tôi không biết người Scotland mặc cái gì." Robert Jordan nói: "Tôi cũng đã tự hỏi như thế đó. Không phải chuyện người Scots." Pablo nói: "Ai để ý đến bọn Scots chứ? Ai để ý đến một cái tên quái lạ như vậy? Tôi thì không đâu, tôi chẳng quan tâm gì đến. Tôi nói anh kia Ingos ở nước Anh, trong váy thì anh mặc cái gì? Tôi đã nói hai lần với anh rồi, rằng chúng tôi không mặc váy. Robert Jordan nói, kể cả khi say rượu hay trong lúc đùa nghịch, chúng tôi cũng không mặc. Nhưng trong váy của các anh kìa, Pablo cứ nhắc lại, vì ai ai cũng đều biết là các anh mặc váy, kể cả lính cũng mặc váy. Tôi đã xem ảnh và tôi cũng đã trông thấy họ ở gánh siết Bryser. Ingalls, trong váy thì anh mặc cái gì? Los Cotones, Robert Jordan nói. Anselmo phá lên cười và những người khác đang nghe cũng cười theo. Tất cả trừ Fernando. Nói cái chữ thô tục đó trước mặt phụ nữ làm hắn khó chịu. À, cái đó là tất nhiên rồi, Pablo nói. Nhưng tôi thấy hình như là nếu có Cotones thì các anh đã không mặc váy. Đừng để cho nó lại dở cái chuyện đó ra nữa, Ingos. Người mặt bẹt mũi gãy tên là Primitivo nói. Nó say đó. Này anh, ở nước Anh người ta chăn nuôi trồng trọt gì? Bò và cừu. Robert Jordan nói. Cũng có nhiều lúa và đậu. Và cũng có nhiều củ cải đường. Ba người mới về lúc nãy đã ngồi cả vào bàn. Và các người khác đều ngồi gần họ. Trừ có Pablo ngồi một mình trước một bát rượu vang Dẫn món thịt hầm như tối hôm qua Và robot Jordan đói nên ăn ngấu ăn nghiến ngon lành Ở nước Anh có núi không? Tên như thế là chắc chắn là có núi Primitivo lễ phép hỏi để khơi chuyện Hắn thấy ngượng vì sự say rượu của Pablo Có nhiều núi và rất cao Thế đồng cỏ chăn nuôi tốt chứ? Rất tốt Mùa hè thì có những cánh đồng cỏ chăn nuôi ở trên cao trong rừng thuộc chính phủ kiểm soát. Mùa thu thì đưa súc vật xuống dưới. Ở nước Anh nông dân có đất không? Phần nhiều đất đai là thuộc về những người làm ruộng. Khởi đầu thì đất đai là của nhà nước. Người nào sống trên một mảnh đất và làm giấy khai ý muốn chăm bón đất đai đó thì có quyền sở hữu tới 150 hecta. Anh kể cho tôi việc đó tiến hành như thế nào? Augustine hỏi đó là một cuộc cải cách ruộng đất có một vài ý nghĩa đấy robert jordan trình bày quá trình nhận quyền sở hữu ruộng đất trước đây chưa bao giờ anh nghĩ rằng đó là một cuộc cải cách ruộng đất thật là tuyệt primitivo nói vậy ra ở nước anh đã có chủ nghĩa cộng sản rồi à không việc đó tiến hành dưới chính thể cộng hòa đối với tôi augustine nói dưới chế độ cộng hòa có thể làm được mọi việc tôi thấy không cần phải một chính thể nào khác cả ở nước anh có bọn đại địa chủ không andret hỏi có nhiều thế thì chắc là có nhiều sự hà hiếp tất nhiên rất nhiều nhưng rồi các anh sẽ thủ tiêu những sự hà hiếp đó đi chứ chúng tôi đang cố gắng làm dần dần nhưng mà vẫn còn nhiều sự hà hiếp thế không có những đồn điền lớn cần phải phá vỡ ra à có nhưng mà có người cho rằng cứ đánh thuế là sẽ dở. Làm thế nào? Robert Jordan lấy mẫu bánh quệt bát thịt hầm và giải thích phương pháp đánh thuế lợi tức và đánh thuế thừa hưởng gia tài. Nhưng mà những đồn điền lớn vẫn còn, cũng đánh cả thuế đất nữa. Anh nói, nhưng chắc chắn là bọn đại địa chủ và bọn nhà giàu sẽ chống lại những thứ thuế đó. Tôi thấy những thứ thuế đó có tính chất cách mạng, rồi khi mà chúng nó thấy bị đe dọa chúng nó sẽ nổi loạn chống lại chính phủ y như bọn phát xít đã làm ở đây primitivo nói có thể thế thì các anh sẽ phải chiến đấu ở nước anh như chúng tôi chiến đấu ở đây phải chúng tôi sẽ phải chiến đấu nhưng ở nước anh bọn phát xít không có nhiều phải không có nhiều người không biết chúng nó là phát xít nhưng khi nào sự việc xảy đến thì rồi họ sẽ hiểu ra nhưng mà nếu chúng nó chưa nổi loạn thì các anh chưa có thể thủ tiêu được chúng nó phải không phải robert jordan nói chúng tôi chưa có thể thủ tiêu chúng nó được nhưng chúng tôi có thể giáo dục cho nhân dân biết sợ chủ nghĩa phát xít khi nó xuất hiện để đấu tranh chống lại anh có biết ở đâu không còn phát xít không andrade hỏi ở đâu ở thành phố của pablo đó andrade nói và mỉm cười anh có biết chuyện đã xảy ra ở làng đó không? Primitivo hỏi Robert Jordan. Có, tôi đã được nghe câu chuyện đó rồi. Nghe Pila kể phải không? Phải. Nghe cái mụ đàn bà ấy thì không biết hết được đâu. Pablo lè nhè nói. Vì rằng mụ đó không trông thấy đoạn kết thúc vì mụ đã ngã từ trên ghế xuống đất bên ngoài cửa sổ. Thế thì anh kể cho anh ấy nghe đi. Pila nói tôi đã không biết chuyện thì anh kể đi. Không, Pablo nói, tôi chưa bao giờ kể chuyện đó. Phải, Pila nói, và anh cũng sẽ không bao giờ kể chuyện đó. Và bây giờ thì anh còn muốn là không có chuyện đó nữa kìa. Không, Pablo nói, không đúng. Nếu tất cả mọi người đều giết bọn phát xít như tôi đã làm, thì chúng ta sẽ không có cuộc chiến tranh này. Nhưng tôi không muốn gì đó xảy ra như nó đã xảy ra. Sao anh lại nói thế? Primitivo hỏi hắn. Anh đã thay đổi chính kiến rồi hay sao? Không, nhưng việc đó là giả mang. Pablo nói. Thời kỳ đó tôi rất giả mang. Còn bây giờ thì đang say rượu. Pila nói. Vậy, Pablo nói. Xin phép bà. Khi anh giả mang tôi thích anh hơn. Người đàn bà nói. Thằng say rượu là thằng tồi tệ nhất tất cả thằng ăn cắp khi nó không ăn cắp thì nó cũng giống như mọi người khác thằng lừa đảo không lừa đảo ở nhà nó kẻ giết người khi ở nhà có thể rửa sạch tay nhưng thằng say rượu thì hôi thối nồng nặc và mửa cả ra giường của nó và tiêu tan cả ruột gan vào rượu mụ là đàn bà mụ không hiểu được pablo bình thản nói tôi say rượu gan và nếu như không có cái bọn đã bị tôi giết thì tôi rất sùng sướng bọn nó làm cho tôi buồn lắm hắn lắc đầu một cách rầu rĩ rót cho hắn một ít rượu của sodo mang đến pila nói cho hắn cái gì cho hắn tỉnh táo lên hắn ủ rủ thế kia không thể nào chịu được nếu tôi mà có thể làm cho chúng nó sống lại được thì tôi sẽ làm ngay pablo nói cút đi augustine bảo hắn ở đây là cái chỗ nào thế này tôi sẽ làm cho tất cả chúng nó sống lại. Pablo buồn bã nói. Tất cả. Khốn kiếp. Augustine hét vào mặt hắn. Im ngay đừng có nói như thế nữa, nếu không thì cút ra ngoài kia. Những đứa mày đã giết chính là bọn phát xít. Các anh đã nghe thấy tôi nói đó. Pablo nói, tôi muốn làm cho tất cả chúng nó sống lại. Để rồi anh sẽ làm phép đi cả trên mặt nước cái gì, Pila nói, cả đời tôi chưa thấy một người đàn ông nào như thế này. Cho đến ngày hôm qua, anh hãy còn giữ lại một đôi chút tính chất của một người đàn ông. Đến hôm nay thì chẳng còn được đủ để thành một con mèo ốm. Thế mà vẫn thích thú với cái sự đồi bại của mình. Đáng lẽ chúng ta phải giết hết tất cả chúng nó hoặc không giết một đứa nào cả. Pablo gật cù. Giết tất cả hay là không giết một đứa nào? Này Ingos, Augustine nói, làm thế nào mà anh lại đến Tây Ban Nha? Mặc kệ thằng Pablo, đừng để ý đến nó, nó say đó. Tôi sang Tây Ban Nha lần đầu tiên cách đây 12 năm để học tiếng Tây Ban Nha và nghiên cứu về đất nước này. Robert Jordan nói, tôi dạy tiếng Tây Ban Nha tại một trường đại học. Trong anh chẳng giống một giáo sư mấy. Primitivo nói, hắn không có râu. Pablo nói, nhìn hắn xem hắn không có râu, có thật anh là giáo sư không? một giảng viên phụ đạo, nhưng anh dạy học chứ? phải. nhưng tại sao lại dạy tiếng Tây Ban Nha? Andrés hỏi. sao không dạy tiếng Anh có phải dễ hơn không? vì anh là người Anh mà. anh ấy nói tiếng Tây Ban Nha thạo như chúng ta. Anselmo nói. tại sao ảnh lại không dạy được tiếng Tây Ban Nha? phải rồi, nhưng một người ngoại quốc lại đi dạy tiếng Tây Ban Nha thì về một mặt nào đó là kiêu căng tự phụ. Fernando nói, tôi không có ý đã kích anh đâu, Đông Roberto à. Hắn là một giáo sư giả hiệu. Pablo nói có vẻ rất thích thú với mình. Hắn không có đâu. Chắc chắn là anh biết tiếng Anh giỏi hơn. Fernando nói, vậy tiếng Anh có phải là hơn, dễ hơn và rõ hơn không? anh ấy không dạy tiếng tây ban nha cho người tây ban nha pila bắt đầu can thiệp tôi mong là không fernando nói để người ta nói hết đã nào đồ con lừa pila bảo hắn anh ấy dạy tiếng tây ban nha cho người mỹ người bắc mỹ thế họ không biết nói tiếng tây ban nha fernando hỏi người nam mỹ họ nói được đấy đồ con lừa pila nói anh ấy dạy tiếng Tây Ban Nha cho người Bắc Mỹ nói tiếng Anh. Dù thế nào đi nữa, thì tôi vẫn cứ cho là ảnh dạy tiếng Anh vẫn dễ hơn nếu đó là thứ tiếng ảnh nói. Fernando nói, Thế anh không nghe thấy ảnh nói tiếng Tây Ban Nha hả? Pila lắc đầu với Robert Jordan, tỏ vẻ thất vọng. Có, nhưng vẫn pha giọng. Pha giọng ở đâu? Robert Jordan hỏi. Pha giọng dùng Extremadura. Fernando rụt rè nói. Mẹ ơi! Pila nói. Người chứ ngợm. Có thể. Robert Jordan nói. Tôi ở vùng đó đến đây. Hắn đã biết rõ thế rồi. Pila nói. Này, đồ gái già. Mụ quay lại bảo Fernando. Ăn đã đủ chưa? Tôi còn có thể ăn được nữa nếu còn. Fernando bảo mụ. Và mong anh đừng nghĩ rằng tôi có ý muốn nói xấu gì anh đông roberto cức augustine thản nhiên nói và cức nữa có phải chúng ta là cách mạng để gọi một đồng chí là đông roberto đâu đối với tôi thì làm cách mạng là để mọi người gọi nhau tất cả là đông fernando nói dưới chế độ cộng hòa đáng lẽ phải như thế cức augustine nói cức lắm nhưng tôi vẫn cho rằng đông roberto dạy tiếng anh thì dễ hơn và rõ hơn trong roberto không có râu pablo nói hắn là một giáo sư giả mạo anh bảo tôi không có râu là anh có ý muốn nói gì robert jordan nói thế cái gì đây anh xoa cầm và má anh lởm chởm râu màu vàng que đã ba ngày không cạo không phải là râu pablo nói hắn lắc đầu thế không phải là râu lúc này hắn có vẻ vui hắn là một giáo sư giả mạo cất tất cả augustine nói ở đây thật cứ như là một nhà thương điên vậy anh cần phải uống rượu pablo bảo hắn đối với tôi mọi việc đều bình thường cả thôi trừ cái việc đông roberto không có râu maria lấy tay xoa má robert jordan anh ấy có râu đó chứ cô bảo pablo cô thì hẳn là phải biết rồi pablo nói và robert jordan nhìn hắn mình không cho là hắn say rượu đến thế robert jordan nghĩ không không say đến thế đâu và mình cần phải đề phòng cẩn thận mới được này anh bảo pablo theo ý anh liệu tuyết như thế này có lâu không anh nghĩ thế nào tôi hỏi anh mà hỏi người khác đi Pablo bảo anh, tao không phải là cơ quan thông tin của mày. Mày có giấy tờ của cơ quan thông tin của mày đó. Hỏi mụ ấy, mụ ấy chỉ huy mà. Tao hỏi mày kìa. Cút đi. Pablo bảo anh, cả mày lẫn mụ đàn bà và đứa con gái. Nó say đấy. Primitivo nói, Ingos, đừng để ý đến nó làm gì. Tôi không cho là nó say đến thế đâu. Robert Jordan nói, maria đứng sau anh và robert jordan thấy pablo nhìn cô qua vai anh cặp mắt ti hí như mắt lương trên cái đầu tròn râu tóc lởm chởm đang nhìn cô gái robert jordan nghĩ mình đã từng biết nhiều tên giết người trong cuộc chiến tranh này và một vài tên trước kia nữa chúng nó đều khác nhau không có một nét điệu nào giống nhau cả mà cũng không có một kiểu sát nhân điển hình nào nhưng pablo thì quả thật là không đẹp tôi không tin là anh biết uống rượu anh bảo pablo và cũng không tin là anh say tôi say pablo nói một cách trịnh trọng uống rượu là thường say mới là quan trọng tôi rất say tao không tin là mày say robert jordan bảo hắn mày hèn nhát thì đúng hơn trong hang bỗng dưng im lặng đến nỗi anh có thể nghe thấy tiếng củi cháy xèo xèo trên bếp. Pila đang nấu ăn. Anh nghe thấy tiếng da cừu kêu răng rắc khi anh dẫm chắc hai chân lên trên. Anh tưởng chừng hầu như có thể nghe thấy được cả tuyết rơi bên ngoài. Anh không nghe thấy, nhưng anh có thể nghe thấy sự im lặng của tuyết đang rơi xuống. Mình muốn giết ngay nó đi cho xong chuyện, Robert Jordan đang nghĩ. Không biết nó sắp sửa định làm gì nhưng chắc chắn là không tốt. Ngày kia là đánh cầu rồi, mà thằng này thì xấu. Nó là một mối nguy hiểm đe dọa sự thành công của tất cả công việc. Phải hành động đi, hãy hành động cho xong đi. Pablo mỉm cười với anh và giơ một ngón tay dạch ngang cổ họng hắn. Hắn lắc đầu, cái đầu chỉ lắc đi lắc lại một chút trên cái cổ to và ngắn. Không đâu, Ingos. Hắn nói đừng có khiêu khích tôi. Hắn nhìn Pila và bảo mụ. Làm như thế này thì các người không khử được tôi. Đồ hèn nhát. Robert Jordan bảo hắn. Lúc này anh đã quyết định hành động. Rất có thể. Pablo nói. Nhưng tao không để cho ai khiêu khích đâu. Lấy gì mà uống đi. Ingos. Và báo cho mụ đàn bà đó biết là thất bại rồi. Cắm miệng đi. Robert Jordan nói tao khiêu khích mày cho riêng tao thôi. Mất công tôi thôi. Pablo bảo anh, tao không khiêu khích. Mày là đồ súc vật hiếm có. Robert Jordan nói, anh không muốn bỏ dở, không muốn trượt mất cơ hội một lần thứ hai nữa. Trong lúc nói anh biết rằng tất cả những điều này đã xảy ra trước đây rồi. Anh có cảm giác mình đang đóng một vai trò, đã học thuộc lòng trong một vở kịch mà anh đã đọc hoặc đã mơ thấy anh cảm thấy tất cả những cái đó quay cuồng như trong chóng. Đúng rồi, rất hiếm có. Pablo nói, rất hiếm có và rất say. Chúc sức khỏe anh, Ingos. Hắn dục cái chén chào bát rượu và dơ chén lên. Chào và hạ bộ. Robert Jordan nghĩ, thằng này rất lạ. Đúng, nó khôn và rất phức tạp. Tiếng thở của anh làm anh không nghe thấy tiếng lửa cháy nữa. Chúc sức khỏe của anh. Robert Jordan nói và dục chén vào bát rượu. Anh nghĩ sự phản bội sẽ không có nghĩa lý gì nếu không kèm theo tất cả những lời chúc tụng này. Vậy thì cứ chúc tụng đi. Salut. Anh nói. Salut và lại salut nữa. Anh nghĩ. Mày salut. Salut. Mày salut. Đồng Roberto, Pablo lè nhè nói. Đồng Pablo, Robert Jordan nói. Anh không phải là giáo sư gì cả. Pablo nói, là vì rằng anh không có râu, với lại muốn thủ tiêu tôi thì anh phải ám sát tôi, và anh không có đủ can đảm để làm việc đó. Hắn nhìn Robert Jordan, miệng miếm chặt, môi thành một dạch nhỏ như miệng một con cá. Robert Jordan nghĩ, với cái đầu kia thì trông nó như một con cá cưa khi bị bắt, thường nuốt hơi vào phòng mình lên. Salut Pablo Robert Jordan nói và nâng chén lên uống. Tôi học được ở anh rất nhiều. Tôi đang dạy giáo sư đó. Pablo gật gù. Lại đây, đồng Roberto, chúng ta sẽ là bạn với nhau. Chúng ta đã là bạn với nhau rồi. Robert Jordan nói. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ là bạn tốt với nhau. Chúng ta đã là bạn tốt với nhau rồi đó. Tôi đi khỏi chỗ này đây. Augustine nói. Đúng thật người ta thường bảo là ở đời này ai cũng phải ăn đến một tấn cái thứ đó. Nhưng lúc này thì mỗi bên tay tôi đã bị đúc nút đến 25 cân cái thứ đó rồi. Cái gì vậy già dạ đen? Pablo bảo hắn. Anh không thích thấy có tình bạn giữa Đông Roberto và tôi hả? Liệu cái miệng, anh đừng gọi tôi là da đen. Augustine đi lại gần hắn và đứng trước mặt Pablo, hai tay buông thõng. Người ta vẫn gọi anh như vậy mà. Pablo nói, nhưng mày không được gọi như vậy. À, thế thì da trắng vậy. Vậy cũng không được. Thế thì mày là cái gì, đó chăng? Phải, đỏ, Với ngôi sao đỏ của quân đội và tán thành chế độ Cộng hòa và tên tao là Augustine. Một nhà ái quốc ghê chưa kìa. Pablo nói, Ingos, anh hãy xem đó. Thật là một nhà ái quốc gương mẫu. Augustine lấy tay trái tác thật mạnh vào miệng Pablo. Hắn vẫn ngồi yên. Hai bên mép hắn nhoe nhoét rượu và nét mặt hắn không hề thay đổi nhưng Robert Jordan thấy cặp mắt hắn nhỏ lại, như đồng tử mắt mèo thu lại gần thành một dịch đứng thẳng dưới ánh nắng chói. Cả cái này nữa cũng không ăn thua gì đâu. Pablo nói, này mũ, đừng có trông cậy vào cái này. Hắn quay đầu về phía Pila. Tao không để ai khiêu khích đâu. Augustine lại đánh nữa. Lần này hắn lấy tay đấm vào miệng Pablo robert jordan cầm khẩu súng lục trong tay dưới bàn anh gạt cái nấc an toàn ra và lấy tay trái đẩy maria ra xa cô lùi ra một chút anh lại lấy tay trái đẩy mạnh vào mạng sườn cô làm cho cô lùi thật xa hắn ra lần này cô đi hẳn và anh liếc thấy cô men theo bờ tường đi về phía bếp lửa và bây giờ thì robert jordan chăm chú nhìn vào mặt pablo gã đầu tròn ngồi yên, dương cặp mắt ti hí nhìn Augustine. Hai con người hắn lúc này lại càng bé hơn nữa. Rồi hắn liếm môi, giơ một tay lên lấy mu bàn tay chùi miệng, cúi xuống nhìn và thấy có máu trên bàn tay. Hắn lấy lưỡi liếm môi rồi nhổ toẹt. Thế này cũng không được đâu. Hắn nói, tao không phải là một thằng ngốc, tao không khiêu khích. Đồ mộc sừng! Augustine nói hắn là mày biết cái đó pablo nói mày biết mụ ấy đấy augustine lại đấm vào mồm hắn pablo cười nhe cả hàm răng màu vàng súng và gãy miệng hắn thành một vệt đỏ lòm thôi đi pablo nói và với tay lấy một cái chén múc rượu trong bát ở đây không có đứa nào có can đảm để giết tao còn chơi cái trò thượng cắn chân hạ cắn tay này thì thật là xuống. Đồ hèn nhát, Augustine nói. Lời nói cũng vậy, không ăn thua gì đâu. Pablo nói và súc miệng bằng rượu kêu sùng sục. Hắn nhổ xuống đất. Tao không thèm để ý đến lời nói. Augustine đứng đó nhìn và chửi hắn. Anh ta nói thông thả, rõ ràng, cây độc kinh miệt và chửi rủa đều đều như thế anh ta đang lấy dĩa hất phân ở trên xe xuống để bón ruộng cả những cái đó nữa cũng không ăn thua gì đâu. Pablo nói. Thôi đi, Agustin, đừng có đánh tao nữa. Mày sẽ đau tay đó. Agustin quay người đi ra cửa. Đừng ra ngoài. Pablo nói. Ở ngoài đó tuyết đang rơi xuống. Ở trong này cho ấm. Mày mày Agustin ở cửa quay lại nói trút hết cả sự khinh bỉ vào một tiếng mày phải tao đây pablo nói khi chúng mày chết hết rồi thì tao sẽ vẫn còn sống hắn múc một chén rượu nữa và nâng chén lên về phía robert jordan chúc giáo sư hắn nói rồi quay về phía pila chúc bà chỉ huy rồi hắn chúc tất cả Chúc tất cả những kẻ ảo tưởng hảo quyền. Augustine bước lại gần hắn và lấy cạnh bàn tay đánh mạnh, chiếc chén trong tay hắn rơi xuống. Lãng phí, Pablo nói, thật là ngốc. Augustine dân tục với hắn. Không, Pablo nói và múc một chén rượu khác. Tao đang say đó, mày không thấy hả? Khi tao không say thì tao không nói chưa bao giờ chúng mày thấy tao nói nhiều như thế này nhưng một người thông minh đôi khi bắt buộc phải say để cho qua những giờ phút sống với bọn ngốc cút đi cái hèn nhát của mày pila bảo hắn tao đã biết quá nhiều về mày và sự hèn nhát của mày rồi cái mụ đàn bà này ăn nói mới hay chứ pablo nói tao đi ra ngoài xem ngựa đây đi mà ôm lấy ngựa agustin nói đó là một thói quen của mày chứ gì? không. Pablo lắc đầu nói. hắn lấy cái áo chăn to treo trên tường xuống và nhìn Augustine. mày, hắn nói. sao mày vũ phu thế? mày định đi xem ngựa làm gì? Augustine nói. xem chúng nó thế nào. Pablo nói. để mà ôm lấy ngựa thì có. Augustine nói. thằng mê ngựa. Tao rất yêu chúng nó. Pablo nói, ngay như nhìn đằng sau đích chúng nó còn đẹp và còn nhiều trí khôn hơn những loại người này. Chúc các người vui vẻ. Hắn nói và mỉm cười. Ingos, nói chuyện với chúng nó về cái cầu đi. Giải thích cho chúng nó biết nhiệm vụ của chúng nó là thế nào trong cuộc tấn công. Nói cho chúng nó biết rút lui thế nào sau khi đánh cầu rồi thì anh định đưa chúng nó đi đâu, Ingos? Anh đưa những nhà ái quốc của anh đi đâu? Tôi vừa uống rượu vừa suy nghĩ suốt cả ngày hôm nay rồi đó. Mày đã nghĩ gì? Augustine hỏi. Tao nghĩ gì hả? Pablo nói và lấy lưỡi liếm quanh bên trong môi. Việc gì đến mày? Cái điều mà tao nghĩ. Nói đi. Augustine bảo hắn nghĩ nhiều lắm. Pablo nói, hắn kéo cái chăn trùm lên đầu, đầu hắn tròn nhô lên trong nếp chăn màu vàng bẩn. Tao đã nghĩ nhiều lắm. Nghĩ cái gì? Augustine nói, nghĩ cái gì? Tao nghĩ rằng chúng mày là một bọn nuôi ảo tưởng. Pablo nói, dưới sự chỉ huy của một mụ đàn bà mà ốc thì để giữa hai đùi và một thằng ngoại quốc đến đây để phá hoại chúng mày. Cút ra ngoài kia." Pila hét lên, "Cút ra ngoài kia cho tuyết nó vui mày, đem cái sữa thối của mày ra ngoài kia, đồ chỉ chết vì ngựa thôi." Nói vậy mới là nói. Agustin nói với một giọng khâm phục nhưng lơ đãng. "Hắn có vẻ lo nghĩ." "Tao đi đây." Pablo nói, "Nhưng tao sẽ quay về ngay thôi." Hắn vén cái chăn che cửa hang bước ra ngoài, rồi từ cửa hắn gọi vào, "Ingos, tuyết vẫn rơi đó. Chương 17 Trong hang chỉ còn một tiếng động duy nhất là tiếng xèo xèo trên bếp lửa ở chỗ tuyết rơi qua lỗ hỏng từ trên mái xuống thang hồng. Pila, Fernando nói, còn thịt hầm không? Ồ, cầm cái miệng đi, người đàn bà nói nhưng maria đã cầm lấy bát của fernando đem lại gần chiếc nồi to đặt ghế bên bếp lửa và lấy môi múc vào bát cô đem cái bát vào đặt xuống bàn và vuốt ve vai fernando trong khi anh ta cúi xuống ăn cô đứng cạnh anh ta một lúc tay để trên vai anh nhưng fernando không nhìn lên anh ta còn để cả tâm trí vào bát thịt augustine đứng cạnh lửa những người khác đều ngồi cả Pila ngồi ở bàn đối diện với Robert Jordan. Ingalls, mụ nói, bây giờ thì anh đã thấy nó như thế nào rồi đấy. Liệu nó sẽ làm gì? Người đàn bà nhìn xuống bàn. Bất cứ cái gì, nó có thể làm bất cứ cái gì. <laughs> Khẩu súng mấy đâu? Robert Jordan hỏi. Ở góc kia, bọc trong cái chăn. Primitivo nói, anh có cần không? Lát nữa. Robert Jordan nói, tôi muốn biết nó để ở đâu thôi để kia primitivo nói tôi đã đem khẩu súng vào trong hang và đã bọc nó vào trong cái chăn của tôi để máy được khô ráo băng đạn ở trong cái túi này nó sẽ không làm cái đó đâu pila nói nó sẽ không làm gì đến khẩu súng đâu tôi tưởng chị vừa nói là nó có thể làm bất cứ cái gì mà nó có thể làm đấy mụ nói nhưng nó không biết dùng khẩu marquina nó có thể ném một quả bom vào đây như thế đúng kiểu của nó hơn không giết chết nó quả thật là một điều ngốc nghếch và một sự nhu nhược gã gipsy nói suốt buổi tối gã đã chẳng tham gia vào câu chuyện một chút nào cả đêm hôm qua đáng lẽ roberto đã phải giết nó rồi giết nó đi pila nói bộ mặt to bè của mụ tối sầm lại và có vẻ mệt nhọc bây giờ thì tôi tán thành trước đây tôi phản đối Augustine nói anh ta đứng trước lửa đôi tay dài buông thõng phía dưới hai lưỡng quyền có đám râu lởm chởm má hóp lại dưới ánh lửa bây giờ thì tôi tán thành hắn nói bây giờ thì nó đã trở nên nguy hiểm rồi và nó muốn cho chúng ta chết cả mọi người hãy nói cả đi Villa nói và giọng mụ mệt mỏi andrés thế nào giết nó đi người anh có bộ tóc đen mọc quá xuống trán thành một mũi nhọn nói và gật đầu eladio cũng thế người em nói theo ý tôi nó là một mối nguy hiểm lớn và nó chẳng được việc gì cả primitivo cũng thế fernando chúng ta có thể giam nó lại như một tên tù được không fernando hỏi ai sẽ canh gác thằng tù primitivo nói sẽ mất hai người để canh gác một thằng tù và cuối cùng thì chúng ta sẽ làm gì nó? Chúng ta có thể đem bán nó cho bọn phát xít. Gã Gipsy nói, không được. Augustine nói, không làm cái trò bẩn thiểu đó được. Đó chỉ là một ý kiến thôi. Gã Gipsy Raphael nói, tôi tưởng rằng bọn phát xít mà được nó thì chúng sẽ thích lắm. Thôi đi. Augustine nói, như thế bị ổi lắm. Cũng không bị ổi hơn Pablo đâu gã Gipsy thanh minh. Một sự bị ổi này không phải là cái cớ để làm một sự bị ổi khác. Augustine nói. Thế là xong, trừ ông cụ và anh Ingalls. Họ không can dự gì vào việc này. Pila nói, nó không phải là chỉ huy của hai người đó trước đây. Hãy khoan, Fernando nói, tôi chưa nói xong. Nói đi, Pila nói, cứ nói đi cho đến khi nó quay lại cứ nói đi cho đến khi nó quẳng một quả lựu đạn vào dưới cái chăn kia và làm cho tất cả cái chỗ này tung lên. Mình và tất cả mọi thứ. Pila, tôi cho là chị nói quá. Fernando nói, tôi không cho là nó có ý định đó đâu. Tôi cũng cho là thế. Augustine nói, vì rằng như thế thì sẽ nổ tung tất cả chỗ rượu này mà chỉ một lát nữa là nó sẽ quay về mò rượu thôi. Tại sao lại không đem nó cho Ensado và để Ensodo bán nó cho bọn phát xít. Raphael gợi ý, có thể làm cho nó mù đi thì sai khiến nó rất dễ. Cầm ngay. Pila nói, mày mà nói vậy thì tao cũng thấy có cái rất đáng để xử tội mày đó. Bọn phát xít chẳng mua nó đâu. Primitivo nói, đã có những đứa thử làm như thế rồi đấy. Chúng nó chẳng trả gì cả, mà chúng nó còn bắn cả mày nữa kìa. Tôi tưởng rằng nó bị mù rồi thì có thể bán lấy được ít nhiều chứ. Raphael nói, cầm đi. Pila nói, mày mà còn nói làm mù nữa thì tao sẽ cho mày theo thằng kia ngay. Nhưng Pablo nó đã chọc mù mắt bọn dân dễ bị thương. Gã Gipsy cố nói, chỉ quên rồi sao? Mày câm miệng đi. Pila bảo hắn, cái chuyện chọc mù mắt đó là mụ ngượng với Robert Jordan. Tôi chưa được phép nói hết. Fernando ngắt lời nói hết đi pila bảo hắn nói đi nói hết đi vì rằng thực tế không thể giữ pablo là một thằng tù được fernando bắt đầu và vì rằng đem bán nó đi là bỉ ổi nói cho xong đi pila nói trời ơi nói nhanh lên dù bằng bất cứ cách thương lượng nào fernando bình tĩnh nói tiếp nên tôi đồng ý rằng có lẽ tốt hơn hết là trừ khử nó đi để cho những kế hoạch đã dự định được đảm bảo tối đa về khả năng thành công pila nhìn con người bé nhỏ đó lắc đầu cắn môi không nói gì cả đó là ý kiến của tôi fernando nói tôi cho rằng chúng ta có lý do chính đáng để coi nó là một mối nguy hiểm cho nền cộng hòa trời đất pila nói ngay ở đây mà vẫn còn có đứa có thể làm cái trò quan liêu bằng miệng được về cả hai mặt lời nói và hành động mới đây của nó fernando nói tiếp và nếu như nó vẫn đang được biết ơn về những hoạt động của nó trong thời kỳ đầu của phong trào cho tới thời gian gần đây nhất pila đã đi lại phía bếp lửa lúc này mụ quay lại gần bàn fernando pila bình tĩnh nói và đưa cho hắn một cái bát ăn chỗ thịt hầm này đi theo đúng nghi thức nhét cho đầy miệng vào và đừng nói gì nữa chúng tôi đã rõ ý kiến của anh rồi nhưng thế thì thế nào primitivo hỏi và dừng lại không nói hết câu tôi sẵn sàng robert jordan nói tôi sẵn sàng làm việc đó vì bây giờ tất cả mọi người đã quyết định cần phải làm việc đó thì đó là một việc tôi có thể làm được cái gì thế này anh nghĩ mới nghe Fernando nói và mình đã bắt đầu nói như Fernando rồi. Cái kiểu nói đó chắc là hay lây. Tiếng Pháp là tiếng nói ngoại giao, tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan liêu. Không, Maria nói, không, đây không phải là việc của cô. Pila bảo cô gái, im cái miệng đi. Tôi sẽ làm việc đó đêm nay. Robert Jordan nói, anh thấy Pila nhìn anh, ngón tay để trên môi, mụ đang nhìn ra phía cửa. Cái chăn buộc ở cửa hang dán lên và Pablo thò đầu vào. Hắn mỉm cười với tất cả mọi người, chui qua cái chăn rồi quay người buộc cái chăn lại. Hắn quay lại đứng đó rồi kéo cái áo chăn qua đầu vũ cho tuyết rơi xuống. Anh em đang nói đến tôi đó hả? Hắn nói với tất cả mọi người. Tôi làm đứt quãng câu chuyện chăng? Không ai trả lời hắn hắn treo cái áo lên một cái móc ở tường và bước vào bàn. Thế nào? Hắn hỏi và cầm lấy cái chén không của hắn vẫn để trên bàn, dục vào bát rượu. Hết cả rượu rồi. Hắn bảo Maria, ra lấy một ít rượu ở cái bầu da đi. Maria cầm lấy cái bát, đi lại chỗ bầu rượu bằng da bụi bám đầy, nặng cân và đen xì bồ hóng, treo trên tường cổ dốc xuống đất Cô dặn cái nút ở một cái chân vừa đủ để cho rượu giọt ở bên cạnh nút vào bát. Pablo nhìn cô đang quỳ xuống nâng cái bát lên và nhìn dòng rượu đỏ chạy giọt vào bát mạnh đến nỗi rượu xoáy tròn trong bát. Cẩn thận đấy! Hắn bảo cô, bây giờ rượu đã xuống đến ngực rồi. Không ai nói gì cả. Hôm nay mình đã uống từ rốn đến ngực rồi. Pablo nói, đó là công việc của một ngày. Anh em làm sao thế? Mất cả lưỡi rồi à? Không ai nói một lời nào cả. Dặn chặt lại Maria. Pablo nói, đừng để rượu rớt ra. Rồi sẽ có khối rượu. Agustin nói, anh sẽ có đủ để mà say xưa. Thế là một người đã tìm thấy lưỡi của mình rồi. Pablo nói và gật đầu về phía Agustin, xin có lời khen ngợi. Tôi cứ tưởng anh bỗng dưng bị câm. Vì cái gì? Augustine hỏi. Vì tôi giàu. Mày tưởng cái việc mày giàu là quan trọng lắm hả? Hắn đang tự kích động lên đấy. Có lẽ thế. Robert Jordan nghĩ. Có thể Augustine sẽ làm cái việc đó. Chắc chắn là hắn khá thù ghét Pablo. Mình chẳng thù ghét gì nó. Anh nghĩ. Không, mình không thù ghét nó. Nó bị ổi nhưng mình không thù ghét nó. Tuy rằng việc nó chọc mù mắt bọn dân vệ đã xếp nó vào một loại đặc biệt. Dẫu sao thì đây cũng là cuộc chiến tranh của họ. Nhưng chắc chắn là trong hai ngày sắp tới không nên để nó lẫn quẩn quanh đây. Mình sẽ tìm cách không dính dáng gì đến việc này. Anh nghĩ mình đã gây lộn với nó một lần đêm nay rồi và mình hoàn toàn muốn khử nó đi. Nhưng mình sẽ không gây sự với nó trước và cũng không nên để cho xảy ra một cuộc đấu súng hay một chuyện lôi thôi gì khác ở đây với tất cả cái đống mìn kia pablo đã nghĩ đến cái đó chắc thế và lúc này mày có nghĩ đến cái đó không anh tự hỏi mình không mày đã không nghĩ đến và cả augustine cũng vậy nếu có gì xảy ra thì cũng là đáng đời mày anh nghĩ augustine anh nói cái gì Augustine khó chịu nhìn lên và quay đầu lại không nhìn Pablo nữa. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Robert Jordan nói. Lát nữa. Bây giờ. Làm ơn. Robert Jordan đã đi ra cửa hang và Pablo đưa mắt nhìn theo. Augustine người cao má hóp đứng dậy và đi lại phía anh. Hắn bước đi một cách miễn cưỡng và khinh bỉ. Anh đã quên trong những ba lô kia có gì à? Robert Jordan bảo hắn thật khẽ để không cho ai nghe thấy. Cứt thật, cứ quen đi rồi thế là quên mất. Tôi, tôi cũng quên. Cứt thật, Augustine nói. Sửa, chúng mình dạy thật. Hắn thông thả quay lại bàn và ngồi xuống. Uống một chén nào. Pablo, ông bạn già. Hắn nói, đàn ngựa thế nào? Tốt lắm. Pablo nói, tuyết cũng đang ngớt. Anh thấy liệu tuyết có ngừng hẳn không? Có. Pablo nói, tuyết đang ngớt đi, chỉ còn những bông tuyết nhỏ và rắn. Nó sẽ nổi lên, nhưng tuyết thì sắp hết. Gió đã đổi chiều rồi. Anh thấy liệu ngày mai trời có quang đảng không? Robert Jordan hỏi hắn. Có. Pablo nói, tôi tin là trời sẽ tạnh và quang đảng. Gió đang đổi hướng hãy nhìn nó kìa robert jordan nghĩ bây giờ nó lại thân thiện nó đã xoay chiều như gió vậy nó có bộ mặt và thân hình của một con lợn và mình biết là nó đã nhiều lần giết người vậy mà nó nhạy cảm như một chiếc phong vũ biểu tốt ừ anh nghĩ mà con lợn cũng là một con vật rất thông minh đó chứ pablo thù ghét chúng ta hoặc có lẽ chỉ thù ghét những dự định của chúng ta nó đã dùng chửi rủa đưa sự thù ghét đó lên tới một mức làm cho người ta phải sẵn sàng khử nó đi. Và khi nó thấy đã đạt tới mức đó thì nó liền thôi ngay để lại bắt đầu lại hoàn toàn khác hẳn. Anh bạn, công việc của chúng ta sẽ gặp tiết trời đẹp đấy. Pablo nói với Robert Jordan. Chúng ta, Pila nói, chúng ta, phải chúng ta. Pablo mỉm cười với mụ và uống một ít rượu. Tại sao lại không? Lúc tôi ra ngoài tôi đã suy nghĩ kỹ. Tại sao chúng ta lại không đồng ý với nhau được? Đồng ý về cái gì? Mụ đàn bà hỏi. Đồng ý về cái gì bây giờ? Về tất cả. Pablo nói. Về chuyện đánh cầu. Bây giờ thì tôi theo mụ. Bây giờ mày theo chúng tao à? Augustine nói. Mày đã nói thế mà bây giờ lại theo chúng tao à? Vãi, Pablo bảo hắn, thời tiết thay đổi, bây giờ tao theo mày. Augustine lắc đầu, thời tiết à? Hắn nói rồi lắc đầu, và sau khi tao đã đánh vào mặt mày. Vãi, Pablo cười với hắn, và lấy ngón tay xoa môi. Sao cả cái đó nữa? Robert Jordan chăm chú nhìn Pila. Mũ đang nhìn Pablo như nhìn một con vật kỳ quái trên mặt mụ vẫn còn đượm vẻ tối sầm lúc nãy khi nói đến câu chuyện chọc mù mắt mụ lắc đầu như để xua đuổi cái đó đi rồi hất đầu ra phía sau này mụ bảo pablo vì thế mụ mày làm sao thế chẳng làm sao cả pablo nói tao đã thay đổi ý kiến có thế thôi mày đã nghe trộm ở ngoài cửa mụ bảo hắn phải hắn nói nhưng không nghe thấy gì cả Mày sợ chúng tao giết phải không? Không. Hắn nói với mụ và nhìn chén rượu. Tao không sợ cái đó. Mụ biết đấy. Vậy thì mày làm sao mới được chứ? Augustine nói. Lúc thì mày say rượu rồi chửi bới chúng tao bỏ mặt công việc đang làm và nói đến cái chết của chúng tao một cách bần tiện rồi chửi phụ nữ và chống đối lại những cái sẽ phải làm. Lúc đó tao say. Pablo bảo hắn. Thế bây giờ, tao không say nữa pablo nói và đã thay đổi ý kiến rồi ai muốn tin mày thì tin chứ tao thì không đâu augustine nói tin tao hay không tùy mày pablo nói nhưng không ai có thể đưa mày đến redos như tao được redos hả đó là nơi duy nhất có thể đến được sau trận đánh cầu robert jordan nhìn pila và giơ cánh tay ở phía pablo không trông thấy khẽ đập đập vào tay bên phải mình một cách dò hỏi. Người đàn bà gật đầu rồi lại gật nữa. Mụ nói gì với Maria và cô gái đi đến bên cạnh Robert Jordan. Chị ấy bảo cố nhiên là nó đã nghe thấy. Maria nói vào tai Robert Jordan. Vậy thì Pablo này, Fernando trầm ngâm nói, bây giờ mày theo chúng tao và tán thành đánh cầu phải không? Phải, Pablo nói, hắn nhìn thẳng vào mắt fernando và gật đầu thật chứ primitivo hỏi thật đấy pablo bảo hắn mày cho rằng sẽ thành công chứ fernando hỏi bây giờ thì mày tin tưởng chứ sao lại không pablo nói thế mày không tin tưởng hay sao có chứ fernando nói nhưng tao thì bao giờ cũng tin tưởng tao đi ra ngoài đây augustin nói bên ngoài lạnh đấy. Pablo thân mật bảo hắn. Có thể. Augustine nói. Nhưng tao không thể ở lâu thêm trong cái nhà thương điên này được nữa. Đừng gọi cái hang này là nhà thương điên. Fernando nói. Một cái nhà thương điên cho những thằng điên giết người. Augustine nói. Và tao phải ra ngoài không thì chính tao cũng phát điên lên mất.